Tác phẩm Giã từ Vũ Khí Tác giả Ernest Hemingway Người đọc Mạc Di Thắng Quyền 1 Chương 1 Vào cuối hạ năm ấy, chúng tôi đóng quân trong một ngôi nhà ở một làng trông sang sông và trông sang cánh đồng bằng chạy dài đến chân núi lòng sông trong vắt nhiều sỏi đá cuội long lanh ngời dưới ánh nắng mặt trời và nước thì ngả màu xanh cuồn cuộn chảy trước nhà những đoàn quân tiến qua và làm tung bụi phủ lớp lớp lên lá thân cây cũng vướng đầy bụi năm ấy lá lại rộng sớm hơn mọi năm đồng thời chúng tôi lại thấy những đoàn quân tiến trên đường bụi lại bay lá lại rơi rụng theo gió đoàn quân tiếp tục đi để rồi sau đó con đường lại trở nên vắng vẻ và trắng phau dưới tàn lá cánh đồng ngập lúa ở đây có nhiều vườn cây xa tít chân trời là rặng núi trơ trọi ngả màu nâu trong rặng núi này chiến sự tiếp diễn và về đêm chúng tôi thấy được ánh lửa của trọng pháo trong đêm tối, ánh lửa lóe lên như sấm chớp ngày hè, nhưng đêm lại mát và không có cảm giác là lại sắp có cơn rông. Đôi khi trong đêm tối, chúng tôi nghe thấy tiếng binh sĩ qua nhà cùng những khẩu trọng pháo có máy kéo. Bàn đêm xe và người tấp nập. Trên đường, những con lửa mang những thùng đạn dược nặng chiếu hai bên hông. Cạnh những quân xa chở đầy người, và trong sự tấp nập ấy có nhiều xe khác phù bạt di chuyển chậm chạp ban ngày những cỗ trọng pháo được kéo đi toàn thân được ngụy trang bằng những cành lá xanh những xe kéo cũng được ngụy trang bằng dây nho và lá xanh bên này sông về phía bắc là một cánh rừng rẻ xa hơn nữa là một trái núi có lần giao tranh đã diễn ra để tranh giành ngọn núi này nhưng không có kết quả và về mùa thu khi mưa đến lá lại đổ cành cây rẻ và thân cây trơ trọi sậm đen vì mưa thu vườn nho cũng thưa lá trơ trội và cả đồng quê ướt át thâm nâu như tàn chết với mùa thu sương phủ trên sông mây quanh đỉnh núi trên đường thì nước bùn tung tóe theo bánh lăn của quân xa và đoàn binh sĩ choàng áo tơi cũng bị lấm láp ướt át súng của họ bị ướt và dưới áo tơi, họ đeo hai túi đạn ở dây thắt lưng và mang hai túi đạn bằng da màu xám đựng đầy băng đạn sáu năm ly làm áo tròn phòng lên khiến cho đoàn người đang đi trên đường giống như những người có mang sáu tháng rồi. Trên đường có những chiếc xe nhỏ màu xám chạy qua rất nhanh. Thông thường thì có một vị sĩ quan ngồi phía trước cạnh người lái và nhiều sĩ quan khác ngồi phía sau những chiếc xe nhỏ này lại làm bắn bùn nhiều hơn xe tải nếu có một sĩ quan nhỏ bé ngồi giữa hai vị tướng nhỏ bé đến nỗi ta không thấy mặt chỉ thoáng để chòm chiếc mũ kết cùng chiếc thắt lưng hẹp của ông và nếu chiếc xe đó đặc biệt chạy nhanh thì đó có thể là nhà vua ngài ngựa yudin và hàng ngày vi hành như vậy để xem tình hình chiến sự và tình hình thì ngày càng trầm trọng thì tiết trời sang đông, mưa càng rơi tầm tã ngày đêm và mưa đưa tới bệnh dịch thổ tả. May mà bệnh này đã bị chặn đứng lại được và sau cùng chỉ có bảy ngàn người bỏ mạng thôi. Chương 2 Năm sau, quân đội chiến thắng liên tiếp. Ngọn núi nằm bên kia thung lũng và trên sườn đồi cây rẻ đã bị chiếm giữ cũng chiến thắng cả ở phía bên kia đồng bằng, trên vùng cao nguyên chạy đến miền Nam. Tháng 8 thì chúng tôi qua sông, ngủ tại một căn nhà nhỏ ở Gorizia. Nhà này có một máy nước, có nhiều cây rậm rạp, mát mẻ, nằm trong một ngôi vườn chung quanh có vách tường bao bọc, và một dàn hoa nho nở tím cả một bên cạnh nhà. Lúc bây giờ, chiến trận xảy ra. Ở dãy núi bên kia, cách xa gần một dặm, Thành phố trông rất đẹp và ngôi nhà của chúng tôi cũng rất dễ chịu. Con sông chảy sau nhà và thành phố đã bị chiếm một cách dễ dàng, nhưng dãy núi nằm phía bên kia sông khó mà có thể chiếm được. Riêng tôi vui mừng khi thấy bọn áo tỏ vẻ muốn về thành phố một ngày nào đó nếu chiến tranh chấm dứt, bởi vì họ oanh tạc để phá hủy chọn thành phố mà chỉ vì mục tiêu chiến lược mà thôi dân chúng ở lại thành phố. Ở đây có bệnh viện, tiệm giải khát, cùng trọng pháo ở các góc phố. Vào cuối mùa hạ với những đêm mát trời, với những trận đánh trong đằng núi bên kia thành phố, với những thanh cầu mang nhiều vết đạn trái phá, với đường hầm sập cạnh con sông nơi xảy ra chiến trận, với cây cối bao bọc chung quanh công viên và con đường trồng cây chạy dài đến công viên, tất cả những cái đó với việc có gái chơi trong thành phố với việc hoàng thượng ngủ trong xe mà khi đi ngang qua xe không còn chạy mau nữa bây giờ người ta thỉnh thoảng thấy khuôn mặt chiếc cổ dài và râu xám giống như trỏm râu mọc lún phún dưới hàng con dê bao nhiêu thứ đó hợp cùng vẻ lạ kỳ ở bên trong của những ngôi nhà mà một vạt tường đổ vì đạn trái phá khiến cho vôi vứa gạch vụn đổ xuống vườn nhà và đôi khi ở cả ngoài đường cùng với chiến dịch may mắn ở các rô tất cả những điều đó đổi thay còn thì mọi việc bình thường làm cho mùa thu khác hẳn với mùa thu trước dù chúng tôi vẫn đóng ở miền quê và bộ mặt chiến tranh cũng thay đổi cánh rừng sồi trên ngọn núi phía sau thành phố đã biến đâu mất vào mùa hạ lúc chúng tôi tiến vào thành phố thì khu rừng còn xanh tươi nhưng giờ đây chỉ còn trơ lại mấy gốc cây cột ngổn, cùng những thân cây gãy đổ và mặt đất bị đào xới tung lên. Một hôm, vào cuối mùa thu, đến khu đường sồi ngày trước, tôi thấy một đám mây trên đỉnh núi. Mây kéo đến nhanh, khiến mặt trời chuyển thành màu vàng sậm. Cảnh vật nhuộm một màu xám ngắt và bầu trời phủ đầy mây. Mây xả xuống núi, rồi bất chợt bao quanh chúng tôi, và chúng tôi nhận ra đó là tuyết. Tuyết rơi lả tả theo chiều gió, hồ đầy mặt đất trơ trọi, những gốc cây nhô lên đen sậm. Tuyết bám vào súng và dần dần những lối mòn dẫn tới những chòi lá sau các chiến hào hiện ở trong tuyết. Sau đó, trở về thành phố, tôi ngắm tuyết rơi từ cửa sổ của căn nhà dành cho sĩ quan. Tôi nghỉ ở đó với một người bạn, ai cái ly, và một chai rượu Asti. Ngồi nhìn tuyết rơi chậm chạp, nặng nề. Chúng tôi biết rằng năm nay tình hình chiến sự thế là đã xong. Phía trên thành phố chưa kiểm soát được một ngọn núi nào hết. Ở bên kia sông cũng chẳng chiếm được ngọn nào cả. Việc ấy đành phải để sang năm vậy. Bạn tôi nhìn thấy cha tuyên úy bước rón đén trên đường bùn lầy để xuống phố. Thế vậy, bạn tôi bèn đập vào cửa sổ cho vị linh mục chú ý người ngước mắt nhìn lên thấy chúng tôi liền mỉm cười bạn tôi làm hiệu mời vào nhưng ông lắc đầu đi thẳng tối đó trong buổi ăn chung sau món mì ý ai nấy đều ăn một cách hối hả và nghiêm trang hoặc là họ dùng nĩa xúc mì lên để cho những sợi mì rời nhau ra từng sợi một gọn gàng rồi mới cho vào mồm hoặc là cứ đưa mì lên đút từ từ vào miệng chúng tôi tự rót rượu từ bình có lót đơm chung quanh bình để lòng trong một cái máng sắt ngón tay trỏ ấn cổ bình xuống là một thứ rượu vang đỏ tươi ngon lành chảy vào cái ly cũng cầm ở trong đó có người ở ngoài đi vào khi cánh cửa mở ra tôi nhìn thấy ngoài trời tuyết đang rơi và nói tuyết bắt đầu rơi Chắc là bây giờ sẽ không còn tấn công nữa. Chắc vậy. Viên thiếu tá đáp lại. Anh nên đi nghỉ phép. Anh uh, hãy đến uh, Naples, La Mã, Sicily. Nên đến uh, Amalfi. Viên trùng ý nói. Để tôi viết cho anh lá thư giới thiệu anh với gia đình ở Amalfi. Ở đó mọi người sẽ coi anh như con cái. Nên đi Palermo. Không, hắn phải đi Capri mới được. Tôi mong anh đến thăm gia đình tôi tại vùng núi Abrai. Tôi thì thích cho anh đi viếng Abruzzi và tham gia quyến ở Caprakota. Cha tuyên ý nói. Hãy để cha nói về Abruzzi. Nơi đó có nhiều tuyết hơn ở đây nữa. Hắn ta đâu có muốn thăm viếng những người dân quê. Nên để hắn đến những trung tâm văn hóa và văn minh. Hắn ta còn cần phải có gái đẹp nữa chứ. Để tôi cho nhiều địa chỉ ở thành phố Naples nơi có nhiều cô tuyệt đẹp mà đều có những bà mẹ đi kèm. <laughs> viên đại úy nói rồi xòe bàn tay ra, ngón cái đưa lên và những ngón kia xòe ra như khi ta làm hình bóng bằng các ngón tay rọi trên tường vậy. Trên tường in bóng bàn tay viên đại úy. Ông lại nói bằng thứ tiếng ý lóng. Khi anh ra đi thì anh bằng như thế này. Ông chỉ ngón tay cái. Khi trở về thì anh còn bằng thế này. Ông ta chỉ ngón tay út. Ai nấy đều cười ẩm lên. Xem này, đại ý nói tiếp. Ông lại xòe bàn tay ra nữa, và một lần nữa ngọn nến lại in bóng bàn tay ông lên tường. Đại úy bắt đầu đưa thẳng ngón tay cái lên, rồi gọi thứ tự năm ngón tay khởi sự từ ngón cái. Này là anh cả ngón cái, anh hai ngón trỏ, anh ba tức ngón giữa, anh tư ngón đeo nhẫn, và em út tức ngón út. Khi ra đi, anh bằng anh cả, khi trở lại thì anh cả chỉ còn là em út. Tất cả lại cười to lên. Viên đại úy có vẻ đang thành công với trò chơi các ngón tay. Anh nên đi nghỉ phép ngay là hay hơn, thiếu tá bảo tôi. Tôi thích đi cùng để hướng dẫn cho anh. Viên trung úy nói. Bao giờ về nhớ mang theo cái máy hát. Mang cả những đĩa nhạc ca kịch hay. Mang đĩa Caruso, hắn hát như sủa ấy. Cậu có ao ước được giống như Caruso không? Hắn đống. Tôi bảo hắn rống mà. Tôi thích anh đi Abruzzi, cha tuyển ý nói. Anh có thích dân cư ở đó, và tuy lạnh, nhưng quang đảng, khô ráo. Anh có thể ở gia đình tôi. Cha tôi là một thiên xạ nổi tiếng. Có tiếng người la lối phản đối, nhưng ông vẫn tiếp tục nói. Ở đó săn bắn rất tốt, rồi anh sẽ thấy thích dân chúng, và dù thời tiết lạnh, nhưng trời trong sáng và khí hậu khô anh có thể tạm nghỉ ở gia đình tôi. Cha tôi là một thiện xạ. Nào, ta đi thôi, vị đại úy nói. Chúng ta đến nhà thờ trước khi đóng cửa. Xin chào cha. À, tôi chào cha tuyên úy. Chào anh, vị tu sĩ đáp lại. Chương 3 Khi tôi trở lại mặt trận, thì chúng tôi vẫn còn đóng tại thành phố đó. Trong những vùng quanh đấy, người ta có đặt thêm nhiều đại bác và xuân đã đến. Cánh đồng xanh rờn, trên giàn nho đã có những mầm non nho nhỏ. Cây dọc theo đường bắt đầu trổ lọc và gió mát từ biển thổi vào. Tôi lại thấy thành phố với ngọn đồi xưa và tòa lâu đài cũ kỹ nằm trong một hẻm đất trên đồi với những rặng núi màu nâu thấm. Hai bên sườn đã có hơi điểm màu xanh non trong thành phố đã có thêm súng vài bệnh viện mới ngoài đường người ta gặp những người đàn ông thỉnh thoảng vài người đàn bà anh và thêm một vài ngôi nhà nữa mới bị bắn phá tiết trời ấm áp như mùa xuân tôi đi xuống con đường nhỏ đầy cây người tôi ấm lên nhờ ánh nắng phản chiếu trên tường tôi nhận thấy chúng tôi vẫn ở trong ngôi nhà cũ và mọi vật quanh tôi đều giữ y nguyên như khi tôi đòi chúng để ra đi cửa mở một anh lính ngồi trên chiếc ghế dài dưới ánh nắng mặt trời một chiếc hồng thập tự lưu động đang đợi ở cửa bên bên trong khi bước chân vào tôi ngửi thấy hơi lạnh ở sàn đá và mùi thuốc men bệnh viện tất cả vẫn nguyên như trước khi tôi ra đi chỉ trừ có điều bây giờ là mùa xuân tôi nhìn vào cửa của gian phòng lớn và thấy viên thiếu tá đang ngồi ở bàn viết, cửa sổ mở rộng, ánh sáng tràn vào căn phòng. Ông ta không thấy tôi, và tôi cũng không biết là mình nên vào để tường trình mọi việc với ông ta hay là nên đi thẳng lên gác trước để rửa ráy đá. Tôi quyết định lên gác trước. Cửa phòng của tôi ở chung với Trung úy Rinaldi, nhìn ra sân. Cửa sổ mở toang, giường tôi được trải một tấm nệm và đồ đạc của tôi thì treo trên tường. Chiếc mặt nạ phòng hơi ngạt, đựng trong một cái hộp sắt hình chữ nhật. Chiếc mũ sắt cũng treo cùng một chiếc giá trên tường. Chiếc đường của tôi nằm sát dưới chân giường và đôi ủng mùa đông, da dày bóng loáng vì dầu mỡ nằm trên đó. Kể súng tôi đoạt được của tên áo chuyên môn bắn trộm với nòng súng xám xanh hình bát giác, báng súng màu nâu sậm treo giữa hai chiếc giường. Tôi chợt nhớ ra chiếc ống rất hợp, khóa bỏ trong rương. Trung úy Rinaldi nằm nghỉ bên giường kia. Khi tôi bước vào phòng, anh thức dậy và ngồi nhòm dậy. Cha, anh nói, đi chơi thế nào? Tuyệt, chúng tôi bắt tay nhau. Anh choàng tay qua cổ tôi và hôn. Cậu bẩn thật. Anh bảo, tắm rửa cho sạch sẽ đi nhưng hãy kể liền bây giờ cho tôi nghe xem cậu đã đi những đâu và làm những gì nào tôi đi khắp nơi milano này florence la mã naples villa san giovanni messina tarmina cậu liệt kê như bảng chỉ dẫn xe lửa ấy cậu có nhiều chuyện phiêu lưu thú vị không có chứ ở đâu milano firenze rome napoli thôi đủ rồi nói rõ xem ở đâu hay nhất ở Milano. Vì uh, đó là nơi đầu tiên chứ gì? Cậu gặp nàng ở đâu? Ở Cova à? Cậu đi đâu? Và cảm thấy thú vị ra sao? Kể mau nghe coi, cậu có ở lại suốt đêm với nàng không? Có. Không đáng kể, hiện giờ ở đây chúng ta có nhiều gái đẹp, nhiều nàng mới chưa từng thấy ở mặt trận từ trước đến giờ. Tuyệt quá! À? Cậu không tin à? Chiều nay tớ sẽ đưa đi xem ngay. Trong thành phố còn có nhiều cô người Anh nữa. Tớ hiện đang yêu cô Buckley tớ sẽ giới thiệu cậu với cô ấy tớ sẽ cưới nàng thôi để tớ còn phải đi tắm rửa rồi lên trình diện giờ còn việc gì làm nữa không từ ngày cậu đi nghỉ phép đến nay chẳng có gì ngoài bệnh tê cóng nẻ vàng da lậu những vết thương tự gây ra sưng phổi và hạ cam cứng và mềm mỗi tuần lại có người bị những mảnh đá vỡ gây thương tích chỉ có một vài người bị thương thật sự tuần tới chiến tranh lại bắt đầu có thể thế, nghe cấp trên nói vậy. Sao, cậu bảo có nên cưới Bắc Ly không? Dĩ nhiên là sau chiến tranh kia. Được hẳn đi chứ, tôi vừa nói vừa đổ nước đầy bồn tắm. Đêm nay cậu hãy kể mọi việc cho tớ nghe nhé. đi bảo tôi, bây giờ tớ phải ngủ lại cho khỏe khoắn, tươi tỉnh để đến thăm nàng Bắc Ly chứ. Tôi cởi áo tràng và sơ mi rồi ngồi trong bồn nước lạnh tắm vừa lấy khăn kỳ cọ mình mẩy, Tôi vừa nhìn chung quanh gian phòng, nhìn ra cửa sổ rồi nhìn Rinaldi đang nằm dài trên giường, đôi mắt nhắm lại. Anh từ Amalfi đến, chạc tuổi tôi, đẹp trai. Anh rất yêu nghề giải phẫu và hai chúng tôi là đôi bạn chí thân. Khi tôi nhìn, anh mở mắt ra hỏi, Cậu có tiền không? Có, cho tôi vay 50 đồng lia. Tôi lau tay khô, rồi với lấy ví trong chiếc áo choàng treo trên tường. Rinaldi cầm lấy tiền gấp lại, rồi cứ nằm trên giường mà nhét tiền vào túi quần đùi ghét. Anh mỉm cười bảo, Tớ phải làm cho cô Buckley tưởng là giàu có mới được. Cậu là bạn trí thân của tớ, đồng thời cũng là vị cứu tinh của tớ về vấn đề tiền bạc. Thôi, yên đi, tôi bảo hắn. Đêm đó trong buổi ăn chung, tôi ngồi gần cha tuyên úy, ông ta tỏ vẻ thất vọng và bỗng nhiên cảm thấy bị chạm tự ái khi biết tôi không đi abruzzi ông đã viết thư cho cha ông biết tôi sẽ đến đó gia đình ông đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón tôi chính tôi cũng cảm thấy ân hận như ông nhưng tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại không đến abruzzi thực ra thì tôi cũng đã có ý định đi đến đó tôi cố gắng giải thích cho vị linh mục hiểu lý do thế nào mà định một đàng lại đi một nẻo sau cùng ông hiểu ra và biết rằng trong thâm tâm tôi rất muốn đi và mọi việc đều tạm ổn tôi đã uống nhiều rượu không kể cà phê và rượu strega tôi lè nè giải thích vì sao chúng tôi không làm những điều chúng tôi muốn làm chúng tôi không bao giờ làm như thế cả hai chúng tôi nói chuyện với nhau trong khi những người chung quanh thi nhau tranh luận thực ra tôi đã có ý định đi abruzzi tôi không thấy một nơi nào mà đường xá đóng băng cứng như sắt. Thời tiết thì lạnh, khô và tuyết vừa khô vừa nhẹ, rơi lấm tấm như bụi mù. Mà người ta thấy những vết chân thỏ đừng trên tuyết. Tôi chẳng đi đến nơi nào như thế cả. Ngoài những nơi quyện đầy khói thuốc của những quán rượu, những đêm khi gian phòng quay cuồng và phải nhìn vào tường để thấy nó dừng lại. Những đêm say mềm nằm trong giường thấy coi đời này chỉ có thế khi mình cảm thấy tỉnh táo lạ thường và chẳng biết mình nằm cạnh ai và trong bóng đêm mọi vật đều hư hư thực thực rồi bỗng nhiên mình lại quá lo lắng và ngủ thiếp đi để rồi sáng ra thức giấc với những ý tưởng lo lắng trở lại tất cả những gì đã xảy ra hôm qua đều biến đi đâu mất cuộc đời hiện ra với những đường nét rõ ràng sắc nhọn và đầy khó khăn hoặc đôi khi là một cuộc cãi nhau về giá cả cũng có lắm lúc lòng lại thấy thoải mái thích thú và ấm áp rồi đi ăn điểm tâm cơm trưa hoặc đôi khi quên hết mọi chi tiết nhỏ nhặt và sung sướng được đi dạo phố nhưng rồi một ngày khác lại bắt đầu và tiếp theo là đêm với cuộc sống không thay đổi tôi cố gắng nói lên sự khác biệt giữa ngày và đêm tôi muốn diễn tả cho mọi người biết đêm hơn ngày biết bao chỉ trừ khi nào ban ngày trong sáng và lạnh nhưng tôi không sao nói lên được điều ấy và bây giờ tôi cũng không sao diễn tả được cảm nghĩ đó nhưng ai cũng đã từng có ý nghĩ đó sẽ biết vị linh mục không hề có ý nghĩ đó như tôi nhưng ông ta đã hiểu được thực ra tôi đã có ý muốn đi abruzzi nhưng tôi không đi được Chúng tôi thì vẫn là bạn, với nhiều ý thích giống nhau, nhưng giữa chúng tôi đã có điểm khác nhau. Ông luôn luôn biết những điều mà tôi không được biết và những điều mà khi học tôi không thể nào nhớ nổi. Và dù sau đó có học lại đi chăng nữa, tôi cũng chẳng hề biết gì cả. Lúc này, tất cả đều dự bữa ăn chung. Khi ăn xong thì cuộc tranh luận lại tiếp tục. Hai chúng tôi ngừng nói chuyện vị đại úy lớn tiếng nói cha không được vui tôi vui chứ vị linh mục trả lời cha không vui cha muốn bọn áo thắng đại úy nói tiếp mọi người lắng tai nghe vị linh mục lắc đầu trả lời không cha muốn chúng tôi đừng bao giờ tấn công cả có phải rằng cha muốn chúng tôi đừng bao giờ tấn công địch không không phải thế chúng ta đánh nhau tôi nghĩ chúng ta đánh chứ ta phải tấn công cha tán thành đi chúng ta sẽ tấn công Cha tên ý gật đầu. Thôi, hãy để cha yên. Thiếu tá bảo, cha rất tốt. Và lại nữa, cha cũng không thể làm gì được trong cuộc chiến này. Viên đại úy nói. Tất cả chúng tôi đều rời bàn, đứng dậy. Chương 4 Sáng ra, tiếng đại bác ở vườn bên đánh thức tôi dậy. Và ánh nắng đã tràn vào phòng qua cửa sổ, tôi trỗi dậy ra khỏi giường đến bên cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài những con đường trải sỏi ẩm ướt cỏ xanh hãy còn đẫm sương đêm tiếng đại bác nổ hai lần và mỗi lần như thế khiến không khí chuyển động lay động cửa sổ và làm vạt áo ngủ của tôi bay phần phật tôi không thấy súng nhưng chắc là nó đang nhắm thẳng về hướng chúng tôi thật là khó chịu khi ở gần chúng nhưng cũng thật là hạnh phúc vì chúng không nổ to hơn nữa. Khi đưa mắt nhìn ra vườn, tôi nghe có tiếng ô tô rổ to ngoài đường. Tôi mặc quần áo, đi xuống dưới nhà, vào bếp uống thức cà phê rồi đi ra nhà xe. Mười chiếc xe đậu cạnh nhau dưới mái kho dài. Đó là những xe hồng thập tự đầu tròn và mũi nặng trịch sơn xám, giống như xe vận tải. Những người thợ máy đang làm việc trên một chiếc xe đậu trong sân ba chiếc khác được đưa lên trạm cấp cứu trên núi tôi hỏi người thợ này có bao giờ địch đã trọng pháo vào những khẩu đại bác của ta không thưa không vì những khẩu đại bác được ngọn đồi nhỏ che khuất còn mấy chiếc xe này thì như thế nào Nó cũng còn dùng tạm được chiếc này không được tốt nhưng những chiếc khác đều dùng được anh dừng tay và mỉm cười nhìn tôi ông đi phép về ạ à? phải anh chùi tay vào chiếc áo choàng ngoài rồi cười hỏi tôi. Ông nghỉ thoải mái chứ? Những người thợ khác cũng cười theo. Thoải mái lắm, tôi đáp. Còn chiếc xe này bị hỏng gì vậy? Nó chẳng dùng được, bị hỏng hết. Lần này làm sao? Phải thay xét măng ạ. À? Tôi để cho họ làm việc. Chiếc xe trông ảo não và trống rỗng. Đầu máy bị tháo ra từng mảnh nằm ngổn ngang trên chiếc ghế. Tôi đi vào để xem xe tất cả đều khá sạch sẽ, một vài chiếc vừa được lau chùi cẩn thận, còn những chiếc khác bám đầy bụi. Tôi xem xét kỹ những bánh xe để tìm những vết móp hay nứt, tất cả để trông có vẻ khả quan. Dĩ nhiên là dù tôi có đến đây xem chúng hay không, thì mọi việc cũng vậy thôi, chứ không có gì khác cả. Tôi đã tưởng tượng và cho rằng tình trạng của những chiếc xe này, việc sơ tán đều tùy ở tôi quả thật chúng tôi được phân công vận chuyển bình an các thương binh và các bệnh nhân ở các trạm cấp cứu chở họ từ trên núi đến trạm cứu thương địa phương rồi lại đưa họ đi đến các bệnh viện chỉ định sẵn trên thẻ của họ nhưng dĩ nhiên sự có mặt của tôi không cần thiết lắm tôi hỏi một trung sĩ cơ khí trung sĩ có gặp khó khăn gì về phụ tùng xe không thưa không ạ à? hiện kho xăng ở đâu dạ vẫn ở chỗ cũ À, vậy thì tốt lắm. Nói xong, tôi trở vào nhà uống thêm một ly cà phê ở bàn ăn chung. Cà phê có màu hơi sáng ngọt lịm sữa đặc. Ngoài cửa sổ, buổi sáng mùa xuân trông rất đẹp. Người ta sẽ có cảm giác khô ở mũi, thế có nghĩa là ngày sẽ nóng. Hôm đó tôi đi xem xét các trạm trên núi, và khi trở lại thành phố, trời đã xế chiều mọi việc có vẻ tiến triển khả quan khi tôi vắng mặt tôi nghe nói sắp sửa đánh nhau lại chúng tôi được phân công tấn công ở thượng nguồn thiếu tá giao cho tôi tổ chức các trạm cấp cứu khi tấn công chúng tôi sẽ mở cuộc tấn công băng ngang qua sông đi vòng lên đường đèo hẹp rồi chiếm lĩnh các vị trí ở sườn đồi những chiếc xe tải thương phải ẩn đỡ càng gần sông càng tốt và sẽ được bảo vệ dĩ nhiên việc chọn lựa là do bộ binh nhưng chính chúng tôi thi hành đó là một trong những trường hợp gây ra cảm giác sai lầm là đã góp phần vào cuộc chiến đấu người tôi đầy bụi và bẩn tôi liền lên phòng tắm rinaldi đang ngồi trên giường cầm quyền văn phạm anh văn của hugo anh ăn mặc trứng chạc và mang đôi ủng đen mái tóc chải mượt thấy tôi anh bảo tuyệt quá anh với tôi đến thăm cô Buckley nha. Tôi không đi đâu. Đi, cậu hãy đi cho tớ vui và cô ấy có ấn tượng tốt đẹp. Thôi được rồi, đợi một phút tớ thay quần áo đã. Cứ tắm rửa đàng hoàng rồi hãy ra. Tôi đi tắm, chải đầu rồi chúng ta đi. Này, khoan đã, Tina đi bảo. Có lẽ chúng ta nên uống tí gì đi đã. Anh mở rương lấy ra chai rượu. Tôi không uống Strega đâu. Không phải Strega, Rapa mà. Thế thì được. Anh rót ra hai ly. Chúng tôi chạm cốc. Ngón tay trỏ đưa lên. Rượu grappa rất mạnh. Ly nữa nhé. Ừ, thì nữa. Chúng tôi cạn ly thứ hai. Rina đi cất chai rượu. Chúng tôi bước xuống cầu thang. Ở thành phố, đi bộ nóng như mặt trời bắt đầu lặn nên thấy dễ chịu. Bệnh viện Anh đặt ở một biệt thự to lớn do người Đức xây cất trước chiến tranh. Cô Barkley đang ở trong vườn với một cô y tá khác. Chúng tôi thấy bộ đồng phục trắng của họ qua cảnh cây kẽ lá, bèn tiến về phía họ. Rinaldi đưa tay chào. Tôi cũng chào nhưng vừa phải thôi. Cô Barkley hỏi tôi. Chào ông, ông không phải là người Ý chứ? Ồ, oh, không ạ. Rinaldi nói chuyện với hai cô y tá kia. Họ đang cười đùa vui vẻ. Không phải người Ý mà lại ở trong quân đội Ý, Thật là một chuyện kỳ. Đó không hẳn là một quân đội, mà chẳng qua chỉ là đội cứu thương thôi. Dù sao việc ấy cũng kỳ lạ. Sao ông lại làm thế? Không biết nữa, tôi đáp. Bao giờ cũng có những việc không giải thích được. Ồ thế, thỏ bé người ta đã giáo dục tôi với ý tưởng trái ngược như thế. Vậy thì quý lắm. Bộ chúng ta định tiếp tục nói chuyện theo lối này sao? Không. Thế dễ chịu hơn không nhỉ? Cây gậy gì thế? Tôi hỏi, cô Bác Ly người rong ròng cao. Nàng mặc bộ quần áo thì tôi nghĩ là đồng phục y tá. Tóc nàng màu hung hung, da nâu và mắt màu cho. Tôi thấy nàng rất đẹp. Nàng đang cầm cây gậy mây giống như cán roi ngựa bọc bằng da. Nghe tôi hỏi, nàng đáp. Chiếc gậy này của một thanh niên bị giết chết năm ngoái. À, xin lỗi. Anh ấy rất dễ thương. Sắp cưới tôi thì bị tử thương trong trận xoam mê. Khủng khiếp quá. Ông có dự trận đó không? Không. Tôi có được nghe kể lại. Thật ra ở dưới này không có trận nào như thế cả. Họ gửi cho tôi chiếc gậy nhỏ này. Mẹ chàng trao lại cho tôi. Họ gửi chiếc gậy cùng đồ đạc khác nữa. Cô và anh ấy hứa hôn với nhau lâu chưa? Tám năm, chúng tôi cùng sống trong một gia đình. Nhưng sao lại không tổ chức cưới? cũng chẳng biết làm sao nữa nàng đáp chính tại tôi quá ngốc tôi cũng có thể để chàng tổ chức nhưng tôi nghĩ như thế không hay cho anh ấy tôi hiểu ông đã từng yêu ai chưa chưa tôi đáp chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc ghế dài tôi nhìn nàng nói cô có mái tóc đẹp quá ông thích ư à? thích lắm tôi đã có ý định cắt hết tóc khi anh ấy chết đừng không nên tôi muốn làm một cái gì đó để kỷ niệm cho anh ấy. Ông thấy đó, tôi chẳng quan tâm gì đến mái tóc và muốn tặng nó cho anh ấy. Nếu trước kia tôi biết được anh ấy muốn những gì, tôi sẽ làm cho anh ấy mãn nguyện, hoặc là tôi lấy anh ấy, hoặc là điều gì khác bất kỳ. Bây giờ thì tôi đã hiểu tất cả. Nhưng anh ấy muốn ra trận và lúc ấy tôi không hề biết gì cả. Tôi im lặng. Lúc ấy tôi chẳng hiểu biết gì cả. Tôi cho là không tốt đối với anh ấy. Tôi cho rằng có lẽ anh ấy không thể chịu đựng được cuộc sống đó. Thế rồi anh ấy hy sinh và hết mọi chuyện. Làm sao biết được? Ồ, biết chứ, hết thật đấy. Chúng tôi nhìn Rinadi đang nói chuyện với cô y tá kia. Cô ấy tên gì nhỉ? Ferguson, Helen Ferguson. Có phải bạn anh là bác sĩ không? Vâng, hắn tốt lắm. Thế thì hay quá khó kiếm được bác sĩ giỏi ở một nơi sát mặt trận như thế này, vì chúng ta ở sát mặt trận có phải không? Vâng, gần lắm. Thật là một mặt trận buồn thảm, nhưng ở đây lại rất đẹp, có phải họ đang mở một cuộc tấn công không? Vâng. Vậy thì chúng ta lại phải làm việc, bây giờ thì không có việc gì cả. Cô làm y tá đã lâu chưa? Từ cuối năm 1915, tôi bắt đầu làm nghề này thì anh ấy cũng nhập ngũ. Hồi tưởng lại, có lần tôi có nghĩ ý nghĩ rồ dại là có một ngày nào đó anh ấy sẽ vào bệnh viện tôi làm với một vết gươm một cuộn băng cuốn ngang đầu hoặc một viên đạn trên vai một điều gì đấy đẹp đẽ mặt trận này đẹp đấy chứ vâng nàng đáp người ta không thể tưởng tượng được tình trạng nước pháp ra sao nếu tưởng tượng được mọi việc không thể nào tiếp tục được tôi tưởng thế nhưng thực ra anh ấy không bị một vết gươm nào mà xác anh ấy bị tan thành từng mảnh. Tôi không biết nói gì. Ông cho rằng trận chiến sẽ kéo dài mãi không? Không. Điều gì sẽ dẫn tới kết thúc? Người ta sẽ nhượng bộ. Chính chúng ta sẽ nhượng bộ. Chúng ta sẽ thất bại ở Pháp. Họ không thể nào cứ tiếp tục làm những gì như ở trong trận xâm mê mà không nhượng bộ một ngày nào đó. Nhưng họ không thất bại ở đây. Ông cho là không à? Không. Hè năm rồi họ thu nhiều thắng lợi họ vẫn có thể thất bại nàng đáp ai cũng có thể thất bại được cả cả quân đức cũng vậy không nàng nói tiếp tôi không tin thế chúng tôi đi về phía rinaldi và cô ferguson rinaldi hỏi cô ferguson bằng tiếng anh cô thích nước ý chứ thích lắm cô đáp lại bằng tiếng anh không hiểu gì cả rinaldi lắc đầu nói tôi dịch ra tiếng ý cho anh anh lắc đầu nói: "Không hay, cô có yêu nước Anh không?" "Không thích lắm, vì tôi là người Tô Cách Lan như ông đã biết." đã đi, đi nhìn tôi ngơ ngác không hiểu gì, tôi nói lại bằng tiếng Ý cho anh. "Cô ấy là người Tô Cách Lan cho nên cô yêu nước Tô Cách Lan hơn yêu nước Anh." "Nhưng Tô Cách Lan cũng thuộc về Anh quốc cơ mà." Tôi dịch lại cho cô vợ Ferguson. Chưa hẳn thế, cô đáp. "Không đúng thế không, chúng tôi không thích người Anh. Không thích người Anh? Vậy thì cô không thích cô Barclay à? Ồ, chuyện đó lại khác. Ông không nên hiểu mọi chuyện theo từ ngữ như thế được. Một lúc sau chúng tôi chào nhau để chia tay. Trên đường về nhà, Lina đi bảo tôi. Cô Barclay thích anh hơn tôi. Điều đó thấy rõ quá. Nhưng con mét tôi cách lang trông rất dễ thương. Ừ, dễ thương thật. Tôi đáp. Nhưng thực ra khi nãy tôi chẳng chú ý đến cô ta, anh thích cô ấy phải không? Không, Tina đi đáp. Chương 5 Chiều hôm sau, tôi lại đi thăm cô Buckley. Nàng không có ở ngoài vườn. Tôi bèn đi về phía cửa hông của bệnh viện nơi có nhiều xe đậu. Tôi gặp bà y tá trưởng. Bà ta bảo là cô Buckley đang bận. Đang chiến tranh mà hả? chắc ông hiểu tôi đáp là rất thông cảm ông là người mỹ ở trong quân đội ý phải không bà hỏi thưa bà vâng việc xảy ra như thế nào mà ông tham gia quân đội ý sao ông không nhập ngũ ở bên mỹ tôi cũng không biết nữa tôi đáp bây giờ còn tiến hành được không tôi e là không được vì vì sao ông gia nhập quân đội ý vì tôi ở ý nói tiếng ý ừ tôi đang học tiếng ý đấy tiếng ấy rất hay có người bảo là chỉ cần học trong hai tuần lễ thì phải ờ à, tôi không học xong trong hai tuần đâu tôi đã học nhiều tháng rồi nếu muốn ông có thể đến thăm cô ấy sau bảy giờ giờ đó cô ấy sẽ rảnh nhưng nhớ đừng dẫn theo cả một lô bạn ý nhé ngay cả vì cái thứ ngôn ngữ đẹp của ý cũng không được hay sao không cũng chả cần đến bộ đồng phục đẹp của họ nữa thôi chào bà À, chào Trung úy. Tôi vẫy tay, chào bằng tiếng Ý rồi đi ra. Thật khó chào người ngoại quốc như dân Ý mà vẫn không thấy khó chịu. Cái chào của người Ý có vẻ không bao giờ thông dụng ở ngoại quốc. Ngày hôm đó trời nóng bức, tôi đi ngược theo dòng sông đến đầu cầu ở Plava. Cuộc tấn công sẽ bắt đầu ngay tại đấy năm rồi người ta không thể nào tiến xa được vì chỉ có con đường độc đạo dẫn từ đèo đến cầu nổi con đường đó lại ở dưới họng súng máy và họng trọng pháo trong khoảng gần một dặm từ năm trước con đường này không đủ rộng để có thể dùng vào một việc chuyên trở cần thiết cho cuộc tấn công bọn áo rất có thể mở một cuộc tàn sát ở đây nhưng dân ý đã vượt qua được và tràn ra ở con đường nhỏ phía đằng xa chiếm một khoảng độ một dặm rưỡi, cách xa nơi bọn áo đóng trên sông. Nhưng chỗ này là một vị trí hiểm yếu nên bọn áo quyết chẳng để mất. Tôi cho rằng đó chỉ là một sự nhân nhượng lẫn nhau vì bọn áo hay còn đóng giữa phía đầu cầu chạy dài xuống mé sông. Hầm trú ẩn của bọn chúng ở phía trên sườn đồi chỉ cách ranh giới ý vài thước. Trước kia, ở đấy có một thành phố nhỏ nhưng bây giờ chỉ là một đống gạch vụn đổ nát. Chỉ còn sót lại những mảnh vụn của nhà ga xe lửa và của cây cầu bị phá vỡ mà người ta không thể sửa chữa hoặc dùng được nữa. Vì nó đứng chơ vơ lộ liễu trước hỏa lực của địch. Tôi xuống theo con đường hẹp đến tận mé sông. Tôi để xe ở trạm cứu thương dưới chân đồi. Tôi đi qua chiếc cầu nổi được núi che khuất, rồi đi xuyên qua đường hầm ở dưới thành phố bị tiêu hủy rồi lại lượn quanh theo sườn đồi. Mọi người đều ở trong hầm. Các giàn hỏa tiễn dựng đứng để khi cần thì có thể bắn đi. Gọi pháo binh tiếp viện hoặc là để ra hiệu lệnh nếu một khi đường dây điện thoại bị cắt đứt. Tất cả chỉ có yên tĩnh, nóng và bụi bặm. Tôi nhìn sang biên giới áo qua đường dây điện thoại chẳng thấy ma nào cả. Tôi dùng rượu với một viên đại úy tôi quen trong hầm rồi băng qua cầu đi trở về một con đường mới rộng sắp được hoàn thành con đường ấy sẽ ăn thông lên rồi uốn khúc lượn xuống phía cầu khi con đường xong cuộc tấn công sẽ bắt đầu con đường chạy xuống băng qua khu rừng với những khúc quanh hiểm hóc theo kế hoạch thì mọi thứ sẽ đưa xuống con đường mới còn những xe bò xe hồng thập tự chờ đầy bệnh nhân trở về theo con đường hẹp cũ trạm cứu thương ở sát bờ sông phía bên bọt áo. Dưới triển đồi và những người tài thương sẽ khiêng họ trở lại qua cầu nổi. Khi cuộc tấn công xảy ra, thì mọi việc sẽ tiến hành như thế. Tôi thấy ở đoạn bằng phẳng của con đường mới có một chỗ ngoặt khoảng một km sẽ bị bọn áo bắn phá dữ dội. Như thế sẽ vô cùng hỗn độn. Tuy nhiên, tôi đã tìm được một nơi có thể làm chỗ ẩn núp cho các xe tải thương sau khi đã đi qua được khu vực nguy hiểm này và có thể chờ các thương binh được truyền qua cầu nổi. Tôi thích sẽ được lái xe trên con đường này, nhưng nó chưa được hoàn thành. Con đường trông rộng rãi, chắc chắn, dốc vừa phải và những chỗ quảnh ngoạn mục trông rất kín đáo mà từ nơi đó ta có thể nhìn thấy địch qua những rặng cây và rừng bên sườn núi không nguy hiểm một chút nào. Vì xe chúng tôi có phanh thép hơn nữa khi xuống dốc xe chẳng chờ gì. Tôi lái xe cho chạy trở lên con đường này. Hai người lính gác chặn xe tôi lại. Một quả đạn trái phá vừa rơi trên con đường này và trong khi chờ đợi, ba quả nữa thì nhau rơi xuống đấy. Đó là những quả trọng pháo 77 ly. Chúng xẻ không khí bay đến. Tiếp theo là một tiếng nổ chát chúa, sáng rực và khói phủ ngang con đường hai người lính vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi đi đi ngang qua chỗ những quả trọng pháo rơi khi náy tôi cho xe tránh ổ gà tôi ngửi thấy mùi thuốc nổ nồng nặc mùi đá đất sét và mùi đá lửa mới bị vỡ tôi cho xe chạy trở lại gorizia đến biệt thự của chúng tôi và như đã nói tôi đến thăm nàng bắc lê lúc đó còn đang bận việc tôi ăn vội bữa chiều rồi quay đến tòa biệt thự bệnh viện của người Anh. Bệnh viện thật to và đẹp, chung quanh trồng nhiều cây cối rất xinh. Cô Buckley đang ngồi trên chiếc ghế dài ngoài vườn với cô Ferguson. Thấy tôi, họ tỏ vẻ vui mừng. Ngồi một lát cô Ferguson cáo lỗi xin phép đi. Cô bảo, Thôi, anh chị ngồi chơi, không có tôi, anh chị dễ nói chuyện hơn. Helen, đừng đi mà. Buckley khẩn khoản thật ra mình cũng muốn ở lại nhưng mình bận viết một vài bức thư chào cô tôi nói chào ông henry đừng viết gì khiến kiểm duyệt phải ngạc nhiên nhé đừng lo tôi chỉ viết về cảnh đẹp nơi chúng ta đang ở và lòng dũng cảm của người ý viết như thế sẽ chóng được huần trường đấy rất hay thôi chào catherine lát nữa mình sẽ gặp lại nhau barclay nói cô ferguson băng mình vào bóng đêm cô ấy trông dễ thương nhỉ tôi nói vâng chị ấy dễ thương lắm chị ấy là một nữ y tá thế cô cô không phải là y tá à ồ không tôi là phụ nữ tình nguyện chúng tôi làm việc vất vả nhưng chẳng ai tin chúng tôi cả sao thế khi không có việc gì thì họ không tin chúng tôi còn khi có nhiều việc thì họ mới tin chúng tôi việc ấy khác với việc của y tá như thế nào y tá giống như một bác sĩ nghề này phải học một thời gian lâu còn phụ nữ tình nguyện chỉ học một phần của y tá mà thôi à là thế người ý không muốn có phụ nữ ở gần mặt trận vì thế chúng tôi sống theo một chế độ đặc biệt chúng tôi không ra ngoài bao giờ không được ra ngoài tuy vậy tôi vẫn có thể đến đây chứ ờ à, dĩ nhiên chúng tôi đâu phải là những kẻ bị giam trong nhà tu kín đâu thôi chúng ta hãy dẹp chuyện chiến tranh qua một bên đi khó lắm biết dẹp nó ở đâu bây giờ nhưng dù sao chúng ta cũng nên dẹp nó qua một bên là hơn đồng ý chúng tôi nhìn nhau trong bóng đêm tôi thấy nàng rất đẹp tôi cầm lấy tay nàng nàng để yên cho tôi nắm tôi nắm lấy bàn tay nàng và choàng tay qua người nàng đừng nàng bảo nhưng tôi vẫn để yên tay ở chỗ cũ sao lại đừng không có gì cả nào cô cho phép tôi nhé, tôi nghiêng mình tới trước để hôn nàng trong bóng đêm. Tức thì nhận được cái tát này lửa, nàng đã tát thẳng vào mặt tôi, nàng đánh vào mũi, vào mắt tôi và phản ứng tự nhiên là nước mắt chảy ra. Tôi rất lấy làm tiếc. Nàng nói tôi cảm thấy như thế có lợi cho tôi hơn. Cô hành động như thế rất phải. Tôi rất buồn khi làm như vậy. Thực ra tôi cũng không thể chịu nổi cái cảnh giải trí buổi tối như thế đối với một nữ y tá tôi không có ý tát ông tôi làm ông đau phải không nàng nhìn tôi trong bóng tối tôi tức giận tuy nhiên tôi bình tĩnh vì tôi đoán trước những gì xảy ra dễ như đoán nước cờ không cô làm như thế là phải lắm tôi rất mến cô tội nghiệp như cô biết từ trước đến giờ tôi sống một cuộc đời kỳ cục và lại không nói tiếng anh với ai cả rồi vì thấy cô quá đẹp tôi đã bảo là tôi rất rí làm tiếc vì hành động vừa qua chúng ta rất hợp nhau vâng nàng đáp và chúng ta đã dẹp chiến tranh sang một bên rồi đấy nàng cười to lên lần đầu tôi nghe nàng cười to tôi ngắm khuôn mặt nàng ông thật dễ mến ồ không đâu thật mà trông anh thật đáng yêu nếu không mắc mớ gì em rất sung sướng được hôn anh tôi nhìn thẳng vào mắt nàng và choàng tay qua người nàng như khi nãy rồi hôn nàng tôi hôn nàng đắm đuối siết chặt người nàng và cố mở đôi môi nàng ra tôi vẫn còn giận và khi tôi ôm nàng trong tay nàng bỗng rùng mình tôi siết chặt người nàng vào lòng và nghe tiếng tim đập nhanh đôi môi nàng hé mở đầu nàng ngả lên tay tôi rồi bỗng nhiên nàng nức nở khóc bên vai tôi anh yêu quý. Hãy hứa với em là anh sẽ tử tế với em, anh nhé. Thật kỳ quặc, tôi thầm nghĩ. Tôi khé vuốt tóc nàng và vỗ nhẹ lên vai nàng, an ủi. Nàng vẫn còn khóc. Hứa với em anh nhé. Nàng ngước mắt nhìn tôi. Vì chúng ta sắp bước vào một cuộc sống kỳ lạ. Một lát sau, tôi tiến nàng về đến tận cổng biệt thự. Nàng chờ vào, còn tôi thì về nhà. Khi về đến nhà Tôi lên gác vào phòng Rinaldi đang nằm dài trên giường Cậu ta nhìn tôi Chuyện cô Buckley và anh Tín đến đâu rồi Chúng tôi là bạn với nhau cơ mà Chồng cậu như một con chó Trong cơn động cưỡng Tôi không hiểu bèn hỏi lại Cái gì Cậu ta giải thích cho tôi rõ Cậu thàng có cái vẻ thích thú của một con chó Khi Thôi nếu không tí nữa là cậu sẽ làm tớ mất lòng cậu ta cười to lên. Chào anh, tôi đi ngủ đây. Thôi, chào em bé. Tôi lấy chiếc gối lật đổ ngọn nến và ngủ trong bóng tối. Rina đi lượm cây nến thắp lên và tiếp tục đọc sách. Chương 6 Tôi phải ở lại trạm cấp cứu hai ngày. Khi trở về thì trời đã khuya. Mãi cho đến buổi chiều tối hôm sau tôi mới gặp lại nàng nàng không có trong vườn và tôi phải đợi ở văn phòng. Phòng có nhiều pho tượng bán thân bằng cẩm thạch, đặt trên những trụ gỗ dọc bờ tường. Gian phòng lớn giáp với phòng giấy cũng đặt nhiều tượng như thế. Các pho tượng làm toàn bằng một thứ cẩm thạch tốt, tất cả đều trông giống nhau. Tuy không thích điều khác, nhưng tượng bằng đồng trông còn có vẻ giống một cái gì thế toàn bằng đá thì trông giống như một nghĩa trang tuy nhiên cũng có một nghĩa trang đẹp như nghĩa trang ở pisa còn genoa là một nơi chỉ thấy toàn những pho tượng xấu tòa biệt thự này trước kia là một người giàu có người đức và chắc là những pho tượng này rất đắt tiền tôi tự hỏi không biết ai đã đúng những pho tượng này và giá là bao nhiêu tôi cố tìm hiểu xem những pho tượng này là tượng của những người trong gia đình hay của ai nhưng tất cả các pho tượng đều tương tự như nhau một cách cổ điển nên tôi chịu tôi ngồi xuống ghế mũ cái cầm trên tay chúng tôi được lệnh phải đòi mũ sắt ngay cả ở gorizia nhưng mũ ấy bất tiện và trông kịch cỡm không tự nhiên trong một thành phố mà thường dân chưa đi tản cư tôi đổi chiếc mũ đó khi ở mặt trận và mang theo cả chiếc mặt nạ phòng hơi ngạt của anh chúng tôi vừa mới nhận được vài cái thôi đó là những chiếc mặt nạ thực chúng tôi còn được lệnh mang theo súng lục tự động ngay cả bác sĩ và nhân viên quân y tôi thấy súng chạm vào lưng ghế nếu không mang súng có thể bị bắt rinadi mang một bao súng bên trong nhét toàn giấy vệ sinh còn tôi thì mang một khẩu súng thật Tôi thấy mình là một tay thiện xạ cho tới ngày sử dụng thật. Tôi mang khẩu Astra 7.65. Nòng súng rất ngắn và khi bóp cỏ, nó giật mạnh đến nỗi không ai nghĩ rằng nó sẽ bắn trúng đích. Tôi tập bắn với khẩu súng đó, nhắm dưới cái bia, ghi súng thật chặt, đến mức cách 20 bước tôi có thể bắn trúng như cách một mét. Lúc đầu khi mang súng tôi cảm thấy có vẻ lố bịch, nhưng rồi sau đó tôi quen đi, và đeo tự nhiên bên hông, trừ khi nào gặp một người nói tiếng Anh tôi mới cảm thấy hơi thẹn thẹn mà thôi. Và giờ đây, biết tôi đang ngồi trên ghế, người thư ký đứng sau bàn viết nhìn tôi khó chịu. Trong lúc tôi nhìn sàn nhà bằng đá, những cây cột với các pho tượng bán thân và những bức họa trên tường để chờ bắt lây. Các bức họa trên tường trông rất khá, nhưng chúng chỉ đẹp khi bắt đầu ngả sang tranh cổ. Thấy bác lấy đi ngoài hành lang tôi liền đứng lên. Tôi không còn thấy nàng cao nữa. Khi nàng tiến về tôi, trông nàng lúc bây giờ đáng yêu vô cùng. Chào anh Henry. Chào cô, cô vẫn mạnh chứ? Tôi đáp. Người thư ký đứng sau bàn lắng tai nghe. Cô muốn chúng ta ngồi đây hay đi ra vườn nói chuyện? Ta đi ra ngoài đi, ở ngoài ếm mát hơn. Tôi bước theo nàng ra vườn. Người thư ký nhìn theo chúng tôi vừa đi trên đường trải cát nàng vừa hỏi. Mấy bữa nay anh đi đâu? Anh bận đi xem xét mấy trạm cấp cứu. Anh không thể gửi cho em vài chữ sao? Không được, vì không tiện. Và lại anh nghĩ là sẽ trở về mà. Anh yêu, anh cần phải tin cho em biết chứ. Chúng tôi rời con đường trải cát và đi dưới tàn cây. Tôi nắm lấy hai bàn tay nàng rồi ngừng lại hôn nàng không có chỗ nào để chúng ta có thể đi chơi được sao không anh ạ à, chúng ta chỉ có thể đi bách bộ ở đây thôi anh vắng mặt lâu quá hôm nay là ngày thứ ba nhưng anh đã trở về rồi kia mà nàng nhìn tôi anh yêu em thật chứ yêu anh đã nói là anh yêu em phải không phải tôi nói dối anh yêu em thật ra tôi chưa hề nói như thế với nàng và anh gọi em là catherine chứ em catherine chúng tôi tiếp tục đi một đoạn rồi dừng lại dưới tàn cây anh nói đi anh đã trở về thăm catherine chiều nay anh đã trở về thăm catherine chiều nay ồ anh yêu có thật là anh đã trở về với em phải không phải em yêu anh như thế đó ba ngày đó thật là ghê gớm quá anh sẽ không đi nữa chứ không anh sẽ trở lại luôn anh em yêu anh quá anh hãy đặt tay lên đây đi anh anh vẫn để yên ở đó đấy chứ tôi xoay người nàng lại để có thể thấy mặt nàng lúc hôn và mắt nàng mở to tôi hôn lên đôi mắt nhắm lại của nàng nàng có vẻ hơi dài dại tôi chẳng hề quan tâm đến con đường phiêu lưu tình ái tôi đang la vào tôi biết là tôi không yêu catherine mà cũng chẳng có mảy may ý định nào yêu nàng tôi chỉ xem đó như một trò đùa giống như trò chơi bài Tây mà thay vì dùng con bài Tây, thì ở đây mình dùng lời nói. Giống như trong trò chơi bài Tây, bạn phải làm như bạn đang đánh ăn tiền hoặc lấy một giải thưởng nào đó. Còn trong trò chơi ái tình này, chẳng ai đả động xem giải thưởng ở đây là gì. Điều này rất hợp với tôi. Anh ảo ước có nơi nào đó để mình có thể đi chơi. Tôi cảm thấy nỗi khó chịu của người đàn ông khi về đứng âu yếm tình nhân của mình quá lâu không có nơi nào cả anh ạ nàng đáp và như sự tỉnh cơn mơ ta ngồi xuống đây một lát đi chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá dài và tôi cầm lấy tay catherine nàng không để cho tôi choàng qua người nàng nữa anh có mệt lắm không nàng hỏi tôi không nàng nhìn xuống đám cỏ trò chơi của mình xấu quá phải không anh trò chơi nào đâu đừng giả vờ nữa anh ạ không anh không vờ đâu anh là một chàng trai tốt, và anh cố đùa cũng tài, nhưng đùa như thế sẽ có hại. Thế lúc nào em cũng đoán biết được ý nghĩ của kẻ khác hết sao? Không phải là lúc nào cũng thế, nhưng anh nghĩ gì em biết hết. Anh đừng có giả vờ tỏ vẻ yêu thương em. Chiều nay câu chuyện đến đây cả như đã kết thúc, anh còn gì để nói nữa không? Nhưng anh yêu em thật mà. Thôi em xin anh, việc gì mà phải nói dối khi không cần thiết anh đã diễn thật hay màn hài kịch nhỏ vừa rồi và tất cả đều tốt đẹp anh thấy đó em đâu có điên dại chỉ thỉnh thoảng hơi hơi thôi tôi siết chặt tay nàng catherine yêu quý của anh catherine tiếng ấy giờ đây nghe buồn cười quá nhỉ anh không gọi giống ban nãy nhưng dù sao anh cũng rất dễ thương và rất tốt bụng đúng cha tuyên ý cũng nói như thế anh tốt lắm anh sẽ đến thăm em chứ Dĩ nhiên. Và anh khỏi phải nói là anh yêu em, chuyện đó kể như đã xong. Nàng đứng lên, đưa tay cho tôi nắm. Chào anh. Tôi muốn hôn nàng. Không, em mệt lắm. Hôn anh đi mà, tôi bảo. Em mệt lắm, anh yêu. Hãy hôn anh đi. Anh muốn lắm hả? Ừ. Chúng tôi hôn nhau. Bỗng nhiên nàng đẩy tôi ra và nói. Thôi chào anh, anh yêu, xin anh hãy vui lòng chúng tôi đi ra cửa nàng đi vào và tôi đứng nhìn nàng xa dần trong hành lang tôi ra về đêm nay trời nóng bức và trên núi chiến sự có vẻ sôi động tôi ngắm những làn chớp ở trên núi san gabriel tôi dừng bước trước uh, villa rosa các cửa kính đều đóng kín nhưng bên trong vẫn còn thức có ai đang hát tôi tiếp tục đi về nhà khi tôi đang thay quần áo thì rinaldi bước vào À ha, hắn bảo, công việc chắc hơi trục chặt hả? Em bé có vẻ bối rối. Cậu ở đâu về? Ở Villa Rosa, thích lắm bé ơi, tất cả chúng tôi đều ca hát, còn cậu khi nãy ở đâu? Đi thăm mấy cô ả. À. Nhờ trời, tớ chẳng để mấy cô à ấy nắm cổ đâu. Chương 7 Chiều hôm sau, từ một tiền đồn trên núi trở về, tôi đậu xe ở một trạm cấp cứu địa phương mà các thương binh và bệnh nhân được xếp đặt theo những tấm thẻ ghi tên ở các bệnh viện khác nhau khi nãy tôi đã lái xe và bây giờ tôi ngồi trong xe để người lái xe mang giấy tờ bệnh nhân vào trời nóng và bầu trời sáng trói một màu xanh con đường trắng xóa đầy bụi tôi ngồi ở chỗ tay lái trong chiếc fiat đầu óc nghĩ ngợi mông lung tôi ngắm nhìn một đoàn quân đi ngang qua đường những người lính nóng nực mồ hôi nhễ nhại có vài người đội mũ sắt nhưng đa số treo mỗi lùng lẳng ở ba lô hầu hết những chiếc mũ quá to và chụp xuống tận mang tai của những người đội tất cả các sĩ quan đều đội mũ sắt và trông có vẻ vừa vặn hơn đó chính là nửa quân số của lữ đoàn Basilicata tôi nhận ra họ nhờ huy hiệu ở cổ áo có sọc đỏ và trắng nhiều người đi lộn xộn lết bết ở sau đoàn quân đó là những người không đi theo kịp tiểu đội của mình người họ ướt đẫm mồ hôi bụi bặm và trông mệt nhọc một số người trông đất thảm hại một anh lính đi sau đám người đó anh ta đi tập tễnh rồi ngừng lại ngồi bệt xuống bên vệ đường tôi xuống xe và hỏi sao đó Hắn nhìn tôi và đứng thẳng dậy. Tôi tiếp tục đi đây. Anh có sao không? Chiến tranh. Chân anh bị đau sao đó. Tôi không bị đau chân. Tôi bị xa ruột. Thế tại sao anh không để xe cứu thương chở anh đi? Sao anh không vào bệnh viện? Họ không cho. Trung úy bảo tôi giả vờ. Vì tôi đã tháo đai đỡ ra. Để tôi khám xem nó đã xa hoàn toàn rồi ở phía nào đây tôi nắn xem và nói anh ho đi tôi sợ làm thế nó sẽ xa nhiều hơn bây giờ nó đã sưng to gấp đôi so với lúc sáng anh ngồi xuống đi khi nào lấy xong các giấy tờ cho thương binh tôi sẽ chở anh đi và chuyển cho các thầy thuốc của anh họ đã bảo là tôi cố ý làm như thế họ không thể giúp gì cho anh cả vì đó không phải là một vết thương. Anh đã bị xa ruột như thế này trước chiến tranh, phải không? Nhưng tôi đã làm mất đai đỡ rồi. Họ sẽ chuyển anh vào một bệnh viện. Tôi không thể ở đây được sao, thưa Trung úy? Không, tôi không có giấy tờ của anh. Người lái xe ra với giấy tờ các thương binh trên xe của tôi. Bốn người đến bệnh viện 105, hai người bệnh viện 132, các bệnh viện ấy ở bên kia sông. Anh lái nhé. Tôi dìu anh lính lên chỗ chúng tôi ngồi. Trung úy nói được tiếng Anh chứ? Anh ta hỏi. Dĩ nhiên. Trung úy thấy cuộc chiến tranh chó chết này đã sao? Một vận đen. Chà, tôi tin như anh. Đó là một vận đen. Lạy chúa, đúng là một vận đen. Anh đã ở Hoa Kỳ phải không? Phải, tôi đã ở Pittsburgh. Tôi biết Trung úy là người Mỹ, phải chăng tôi đã nói tiếng Ý không được khá lắm? Tôi đã biết rõ trước trung ý là người Mỹ. Lại thêm một người Mỹ nữa. Anh lái xe nói bằng tiếng Ý và nhìn anh lính bị xa ruột. Thưa trung ý, có phải trung ý cho tôi về lại trung đoàn của tôi không ạ? Phải. Vị đại ý quân y biết tôi đau ruột. Tôi đã bỏ đai đỡ để bị sưng to hơn. Tôi cho là như thế người ta sẽ không bắt tôi ra trận. Tôi hiểu rồi. Trung úy có thể đưa tôi đi một nơi khác được không? Nếu ở gần mặt trận hơn, tôi có thể đưa anh đến một trạm cấp cứu. Nhưng ở đây, ở hậu phương, thì, thì phải có giấy tờ mới vào bệnh viện được. Nếu tôi trở lại, họ sẽ bắt tôi phải mổ, rồi sẽ đẩy tôi ra tiền duyên vĩnh viễn. Chuyện này làm tôi nghĩ ngợi. Chắc Trung úy không thích ra tiền duyên vĩnh viễn chứ? Anh ta hỏi. Không. Chúa ơi, thật là một cuộc chiến tranh khốn nạn. Nghe này, bây giờ anh ngoài người ngã xuống đường và làm bị thương ở đầu. Khi nào quay trở về, tôi sẽ lượm anh và chở anh vào bệnh viện. Chúng ta dừng lại ở cạnh đường này đi, Ando. Chúng ta dừng lại và tôi đỡ anh ta bước xuống xe. Trung úy đón tôi ở đây nhé. Ở đây được rồi Trung úy ạ. Lát nữa, tôi đáp. Chúng tôi tiếp tục đi, và độ một km thì vượt khỏi trung đoàn rồi băng qua sông phủ mở hơi tuyết. Chạy mau qua các thành cầu, chạy dài theo đường, băng qua đồng bằng, để tiếp đó sau khi băng qua sông nước đục ngầu vì tuyết tan, chạy xiết giữa các trụ cầu. Chúng tôi theo đường qua cánh đồng tại thương binh vào hai bệnh viện. Tôi lái xe trở về và cho xe không chạy mau để tìm người lính ở Pittsburgh khi nãy. Thoạt tiên, chúng tôi gặp trung đoàn chưa bao giờ thấy họ đẫm mồ hôi và chậm chạp như thế. Tiếp theo là những người đi không hàng ngũ. Rồi chúng tôi tìm thấy một chiếc xe cứu thương do người kéo dừng ở bên đường. Hai người đang đỡ tên lính bị đau ruột lên xe. Họ đã trở lại tìm anh. Anh lắc đầu nhìn về phía tôi. Chiếc mũ của anh đã rớt và chán anh rịn máu ở dưới chân tóc. Mũi anh chảy ra, bụi bặm đất cát đầy trên tóc và trên vết thương đẫm máu trung úy xem cục u này hắn kêu lên không ăn thua gì cả họ đã trở lại tìm tôi khi tôi trở về biệt thự thì đã năm giờ tôi ra chỗ rửa xe để tắm cho mát xong tôi vào phòng lập bản tường trình tôi ngồi viết trước cửa sổ mở rộng mặc chiếc quần đùi và chiếc áo lót trong vòng hai ngày nữa cuộc tấn công sẽ bắt đầu và tôi phải đi cùng với những xe đến plava từ lâu rồi tôi không viết thư về Mỹ. Và tôi biết là trước sau gì tôi cũng phải viết, nhưng vì bỏ lâu quá, không viết cho nên bây giờ hầu như khó có thể viết được nữa. Hơn nữa, không có chuyện gì đáng viết cả. Tôi gửi hai tấm bưu thiếp này có tác dụng lớn rất lạ lùng và huyền bí. Vùng này cũng lạ lùng và bí hiểm. Nhưng tôi cho là nó được chỉ huy khá tốt và nguy hiểm hơn so với những trận đánh bọn áo trước đây quân đội áo được thành lập để tạo những chiến thắng chống Napoleon, bất kỳ một Napoleon nào. Tôi ảo ước có được một Napoleon, nhưng thay vào đó chúng tôi có tướng Cardona béo mập và Vittorio Emanuele, người nhỏ, cô dài với bộ râu dê. Bên kia, ở cánh phải, thì có Bá đứa Aosta. Có lẽ ông ta quá trẻ để làm một đại tướng cử khôi, nhưng dù sao, ông cũng có dáng dấp một người đàn ông biết bao người thích ông làm vua mà không được ông có vẻ như một hoàng đế ông là chú của vua và chỉ huy đoàn quân thứ ba còn chúng tôi ở đoàn quân thứ hai trong đoàn quân thứ ba có vài khẩu trọng pháo anh lúc ở milan tôi đã được gặp hai tay súng trong đoàn quân thứ ba họ rất dễ thương và chúng tôi đã cùng nhau chung sống một buổi tối đầy thú vị họ cao lớn e thẹn bối rối và biết nhận định thời cuộc. Tôi ao ước được sống trong đoàn quân của họ. Nếu được như thế thì chuyện đã giản dị đi nhiều. Và có thể là tôi đã bị giết rồi cũng nên. Không phải vì việc tài thương này, dù rằng ngay cả nghề tài thương cũng nguy hiểm. Đôi khi những người lái xe cứu thương anh cũng bị giết, nhưng tôi yên chí mình sẽ không bị chết trong cuộc chiến tranh này vì cuộc chiến tranh này đối với tôi không có nghĩa lý gì cả với tôi nó không nguy hiểm gì hơn trên màn ảnh tuy thế tôi vẫn cầu mong thượng đế cho nó sớm chấm dứt cũng có thể là nó đã chấm dứt trong mùa hè này cũng có thể là bọn áo thua trận bọn chúng đã từng thua nhiều trận trước cuộc chiến tranh này có nghĩa lý gì ai cũng bảo là dân pháp đang ở trong tình trạng kiệt quệ rinadi bảo là dân pháp đang nổi loạn và nhiều đoàn quân đang diễu hành ở Paris. Tôi hỏi hắn đã xảy ra những gì, thì hắn trả lời: "Ồ, oh, người ta thí đoàn quân ngăn chặn dân chúng lại. Thời bình tôi muốn đi thăm nước Áo, tôi muốn đến vùng rừng đen, tôi muốn đến dãy núi Hát. Tuy nhiên núi Hát ở đâu tôi không biết. Người ta đang đánh nhau ở núi Caspa. Tôi không muốn đến đó một tí nào. Dù sao như thế cũng không khó chịu lắm." tôi có thể đi Tây Ban Nha nếu không có chiến tranh. Vào giờ này mặt trời đang từ từ lặn và không khí mát mẻ. Sau bữa ăn tối tôi sẽ đến thăm Catherine Buckley. Ước gì bây giờ nàng có ở đây với tôi. Ước gì tôi ở Milan cùng nàng. Tôi rất thích ngồi ăn ở Cova đời xuống Via Manizoni vào buổi tối nóng nổi. Đi qua con kênh rồi quay trở về khách sạn với Catherine Buckley. Có thể nàng sẽ nhận lời. Có thể nàng xem tôi như người tình cũ của nàng đã mất. Chúng tôi sẽ đi vào cửa chính. Người bồi khách sạn sẽ dở mũ chào. Tôi sẽ dừng lại ở bàn giấy để hỏi chìa khóa và nàng đứng chờ tôi bên thang máy để hai chúng tôi cùng bước vào và chiếc thang máy sẽ tự từ và kêu lách cách khi đến mỗi tầng. Người bồi sẽ mở cửa đứng chờ ngoài đó và nàng sẽ nhẹ nhàng bước ra theo sau là tôi tôi sẽ đi dọc theo hành lang tôi sẽ cho chìa khóa và ổ khóa và mở cửa ra đi vào gọi dây nói bảo họ mang đến một chai rượu capri bianca để trong một cái xô bạc đựng đầy nước đá bạn có thể nghe tiếng đá va chạm vào chiếc xô dài theo hành lang người bồi đến gõ cửa và tôi sẽ bảo cứ để ngoài ấy vì chúng tôi không mặc quần áo ngoài bởi trời quá nóng cửa sổ mở rộng những con chim én bay lượn trên mái nhà sau đó khi đêm xuống đi ra cửa sổ chúng tôi sẽ nhìn thấy những con rơi nhỏ xíu đang săn mồi trên mái nhà san sát các ngọn cây xong chúng tôi sẽ uống rượu capri trong phòng cửa khóa lại vì chỉ mặc một lượt áo mỏng suốt đêm do trời nóng và cả hai chúng tôi sẽ yêu nhau đắm đuối suốt đêm nồng nực tại milan những việc đó sẽ phải xảy ra như thế Tôi ăn vội vàng để đến thăm Catherine bắt lấy ngay. Trong bữa ăn, họ nói quá nhiều. Tôi uống rượu vì thế tối nay không uống với họ một tí. Họ sẽ không còn coi thân mặt như anh em nữa. Tôi nói chuyện với cha tuyên úy về Đức Giám Mục Ireland. Một người cao cả mà tôi đã cố làm ngơ trước những lời đàm tiếu về ông. Rất có thể là vô lễ khi mình chẳng hề biết gì về những bất công mà người ta đã giải thích tỉ mỉ nguyên nhân cho mình nghe những nguyên nhân mà cuối cùng mình thấy có vẻ sai lầm ông có một cái tên hay tên đảo lên nghe như đảo Iceland nhưng không không phải chỉ có thế thôi có nhiều chuyện hay hơn thế nữa họ rót thêm rượu cho tôi uống được mấy ly tôi không còn muốn uống thêm nữa và nhớ ra là sắp sửa phải đi rồi tôi nói thôi tôi phải đi đây Đúng đấy, cậu ấy phải đi vì có hẹn. Tôi biết cả. Đi là đi bảo. Tôi phải đi đây. Trên bàn, những ngọn bạch lạp thắp sáng choang. Tất cả các sĩ quan đều có vẻ hân hoan. Tôi bảo. Thôi, chào các ông. Đi ra đi, đi ra ngoài với tôi. Chúng tôi đứng trên thảm cỏ và cậu ta nói. Anh không đến đó với bộ mặt say sưa như vậy. Tôi không say đâu, đi ra đi, thật mà. Cậu nên nhai một vài hột cà phê. Lạ nhỉ? Anh sẽ lấy cho em bé vài hột nhé. Hãy dạo quanh đây chờ anh. Cậu ta trở lại, tay đầy hột cà phê rang. Nhai đi nhé em bé, cầu xin chú ban phước lành cho em. Ánh bát chút chứ, tôi bảo. À, đã để anh đi xuống phố với em. Tôi có sao đâu. Chúng tôi đi qua thành phố. Tôi vừa đi vừa nhai hột cà phê, Tới cổng có đường chạy dài đến biệt thự anh. Rina đi bảo từ giã tôi. Chào anh, tôi đáp. Sao anh không vào? Cậu ta lắc đầu trả lời. Không, tôi thích những ngơ thú vui giản dị hơn. Cảm ơn anh đã cho tôi hột cà phê. Có gì đâu, em bé, chả có gì cả. Tôi bước theo lối đi. Hai bên đường những cây chắc bá vương cao thẳng tóc và thanh thoát. Ngó lại phía sau. Rinaldi đứng nhìn theo. Tôi bèn vẫy tay chào cậu ta. Tôi ngồi ở phòng tiếp khách trong biệt thự để chờ Catherine Buckley. Có tiếng chân ai đi trong hành lang. Tôi vội đứng lên. Nhưng không phải, không phải Catherine Buckley mà là cô Ferguson. À, anh mạnh giỏi. Catherine nhờ tôi xuống nói với anh rằng nàng rất đến làm tiếc, không tiếp đón anh tối nay được. Thật không may. Tôi mong là nàng không bị ốm chứ nàng không được khỏe xin cô vui lòng nói lại là tôi rất lấy làm buồn vâng tôi sẽ nói lại theo cô tôi có nên tìm gặp nàng ngày mai không nên lắm chứ cảm ơn cô nhiều lắm chào cô tôi đi ra cửa lòng bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng cô đơn tôi đã xem quá nhẹ việc đến thăm nàng tôi cũng có hơi say khi nãy và quên bẵng việc đến thăm nhưng giờ đây khi không được gặp nàng, lòng tôi sao thấy cô đơn, trơ trọi. Chương 8 Chiều hôm đó, chúng tôi được tin sẽ có một cuộc tấn công vào thượng nguồn con sông. Và chúng tôi phải đem bốn chiếc xe đến. Không ai biết gì về cuộc tấn công đó, mặc dù ai nấy đều nói một cách chắc chắn với vẻ hiểu biết sâu rộng về chiến thuật. Tôi ngồi trong chiếc xe thứ nhất, và khi chạy qua bệnh viện Anh, tôi bảo lái xe dừng lại. Mấy chiếc kia đỗ sau chúng tôi. Tôi xuống xe và bảo những người lái xe cứ tiếp tục chạy và đợi ở ngã tư Common, để chúng tôi không theo kịp. Tôi theo lối vào, tiếng phòng khách và hỏi thăm cô Buckley. Cô ấy bận việc, liệu tôi có thể gặp cô ấy trong một phút được không họ cho người giúp việc đi báo và nàng tới anh đến hỏi thăm xem em đã mạnh chưa họ đã cho anh hay là em đang bận thế là anh xin phép được gặp mặt em em mạnh hẳn rồi nàng đáp có lẽ hôm qua trời nóng quá cho nên em khó chịu mà thôi anh phải đi ngay em sẽ tiến anh ra đến cửa khi ra tới ngoài tôi hỏi Em thật mạnh rồi chứ Vâng, anh yêu Tối nay anh có đến không? Không được Anh phải đi ngay vì phải có mặt ngắn ngày ở Plaza Có mặt ngắn ngày à? Anh nghĩ không nghiêm trọng gì Thế bao giờ anh về? Ngày mai Nàng đưa tay tháo vật dìa cổ tay ra rồi đưa tôi Đây là tượng ảnh Thánh Anthony Nàng bảo Anh hãy giữ lấy Và đêm mai đến thăm em em không phải tín đồ thiên chúa giáo chứ. Không, nhưng họ nói tượng ảnh thánh Anthony sẽ mang lại sự bình yên. Anh sẽ vì em mà giữ vật đó, dã từ em. Không, nàng bảo, đừng nói tiếng dã từ. Được. Hãy cẩn thận và ngoan anh nhé. Không, anh không thể hôn em ở đây được đâu. Không, đừng anh. Thế cũng được. Tôi nhìn lại và thấy nàng đứng trên bục cửa. Nàng giơ tay vẫy Tôi hôn tay rồi đưa về phía nàng. Nàng lại vẫy tay. Tôi đi xa dần. Tượng thánh Anthony đựng trong một cái hộp bằng kim khí. Tôi mở nắp hộp, chú tượng thánh ra tay. Người lái xe hỏi, Thánh Anthony phải không? Vâng, tôi cũng có. Tay phải anh rời tay lái cởi khuy áo choàng và kéo tượng thánh Anthony ra dưới lớp áo sơ mi. Thấy không? tôi bỏ tượng thánh anthony của tôi vào hộp cả sợi dây chuyền vàng mỏng rồi nhét vào túi áo ngực ông không đeo vào người sao không tốt hơn hết nên đeo vào người vì tượng anthony cốt là để đeo được rồi đeo thì đeo tôi vừa nói vừa mở móc sợi dây chuyền vàng ra đeo vào cổ rồi cải móc lại hình tượng ảnh nằm bên ngoài bộ binh phục của tôi tôi mở cổ áo choàng ra mở khuy sơ mi ra cho tượng ảnh vào trong đó. Tôi cảm thấy tượng ảnh nằm trong chiếc bao nhỏ chạm vào ngực tôi lúc xe chạy. Rồi tôi không nghĩ đến nó nữa. Sau này lúc bị thương, tôi không tìm thấy tượng thánh ấy đâu nữa. Có lẽ ai đó đã nhặt tượng thánh Anthony ở một trạm cứu thương nào rồi. Chúng tôi cho xe chạy nhanh hết sức khi vượt cầu. Và một lát sau chúng tôi thấy đám bụi của mấy xe trước ở trên đường đầu dốc. Con đường quanh co thành thử trong ba chiếc xe rất nhỏ, bụi từ bánh xe tung lên và cuốn quyện giữa những tàn lá. Chúng tôi đuổi kịp xe trước và vượt qua mặt rồi quẹo sang đường đi lên đồi. Đi xe từng đoạn như vậy không phải là một điều khó chịu nếu ngồi ở xe đầu. Tôi dựa lưng đưa mắt ngắm nhìn khắp vùng. Chúng tôi đang ở dưới chân đồi gần sát bờ sông. Càng lên đến trên những dãy núi cao, đỉnh hãy còn đóng tuyết, hiện ra ở phía bắc. Nhìn ra sau, tôi thấy ba chiếc xe kia đang leo núi. Chiếc sau cái chiếc trước bảy lớp bụi mờ. Chúng tôi gặp một đoàn lửa dài chuyên trả đồ đạc nặng chiếu. Những người dắt lửa đi hàng dài bên cạnh, đầu đội mũ đỏ, họ là những người lính gác. Đoàn lửa đi ngang qua con đường trống trơn. Chúng tôi cho xe leo qua những ngọn đồi và sau khi vượt qua đèo, chúng tôi xuống một thung lũng. Hai bên đường đều có trồng cây. Qua hàng cây bên phải, tôi nhìn thấy con sông nước trong vắt, nước chảy mau và cạn. Nước sông rút xuống, người ta trông thấy lớp cát và sỏi sạn với một đường nước hẹp. Đôi khi nước dãn ra trên sỏi thành một lớp lóng lánh. Sát bờ sông có nhiều vũng nước sâu, tức trong xanh như bầu trời. Nhiều đường đất băng qua sông theo những chiếc cầu đã cong và chúng tôi chạy qua nhiều trại ấp xây bằng đá. Chúng phía nam, vô số cây đào trỗi lên. Sát bờ tường như những giá đèn và xa xa có những bức tường thấp trên cánh đồng. Con đường xuôi theo thung lũng một đoạn dài được quạt lên đồi. Nó dựng đứng được quanh co qua những rừng rẻ và cuối cùng trên cao trở lại bằng phẳng. Tôi nhìn xuống qua khu rừng rẻ, thấy phía dưới xa xa kia, con sông lấp lánh nắng ngăn cách hai bên chiến trận. Chúng tôi đi theo con đường quân sự mới, gồ ghè đỉnh đồi và thấy hai đặng núi ở phía bắc. Núi màu xanh thấm và đỉnh núi trắng toát được ánh mặt trời. Theo con đường chạy lên đỉnh đồi, tôi thấy một đặng núi thứ ba phủ tuyết cao hơn nó trắng xóa như vôi và nết nẻ với những mặt phẳng kỳ lạ và sau dãy núi này có những đoạn núi xa tít tóc trông rất huyền ảo à. những ngọn núi đó thuộc bọn áo chúng tôi chẳng có ngọn nào giống như thế cả ở phía trước con đường đèo rẽ sang phải và nhìn xuống có thể thấy nó lao xuống qua các hàng cây trên con đường này người ta thấy có những đoàn quân những chiếc xe hơi cùng những đoàn lửa và những khẩu súng khi xuống đèo chúng tôi luôn luôn giữ cho xe chạy sát vào một bên tôi có thể nhìn thấy con sông xa tít dưới kia những hàng tà vẹt đường xe lửa chạy dài theo sông chiếc cầu cũ kỹ của đường sắt và xa hơn dưới chân đồi bên kia sông là những ngôi nhà đổ nát của thành phố bé nhỏ mà chúng tôi phải chiếm giữ khi chúng tôi cho xe chạy xuống và rẽ sang con đường lớn chạy dọc theo bờ sông thì trời đã gần tối. Chương 9 Con đường này đông nghẹt và cả hai bên lề đường có rất nhiều đệm và tấm tre là bằng bẹ ngô. Tất cả phủ chiếu nên trông giống như cửa vào của một gánh xiếc hoặc một bản làng. Xe chạy chậm trong hầm rơm đó rồi chui ra một vùng trống trải trước đây là ga xe lửa con đường ở đây nằm dưới bờ sông suốt dọc theo lề dưới này bộ binh trú trong những hố đào vào bờ dốc mặt trời đã lặn ngước mắt nhìn lên dải đất tôi thấy những quả khí cầu quan sát màu đen của bọn áo trên những ngọn đồi thuộc phía bên kia trong ánh chiều tả chúng tôi đậu xe bên sân gạch những bếp lò và hố sâu được biến thành trạm cứu thương. Ở đó, tôi có biết bà bác sĩ. Tôi nói chuyện với thiếu tá và được lệnh cho hay là khi bắt đầu tấn công thì chúng tôi sẽ cho các thương binh lên xe và chờ họ về theo con đường có ngụy trang khi nãy lên đỉnh đèo theo con đường chính. Ở trên đó có một trạm và có nhiều xe khác sẽ lo chuyên chờ họ. Thiếu tá hy vọng rằng con đường sẽ không bị ngãn tắc. Đó là một cuộc hành quân theo độc đạo. Con đường được ngụy trang vì nó nằm ngay dưới hỏa lực của bọn áo ở bên kia sông. Ở sân gạch này, giải đất bờ sông che cho chúng tôi khỏi súng trường, súng liên thanh bắn sang. Một chiếc cầu gãy nát bắc ngang qua sông. Họ sắp bắc ngang một chiếc cầu khác khi bắt đầu dội bom và có vài đội quân phải lội ngang chỗ nước cạn phía trên khúc quanh sông. Thiếu tá vóc người nhỏ, ria vảnh lên. Trước kia, ông đã từng dự trận chiến ở Libya và mang hai vết thương. Ông bảo rằng nếu công việc tiến hành tốt, ông sẽ gắn huy chương cho tôi. Tôi trả lời rằng tôi mong đợi mọi việc sẽ được tốt và ông quá tử tế tôi cũng hỏi xem có cái hầm nào lớn để những người lái xe chúng tôi có thể nghỉ lại thiếu tá gọi một người lính để dẫn tôi đi theo tôi theo anh ta đến một hầm rất tốt những người lái xe tỏ ý hài lòng và tôi để họ ở lại đấy thiếu tá mời tôi dùng rượu với ông và hai sĩ quan khác chúng tôi uống rum và chuyện trò thân mật bên ngoài kia trời đã tối Tôi hỏi mấy giờ sẽ tấn công, thì được biết lúc nào trời tối hẳn sẽ bắt đầu. Tôi trở về chỗ những người lái xe khi nãy. Họ đang ngồi nói chuyện trong hầm, và khi tôi bước vào thì họ ngừng lại. Tôi trao cho mỗi người một gói thuốc lá Macedonia. Những điếu thuốc cuốn không chặt tay, làm thuốc rơi ra, khiến trước khi hút phải vấn hai đầu lại. Anh lái xe Manera bật lửa châm điếu của anh rồi chuyển khắp cho những người xung quanh chiếc bật lửa có hình dạng như cái lò sưởi hiệu Fiat. Tôi kể lại cho họ nghe những gì tôi đã nghe được khi nãy. Pasini hỏi. Tại sao không thấy chạm cứu thương lúc chúng ta trở xuống? Chạm ở ngay phía sau chỗ rẽ. Con đường này rồi sẽ hư mất. Manera nói. Địch sẽ nã trọng pháo phá hủy con đường đó của chúng ta. Có thể lắm. Có gì ăn không? Ở Trung Quốc khi bắt đầu cuộc tấn công chúng ta chẳng được ăn đâu nhé được để tôi đi tìm có gì ăn được không tôi trả lời có thể đi dạo quanh hay phải ở lại đây ạ à? nên ở lại đây thì hơn tôi trở lại chỗ hầm thiếu tá ông bảo nhà bếp đang sửa soạn bữa ăn và các người tài lái xe có thể đến đó lánh phần ăn của mình ông sẽ cho mượn ga men nếu họ không có tôi đáp là chắc có mang theo tôi trở về bảo những người lái xe là sẽ đến báo họ khi súp tới. Manera nói anh hy vọng thức ăn sẽ đến trước khi cuộc oanh tạc bắt đầu. Rồi họ im lặng cho đến khi tôi bước ra ngoài. Họ toàn là những người thợ máy và đều oán ghét chiến tranh. Tôi bước ra ngoài và đến bên chiếc xe để xem xét mọi việc rồi trở lại ngồi trong hầm với bốn người lái xe. Chúng tôi ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường hút thuốc bên ngoài trời đã gần tối hẳn đất trong hầm ấm và khô tôi dựa vai vào tường choãi người ra cho thoải mái bên ngoài những ngọn đèn pha quét các vệt sáng dài trên núi ở mặt trận này có nhiều chiếc đèn pha to lớn gắn trên những chiếc xe ô tô có đêm người ta gặp chúng trên đường sát mặt trận chiếc xe dừng lại cách đường một chút một viên sĩ quan rọi đèn pha vào giữ đoàn người Chúng tôi băng qua sân gạch, rồi dừng lại ở trạm cứu thương chính. Phía trên cửa ra vào có một mái hiên, nho nhỏ kết bằng lá cây xanh. Và trong đêm tối từng cơn gió khuya thổi xào xạc trên đám lá khô cháy nắng. Bên trong có ánh đèn. Viên thiếu tá đang ngồi trên một cái thùng gọi điện thoại. Một đại ý quân y bảo là cuộc tấn công sẽ bắt đầu sớm hơn một tiếng đồng hồ ông ta đưa mời tôi một ly cô nhắc trên những tấm ván thùng dùng làm bàn các dụng cụ chậu và chai đậy nút lấp lánh sáng ngời dưới ánh đèn gordini đứng ngay sau tôi thiếu tá đứng lên bảo cuộc tấn công bắt đầu người ta lùi theo giờ ban định lúc đầu tôi nhìn ra ngoài trời tối đen và những ánh đèn pha của bọn áo đang quét trên rặng núi đằng sau chúng tôi tất cả vẫn còn chìm đắm trong yên lặng. Phút chốc, những khẩu súng ở khắp nơi nhả đạn. Tấn công, thiếu ta nói. Thưa thiếu ta, còn vụ ăn uống thì sao? Tôi hỏi nhưng ông ta không nghe, tôi bèn lặp lại một lần nữa. Chưa thấy mang lên. Một quả trọng pháo bay tới và nổ ngoài sân gạch. Một quả khác nổ tiếp theo và trong tiếng nổ đó người ta nghe cả tiếng gạch ngói, đất cát đổ rào rào. Có gì ăn đấy? Còn chút ít mì, thiếu tá nói tôi sẽ dùng những gì thiếu tá cho thiếu tá ra lệnh cho một người lính hắn quay lưng đi ra ngoài rồi trở vào lại với một cái đĩa sắt đựng mì ý nấu chín đèn cuội tôi đưa đĩa mì cho gordini rồi bảo thiếu tá còn pho mát không thiếu tá lầu bầu gì đó với người hầu cận hắn lại chui xuống hầm và trở ra với một mẫu pho mát trắng cảm ơn thiếu tá nhiều lắm tôi nói tốt hơn hết là anh đừng nên đi ra ngoài Bên ngoài hai người vừa đặt một vật gì đó xuống cạnh cửa, một trong hai người nhìn vào trong nhà. "Mang ấy vào trong này, thiếu ta bảo, các anh làm gì vậy? Các anh muốn chúng tôi đi ra ngoài ấy mang hắn ta vào à?" Hai người khiêng cáng, sốc nách người bị thương lên nổi khiêng anh ta vào. Cởi áo choàng của hắn ra. Thiếu tá dùng kẹp gấp mấy miếng vải băng, hai viên đại úy khi nãy cởi áo choàng ra. Thiếu tá bảo hai người khiêng cáng đi ra đi tôi bảo có đi nào ta đi thôi tốt hơn anh nên chờ cho đến khi ngưng bắn đã thiếu tá quay lại nói họ đói ạ à? tôi nói tùy anh vậy chúng tôi ra ngoài chạy băng qua sân gạch một quả trọng pháo nổ một tiếng ngắn cạnh bờ sông một quả nữa bất chợt bay về phía chúng tôi đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng đạn rít thôi cả hai chúng tôi nằm sấp xuống vừa thấy chớp sáng tiếng rội mùi thuốc nổ miếng mảnh đạn rít và tiếng gạch vỡ là tà và tiếng gạch bẻ rơi lách cách. Cordini đứng lên chạy vào hầm chú ẩn. Tôi chạy theo sau hắn tay cầm miếng phó mát bám đầy bụi gạch. Trong hầm, bà anh lái xe đã ngồi tựa lưng vào tường hút thuốc. Này, thức ăn đây. Manera hỏi. Những chiếc xe của mình thế nào? Không sao cả. Trung úy có sợ không? Kệ nó. Có, tôi đáp. Tôi lấy con dao, mở lưỡi ra, liếc qua liếc lại mấy cái rồi hớt bớt lớp bụi bám trên miếng phó mát. Gordini trao cho tôi đĩa mì ý. Trung ý mở màn trước đi. Không, tôi bảo, để chậu xuống đất, chúng ta cùng ăn chung với nhau vậy. Nhưng không có nĩa. Chó chết, tôi nói bằng tiếng Anh. Tôi cắt phó mát ra từng miếng, rồi để lên trên mì. Ngồi xuống ăn đi, tôi bảo. Họ ngồi xuống rồi chờ tôi. Tôi bốc mì lên, nhiều sợi lại rơi trở xuống. Trung ý hãy rơi lên cao, Tôi đưa tay thẳng lên cho những sợi mì rời ra. Tôi hạ chúng xuống gần mồm mút, dùng răng cắn và nhai. Xong tôi lại cắn một miếng pho mát và uống một ngụm rượu. Rượu có mùi rỉ sắt. Tôi chuyển bi đông cho Passini. Bẩn quá, anh nói. Người ta để trong bi đông quá lâu, tôi có trong xe. Cả bọn cắm cúi ăn. Cầm sắt xuống chậu mì, mặt ngửa ra, mút những cọng mì. Tôi ăn một miếng nữa với pho mát và hớp một hớp rượu. Bên ngoài có vật gì rơi xuống làm rung chuyển mặt đất. Súng 420 ly, Gavusi nói. Không có súng 420 ly nào trên núi cả, tôi đáp. Chúng có những khẩu scoda Skoda to lớn, tôi thấy cả nòng súng nữa cơ. 305 ly. Chúng tôi tiếp tục ăn. Người ta nghe một tiếng vút, giống như tiếng đầu máy xe lửa chạy, và tiếp theo là một tiếng nổ long trời làm rung chuyển cả mặt đất. Passini bảo, hầm trú ẩn này không sâu lắm, Trước kia nó là cái hầm lớn để chứa bích kích pháo. Đúng thế đấy, thưa Trung úy. Tôi ăn nốt miếng phom hát còn lại và uống vội một ngụm rượu. Qua những tiếng ồn ào. Tôi nghe tiếng khạc đạn và một tiếng xì rồi một lần chớp lóe lên giống như cửa lò cao bất hình lình mở ra. Liền theo đó là một tiếng nổ ầm chớp sáng lên. Lúc đầu trắng lóa, rồi đỏ rực kèm theo một luồng khí lạnh. Tôi cố thở nhưng hơi thở bị tắc nghẹn lại và cảm thấy bị ngất đi rồi bị gió cuốn cuốn đi rất xa ra ngoài tôi không còn tự chủ được nữa và có cảm tưởng rằng mình đã chết và biết rằng mình đã lầm khi nghĩ là mình đã chết mà không thấy như thế rồi tôi có cảm giác nổi trôi và đáng lẽ tiếp tục bay thì lại thấy rơi xuống tôi thở tôi tỉnh lại mặt đất tung lên và trước mặt tôi một cái xà bằng gỗ bị bầm nát. Trong lúc đầu óc bối rối, tôi bỗng nghe có tiếng người kêu hay đúng hơn là tiếng la hét. Tôi cố động đậy mà không sao cử động được. Tôi nghe thấy tiếng súng máy, súng trường bắn ầm ầm bởi bên kia và suốt dọc con sông. Một tiếng nổ lớn bắn người lên. Tôi thấy một quả trọng pháo nổ sáng rực như bay lên tỏa ra, trôi trong bầu trời tiễn lao đến tôi nghe thấy tiếng bom đạn cùng một lúc tiếp đó tôi nghe sát bên tai tôi có tiếng kêu trời ơi mẹ mẹ ơi tôi bèn trườn tới vặn mình và cuối cùng duỗi được chân ra rồi tôi quay được người và sờ vào người ấy đó chính là Pasini. khi tôi chạm vào người anh thì anh hét lên đôi chân anh ở về phía tôi và giữa cảnh tranh sáng tranh tối Tôi thấy cả đôi chân anh đều bị trúng đạn nát đến tận đầu gối. Một chân thì đã mất hẳn, còn chân kia thì dính lại do cân và một phần của ống quần dài. Khúc chân còn lại co rút và rung lên bần bật, bật tựa hồ như nó không còn liền với nhau nữa. Pasini cắn vào tay rồi rên rỉ. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, đức mẹ hãy cứu vớt chúng con, hãy cứu vớt chúng con. Ôi giê hãy bắn con đi, ôi chúa hãy giết con đi, ôi mẹ ơi, mẹ ơi, ôi đức mẹ Maria đồng trinh hãy bắn con đi, hãy ngừng lại đi, ngừng đi, ngừng đi, ôi Giê-xu, ôi Maria, đủ rồi đau quá, ôi. rồi anh tức tưởi nghẹn ngào, mẹ ơi, mẹ ơi, rồi anh ta im bặt, cắn chặt vào tay mình, khúc chân còn lại co rút lên. chúa ơi, chúa ơi, tôi khung tay kêu lên tôi tìm cách lại gần passini hy vọng có thể đặt băng cho cầm máu vào chân anh nhưng người tôi vẫn không cử động được tôi lại cố một lần nữa đôi chân tôi cử động được một tí tôi có thể lấy đà và cốt trườn tới bằng cánh tay và cổ tay lúc này passini không còn cử động nữa tôi ngồi xuống cạnh anh ta mở áo ngoài ra và cố xé một vạt áo sơ mi của tôi không đứt Tôi ghé đằng cắn vào, kéo áo để xé cho dễ. Lên lúc đó tôi nhớ đến đôi xà cạp của Pasini. Tôi mang bít tất bằng len, và bây giờ Pasini chỉ còn lại một chân. Tôi tháo chiếc xà cạp chân còn lại. Và trong khi tháo, tôi thấy không cần phải buộc vài cầm máu lại nữa, vì Pasini đã chết hẳn rồi. Tôi tin chắc là anh đã chết. Bây giờ, phải tìm cho ra ba người kia. Tôi ngồi thẳng lên. Khi ngồi dậy được, tôi cảm thấy có một cái gì chuyển động trong đầu và đập vào sau mắt. Tựa hồ như ở đôi tròng mắt con búp bê. Tôi cảm thấy dưới chân ẩm ướt. Bên trong đôi giày cũng thế. Biết rằng mình đã bị thương. Tôi cúi xuống và cố đặt tay lên đầu gối. Đầu gối tôi không có ở đó. Tay tôi không thấy gì và đầu gối ở dưới ống quyền. Tôi chùi tay vào áo sơ mi. Một tia sáng chập chờn từ từ chiếu xuống phía tôi. Tôi nhìn xuống chân và vô cùng kinh sợ. Tôi kêu lên, Chúa ơi, hãy mang con ra khỏi chốn này. Tuy nhiên tôi biết còn ba người nữa. Tất cả có bốn người lái xe. Fassini đã chết, giờ còn ba. Một người lấy tay tôi và một người khác dở chân tôi lên. Còn ba người khác. Tôi bảo, chết mất một người rồi. Manera đây, thưa Trung úy, chúng tôi đi kiếm một chiếc băng ca nhưng không có. Trung úy thấy trong người như thế nào? Cordini và Gavuzzi đâu rồi? Cordini đang được băng bó ở trạm. Gavuzzi đang giữ chân Trung úy. Trung úy hãy ôm cổ tôi. Trung úy bị thương có nặng không? Ở chân, còn Cordini? Không sao cả, đó là một quả đạn lớn. Bassini chết rồi. Vâng, anh ấy chết rồi một quả trọng pháo rơi gần đó. Cả hai đều nằm xuống và làm ngã cả tôi. Xin lỗi Trung úy, Mandela nói. Bây giờ Trung Ý hãy ôm cổ tôi để đừng rớt xuống đất. Rồi các anh lại làm ngã tôi nữa. Tại vì chúng tôi sợ quá. Các anh không bị thương à? Cả hai đứa đứa nào cũng bị chút ít. Liệu có đi đi lái xe nổi không? Chưa biết được. Trước khi tới trạm cứu thương, họ lại đánh rơi tôi xuống đất một lần nữa. Các anh là đồ chót chết. Tôi bảo. Xin lỗi Trung úy, Manera nói. Chúng tôi sẽ không đánh rơi Trung úy nữa đâu. Ở trạm cứu thương, phần lớn chúng tôi nằm la liệt dưới đất trong bóng đêm. Họ mang những người bị thương vào, rồi lại mang những người này ra. Thì người ta mở tấm màn để họ mang các thương binh vào. Tôi có thể thấy ánh sáng từ trạm cứu thương hát ra. Những người chết được nằm riêng một bên các bác sĩ đang làm việc. Tay áo sán lên tận vai, và người vấy đầy máu đỏ như những tay đồ tệ. Ở đây không đủ sáng. Có vài người bị thương la hét om sòm, nhưng đa số đều im lặng. Gió thổi xào xạc qua cành lá trước cửa trạm cứu thương, và đêm đã bắt đầu lạnh. Người ta khiêng thương binh tới liền liền. Họ đặt băng ca xuống, khiến người bị thương ra rồi lại đi ngay. Khi tôi vừa tới trạm cứu thương, thì Manera gọi một viên đội y tế để hắn băng bó cho hai chân tôi. Người này nói là đất bám vào vết thương nên máu ra ít. Họ sẽ băng bó Nga cho tôi ngay. Anh ta trở vào trong trạm cứu thương. Lúc nãy quân anh có đến với ba chiếc xe hỏng thập tự và mỗi xe có hai người bị thương. Còn đi đang ngồi cạnh bức tường gạch. Manera và Gavuzi đi khiêng thương binh và đã trở lại trạm. Madera nói là Gordini không thể lái xe được nữa. Vai Gordini gãy nát và đầu hắn bị thương. Lúc đầu anh không cảm thấy đau đớn, nhưng giờ đây một bên vai tê cứng, một người trong số những người lái xe đến gần tôi, có cả Gordini đi cùng. Gordini trông tái nhợt và yếu. Người lái xe nghiêng mình xuống hỏi tôi, Trung Ý bị thương có nặng lắm không? Anh ta người cao lớn và mang kính gọng thép ở chân. Tôi tin là sẽ không nặng lắm. Trung úy có muốn hút thuốc không? Cảm ơn. Tôi nghe họ bảo là Trung úy mất hai người lái xe. Vâng, một bị chết và người kia vừa dẫn anh vào đây. Thật rồi quá. Trung úy có muốn chúng tôi phụ trách mấy chiếc xe này không? Đó chính là điều tôi muốn đề nghị. Chúng tôi sẽ trông nom xe cẩn thận và đưa về biệt thự. Trung úy ở số 206 phải không? Nơi ấy rất xinh và nên thơ. Trước đây tôi có thấy Trung Ý ở đấy. Tôi nghe họ nói Trung Ý là người Mỹ. Vâng. Còn tôi là người Anh, có đúng không? Vâng, tôi là người Anh. Trung Ý cho rằng tôi là người Ý à? Thật ra trong đơn vị chúng tôi cũng có mấy người Ý. Nếu được anh giữ xe hộ cho thì tốt lắm, tôi bảo. Chúng tôi sẽ trông nom xe cẩn thận. Anh ta đứng lên và nói. Tôi lấy làm ái ngại cho vết thương của anh. Anh vừa nói vừa vỗ vai Gordini. đi nhăn nhó và mỉm cười. Người lái xe anh bật ra một chàng tiếng Anh thao thao bất tuyệt. Bây giờ mọi việc đã xong. Tôi đã gặp trung úy của anh. Hai chiếc xe ấy để chúng tôi lo cho. Các anh đừng lo lắng gì cả. Anh ta nói thêm. Tôi sẽ giúp đỡ đem anh ra khỏi chỗ này. Tôi sẽ tìm gặp các nhân viên y tế. Chúng tôi sẽ mang anh theo chúng tôi. Anh ta tiến về phía trạm cứu thương bước cẩn thận giữa đám thương binh. Tôi thấy tấm màn vén lên, ánh sáng ủa ra và anh ta bước vào. Anh ta sẽ săn sóc trung úy. Cordini bảo, Phan Cô, anh thấy trong người thế nào? Không sao cả. Cordini ngồi xuống cạnh tôi. Một lát sau, tấm màn che trước trạm cứu thương mở ra. Hai người tài thương đi theo người anh cao lớn khi nãy. Anh dẫn họ lại phía tôi. Đây là viên trung úy người Mỹ, anh nói bằng tiếng ý. Tốt hơn để tôi đợi một tí. Có nhiều người bị thương nặng hơn tôi, tôi không sao cả. Này, này, đừng có làm ra vẻ anh hùng đấy nhé. Rồi anh tiếp bằng tiếng ý. Nâng chân trung úy cẩn thận, chân đau lắm đấy. Đó là con trai chính của Tổng thống Wilson đấy. Họ khiến tôi lên đưa vào trạm. Người ta đang mang bó ở bàn. Viên thiếu tá nhỏ con nhìn tôi giận dữ. Anh ta nhận ra tôi, Ông cầm cái kẹp vẫy qua vẫy lại và hỏi bằng tiếng Pháp. Mạnh giỏi hả? Mạnh giỏi. Tôi đáp lại bằng tiếng Pháp. Tôi đưa mấy vào đấy. Người anh cao lớn nói bằng tiếng Ý. Con trai cưng bậc nhất của đại sứ Mỹ đấy. Anh ta ở lại đây cho đến khi nào ông sẵn sàng cho phép anh ta đi. Rồi tôi sẽ đưa anh ta về ngay trong chuyến xe đầu tiên. Anh ta cúi xuống nói với tôi. Tôi sẽ tìm viên phụ tá của họ để lo giấy tờ cho Trung Ý và mọi việc sẽ được nhanh chóng hơn. Anh không người để bước ra khỏi cửa và đi ra ngoài. Viên thiếu tá đang tháo kẹp ra và bỏ vào chậu. Tôi đưa mắt theo dõi tất cả cử chỉ của ông. Bây giờ ông đang băng bó. Những người tài thương khiêng thương binh ra khỏi bàn băng bó. Để tôi băng bó cho viên trung úy Mỹ, một viên đại úy quân y nói họ khiêng tôi lên bàn băng bó cứng và trơn. Nhiều mùi nồng nặc xông lên, mùi thuốc lẫn mùi máu. Họ lột quần tôi ra, và viên đại úy bắt đầu đọc cho người phụ tá ghi chép trong khi ông ta xem xét. Có vô số vết thương nông bên trái và bên phải bóc đùi, nhiều vết thương sâu ở đầu gối, mặt và chân phải, da đầu bị rách. Ông ta sờ vào vết thương và hỏi, đau không? Chú ơi, đau lắm có thể vỡ sọ bị thương trong lúc thừa hành nhiệm vụ như thế khỏi bị đưa ra tòa án quân sự vì tội tự làm mình bị thương ông ta bảo rồi ông ta hỏi tôi anh uống tí rượu mạnh nhé sao anh bị thương như thế lúc đó anh định làm gì vậy tự tử à rồi quay qua người phụ tá thêm một mũi phòng uốn ván và đánh dấu thập lên cả đôi chân được rồi cảm ơn rồi quay sang bảo tôi tôi lau đờ các vết thương rồi sẽ băng bó lại máu anh đông nhanh chóng cực kỳ bị thương vì cái gì viên phụ tá ngẩng lên hỏi anh bị trúng đạn gì viên đại úy quân y hỏi tôi đạn mót chia rơi xuống hầm tôi trả lời trong khi đôi mắt nhắm nghiền viên đại úy chùi rửa vết thương làm tôi đau đớn vô cùng ông ta vừa xé vài băng vừa hỏi có chắc không tôi cố nằm im và cảm thấy tim đập liên hồi khi ông ta cắt thịt chỗ vết thương tôi trả lời có lẽ vậy. Đại úy quân y vẫn chú ý vào công việc, nói. Anh bị trúng mảnh bích kích pháo của địch bắn sang, để tôi dò vết thương lấy ra. Nếu anh muốn, nhưng chuyện đó cũng chẳng cần gì, có nhức cũng không hại gì, chưa đau ngay đâu. Này, mang cho anh ấy một cốc rượu, cơn sốc làm dịu đau, nhưng không sao đâu, anh đừng lo. Nếu vết thương không bị nhiễm trùng và cũng ít khi bị lắm, còn trên đầu anh cảm thấy thế nào? Chú ơi, không thấy gì cả, tôi đáp nếu thế thì không nên uống nhiều rượu mạnh nếu vỡ đầu thì đừng uống rượu mạnh anh cảm thấy trên đầu như thế nào mồ hôi ướt đẫm cả người tôi trả lời chúa ơi đau lắm tôi đoán chắc đúng là anh bị vỡ sọ để tôi băng đầu anh lại nhớ đừng cử động đại úy băng đầu cho tôi đôi tay cử động lanh lẹ băng quấn thẳng và chắc ông nói xong rồi tốt lắm chúc anh may mắn nước pháp mua năm anh ta là người Mỹ, một viên đại úy nói. Tôi cứ ngỡ anh ta là người Pháp vì nói thạo tiếng Pháp. Đại úy quân y nói. Trước đây tôi có biết và cứ ngỡ anh ta là người Pháp. Anh ta uống nửa ly cô nhắc. Họ chuyển thêm thương binh nặng vào và mang thuốc phòng uốn ván tới. Đại úy vẫy tay chào tôi. Họ lại khiêng tôi đi và khi ra phía ngoài. Tấm màn cửa quét vào mắt tôi. Ở ngoài, người phụ tá cúi xuống gần tôi hỏi tên, chữ lót, họ, cấp bậc, nơi sanh trường, giai cấp, đơn vị, và nhiều thứ nữa. Hắn nói, tôi rất lấy làm buồn vì là Trung úy bị thương ở đầu như thế. Tôi mong Trung úy cảm thấy khá hơn. Tôi sẽ gửi Trung úy theo xe cứu thương anh về bệnh viện. Không sao đâu, tôi đáp. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cơn đau mà khi nãy viên đại úy có nói đến bắt đầu hành tôi. Và tôi không quan tâm đến chuyện gì xảy ra nữa. Một lúc sau, chiếc xe cứu thương anh đến. Họ đặt tôi vào chiếc băng ca, nâng lên ngang tầm xe và đẩy mạnh vào trong. Bên cạnh tôi có một chiếc băng ca nữa đã có người nằm trên tôi. Tôi nhìn thấy chiếc mũi vàng bóng ló ra ngoài băng và thở nặng nhọc. Người ta lại cho những chiếc băng ca khác lên, đút vào những dây đai ở phía trên. Người anh cao lớn khi nãy đi quanh xe và nhìn vào trong nói tôi sẽ cho xe chạy nhẹ nhàng mong rằng ông cảm thấy dễ chịu hơn tôi nghe thấy tiếng động cơn nổ anh ta leo lên chỗ ngồi và tôi nghe thấy cả tiếng đạp thắng tiếng nhấn ga và xe chạy tôi nằm im để mặc cho nỗi đau nhức dâng lên theo nhịp xe xe lao dốc chậm lại vì đường đông có lúc nó ngừng có lúc lùi vào chỗ ngoặt cuối cùng xe chạy hết tốc lực bất chợt tôi cảm thấy có cái gì nhỏ giọt xuống người tôi thoạt tiên còn chậm và đều sau rồi tuôn xuống xối xả tôi gọi người lái xe anh ngừng xe lại và nhìn vào trong xe qua cái lỗ phía sau chỗ ngồi cái gì thế người nằm phía trên tôi bị chảy máu chúng ta đang ở trên cao tôi không thể nào chuyển băng cao một mình được anh ta cho xe chạy tiếp dòng máu vẫn tiếp tục xối xuống trong bóng tối tôi không thể nhìn ra nơi những giọt máu tuôn xuống ở vải của chiếc băng ca phía trên đầu tôi tôi cố xê người qua một bên để tránh đừng rơi xuống trúng người chỗ máu chảy xuống dưới áo sơ mi nóng và rít tôi thấy lạnh và chân đau nhức đến nỗi tôi sợ bị ngất một lúc sau máu ở phía trên chảy chậm đi rồi sau đó lại tuôn xối xả tôi nghe thấy tiếng vải phía trên tôi chuyển động khi người nằm trên đó tìm cách nằm cho thoải mái hơn hắn có hề gì không Người lái xe anh hỏi lại phía sau, chúng ta sắp đến nơi rồi. Có lẽ hắn đã chết rồi, tôi đáp. Những giọt máu rơi chậm dần, giống như những giọt thạch nhũ rơi sau khi mặt trời lặn. Giữa đêm trường, trong xe lạnh lẽo trên con đường dốc. Đến chạm đầu dốc, họ khiến chiếc băng ca khi náy ra, rồi đẩy một cái khác vào. Chương 10. Trong gian phòng bệnh viện ở chiến trường, người ta cho tôi hay có một ông khách muốn đến thăm tôi vào buổi chiều. Ngày hôm ấy trời nóng và trong phòng có lắm ruồi. Người y tá cắt giấy thành từng mảnh dài để cột vào một chiếc que để làm trồi xua đuổi ruồi. Tôi nhìn những con ruồi Trốn trên trần nhà. Khi người y tá ngừng tay xua đuổi và thiêu thiêu ngủ thì chúng vội bay xuống lúc đầu tôi còn xua chúng đi và sau cùng đành chịu lúp hai tay lên mặt mà ngủ trời nóng và khi thức giấc chân tôi đau nhức khó chịu tôi à, bèn đánh thức người y tá và anh ta đổ nước khoáng lên vết thương giường ngủ từ đó trở nên ẩm và mát những người trong bọn chúng tôi không ngủ được nói chuyện với nhau trong phòng buổi chiều luôn luôn yên tĩnh vào buổi sáng thì ba y tá và một bác sĩ lần lượt đến thăm thương binh họ đưa chúng tôi ra khỏi giường và mang vào phòng băng bó để người ta có thể làm giường trong lúc họ băng lại các vết thương việc uh, đi đến phòng cứu thương không lý thú chút nào và sau này người ta có thể soạn giường mà không cần phải chuyển bệnh nhân y tá ngừng không đổ nước nữa tôi thấy giường rất mát mẻ và nhờ anh gãi chân hộ cho đỡ ngứa ngay lúc ấy một bác sĩ đưa đi vào anh ta đi nhanh vào phòng và cúi xuống giường hôn tôi tôi thấy anh mang găng tay thế nào em bé mạnh chứ cậu thấy trong người ra sao tớ mang cái này cho cậu đây đó là chai rượu cô nhắc y tá kéo cho rinadi chiếc ghế và cậu ta ngồi xuống tớ cũng mang đến nhiều tin vui cậu sẽ được gắn huy chương họ muốn tặng cậu huy chương bạc nhưng có lẽ chỉ được huy chương đồng mà thôi vì vinh dự gì mới được chứ bởi vì cậu bị trọng thương hình như nếu cậu chứng tỏ được đã làm một việc anh hùng thì cậu sẽ được huy chương bạc bằng không thì chỉ được huy chương đồng thôi hãy kể lại cho tớ nghe xem chuyện gì đã xảy ra cậu có làm một hành động anh hùng nào không không tôi đáp chính xác mình đang ăn format mát và bị thổi bắn người đi đừng đùa chắc chắn cậu làm một việc gì đó anh hùng hoặc trước hoặc sau cố nhớ ký lại xem nhưng không mà lúc đó cậu có cõng người nào trên lưng không Rodney đi bảo là cậu cõng nhiều người trên lưng nhưng thiếu tá ở trạm quân y cho chuyện đó là hoàn toàn vô lý ông ấy là người phải ký giấy đề nghị thăng chức tôi chẳng hề cõng ai hết lúc ấy tôi không cử động được chuyện đó chẳng hề gì rin đã đi bảo cậu ta tháo găng tay ra nói tôi tin là chúng tôi có thể xin cho cậu huy chương bạc cậu có từ chối băng bó trước người khác không không chắc chắn lắm không sao hãy nhớ lại em đã bị thương nặng hãy nhớ lại việc khẩn khoản dũng cảm luôn luôn xin ra tiền tuyến hơn nữa cuộc hành quân hôm nay đã thành công mỹ mãn ồ đã qua sông được rồi à rất tuyệt bắt được gần như một ngàn tù binh tin này đang được đăng trong bản tin cậu đã xem chưa chưa để tớ mang lại cuộc hành quân này rất thành công còn mọi việc ra sao tuyệt vời chúng ta là những người tuyệt vời tất cả chúng tôi đều bình yên ai nấy đều hãnh diện vì cậu nào hãy kể cho nghe xem sự việc đã xảy ra làm sao tôi tin chắc rằng cậu được huy chương bạc mà nói cho tớ nghe nhanh lên nói cho tớ nghe tất cả anh ngừng lại nghĩ ngợi rồi nói cũng có thể cậu sẽ được một chiếc huy chương Anh nữa. Ở đây có một người Anh. Để tớ kiếm hắn ta và hỏi xem hắn có gửi gấm gì cậu được không? Hắn có bổn phận và khả năng giúp được cậu. Cậu có đau lắm không? Uống tí rượu nhé. Y tá đâu? Cho mượn cái mở nút chai. Ồ, ước gì cậu thấy tớ đã làm gì để tống khứ ba thước ruột non và bây giờ tớ thấy khỏe hơn bao giờ hết. Tin ấy phải được cho đăng trong tạp chí Jolensis. Cậu dịch dùng và tớ sẽ gửi cho báo The Lancet. Càng ngày tớ càng khỏe hơn. Tội nghiệp em bé của tôi. Cậu cảm thấy thế nào? Ủa, có cái mở nước chai đâu? Cậu nằm đây can đảm và yên lặng quá, khiến tớ quên rằng cậu đang đau đớn. Anh gặp đôi ganh tay vào cạnh giường. Thưa trung ý cái mở rượu đây, người y tá nói. Mở rượu ra, mang một cái ly lại đây. Này, cậu uống đi. Tội nghiệp, đầu cậu thế nào? mình đã xem qua giấy tờ của cậu rồi cậu chẳng bị vỡ đầu vỡ sọ gì cả tên thiếu tá ở trạm cấp cứu là một tên đồ tẻ ở tay tớ tớ không làm cậu đau đớn gì cả tớ không bao giờ làm cho ai đau cả tớ học cách săn sóc nhẹ nhàng hơn và tốt hơn mình học rất tiến bộ hãy tha lỗi vì nói nhiều quá em bé nhé nhưng tớ rất đau xót thấy cậu bị trọng thương như thế đây này uống đi ngon lắm rượu này giá tới 15 đồng lia một chai vậy thì nó phải ngon mới được hiệu năm ngôi sao mà Lại khỏi đây tớ sẽ đi gặp tên người anh tớ đã nói khi nãy ông ta sẽ xin cho cậu một huy chương anh họ không cho như thế đâu cậu khiêm tốn quá để mình gọi viên sĩ quan liên lạc hắn biết cách điều khiển bọn anh anh có gặp ở cô bắc Lê không mình sẽ đưa nàng đến đây mình sẽ đi tìm nàng ngay bây giờ Thôi, đừng đi. Tôi bảo, kể chuyện ở Gorizia cho mình nghe đi. Mấy cô ả à thế nào? Chẳng có ả à nào cả. Hai tuần nay họ không chịu thay người khác. Mình không đến nữa, chán ngấy. Họ không còn là những phụ nữ nữa mà là những chiến hữu cũ của ta. Anh không đến nó thật à? Tôi chỉ đến xem có gì lạ không? Ừ, chỉ ghé qua thôi. Tất cả đều hỏi thăm cậu. Thật là chán. Họ đấy lâu đến nỗi giờ họ trở thành bản thân của ta. Có thể phụ nữ không thích ra mặt trận. Rina đi tự tay rót thêm một ly cô nhắc nữa. Tớ không cho rằng rượu này có hại. Em bé, Nào, uống đi. Tôi uống cô nhắc và cảm thấy hơi ấm từ cổ họng chảy xuống. Rina đi lại rót thêm một ly khác. Bây giờ cậu ta đã bớt nói. Rina đi cầm ly đưa lên và bảo uống mừng vết thương anh dũng của cậu. Uống mừng huy chương bạc. Này, cậu cho biết là đây nằm mãi dưới trời nóng nực như thế này cậu có thấy bực không? Thỉnh thoảng. Tôi không thể tưởng tượng được nằm như thế này. Tôi sẽ điên mất. Cậu đã điên rồi đấy. Tôi mong cậu chóng trở về. Bây giờ tức cô độc. Chẳng có ai cùng trở về phòng sau những cuộc phiêu lưu tình cảm. Không còn ai để trêu ghẹo nữa cả không còn ai để cho tớ vay tiền, không còn ai ruột rà thân thích và không còn ai ở cùng phòng với mình. Tại sao cậu lại làm cho bị thương vậy? Anh có thể đùa với vị tuyên úy cho đỡ buồn. Cha tuyên úy à? Không phải chỉ riêng tớ chơi ông ta, mà còn có cả đại úy nữa. Thật thích ông ấy, nếu cần phải có một linh mục thì ông này hơn. Ông có ý định đến thăm cậu đấy. Ông ấy phải làm nhiều lễ rửa tội. Tôi cũng thích ông ta. Ồ, tôi biết điều đó mà. Đôi khi tôi cảm thấy cậu và ông ta có vẻ thích nhau lắm đấy. Cậu có nhận thế không? Không. Phải, đôi khi tôi cũng thấy thế. Thích cái kiểu của một số người ở sư đoàn 1 của Briggs Ancona. Thôi, đừng nói bậy nữa. Đi đi. rinaldi đứng lên, mang găng tay vào. Ồ, tôi thích đùa với cậu, em bé ạ. Tôi thích đùa với em về cha Tuyên Ý và cô gái người Anh. Thật ra bên trong em cũng giống như tôi. Không, tôi không giống anh đâu. Có cậu giống tớ lắm. Cậu là một người ý chính cống. Tất cả toàn toát ngoài mồm và trắng đề bụng cái gì cả. Cậu đúng là chỉ giả bộ làm ra vẻ người Mỹ mà thôi. Chúng ta coi nhau như anh em và thương mến nhau. Hãy ngoan ngoãn lúc vắng mặt mình đấy, tôi bảo. Tớ sẽ bảo cô Bắc Lây đến. Không có tôi hai người nói chuyện với nhau thích hơn cậu trong sạch và dịu dàng hơn tớ. Đừng nói nhảm thế nữa. Tớ sẽ gọi nàng đến, thần tượng đáng yêu và lãnh đạm của em. Thần tượng anh quốc cơ mà. Chúa ơi, với một người đàn bà như thế, đàn ông không thể làm gì khác hơn là tôn thờ họ như một vị nữ thần. cha hiểu một người đàn bà anh còn có tích sự gì khác nữa chăng? Anh là một tên ý rốt nát, ăn nói sỗ sàng. Một tên gì chứ? Một tên ý rốt nát chứ gì? một tên vô tích sự, một tên vô tích sự chơ chẽn. Anh là một thằng rốt nát lố bịch. Tôi thấy cậu ta như bị kim châm khi nghe thấy tiếng đó, nhưng tôi vẫn tiếp. Ông ai không biết gì cả. Không từng trải và ngớ ngẩn lố bịch vì thiếu kinh nghiệm. Thật à? Được, nghe này. Tôi nói cho cậu biết đôi điều về những cô tình nhân tốt của cậu, về những nữ thần của cậu. Chỉ có một sự khác biệt trong việc lấy một thiếu nữ gia giáo vào một người đàn bà đối với một cô gái thì có đau khổ tôi chỉ biết thế cậu ta đập mạnh găng tay vào giường và nói thêm hơn nữa không bao giờ biết được điều đó có làm cô ta thích thú không thôi đừng giận mà tôi đâu có giận điều tôi vừa nói chỉ là để giúp ích cho cậu thôi em bé ạ à, để cậu tránh những điều bực bội khác nữa có đúng là chỉ có sự khác biệt độc nhất trên không đúng nhưng có hàng triệu tên ngốc như cậu không biết điều đó anh thật đáng yêu khi nói cho tôi biết điều đó Thôi, chúng ta đừng cãi nhau nữa, em bé. Tớ quý cậu vô cùng, tuy nhiên đừng có ngốc nghếch. Không đâu, tôi sẽ khôn ngoan nghiêm nghị như anh. Đừng giận nhé, em bé, cười cái xem nào. Uống tí rượu đi, tôi phải đi đây, lần này đi thật đấy. Anh tốt quá. Đó, cậu thấy không? Trong thâm tâm chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều là chiến hữu. Thôi, hôn một cái trước khi tớ đi. Anh thổ lỗ quá. Đâu phải, đúng là tớ sướt mướt tình cảm hơn cậu. Tôi thấy hơi thở của cậu ta gần mặt tôi. Thôi, chào tạm biệt cậu, tớ sẽ đến thăm cậu nay mai. Hơi thở hắn xa dần. Tớ không hôn cậu đâu, nếu cậu không thích. Tớ sẽ bảo cô bé người anh của cậu đến. Chào em bé, Thay được cô nhắc để dưới gầm giường đấy, chóng mạnh lại nhé. Nói xong, cậu ta đi ra. Chương 11 Chà tuyên ý đến vào lúc trời nhập chập choạng tối. Họ đã mang súp lên rồi sau đó dọn dẹp chén bát, và tôi đang nằm lặng ngắm từng dãy giường và đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Những ngọn cây sẽ lay động theo làn gió chiều. Gió thổi qua cửa sổ và trời về chiều mát mẻ. Rồi đang bám đầy ở trần nhà. Trên bóng đèn rủ xuống ở đầu dây đèn, người ta chỉ bật đèn lên khi cần mang thương binh tới hay làm việc gì khác. Điều ấy làm cho tôi thích thú mỗi khi đêm đến theo sau hoàng hôn. Cảm giác này giống như cảm giác được người ta mang mình vào giường sau buổi ăn tối. Y tá tiến lại những dãy giường rồi ngừng lại. Có ai đi theo sau anh ta? Đó là cha tiền úy. Ông dừng lại, người nhỏ bé, khuôn mặt sạm nâu, cử chỉ bối rối. Anh có mạnh không? Ông hỏi tôi và để mấy gói đồ xuống cạnh giường, thưa cha tôi vẫn khỏe ông ngồi xuống chiếc ghế mà khi nãy rina đi ngồi rồi đưa mắt bối rối nhìn qua cửa sổ tôi nhận thấy khuôn mặt ông có vẻ mệt mỏi chán trường tôi chỉ ở lại đây được một tí thôi ông bảo muộn rồi chưa muộn đâu ạ họ vẫn còn trêu cha trong bữa ăn nữa không ông mỉm cười tôi vẫn là đề tải cho họ đùa cợt Giọng nói nghe mệt mỏi làm sao. Nhà trời họ vẫn khỏe mạnh cả. Thấy anh bình yên tôi mừng lắm, mong rằng anh không đau đớn nhiều. Trông ông có vẻ mệt mỏi lạ và từ trước tôi không hề trông thấy thế bao giờ. Tôi nói: "Không, không, bây giờ tôi không thấy đau ạ." À. Trong bữa ăn chúng tôi nhớ anh nhiều. Tôi mong chóng mạnh lại để còn có thể dự bữa ăn chung. Tôi luôn luôn thích được nghe cha nói chuyện. Tôi có mang cho anh vài món lặt vặt. Ông vừa nói vừa xách những gói đồ lên. Đây là cái màn, còn đây là chai rượu Vermouth. Anh thích chứ? Còn đây là báo chí anh. Xin cha mở hộ. Ông có vẻ rất hài lòng. Ông mở mấy gói đồ ra, tôi cầm chiếc mùng trên tay. Ông giơ chai Vermouth lên cho tôi xem rồi đặt xuống cạnh giường tôi cầm lên một tập báo anh tôi có thể đọc tên tờ báo khi quay ra ánh sáng nhờ vào cửa sổ đó là tờ tin tức thế giới những tờ kia có hình ảnh ông nói còn gì sung sướng cho bằng được đọc những tờ báo này ở đâu mà cha có được tôi cử người về lấy ở mestre tôi sẽ xin thêm nữa cha đến thăm thật quý hóa quá xin mời cha một ly vốp mốt nhé không cảm ơn anh anh nên giữ lấy để mà uống của anh đấy không cha uống với tôi một ly thôi được rồi tôi sẽ mang thêm vào cho anh y tá mang ly tới và mở chai vừa mốt. anh ta làm gãy nút chai nửa chừng cho nên phải đầy phần nút chai còn lại vào trong chai tôi thấy vị linh mục không được hài lòng nhưng ông nói thôi cũng được chẳng sao cả xin đố mừng sức khỏe của cha cầu cho anh trắng bình phục. Cha tuyên úy nâng ly và chúng tôi nhìn nhau. Chúng tôi đã từng đàm đạo với nhau rất tường đắc, nhưng đêm nay nghe chừng khó khăn làm sao. Có việc gì thế cha? Trông cha mệt mỏi quá. Tôi mệt mỏi. Nhưng thực ra tôi không có quyền làm như thế. Có lẽ chạy tại trời nóng. Không, bây giờ mới mùa xuân, tôi thấy buồn chán quá cha buồn vô cớ không mà tôi ghét chiến tranh tôi cũng chẳng ưa gì tôi nói ông lắc đầu nhìn ra cửa sổ anh đừng để ý chuyện đó anh không thấy rõ nó chết xin lỗi tôi biết là anh bị thương chẳng qua đó chỉ là một tai nạn dù cho có bị thương anh cũng không thấy rõ chiến tranh. Tôi đoán chắc thôi. Chính tôi cũng không thấy cách tai hại của nó. Nhưng tôi thấy được đôi điều. Lúc trước khi tôi bị thương, chúng tôi có đề cập đến vấn đề đó. pasini có nói đến điều ấy. Cha Tuyền Ý đặt ly xuống. Ông nghĩ ngợi sang chuyện khác. Tôi hiểu bọn họ vì tôi cũng giống như họ. Ông nói. Dù sao, cha cũng khác họ chứ nhưng thật ra tôi cũng giống như họ mà thôi. bọn sĩ quan không hiểu gì cả. có một vài người thấy được, có vài người tế nhị và cảm thấy khốn khổ hơn cả chúng ta nữa. đa số không giống thế. đó không phải là do giáo dục hoặc tiền bạc, nhưng ngơ vì một cái gì đó khác hơn. dù rằng họ có giáo dục và tiền bạc đi nữa, thì những người như Pasini đâu có ao ước trở thành một sĩ quan. tôi cũng thế nhưng cha được coi là một sĩ quan tôi cũng là một sĩ quan thật ra tôi không phải thế anh cũng không phải là một người ý chính cống nữa anh là một người ngoại quốc nhưng tâm hồn anh gần sĩ quan hơn gần con người khác nhau ở chỗ nào tôi cũng khó diễn tả được có nhiều người là du kích trong nước này có rất nhiều người như thế nhiều người khác lại giống họ những người du kích sẽ buộc những người kia chiến đấu đúng thế và tôi sẽ giúp họ anh là người ngoại quốc anh là người yêu nước còn những người chống chiến tranh liệu họ có thể làm cho chiến tranh ngưng lại được không tôi cũng không hiểu được ông lại nhìn ra cửa sổ tôi ngắm khuôn mặt ông có khi nào họ đầy đủ khả năng để chặn đứng chiến tranh không họ không được tổ chức ngăn chặn mọi việc nhưng khi họ được tổ chức rồi thì những người lãnh đạo lại phản bội họ vậy thì không có hy vọng à không bao giờ lại vô hy vọng nhưng có nhiều khi tôi không đủ sức để hy vọng tôi luôn cố gắng hy vọng nhưng lại chịu thua có thể chiến tranh sẽ chấm dứt tôi hy vọng như thế vậy cha sẽ làm gì khi ấy nếu tiện thì tôi sẽ trở lại abruzzi gương mặt sạm nâu của ông bỗng trở nên rạng rỡ. Cha yêu vùng Abruzzi đến thế cả. Vâng, rất yêu. Vậy khi ấy cha nên về đó, tôi sẽ hạnh phúc lắm. Tôi sẽ sống mãi ở đó để yêu kính Chúa và phụng sự Ngài. Và người ta sẽ kính trọng cha. Tôi nói, vâng, tôi sẽ được kính nể. Tại sao không chứ? Không có lý do gì mà không kính nể cha cả. Cha sẽ được mọi người kính nể. Điều đó không thành vấn đề, nhưng ở quê hương tôi người ta nhìn nhận rằng con người phải yêu mến Chúa. Đó không phải là một chuyện đùa. Tôi hiểu. Ông nhìn tôi mỉm cười. Anh hiểu mà lại không yêu Chúa? Không. Anh không yêu Ngài tí nào sao? Ông hỏi. Đôi khi về đêm tôi còn sợ Ngài nữa là khác. Anh nên yêu mến Ngài tôi không yêu nhiều lắm thực đấy ông nói anh nên yêu chúa những gì anh đã kể cho tôi nghe trong những đêm qua vừa rồi không phải là tình yêu đó chỉ là đam mê và dục vọng khi yêu người ta ao ước được làm một cái gì cho người mình yêu người ta muốn hy sinh muốn phục vụ tôi không có tình yêu rồi anh sẽ yêu tôi biết rồi anh sẽ yêu và khi đó anh sẽ hạnh phúc tôi hạnh phúc. Lúc nào tôi cũng hạnh phúc. Đó là chuyện khác. Anh không hề biết tí gì về tình yêu, chỉ trừ khi nào anh có yêu. Được rồi. Tôi bảo, hễ khi nào yêu, tôi sẽ báo cho cha hay. Tôi đã ngồi lại quá lâu và nói chuyện nhiều rồi. Ông tỏ vẻ ái ngại. Khoan đã, cha đừng đi vội. Cha nghĩ thế nào về tình yêu phụ nữ? Nếu thực tôi có yêu một người đàn bà nào đó, thì chuyện có xảy ra như cha nói không tôi không hề biết được chuyện đó vì tôi chưa từng yêu một người đàn bà nào cả thế còn mẹ của cha dĩ nhiên là tôi phải yêu mẹ tôi rồi có phải lúc nào cha cũng yêu chúa không ngay từ lúc tôi còn bé đến giờ thế à không biết phải nói những gì tiếp nữa tôi bảo cha thật là một thanh niên tốt tôi còn là một thanh niên Thế mà anh lại gọi tôi bằng cha. Đó, đó là vì lễ phép thôi. Cha mỉm cười. Tôi phải đi đây. Nói thật đấy. Có đúng là anh không cần gì nữa không? Ông hỏi. Mắt ánh lên chút hy vọng. Không, chỉ để nói chuyện thôi. Tôi sẽ chuyển lời chào của anh trong bữa ăn chung. Cảm ơn cha về những tặng phẩm đẹp. Có gì đâu. Cha nhớ anh thăm tôi nhé. Vâng. Thôi chào anh. Ông vỗ nhẹ lên tay tôi. Chào cha, tôi nói bằng giọng địa phương. Chào anh, ông đáp lại. Trong phòng tối om và người y tá ngồi ở chân giường đứng lên, đi ra ngoài với cha tuyên úy. Tôi rất thích ông và mong ông được trở về Abruzzi một ngày nào đó. Ở những buổi ăn chung, người ta trêu cợt ông thế mà ông vẫn tử tế với họ tôi nghĩ về cuộc sống ở quê hương ông. Ông đã từng kể cho tôi nghe, ở Capratacuta, cá lội nhỏ nhơ như ở Hạ Lưu, suối lượn qua thành phố. Ở đó người ta cấm chơi sáo ban đêm, người ta cấm thổi sáo. Tôi hỏi tại sao, vì ban đêm, tiếng sáo rất nguy hiểm cho các cô thiếu nữ. Nơi đó các bác nông dân đều gọi bạn là ngài, và khi bạn gặp họ, họ kính cẩn giờ mũ ra chào. Cha của vị linh mục mỗi ngày đều đi lễ và thường dừng chân tại nhà các bác nông dân dùng cơm. Đó luôn luôn là điều vinh dự đối với họ. Ở đó, đối với người ngoại quốc, khi muốn đi săn, họ phải trình chứng chỉ tỏ rằng họ chưa hề bị bắt lần nào. Ở Grand Sasso di Etila, có cả gấu nữa nhưng rất xa. Thành phố Aquila rất đẹp, về mùa hạ ban đêm trời mát và mùa xuân abruzzi đẹp nhất ở ý nhưng dễ chịu nhất là mùa thu mùa săn bắn trong rừng rè chim chóc đều ăn được vì chúng ăn toàn nho không bao giờ bạn phải mang bữa trưa vì các bác nông dân luôn luôn lấy làm hãnh diện nếu bạn ở lại ăn ngay ở nhà họ nghĩ ngợi một lát tôi ngủ thiếp đi chương 12 Gian phòng bệnh viện dài, cửa sổ nằm về phía tay phải, cửa ra vào ở tận đầu phòng, sát với phòng băng bó. Giấy giường tôi nằm trong đất cửa sổ và giấy giường khác đối diện với tường. Nếu nằm nghiêng về phía trái, tôi có thể thấy cửa phòng băng bó. Lại còn một cửa khác ở cuối phòng mà thỉnh thoảng có khách đến thăm ra vào. Nếu có người sắp chết, người ta kéo tấm màn phủ quanh giường để khỏi trông thấy người chết. Chỉ có giày và ghẹt của bác sĩ và y tá ló ra dưới màn. Đôi khi người ta còn nghe cả tiếng thì thầm to nhỏ. Rồi cha tuyên ý vén màn bước ra và các y tá trở vào khiêng xác người chết ra. Trên mình phủ chăn kín mít. Qua giữa hai dãy giường, rồi có người đến xếp tấm màn và mang đi chỗ khác sáng hôm đó thiếu tá phụ trách phòng hỏi tôi xem ngày mai có thể đi xa được không tôi trả lời được ông ta nói tiếp là sẽ chuyển tôi đi vào lúc sáng sớm ông bảo tốt hơn tôi nên đi bây giờ trước khi trời nóng bức khi họ nhấc tôi lên khỏi giường để đưa vào phòng băng bó tôi có thể nhìn qua cửa sổ thấy những nấm mồ mới hiện lên ngoài vườn một người lính ngồi ở cửa vườn anh đang làm những cây thánh giá và khắc lên đó tên, cấp bậc, đơn vị của người được chôn trong vườn. Cũng có khi anh giúp việc vặt trong phòng và khi rỗi rãi, anh làm cho tôi cái bật lửa bằng vỏ đạn của bọn áo. Các bác sĩ rất dễ thương và có đầy đủ kỹ năng. Tôi được gửi đi Milan chậm. Ở đấy có việc xem xét bằng quang tuyến X tốt hơn và giải phẫu xong tôi sẽ được điều trị bằng máy tôi cũng rất muốn đi milan họ muốn đem tất cả chúng tôi càng xa càng tốt vì tất cả các giường đều rất cần cho cuộc tấn công sắp đến buổi chiều trước khi tôi rời khỏi bệnh viện mặt trận rinaldi cùng thiếu tá ở công lạc bộ đến thăm tôi họ bảo tôi sắp được đưa vào một bệnh viện mỹ ở milan vừa được thành lập có vài đơn vị cứu thương mỹ vừa được gửi tới đó và bệnh viện sẽ phụ trách họ cùng tất cả những người mỹ ở ý ở đội hồng thập tự có nhiều người mỹ mỹ đã tuyên chiến với đức chứ không phải áo dân ý tin chắc rằng mỹ sẽ tuyên chiến với áo nên họ rất quan tâm đến tất cả những người mỹ đến đây ngay cả trong đội quân hồng thập tự rồi rinaldi bảo đừng nói to thế em bé ai cũng biết cậu đã từng ở mặt trận Ồ, oh, em bé đáng yêu ơi, chừng em đi rồi tôi sẽ làm gì? Chúng ta phải lên đường, thiếu tá bảo. Rina đi tiếp. Thật buồn quá. Nghe này, tớ có tin vui cho cậu. Cô tình nhân người anh của cậu mà. Cậu biết không, cô gái người anh mà đêm nào cậu cũng đến thăm ở bệnh viện đấy. Nàng cũng đi Milan. Cô đến đấy với một người nữa và ở tại bệnh viện Mỹ họ chưa nhận được các nữ y tá từ mỹ qua hôm nay tôi có nói chuyện với đơn vị trưởng của họ ở tại mặt trận có nhiều đàn bà quá họ gửi nhiều người trở lại hậu phương em thấy chuyện đó thế nào em vé được không được chứ em sẽ đến sống ở một thành phố lớn và ở đó làm nũng với cô tình nhân người anh của em tại sao tôi không bị thương cơ chứ biết đâu rồi anh cũng sẽ bị thương tôi bảo ta đi thôi thiếu tá bảo Chúng tôi uống rượu làm ồn và quấy rầy Federico. Khoan, đừng vội đi. Chúng tôi phải đi. Tạm biệt. Chúc may mắn đủ mọi điều nhé. Trở lại mau em bé nhé. đi nó đi hôn tôi. Cậu sắc mùi thuốc sắt trùng. Chào em bé nhé. Chào anh. Chúc anh đủ mọi điều. Viên thiếu tá vỗ nhẹ vào vai tôi. Rồi họ rón rén bước ra. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn say rồi liệm dần trong giấc ngủ sáng hôm sau, chúng tôi rời bệnh viện đi Milan và 48 tiếng đồng hồ sau thì tới nơi. Thật là một cuộc hành trình mệt nhọc. Chúng tôi phải tránh qua đường khác một lúc lâu gần ở Metri và trẻ con tới nhìn vào trong xe. Tôi nhờ một cậu bé đi mua hộ một chai cô nhác nhưng cậu trở lại bảo chỉ có rượu nho thôi. Tôi đành bảo cậu cứ mua, và khi cậu mang rượu ra, Tôi và người bên cạnh uống say mềm, rồi lăn ra ngủ cho đến khi qua Vicenza. Tôi thức dậy và nôn mửa đầy trên xe. Như thế cũng chẳng sao, vì người cạnh tôi đã nôn mửa nhiều lần trên xe rồi. Sau đó tôi thấy không chịu đựng nổi cơn khát, nên gọi một người lính đang đi qua, lại cạnh xe lửa bảo hắn mang đến cho tôi một ly nước lạnh. Tôi đánh thức, Gio Ghetti, chàng xe cạnh tôi, cho hắn uống một tí nước lạnh hắn bảo để nước lên vai cho hắn rồi tiếp tục ngủ người lính từ chối không nhận tiền tôi biếu và mang lại cho tôi một quả cam mềm nhũn tôi mút lấy nước nhà xác bá ra và nhìn người lính qua lại bên toa xe chở hàng hóa một lúc sau xe lửa giật mạnh và khởi hành quyển 2 chương 13 Chúng tôi đến Milan lúc sáng sớm và người ta cho chúng tôi xuống ở ga hàng hóa. Một chiếc xe cứu thương đưa chúng tôi đến bệnh viện Mỹ. Đi xe nằm trên băng ca tôi không thể biết được là chúng tôi đã đi qua những nơi nào trong thành phố. Khi họ hạ cáng xuống, tôi thấy trước mặt mình là một cái chợ, một quán rượu mở cửa có một cô gái đang quét dọn. Họ đang tưới nước lên mặt đường và hương dịu dịu của buổi sáng tỏa trong không khí. Họ đặt chiếc băng ca xuống và đi vào trong. Người thường trực đi ra với họ. Ông có bộ râu màu xám, đội mũ gác cổng và mặc sơ mi ngắn tay. Không thể mang băng ca lên thang máy được, nên họ bàn với nhau xem có nên khiêng tôi ra khỏi băng ca, cho tôi lên thang máy hay chuyển cáng theo cầu thang tôi nằm lắng nghe họ bàn bạc với nhau. Sau cùng họ quyết định theo thang máy. Họ đỡ tôi ra. Nhẹ 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 tay, tôi nói, chú ý nha. Thang máy chứa nhiều người nên chật trội và đôi chân phải co lại làm tôi đau điếng. Hãy kéo thẳng chân tôi ra, tôi bảo. Không thể được, thưa trung úy, ở đây không phải là một gian phòng. Người nói câu đó đang ôm quanh người tôi, còn tay tôi thì ôm cổ anh. Hơi thở anh phả vào mặt tôi, nồng nặc mùi tỏi và rượu. Chú ý kìa, người kia nói. Cậu coi tớ là một thằng tồi hay sao? Tớ chỉ bảo cậu chú ý. Đã bỏ chịu khó tí mà. Người giữ chân tôi nói lại. Tôi thấy ông thường trực đóng cửa thang máy rồi cửa sắt. Ông bấm nút lầu tư, trông ông ta có vẻ bận rộn. Chiếc thang máy đi lên từ từ. Nặng lắm hả? Tôi hỏi người đàn ông nồng nặc mùi tỏi và rượu. Không sao, anh đáp. Mặt anh đấm mồ hôi và anh cào nhào. Chiếc thang máy lên thẳng rồi dừng lại. Người giữ chân tôi mở cửa thang máy bước ra. Chúng tôi đang ở trên bao lơn bệnh viện, có nhiều cửa nắm khóa bằng đồng. Người giữ chân tôi ấn nút chuông. Chúng tôi nghe thấy tiếng chuông reo nhưng không có ai cả lúc ông thường trực mới xuất hiện ở đầu cầu thang họ đâu cả rồi những người khiêng băng ca hỏi tôi không biết ông thường trực trả lời họ ngủ cả ở dưới kia ông bảo hộ ai đi ông thường trực lại ấn chuông reo và gõ cửa đi vào khi ông trở ra thì có một bà đứng tuổi mang kính theo sau tóc bà cặp rối sắp sửa sổ tung ra bà mặc sắc phục y tá tôi không hiểu bà ta nói tôi không hiểu được tiếng ý tôi nói được tiếng anh tôi đáp họ muốn biết là đặt tôi ở đâu không có phòng nào sẵn cả người ta không chờ đón bệnh nhân nào cả bà ta vẫn tóc lại và quan sát tôi với đôi mắt cận bất cứ phòng nào cũng được hãy tìm cho tôi một phòng trống phòng nào cũng trống cả ông thường trực nói Ông là thương binh đầu tiên. Ông cầm chiếc mũ ở tay và nhìn bà y tá đứng tuổi. Nhân danh chúa, xin hãy đem tôi vào một phòng nào đó. Chân tôi co lại, đau đớn tăng lên. Ông tưởng chừng mở cửa đi vào với bà có mái tóc ngà màu muối tiêu, rồi vội vã chờ đã bảo, hãy theo tôi. Họ khiến tôi qua dãy hành lang dài, đi vào một căn phòng có treo màn cẩn thận. Trong phòng có một chiếc giường, một cái tủ to có gương, Họ đặt tôi xuống giường. Tôi không thể trải nệm lên được, bà ta nói. Vài nệm để trong tủ khóa rồi. Tôi không thèm nói chuyện với bà ta nữa. Tiền trong túi tôi đây này. Tôi bảo ông thường trực. Ở túi áo khuy ấy, ông thường trực lấy tiền ra. Hai người kia băng ca đến cạnh giường, mũ cầm tay. Tôi bảo ông thường trực. Đưa cho mỗi người 5 đồng lia. Còn phần ông 5 đồng. Giấy tờ của tôi tôi ở túi bên kia, ông có thể lấy đưa cho bà y tá mấy người khiêng băng ca giơ tay chào tôi và cảm ơn chào các anh tôi đáp cảm ơn nhiều lắm họ chào tôi một lần nữa rồi đi ra giấy tờ này tôi bảo bà y tá có tất cả những chỉ dẫn về vết thương của tôi và phương hướng đã điều trị bà cầm lấy giấy và đọc qua đôi kính có tất cả ba tờ giấy gấp lại tôi không biết phải làm gì đấy Bà ta nói, tôi không thể đọc được tiếng Ý. Tôi không thể làm gì nếu không có lệnh của bác sĩ. Bà ta liền khóc và cho tất cả giấy tờ vào túi áo choàng của bà. Phải ông là mười người Mỹ không? Bà ta hỏi tôi với giọng nghẹn ngào. Phải, bà làm ơn để giấy tờ trên bàn cạnh giường dùng tôi. Gian phòng mát và tối mờ. Khi tôi đặt lưng xuống giường, tôi nhìn thấy chiếc gương to đặt cuối phòng nhưng không thấy được trong gương phản chiếu những gì ông thường trực đứng cạnh giường mặt ông trông dễ thương và tử tế ông có thể đi được rồi tôi bảo ông được quay sang bà y tá bà cũng thể đi được rồi à tên bà là gì ạ walker thưa bà walker bà có thể đi được rồi có lẽ tôi sắp ngủ đây còn lại một mình tôi trong phòng vắng căn phòng mát mẻ và không có mùi nhà thương nệm cứng và dễ chịu tôi nằm không động đậy thở khó nhọc và cảm thấy sung sướng vì đã bớt đau một lúc sau tôi muốn lấy một ly nước tôi tìm thấy cái dây chuông ở cạnh giường tôi giật chuông nhưng chẳng ai vào cả tôi đành ngủ khi thức giấc tôi đưa mắt nhìn quanh ánh mặt trời xuyên qua tấm cửa chớp tôi thấy cái tủ lớn những bức tường trơ trọi và hai cái ghế trong lớp băng bẩn đôi chân tôi duỗi thẳng ra trên giường tôi khát nước và cố bấm chuông có tiếng mở cửa nhìn ra đó là một cô y tá trông nàng còn trẻ và đẹp chào cô tôi nói chào ông nàng vừa nói vừa tiến đến gần giường chúng tôi không thể gọi bác sĩ được ông ấy đi vùng hồ Como chẳng ai biết có bệnh nhân tới cả ông bị sao thế tôi bị thương ở ống chân bàn chân và đầu tôi bị xây sát tên ông là gì Henry Frederick Henry tôi sẽ lau rửa vết thương cho ông nhưng chúng tôi không thể động tới băng bó trước khi bác sĩ đến cô Lây có ở đây không cô không ở đây không có ai tên đó cả còn cái bà khóc khi tôi đến là ai cô y tá bật cười đó là bà walker bà trực đêm ấy và lúc ông đến bà hãy còn ngái ngủ bà ấy không đợi ai cả vừa nói chuyện nàng vừa thay quần áo cho tôi nàng làm rất nhẹ nhàng êm ái khiến tôi cảm thấy dễ chịu chung quanh đầu tôi đều có băng nhưng nàng rửa ở chung quanh rìa thôi ông bị thương ở đâu ở tchonje phía bắc Plava. Nơi đó ở đâu? Ở bờ sông Rorizia. Tôi thấy nàng không biết tí gì về những nơi ấy cả. Ông có đau nhiều lắm không? Không, bây giờ thì đỡ đau nhiều. Nàng cặp nhiệt độ vào miệng tôi. Người ý đặt cặp nhiệt độ dưới nách. Tôi nói. Đừng nói, nàng bảo. Nàng lấy cặp nhiệt độ ra đọc số rồi lắc. Bao nhiêu độ cô? Tôi thiết tưởng ông không nên biết điều đó. Cứ nói cho tôi biết. Gần như là bình thường. Tôi không hề bị sốt. Chân tôi đẩy những mảnh đạn. Ông muốn nói gì thế? Chân tôi đẩy những mảnh đạn, đinh ốc cũ, lò xo và nhiều thứ nữa. Nàng khẽ lắc đầu và mỉm cười. Nếu chân ông có vật lạ thì đã sưng và bị sốt. Được rồi, tôi bảo, hãy chờ xem sao. Nàng đi ra khỏi phòng và trở vào với bà y tá già. Cả hai người soạn giường mà không phải nhắc tôi lên. Đó là một điều hoàn toàn mới mẻ và tôi rất thán phục. Ai đứng đầu bệnh viện này cô? Cô Van Kampen. Ở đây có bao nhiêu y tá cả thầy? Chỉ có hai chúng tôi. Liệu có thêm nữa không? Có, chúng tôi đang đợi. Khi nào thì họ đến đây? Tôi không biết ông hỏi nhiều quá mà đáng lẽ một người ốm như ông không nên tôi không đau ốm gì cả tôi chỉ bị thương thôi tôi bảo họ đã làm giường xong và tôi nằm trên một tấm nệm sạch êm và trên người tôi đắp một chiếc khăn khác nữa bà walker đi ra ngoài rồi trở lại mang cho tôi cái áo ngủ bà mặc cho tôi và tôi cảm thấy sạch sẽ tử tế bà tốt với tôi quá tôi bảo Cô y tá ghét cười khúc khích. Cô cho tôi xin một ít nước được không? Tôi hỏi. Được chứ, và sau đó ông sẽ ăn điểm tâm. Tôi không muốn ăn điểm tâm. Cô vui lòng mở những cánh cửa ngoài ra dùng tôi được không? Khi nãy gian phòng mở tối. Nhưng lúc mở cửa ra thì tràn ngập ánh sáng. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy một chiếc bao lên và xa hơn là ống khói cùng những mái ngói phía trên mái ngói là những cụm mây trắng và bầu trời xanh thấm cô không biết bao giờ những cô y tá khác đến đây à sao ông hỏi mãi thế chúng tôi săn sóc ông không tốt hay sao không cô tốt lắm chứ ông có cần bô không có tôi thử lựa xem họ đỡ tôi dậy nhưng không được sau đó tôi nằm xuống và nhìn ra bao lơn bao giờ thì bác sĩ tới khi ông trở về Chúng tôi đã gọi điện thoại đến hồ cô mô trong ấy. Còn bác sĩ nào khác nữa không? Ông ta là bác sĩ của bệnh viện này. Cô Gates mang bình nước và ly vào. Tôi uống một hơi ba ly liền, xong họ rời khỏi phòng. Tôi nhìn ra cửa sổ một lúc rồi ngủ thiếp đi. Tôi ăn trưa và chiều hôm đó cô Van Campen, giám đốc bệnh viện đến thăm tôi. Cô người nhỏ hay nghi ngờ Vượt quá cả cương vị của cô. Cô hỏi tôi rất nhiều và hình như thấy mất thể diện khi phục vụ, vụ trong quân đội Ý. Tôi có được uống rượu trong bữa ăn không? Tôi hỏi. Chỉ khi nào à, bác sĩ cho phép mới được. Thế không thể có trước khi bác sĩ đến à? Tuyệt đối không. Cô có ý định mời bác sĩ tới không? Chúng tôi đã gọi điện thoại cho bác sĩ ở Hồ Cô Mô rồi cô ta đi ra và cô ghét trở vào sao ông ăn nói cọc cằn với cô van campen thế cô vừa hỏi tôi vừa săn sóc tôi rất tài tình tôi không muốn thế chính cô ấy đã gắt gỏng cô ấy bảo ông kiêu căng và ăn nói cọc cằn đâu nhưng một bệnh viện mà không có bác sĩ thì cô nghĩ sao bác sĩ sắp đến họ đã gọi điện thoại cho ông ta rồi ông ta làm gì ở đấy bơi lội à không ông điều hành một bệnh viện nữa thế tại sao ông không mời bác sĩ khác thôi nào hãy chịu khó bác sĩ sẽ đến đây bây giờ tôi nhờ gọi ông thường trực khi ông ta đến tôi nhờ ông mua hộ chai Sinzano và mấy tờ báo xuất bản buổi chiều ông đi mua rồi đem về cho tôi các thứ gói trong tờ báo ông mở gói giấy ra và theo lời tôi mở nút rồi để chai rượu nho rượu vermouth dưới gầm giường. Họ đi ra hết. Tôi nằm lại một mình trên giường. Tôi đọc báo một lát với những tin tức mặt trận và danh sách những sĩ quan tử thương và huân chương. Họ được thưởng. Rồi tôi với chai rượu Shinzano ở gầm giường, cầm chai thẳng đứng để trên bụng, còn cái ly mát lạnh tôi để sát bụng. Tôi uống từng ngụm nhỏ, làm rớt cả rượu lên trên bụng và trong khi uống tôi vẫn cầm cái chai như cũ, Tôi ngắm bóng đêm trùm lên những mái ngói thành phố. Mấy con chim én bay lượn vòng quanh. Tôi nhìn những con diều hâu bay lượn trên mái, vừa nhấp nháp rượu Sinzano. Cô Gates mang lên cho tôi một ly rượu bia có trứng gà. Khi cô bước vào, tôi vội giấu chai Vermouth sang phía bên kia giường. Cô Van Campen đã cho một chút rượu Sherry vào trong đó. Nàng bảo ông không nên cọc cằn với cô ấy. Cô ấy không còn trẻ trung gì mà trách nhiệm bệnh viện này lại quá nặng đối với cô. Bà Walker lại quá già, không giúp được việc gì cho cô ấy cả. Cô ấy là một người phụ nữ đặc biệt, tôi bảo. Cô chuyển lời cảm ơn của tôi đến cô ấy. Tôi sẽ mang bữa chiều lên ngay cho ông đó. Tốt lắm, nhưng tôi chưa thấy đói. Cô bưng khay vào và đẩy lên giường. Tôi cảm ơn cô rồi ăn một ít, Bây giờ trời đã tối hẳn và tôi có thể thấy những tia đèn pha quét trên nền trời. Tôi ngắm một lát rồi đi ngủ. Tôi ngủ say. Chỉ trừ có một lần tôi giật mình sợ hãi thức giấc, mồ hôi ướt như tắm. Xong tôi cố ngủ lại và quên đi giấc mơ hái hùng. Tôi thức dậy một lúc lâu trước khi trời sáng. Tôi nghe thấy tiếng gà gáy. Từ đó tôi thức luôn cho đến sáng. Tôi mệt và đến lúc sáng hẳn thì tôi ngủ lại. Chương 14 Khi tôi thức giấc, gian phòng đã tràn ngập ánh nắng. Tôi cứ ngỡ mình đã trở lại mặt trận và nằm trong giường duỗi thẳng tay chân ra. Chân tôi đau nhói. Tôi nhìn xuống đôi chân cuốn trong lần băng dơ bẩn, rồi bất chợt nhận ra nơi mình đang ở, Tôi bấm nút chuông. Tiếng chuông vang lên trong hành lang. Tôi nghe thấy tiếng giày cao su. Đó là cô guest. Trong ánh nắng chói lòa, cô trông già hơn và không còn đẹp như hôm qua. "Chào ông. Đêm hôm qua ông ngủ có ngon giấc không?" "Dạ cảm ơn cô. Tôi ngủ ngon giấc lắm." Tôi đáp. "Tôi có thể cạo râu được không? Lúc nãy tôi có vào thăm ông và thấy ông ngủ với vật này bên cạnh ông đây." Nàng mở tủ cầm chai Vermouth, đưa lên, rượu trong chai đã gần cạn. Tôi cũng cất luôn chai kia, mà tôi đã lấy ra ở dưới gầm giường này đây. Nàng bảo, sao ông không bảo tôi lấy cho ông một cái ly có hơn không? Tôi nghĩ có lẽ cô sẽ không cho tôi uống như thế đâu. Tôi sẽ để cho ông uống chút đỉnh. Thật cô tốt bụng quá. Uống lén một mình như thế không tốt. Ông không nên làm thế, vâng tôi xin nghe lời cô bạn ông cô bắc lây đã đến cô nói thực à vâng nhưng tôi không thích cô ấy rồi cô sẽ thích nàng nàng dễ thương lắm cô ghét lắc đầu tôi chắc rằng nàng phải đẹp lắm xin ông nhích qua đây một tí thế được rồi tôi sẽ rửa ráy cho ông trước khi dùng điểm tâm cô lấy khăn xà phòng và nước ấm rửa cho tôi nhấc vai lên cô bảo Tốt lắm. Tôi có thể cạo đâu chứ mới điểm tâm được không? Để tôi cho bác thường trực đi gọi ông thợ cạo. Cô đi ra rồi trở vào nói. Bác ấy đã chạy ra ngoài gọi ông thợ cạo rồi. Cô nhúng chiếc khăn đang cầm nơi tay vào chậu nước. Bác thợ cạo bước vào trong phòng với ông thường trực. Ông ta khoảng tứ tuần, râu quay nón vảnh lên. Cô ghét đã xong bèn bước ra ngoài bác thợ cạo xoa xà phòng lên mặt tôi rồi bắt đầu cạo ông rất nghiêm trang và không hé lời nào có gì lạ không bác có tin tức gì không tôi hỏi tin tức gì tin tức gì cũng được bất cứ tin gì xảy ra trong thành phố chúng ta sống trong thời chiến bác ta bảo quân địch nghe ngóng ta khắp mọi nơi tôi nhìn lên bác ta xin ông giữ yên cho bác vừa nói tiếp vừa cạo râu tôi không thể nói gì cả bác có chuyện gì thế tôi hỏi tôi là dân ý tôi không thể có quan hệ nào với quân địch được tôi không gạn thêm nữa ông ta giở người và tối thiểu tôi đang ở dưới lưỡi dao của ông ta thế là hơn có lúc tôi cố nhìn thẳng ông ta coi chừng đấy ông ta bảo lưỡi dao này sắc lắm đấy khi cạo xong tôi trả tiền và tặng thêm một nửa đồng lia. Ông ta đưa trả lại cho tôi. Tôi không thể làm thế. Tôi không ở mặt trận nhưng tôi là dân ý. Cút đi. Xin phép ông. Nói xong ông ta cuốn vội giao cạo vào trong tờ báo. Ông ta bước nhanh ra khỏi phòng bỏ lại năm xu trên bàn. Tôi bấm chuông gọi. Cô ghét bước vào. Tôi bảo cô. Xin cô vui lòng gọi hộ dùm ông thường trực. Có ngay. Ông từng trực bước vào cố nén cười. Có phải bác thợ cạo điên không? Thưa Trung úy không ạ, à? ông ta lầm đấy. Ông ta không hiểu rõ và ngỡ rằng Trung úy là một sĩ quan áo. Ồ, hèn nào, tôi nói. ông từng trực cười to lên. Bác ta trông buồn cười quá. Bác ta bảo nếu lúc nãy Trung úy có một hành động nào, bác ta sẽ... Ông để ngón tay trỏ ngang bụng. ông ta cố nín cười khi tôi bảo cho hắn đó trung úy không phải là người áo. tôi chua chát bảo, nếu hắn cắt cổ tôi thì buồn cười quá nhỉ. không, thưa trung úy, không, không, hắn ta rất sợ người áo. tôi bảo, thôi, đi ra đi. Ông ta đi ra rồi mà tiếng cười còn vang dội hành lang. Tôi nghe tiếng chân tiến lại gần, tôi nhìn ra cửa. Đó là Catherine Buckley, nàng vào phòng đến bên giường tôi chào anh yêu trông nàng tươi trẻ và đẹp vô cùng tôi có cảm tưởng là chưa hề thấy người nào đẹp như thế này cả chào em thấy mặt nàng bỗng nhiên tôi cảm thấy yêu nàng vô hạn tôi hoàn toàn bối rối nàng nhìn ra phía cửa không thấy ai bèn ngồi xuống cạnh giường và nghiêng mình hôn tôi tôi kéo sát người nàng xuống hôn nàng và nghe rõ cả nhịp tim nàng đập em yêu quý tôi nói em đến đây thật tuyệt quá điều đó không khó nhưng ở lại lâu thì không được em phải ở lại đây ồ oh, em thật là tuyệt tôi say sưa ngây ngất vì nàng tôi không tin là nàng thật tôi siết chặt nàng trong vòng tay không nên anh nàng nói anh chưa mạnh hẳn không anh mạnh mà được mà đừng anh chưa mạnh hẳn đâu không, anh mạnh rồi, anh mạnh rồi mà, cứ ở lại đây với anh. Anh yêu em lắm ư? Ừ, anh yêu em thật đấy, anh yêu điên cuồng, anh xin em hãy ở lại đây với anh. Hãy lắng nghe đôi tim ta đập. Anh không biết tìm tiếc gì hết, anh cần em, anh điên lên vì em đây này. Anh yêu em thật ư? Đừng hỏi mãi như thế, này, anh xin, anh xin em, Catherine. Được rồi, nhưng một phút thôi nhé cũng được tôi nói đóng cửa lại đừng anh anh không nên thế có lại đây đừng nói nữa ôi anh xin lại đây catherine ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cửa phòng mở toang sự bồng bột dịu xuống tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết bây giờ thì anh đã tin rằng em yêu anh rồi đấy chứ nàng hỏi tôi em rất duyên dáng tôi nói em phải ở lại đây họ không thể đuổi em đi đâu anh điên lên vì yêu em. Chúng ta phải thận trọng. Như thế là điên rồi. Chúng ta không thể làm như thế. Được, ban đêm. Chúng ta phải thận trọng. Riêng anh, anh phải dè dặt thận trọng trước mặt mọi người. Anh xin hứa với em. Nhớ nghe anh, anh đáng yêu lắm. Anh yêu em lắm phải không hả anh? Đừng nhắc lại điều đó mãi nữa. Anh không biết như thế sẽ làm anh bực mình sao? Em sẽ chú ý. Em không muốn làm anh bực. Em phải đi đây anh yêu, thật đấy. Trở lại ngay em nhé. Khi nào tiện em sẽ trở lại. Chào em, chào anh yêu quý. Nàng đã đi xa rồi. Chúa biết là trước đây tôi không muốn yêu nàng. Trước đây tôi không muốn yêu ai cả. Nhưng Chúa biết tôi đã yêu và tôi đã nằm ở gian phòng bệnh viện Milan. Mọi việc nhìn diễn lại trong trí tôi. Tôi cảm thấy khoan khoái và nhẹ nhàng. Một lúc sau cô Guest đi vào. Bác sĩ sắp đến, cô bảo. Bác sĩ vừa gọi điện thoại từ cô mô về. Khi nào thì ông ấy đến đây? Chiều nay. Chương 15 Từ đó đến chiều, đúng lúc bác sĩ đến không có gì xảy ra. Bác sĩ người ốm yếu, thanh mảnh, trầm tĩnh về bàng hoàng vì chiến tranh ông gắp những mảnh đạn trong đùi tôi ra một cách khéo léo và thoáng ẩn một sự gớm ghiếc ông dùng một loại thuốc tê tại nơi đau gọi là tuyết làm cho thớ thịt cứng lại không đau cho đến khi dao hay kẹp lách đến vùng thịt dưới lớp bị tê bệnh nhân thấy rõ vùng bị tê ở đâu một lát sau sự tinh tế tế nhị của bác sĩ cũng cạn kiệt và ông xét thế phải chiếu điện Những kết quả thăm dò như thế không được đầy đủ, ông nói. Họ chiếu điện cho tôi ở tại Ospedale Maggiore. Bác sĩ chiếu điện là người hăng hái, đắc lực và vui tính. Người ta đặt bệnh nhân nằm thẳng lưng để có thể thấy những mảnh đạn lớn qua máy chiếu điện. Họ hứa sẽ gửi cho chúng tôi phim chiếu điện. Bác sĩ yêu cầu tôi viết vào sổ tay của ông tên tôi, đơn vị và vài cảm tưởng của tôi. Ông bảo những đơn vị ngoại quốc rất xấu xa, tàn bạo và khó chịu. Bọn áo là bọn chó má. Ông hỏi tôi đã giết được bao nhiêu tên. Thực ra tôi có giết tên nào đâu, nhưng để trong vừa lòng tôi đành bảo là tôi đã giết rất nhiều. Cô ghế ở trong phòng với tôi. Bác sĩ choàng tay qua người nàng và bảo nàng đẹp hơn cả nữ hoàng Cleopatra. Không biết nàng có điều gì không? Cleopatra là nữ hoàng thỏa trước của Ai Cập. Vâng, đúng, Cô ghét giống Cleopas. Chúng tôi trở về bệnh viện nhỏ trong chiếc xe hồng thập tự và một lúc sau tôi được mang lên thang máy và đặt trở lại giường. Phim chiếu điện đến vào buổi chiều. Bác sĩ đã bảo may ra thì chỉ hôm đó ông ta có thể gửi đến và ông ta đã giữ lời hứa. Catherine Buckley đưa cho tôi xem. Người ta bọc phim trong những bao đỏ. Nàng lấy ra và cầm đưa lên đèn và cả hai chúng tôi đều xem cái này cho chân phải nàng nói rồi cho vào bao còn cái này bên chân trái để đó đi em tôi bảo lại đây với anh không được đâu anh nàng nói em chỉ đến một lát để đưa cho anh xem thôi nàng đi ra bỏ tôi nằm đó buổi chiều trời nóng bức quá tôi mệt vì nằm mãi trên giường tôi gửi ông thường trực mua báo tất cả các số báo nếu có thể được trước khi ông ta trở lại có ba vị bác sĩ vào phòng tôi. Tôi để ý nên biết được vị bác sĩ nào tay nghề kém thì có khuyên hướng hội trần và nhờ sự giúp đỡ trong việc trần bệnh. Bác sĩ nào mà không thể mổ được ruột thừa thì sẽ giao lại cho bác sĩ nào không đủ tài sức cắt amida. Ba vị bác sĩ này thuộc lại đó. Đây, chàng trai trẻ đây. Vị bác sĩ trưởng có đôi bàn tay khéo léo bảo. Anh thấy trong người thế nào? vị bác sĩ cao gầy có râu hỏi tôi vị thứ ba có mang phim chiếu điện đựng trong bao đỏ lặng lẽ không nói gì có lẽ tốt hơn nên tháo băng vị bác sĩ có râu nói hẳn rồi xin cô làm ơn tháo thay băng bác sĩ trưởng bảo với cô gates cô gates mở băng ra tôi nhìn xuống đôi chân của mình lúc ở bệnh viện mặt trận đôi chân tôi trông giống như khúc sổi cũ bây giờ nó đóng vảy cứng và đầu gối sưng to lên tái nhợt còn bắp chân lún xuống nhưng không có mủ sạch lắm vị bác sĩ bảo sạch lắm tốt lắm ồ oh, vị bác sĩ để râu nói còn uh, vị bác sĩ thứ ba thì đưa mắt nhìn vị bác sĩ chính cử động đầu gối xem nào vị bác sĩ có râu bảo tôi không thể cử động được cố thử những khớp xương xem vị bác sĩ có râu bảo trên tay áo ông ngoài ba sao còn có một gạch nữa như thế có nghĩa là ông ở vào cấp bậc đại úy hẳn là thế bác sĩ trưởng nói rồi hai người từ từ gập nhẹ chân phải tôi lại ông làm tôi đau quá tôi bảo được được thêm chút nữa thôi thế đủ rồi đừng kéo xa nữa tôi nói cử động được một phần vị đại úy quân y nói ông ta đứng thẳng người lên bác sĩ làm ơn cho tôi xem những phim chụp Ông bác sĩ kia đưa cho ông ta một trong những phim chụp. Không, chân trái cơ. Chân trái đây, thưa bác sĩ. Đúng, tôi đang nhìn ở một góc khác. Ông ta trả lại bàn chụp đó và quan sát bàn kia một lúc. Đấy, bác sĩ thấy không? Ông ta chỉ một vật lạ có hình cầu hiện rõ trong ánh sáng. Họ cùng nhau xem xét bức chụp đó một lúc khá lâu. Tôi chỉ có thể nêu lên điều này, vị đại úy quân y có râu lên tiếng đây chỉ là vấn đề thời gian có thể trong ba tháng hoặc sáu tháng dĩ nhiên là phải để cho nước ở khớp xương có thì giờ tạo nên chất mới chính thế đây chỉ là vấn đề thời gian dầu tận tâm đến đâu tôi cũng không thể giải phẫu một cái đầu gối như thế trước khi chỗ mảnh đạn không bị nhiễm trùng tôi đồng ý với bác sĩ sáu tháng để làm gì tôi hỏi cần 6 tháng để cho chỗ mảnh đạn không bị nhiễm trùng và để cho cuộc giải phẫu hoàn toàn an toàn. Tôi không tin thế, tôi nói. Thế anh có muốn giữ đầu gối anh lại không? Không, tôi đáp. Sao? Tôi muốn cắt bỏ nó đi, tôi trả lời, rồi cho vào đó một cái móc. Anh muốn nói gì? Một cái móc hả? Hắn đùa đấy, bác sĩ trưởng vào. Ông vỗ nhẹ vai tôi. Hắn ta muốn giữ đầu gối lại chứ. Đó là một chàng trai dũng cảm. Anh ta đã được đề nghị gắn huy chương bạc. Xin thành thật khen ngợi anh, vị đại úy quân y nói, ông ta bắt tay tôi. Tôi có thể nói nếu anh muốn để mổ có kết quả tốt thì nên đợi 6 tháng trước khi giải phẫu đầu gối. Bây giờ thì tùy anh, muốn có ý kiến khác cũng được. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi luôn luôn tán thành ý kiến của bác sĩ. Vị đại úy quân y nhìn đồng hồ, tay rồi bảo, chúng tôi phải đi thôi. Chúc anh may mắn. Tạm biệt và rất cảm ơn. Tôi bắt tay vị bác sĩ thứ ba rồi cả ba ra khỏi phòng. Cô Gates, tôi gọi cô y tá. Cô Gates đi vào phòng. Xin cô làm ơn cho mời bác sĩ chính trở lại đây một lát, tôi nói. Bác sĩ vào phòng, mũ cầm tay và đứng cạnh giường tôi hỏi. Anh muốn nói với tôi à? Vâng, thưa bác sĩ tôi không thể đợi trong sáu tháng để chờ giải phẫu trời ơi thưa bác sĩ bác sĩ đã có bao giờ nằm trên giường suốt sáu tháng chưa không phải lúc nào anh cũng nằm trên giường thoạt tiên người ta cho anh ra tắm nắng rồi sau đó anh có thể đi đứng với đôi nạng như thế trong suốt sáu tháng rồi mới giải phẫu phải không đó là cách chắc chắn nhất phải để cho các vật lạ không bị nhiễm trùng và dịch ở đầu gối được tái tạo có như thế thì khi mổ mổ mới an toàn được chính bác sĩ cũng tin chắc rằng tôi phải chờ một thời gian như thế à đó là cách chắc chắn nhất ở đây ai lo việc đó một uh, chuyên viên giải phẫu tài nhất milan ông ấy là bác sĩ quân y bậc nhì phải không vâng nhưng ông ta là một nhà giải phẫu đại tài tôi không muốn để một ông bác sĩ quân y hạng nhì mổ xẻ tôi nếu ông ta tài giỏi ông ta đã lên hạng nhất rồi thưa bác sĩ tôi biết thế nào một ông bác sĩ quân y hạng nhì mà ông ấy là một nhà giải phẫu đại tài tôi thích ý kiến của ông ấy hơn ý kiến của những nhà giải phẫu khác mà tôi biết tôi có thể gặp một bác sĩ giải phẫu nào khác được không dĩ nhiên là được nếu anh muốn còn tôi thì tôi luôn luôn theo ý kiến của bác sĩ varela ông có thể mời một bác sĩ giải phẫu khác đến xem chân cho tôi không ờ à, để tôi gọi valentini ai thế Ông là bác sĩ giải phẫu ở Hospital Maggiore. Thế thì tốt lắm. Tôi sẽ không quên ơn ông đâu. Xin bác sĩ hiểu dùm cho. Tôi không thể nằm trên giường này suốt sáu tháng. Nhưng anh đâu phải nằm trên giường mãi. Thoạt tiên người ta cho anh tắm nắng, rồi sau đó anh tập vài cử động, cho đến khi nào không nhiễm trùng thì người ta giải phẫu cho anh. Nhưng tôi không thể chờ đợi sáu tháng vị bác sĩ duỗi thẳng những ngón tay thon trên chiếc mũ rồi mỉm cười anh nóng lòng trở lại chiến trường đến thế cơ à tại sao lại không chứ thế thì tốt lắm anh thật là người có tâm hồn cao đẹp ông cúi xuống hôn nhẹ vào trán tôi tôi sẽ cho người mời valentini đừng nóng nảy và tự giày vò mình nữa hãy bình tĩnh xin mời ông uống một tí rượu với tôi nhé không cảm ơn tôi không uống rượu bao giờ chỉ uống một ly thôi mà tôi bấm chuông gọi ông thường trực mang đến hai ly không không tôi đi đây họ đang chờ tôi à, chào bác sĩ chào anh hai tiếng đồng hồ sau bác sĩ valentini bước vào phòng trông ông có vẻ vội vã ria vảnh lên ông mang cấp hiệu thiếu tá gương mặt sạm nâu và ông luôn luôn tươi cười anh làm sao mà bị thương khổ sở như thế này ông hỏi tôi đưa tôi xem phim chụp nào. Ừ, ừ, phải rồi. Đúng thế. Trông anh khỏe mạnh như một con trăn. Cô gái đẹp này là ai thế? Người yêu của anh phải không? Cuộc chiến tranh này đáng ghét quá phải không? Anh có cảm giác gì không? Anh thật là con người can đảm. Tôi sẽ làm cho anh khỏe lại. Như thế này đau à? Anh bảo làm như thế này đau à? Coi bộ mấy ông bác sĩ kia thích làm anh đau lắm hả? Từ đó đến nay họ đã điều trị cho anh những gì nào? Cô gái đó nói được tiếng Ý không? Nàng phải học nói mới được. Thật là một cô gái đẹp. Tôi có thể dạy nàng học. Tôi cũng muốn thành một bệnh nhân nằm đây. Không, nhưng tôi sẽ đỡ không công cho. Liệu nàng có hiểu thế không? Nàng sẽ sanh cho anh một thằng bé con xinh xinh hoặc một con bé tóc hung hung như nàng. Được rồi, tốt lắm, được lắm. Thật là một cô gái đáng yêu anh hỏi xem liệu nàng có muốn dùng cơm tối với tôi không 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 tôi không cướp nàng của anh đâu cảm ơn cảm ơn cô nhiều lắm chỉ có thế thôi tôi chỉ muốn biết có thế thôi ông ta vỗ vai tôi đừng có băng bó nữa ông dùng với tôi một ly rượu nhé một ly à được rồi mười ly cũng còn được thế rượu đâu trong tủ cô bắc lê sẽ đi lấy rượu chúc anh mạnh khỏe chúc cô mạnh khỏe người đâu mà đẹp thế Tôi sẽ mang cho anh một chai cô nhắc ngon hơn thứ này. Ông ta lấy tay chùi ri mép. Ông nghĩ xem đến bao giờ thì giải phẫu chân tôi được. Sáng mai, không thể sớm hơn được. Anh phải không ăn gì cả, đừng ăn gì hết. Người ta phải tắm sạch sẽ cho anh. Tôi sẽ căn dặn vài điều cần thiết với bà y tá già dưới lầu. Thôi, chào anh. Sáng mai tôi sẽ gặp lại anh. Tôi sẽ mang cho anh thứ được cô nhắc ngon hơn loại này. Ở đây thật đầy đủ tiện nghi. Chào anh sáng mai sẽ gặp lại. Ra đến cửa, ông còn vẫy tay chào. Bộ ria vành hẳn lên. Nét tươi cười hiện lên trên khuôn mặt sạm nâu của ông. Trên tay áo của ông có gắn một ngôi sao nằm trong hình vuông vì ông là thiếu tá. Chương 16 Đêm đó, một con rơi bay vào phòng qua cửa sổ thấp phía bao lơn mà ở đó chúng tôi có thể ngắm đêm về trên những mái nhà trong thành phố trong phòng tối đen chỉ trừ một tia sáng yếu ớt của đêm trên thành phố con rơi không sợ gì cả bay tìm mồi trong phòng giống như ngoài trời chúng tôi nằm nhìn theo nó tôi chắc rằng nó không trông thấy chúng tôi vì chúng tôi yên lặng khi nó bay ra ngoài trời rồi chúng tôi thấy một đợt tia đèn pha chiếu lên trời rồi tắt mất và đâu đấy lại chìm vào trong bóng tối mênh mông gió đêm nhẹ thôi. và chúng tôi nghe những người lính phòng không trò chuyện trên mái nhà lân cận trời mát nên họ phải khoác áo choàng tôi lo ban đêm có thể có người lên phòng nhưng catherine bảo ai nấy đã yên giấc có lúc chúng tôi ngủ thiếp đi khi thức dậy tôi không thấy nàng ở trong phòng. Tôi nghe tiếng chân nàng đi dọc hành lang rồi tiếng mở cửa. Nàng lại gần giường và nói mọi việc đều tốt đẹp. Nàng đi xuống nhà và thấy ai nấy đều yên giấc. Nàng có đứng ở ngoài cửa phòng cô Van Campen và nghe hơi thở đều đều của cô qua giấc ngủ. Nàng mang bịch bánh bích quy lên. Tôi vừa ăn bánh vừa uống vừa mau. Chúng tôi rất đói, nhưng nàng bảo tôi phải giải quyết những thứ này trong vòng mấy tiếng thôi tôi lại ngủ thiếp đi cho tới sáng lúc tôi tỉnh giấc nàng đã đi ra từ bao giờ rồi nàng quay trở lại xinh tươi đáng yêu và ngồi xuống giường mặt trời đã mọc trong lúc tôi ngậm ống cặp nhiệt trong mồm hơi sương trên các mái nhà thoang thoảng cùng với mùi cà phê mấy anh pháo thủ uống trên mái nhà gần đó ước gì chúng ta được đi dạo catherine bảo nếu có được chiếc xe đẩy em sẽ đẩy anh đi làm sao người ta có thể đặt anh vào chiếc xe ấy được ồ oh, cũng có cách chứ chúng ta sẽ đi đến công viên rồi dùng điểm tâm ngoài trời tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ vâng nàng bảo nhưng bây giờ em phải sửa soạn cho anh để bác sĩ valentini khám cho anh chứ anh thấy ông ta có vẻ xuất sắc em không thích ông ta bằng anh thích nhưng em cho rằng ông ta cũng tài giỏi em đi ngủ lại đi catherine đi đi em tôi nói không được chúng ta chẳng phải đã qua một đêm đẹp đẽ rồi đó sao liệu đêm nay em có thể còn phải trực không có lẽ có nhưng anh đâu có cần em có anh cần em lắm ồ không anh chưa mổ bao giờ anh đâu có biết lúc ấy anh sẽ ra sao anh sẽ khỏe như thường anh sẽ yếu còn em thì chẳng giúp được gì cho anh thế thì trở lại bây giờ không được nàng bảo em còn phải làm bảng ghi nhiệt độ cho anh rồi sửa soạn cho anh đi mổ em không yêu anh nếu em thật tình yêu anh em sẽ trở lại không ai kỳ cục bằng anh nàng hôn tôi bảng ghi nhiệt độ của anh tuyệt lắm nhiệt độ của anh bình thường như những người khác còn em thì cái gì cũng tuyệt cả ồ không nhiệt độ của anh tuyệt thật mà em rất hài lòng biết đâu con cái chúng ta cũng có nhiệt độ tuyệt như thế cả có thể con cái chúng ta lại có nhiệt độ tồi em sẽ làm gì cho anh để bác sĩ valentini khám không nhiều lắm nhưng hơi khó chịu em anh muốn em đừng làm việc đó không em thì ai em không muốn ai mó vào người anh buồn cười quá phải không anh nhưng điều đó làm em tức giận khi thấy ai mó vào người anh cả cô ferguson cô gates và bà y tá kia nữa à tên bà ta là gì ấy nhỉ walker ờ đúng rồi ở đây có nhiều nữ y tá quá cần phải có thêm thương binh nếu không họ sẽ mời chúng em đi nơi khác hiện giờ ở đây có bốn y tá có lẽ sẽ có thêm thương binh người ta cần dùng tất cả các y tá vì bệnh viện này khá lớn em mong sẽ có thương binh đến nếu họ gửi trả em về thì em biết làm gì thì chỉ trừ có thêm thương binh thì họ sẽ sa thải em anh sẽ đi với em đừng có nói dại anh chưa thể đi lại được nhưng ráng mau bình phục đi anh yêu rồi chúng mình sẽ đi đến một nơi nào đó rồi sau đó ra sao sau đó chiến tranh có thể sẽ chấm dứt nó không thể kéo dài mãi được anh sẽ bình phục valentini sẽ chữa cho anh khỏi chắc chắn là như thế rồi với bộ râu như thế ông ta sẽ chữa khỏi cho anh này anh yêu khi người ta cho anh người thuốc mê thì anh hãy nghĩ tới việc gì khác. Chứ đừng nghĩ đến chuyện chúng mình nhé. Khi bị thuốc mê người ta hay mê sảng. Thế thì anh phải nghĩ gì bây giờ? Gì cũng được, miễn đừng nghĩ đến chúng mình thì thôi. Hãy nghĩ về bố mẹ anh hay cô nào khác cũng được. Không được. Vậy thì lúc ấy nghe cầu nguyện, chúng sẽ gây cho anh một ấn tượng lớn. Nhưng có thể anh chắc không nói gì cả. Ờ đúng đấy, thường thường người ta không nói gì hết anh sẽ không nói gì cả đừng khoe tài anh yêu em xin anh đấy đừng có khoe tài anh đáng yêu lắm rồi không cần phải khoe khoang gì hết anh sẽ không nói tiếng nào cả anh yêu bây giờ anh khoe tài với em anh biết là anh không cần phải khoe gì hết khi người ta bảo anh thở mạnh anh hãy đọc kinh cầu nguyện hoặc vài câu thơ hay gì đó như thế dễ thương hơn và em sẽ được hãnh diện vì anh Nhiệt độ anh bình thường và anh ngủ như một đứa trẻ. Tay choàng có một chiếc gối mà anh nghĩ đó là em, hay là một cô gái nào khác, một cô gái ý xinh đẹp chẳng hạn. Không, chính là em mà. Dĩ nhiên là em. Ồ, em yêu anh vô ngần, rồi đây Valentini sẽ chứa lại cho chân anh lành hẳn. Em rất hài lòng là em không dự cuộc giải phẫu này. Đêm nay em có phiên gác à? Vâng, nhưng tới lúc đó anh đâu cần đến em hãy chờ xem xong rồi anh yêu bây giờ anh đã sạch sẽ từ trong ra ngoài nào anh hãy nói cho em nghe đi anh đã yêu bao nhiêu người rồi chưa có ai cả cũng chưa yêu cả em luôn à không em thì khác còn bao nhiêu người trước nữa không có ai cả với mấy người anh đã anh nói thế nào nhỉ đã đi lại rồi không có ai cả anh dối em phải được không sao anh dối em luôn đi em muốn anh nói dối với em như thế các cô kia có đẹp không anh chưa hề đi lại với ai cả mà biết rồi nhưng các cô ấy có hấp dẫn không anh không biết tí gì về việc ấy cả anh chỉ thuộc một mình em thôi thật thế anh chưa hề thuộc về một người nào khác cả hơn nữa cũng chẳng sao nếu điều đó không thật em không sợ họ đâu nhưng đừng nhắc họ với em này anh khi một người đàn ông đi lại với một phụ nữ thì lúc nào họ cho biết giá cả. Anh không biết. Không biết thật à? Thế họ có bảo là họ yêu người đàn ông không? Kể cho em nghe đi, em muốn biết điều ấy lắm. Có chứ, nếu người đàn ông muốn cô gái nói thế. Thế còn anh ta? Anh ta có bảo là anh ta yêu cô gái đó không? Trả lời đi anh, rất quan trọng đấy. Anh ta cũng nói thế nếu anh ta thích. Nhưng còn anh, chẳng bao giờ anh nói thế chứ, phải không anh? không thật chứ anh hãy nói thật với em đi không mà tôi đã dối nàng em đã biết chắc rằng anh không bao giờ nói thế cả bên ngoài mặt trời đã lên đến mái ngói và tôi có thể nhìn thấy nó lấp lánh trên đỉnh tháp nhà thờ tôi hoàn toàn sạch sẽ từ trong ra ngoài tôi chỉ còn đợi bác sĩ đến này anh như thế đó hả catherine tiếp tục hỏi cô gái chỉ nói những gì người đàn ông muốn phải không anh không hẳn luôn luôn như thế còn em thì em sẽ làm như thế em sẽ nói điều anh muốn và làm tất cả những gì anh muốn như thế anh sẽ không bao giờ cần đến những cô gái khác phải không anh nàng sung sướng nhìn tôi em sẽ làm những điều anh muốn em sẽ nói những gì anh muốn và như thế em sẽ hoàn toàn thành công phải không anh phải thế bây giờ anh muốn em làm gì nào lại đây nằm với anh được em sẽ đến đây ồ em yêu em yêu quý của anh anh thấy chưa em làm bất cứ việc gì anh muốn em đáng yêu quá em sợ rằng em không biết thật rõ em đáng yêu lắm em muốn những gì anh muốn em không tồn tại nữa chỉ có những điều anh muốn em yêu của anh em dễ thương có đúng là em dễ thương không này anh không muốn cô nào khác đấy chứ không Em đã hoàn toàn chiều theo ý của anh đó, anh thấy chưa? Anh thấy chứ? Em dễ thương, em làm tất cả những điều mà anh muốn. Chương 17. Sau cuộc giải phẫu, khi tỉnh dậy, tôi biết rằng mình chưa chết. Mình không chết được. Người ta chỉ làm mình ngạt thở thôi. Điều đó không có gì giống cái chết cả. Đó chỉ là phương pháp hóa học làm cho ta mê đi để cuối cùng không còn cảm giác gì nữa. Sau đó ta có cảm tưởng giống như say rượu, nhưng chỉ khác một điều là lúc nôn mửa thì chẳng có gì tháo ra ngoài chỉ mật xanh và vẫn không thấy dễ chịu gì hơn. Một lát sau, tôi nhận ra Gates và cô hỏi. Bây giờ anh cảm thấy thế như thế nào? Tốt hơn, tôi đáp. Bác sĩ đã làm một công việc kỳ diệu trên đầu gối của anh. Lâu không? hai tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi có nói sảng không? Anh không có nói gì cả. Đừng nói chuyện nữa, nằm yên đi. Tôi thấy khó chịu trong người và Catherine có lý. Tôi chẳng chú ý gì đến cô y tá đêm hôm đó cả. Giờ đây, bệnh viện đã có thêm ba thương binh nữa. Một cậu ở Georgia thuộc đội Hồng Thập Tự, gầy yếu bị sốt rét. Một cậu ở New York trong bảnh trai, nhưng cũng gầy yếu bị mắc bệnh sốt rét vàng da. Còn cậu thứ ba là một cậu bé can đảm tìm cách tháo hạt nổ trên một quả đạn pháo để giữ làm kỷ niệm. Đó là một loại đạn mà bọn áo sử dụng trong vùng núi non. Sau khi đạn nổ, tên lửa bay đi và nổ tung khi chạm phải một vật gì. Mấy cô y tá kia rất mến Catherine Buckley. Nàng luôn luôn nhận trực đêm. Đối với các bệnh nhân sốt rét, nàng không phải làm gì nhiều. Còn cậu bé đã tháo đầu đạn tên lửa là bạn của chúng tôi. Không khi nào cậu ta bấm chuông ban đêm, trừ khi có việc cần kiếp lắm. Nhờ thế chúng tôi được gần gũi nhau trong những lúc nàng rỗi. Tôi yêu nàng tha thiết, và nàng cũng say đắm yêu tôi. Ban ngày tôi ngủ, và khi thức giấc chúng tôi viết thư cho nhau nhờ tay cô Ferguson chuyển giao. Cô Ferguson thật thực tế, Tôi không biết gì về cô, ngoại trừ cô có một người em ở sư đoàn 52 và một người nữa ở Mesopotamia. Cô đối xử rất tốt với Catherine. Có một lần tôi hỏi nàng, sau này cô có đến dự đám cưới chúng tôi không, cô Ferguson? Biết bao giờ anh mới lấy vợ? Biết đâu đây? Chẳng bao giờ anh cưới vợ cả. Tại sao không? Hai người sẽ giận dỗi nhau trước khi lấy nhau. Không, chúng tôi không làm thế đâu thời gian còn dài mà chúng tôi không giận dỗi với nhau đâu vậy thì anh sẽ chết người ta sẽ giận nhau hoặc là chết luôn luôn thế không bao giờ cưới nhau được cả tôi nắm tay cô ferguson đừng chạm vào tôi cô bảo tôi không khóc đâu biết đâu hai người sẽ được toại nguyện nhưng hãy coi chừng anh đừng làm khổ nàng đấy nhé nếu anh làm khổ nàng tôi sẽ giết anh đấy tôi sẽ không làm khổ nàng đâu được rồi nhưng coi chừng đấy tôi mong mọi việc đều êm đẹp anh hạnh phúc đấy chứ vâng chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc đừng cãi nhau và đừng làm khổ nàng nhé không đâu nhưng nhớ coi chừng giữ gìn cẩn thận đấy tôi không muốn thấy nàng có con trong thời kỳ loạn ly này đâu nhé cô phai ghi cô tốt bụng quá đâu có gì thôi đừng nịnh chân anh thế nào rất tốt còn đầu anh Cô xoa nhẹ mấy đầu ngón tay trên đầu tôi. Tôi có cảm giác như kiến bò ở chân đấy. Không đau gì cả. Một vết như thế này có thể làm cho anh điên được. Thế anh không cảm thấy đau đớn gì cả. Không, anh may thật. Viết thư xong chưa, tôi còn phải xuống đây. Đây rồi, tôi vào. Anh nên bảo nàng nghỉ gác đêm một thời gian. Nàng đã quá mệt nhọc rồi đó. Được rồi, tôi sẽ bảo nàng. Tôi muốn gác đêm thay nàng nhưng nàng không chịu. Mấy cô kia thì thích để cho nàng gác như vậy lắm, anh nên để cho nàng nghỉ ngơi một thời gian đi. Được rồi. À, cô Van Capen có nói bóng gió về việc anh ngủ quá chưa? Mặc cô ta chứ. Tốt hơn anh nên để nàng nghỉ gác đêm một thời gian. Tôi cũng muốn thế. Không, anh không muốn thế đâu, nhưng nếu anh làm được việc đó, tôi sẽ phục anh nhiều hơn. Được rồi, tôi sẽ bảo nàng nghỉ. Tôi không tin đâu. Ferguson lấy bức thư rồi đi ra ngoài. Tôi bấm chuông. Một lát sau, cô ghét bước vào hỏi. Có chuyện gì thế? Tôi muốn nói chuyện với cô chứ không có gì. Cô nghĩ xem cô bắc lây có nên nghỉ gác đêm một thời gian không? Trông cô ấy có vẻ mệt kinh khủng. Sao cô ấy lại phải gác đêm mãi thế? Cô ghét nhìn tôi bảo. Tôi là bạn anh mà. Anh khỏi phải nói với tôi như thế. Cô muốn nói gì tôi không hiểu. Đừng làm bộ ngớ ngẩn. Bộ không phải anh muốn như thế hay sao? Cô dùng một ly vơ mau nhé. Được rồi, nhưng tôi phải đi ngay đấy. Cô ghét lấy trong tủ ra một cái ly và chai rượu. Cô uống ly đi, tôi uống bằng chai cũng được. Chúc sức khỏe anh, cô ghét nói. Thế cô Van Campen đã nói gì về việc tôi ngủ chưa? Cô ta chỉ cào nhào thôi. Cô ta gọi anh là bệnh nhân ưu tiên. Quỷ tha cô ấy đi. Cô ấy không xấu bụng đâu. Cô ấy lớn tuổi và hay gắt gỏng thôi. Cô ấy không thích anh đâu. Tôi biết. Còn tôi thì trái lại đấy nha. Tôi luôn luôn là bạn của anh. Đừng nên quên điều ấy. Cô rất dễ thương. Thôi đi. Tôi biết anh thấy ai là dễ thương rồi. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn là bạn anh. Anh thấy chân thế nào? Đỡ lắm. Để tôi lấy nước khoáng rưới lên đó. Chắc là ngứa lắm vì bên ngoài nóng bức. Cô tử tế quá. Có ngứa lắm không? dễ chịu lắm. Để tôi sửa những bao cát này lại. Cô vừa cúi xuống vừa bảo, lúc nào tôi cũng là bạn anh. Tôi biết. Không, anh không biết đâu. Nhưng rồi một ngày kia anh sẽ biết. Catherine Buckley nghỉ gác ba tim. Khi gặp lại nàng, chúng tôi mừng rỡ tựa hồ như đã cách xa lâu lắm. Chương 18 Mùa hè thật kỳ diệu khi tôi đi được, chúng tôi cùng đi dạo bằng xe ngựa trong công viên. Tôi còn nhớ rõ cố xe ngựa đi chậm chạp. Phía trước là lưng người đánh xe với chữ mô cao bóng loáng và bên cạnh tôi là Catherine. Nếu tay chúng tôi có chạm vào nhau, thì chỉ cần mấy đầu ngón tay tôi chạm vào nàng cũng đủ làm cho chúng tôi ngây ngất. Sau đó, lúc tôi có thể dùng nạng để đi lại, chúng tôi đều dùng cơm ở Biffy hay ở Gran Italia và ngồi ở dãy bàn phía ngoài trên bao lơn. Những người hầu bàn tiến lại ra vào. Người qua lại tấp nập. Trên bàn, những ngọn bạch lạp cháy có chụp đèn. Về sau, chúng tôi ăn hẳn ở Grand Italia và Georgia. Chủ khách sạn dành cho chúng tôi một bàn riêng. Anh là một người dễ thương, và chúng tôi để mặc anh lựa món ăn trong khi chúng tôi nhìn thiên hạ. Nhìn dãy hành lang dài, chìm trong bóng hoàng hôn và nhìn nhau chúng tôi uống rượu capri ướp lạnh cùng nhiều thứ rượu khác ở đây họ không có bồi rượu vì lý do chiến tranh và gió sơ mỉm cười bối rối mỗi khi chúng tôi hỏi những tí rượu thuộc loại pressa ông thử nghĩ xem một xứ sản xuất rượu gì mà chỉ có mùi như mùi dâu ông bảo chúng tôi không được sao catherine hỏi như thế hẳn là tuyệt lắm chứ xin bà cứ nếm thử nếu bà thấy thích nhưng hãy để tôi, ở uh, cho tôi mang một chai Margot cho trung úy. Để tôi nếm thử xem đã, anh George. Thưa trung úy, tôi không đảm bảo thứ rượu đó vì nó không có mùi gì, ngay cả mùi dâu cũng không. Biết đâu đấy, Catherine bảo, nếu có mùi dâu thì tuyệt. Tôi sẽ đem lại, George bảo, và khi bà nếm thử xong tôi sẽ cất đi ngay. Thứ rượu đó không ngon như Jock bảo. Nó cũng không giống mùi dâu nữa. Chúng tôi đành uống lại Capri. Một buổi tối tôi hụt tiền, John cho tôi vay trăm đồng lia. Trung úy đừng bận tâm, tôi rất thông cảm. Nếu Trung úy hoặc bà cần tiền, tôi bao giờ cũng sẵn sàng. Sau bữa cơm, chúng tôi đi bộ qua hành lang, qua những nhà hàng và những tiệm khác đã đóng cửa. Chúng tôi ngừng lại một tiệm nhỏ bán bánh mì thịt, lấn cá thu và rau cải thái nhỏ và dài bằng ngón tay chúng tôi mua về để phòng khi đêm đói sẽ ăn chúng tôi gọi một cỗ xe ở ngoài hành lang trước nhà thờ rồi trở về bệnh viện đến cửa bệnh viện ông thường trực đến đỡ tôi và cặp nặng xuống tôi trả tiền xe và chúng tôi cùng lên thang máy catherine dừng lại ở tầng một nơi các y tá ở còn tôi đi lên trên rồi chống nạng về phòng đôi khi tôi thay quần áo đi ngủ đôi khi tôi ngồi ở bao lơn chân gác lên ghế nhìn đàn chim én lượn trên mái nhà để chờ catherine đến khi nàng đến tôi có cảm tưởng như nàng mới đi xa về tôi chống nàng theo nàng tôi mang hộ các dụng cụ và đứng ngoài cửa chờ nàng hoặc vào cùng phòng với nàng điều đó tùy bệnh nhân có là bạn quen hay không khi nàng xong việc chúng tôi trở ra ngồi ở bao lơn trước phòng sau đó tôi vào giường nằm khi ai nấy đều ngủ và tin rằng sẽ không còn ai gọi nàng nữa, thì nàng biết phòng tôi. Tôi thích sổ tung tóc nàng ra. Nàng ngồi trên giường không cử động, chỉ chỉ lúc bất thình lình cúi xuống hôn tôi, trong khi tôi sổ tóc nàng. Tôi tháo mấy cây kẹp tóc để trên giường. Tóc nàng xóa ra và tôi ngắm nàng ngồi yên ở mép giường. Tôi liền tháo nốt hai chiếc kẹp cuối cùng và tóc nàng hoàn toàn xóa ra và khi nàng cúi đầu thì cả hai chúng tôi nằm kín dưới mái tóc nàng làm tôi có cảm giác nằm dưới căn lều hoặc một thác nước tóc nàng đẹp vô cùng có đôi khi tôi nằm ngắm nàng vấn tóc trong ánh sáng mờ ảo của cánh cửa sổ mở rộng dù là trong bóng đêm tóc nàng vẫn ngời sáng như nước lóng lánh trước bình minh khuôn mặt và thân hình nàng rất đáng yêu và cả làn da mịn màng của nàng cũng vậy nằm cạnh nàng tôi mơn man khắp má chán cầm vào cổ nàng rồi bảo da mịn như phím dương cầm nàng xoa vào cằm tôi rồi đùa nhẵn như giấy nhám và cứng như phím đàn nhám lắm hả em không anh ạ à, đùa đấy thôi đêm thật tuyệt diệu chúng tôi chỉ cần nằm bên nhau như thế cũng đủ hạnh phúc rồi ngoài những lúc như thế chúng tôi không ở bên nhau chúng tôi cố đoán xem người kia đang nghĩ gì đôi khi chúng tôi đoán đúng vì có lẽ cả hai cùng lúc nghĩ đến một chuyện chúng tôi thích tưởng tượng đã lấy nhau từ ngày nàng đến bệnh viện và chúng tôi tính từng ngày kể từ ngày cưới ấy thực ra tôi muốn cưới nàng nhưng catherine bảo nếu chúng tôi làm lễ cưới họ sẽ đổi nàng đi nơi khác và chỉ một việc uh, thi hành thủ tục cũng đủ làm cho họ để ý đến nàng ngay và điều đó sẽ làm đảo luận cuộc sống chúng tôi phải làm lễ cưới theo luật pháp nước ý và thủ tục sẽ rất phiền toái tôi muốn như đã cưới nhau rồi vì mỗi lần nghĩ đến việc này tôi sợ có con nhưng chúng tôi giả vờ như đã cưới nhau và không thèm quan tâm đến chuyện đó nữa thật ra trong lòng tôi lại sung sướng vì chưa cưới nhau có một đêm chúng tôi bàn về chuyện đó thì Catherine bảo. Nhưng anh ơi, người ta sẽ đuổi em đi. Không chắc đâu. Ồ, chắc vậy. Người ta sẽ đuổi em về nhà và lúc bây giờ chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi cho đến khi hết chiến tranh. Anh sẽ xin nghỉ phép. Anh không có đủ thì giờ đi Ireland rồi trở về trong thời gian nghỉ phép. Tuy nhiên em không xa anh đâu. Bây giờ chúng ta làm lễ cưới thì có lợi lộc gì đâu. Chúng ta đã cưới nhau thật rồi đấy thế này còn hơn là cưới nhau thật vậy anh muốn làm lễ cưới là chỉ vì em mà thôi bây giờ không còn có em nữa em là anh đừng có tách rời em ra như thế anh tưởng rằng các thiếu nữ luôn mơ ước được lấy chồng đúng rồi nhưng còn em anh yêu ạ à. em đã có chồng rồi em đã lấy anh rồi cơ mà em không phải là vợ ngoan sao em là người vợ rất đáng yêu anh biết không anh yêu đã có lần em chờ đợi ngày cưới anh không muốn em nhắc đến chuyện đó nữa. Anh biết chắc là em chỉ yêu có một mình anh thôi. Có nghĩa lý gì nếu có một người khác yêu em trước anh? Quan trọng lắm chứ. Không nên ghen với một kẻ đã chết, trong khi anh đã được tất cả. Đúng thế, nhưng anh không muốn nghe những chuyện đó nữa. Anh ngốc ơi, còn em, em biết, chắc anh có hàng tá phụ nữ, vậy mà em có kẻ gì đâu. Liệu chúng ta có thể làm lễ cưới riêng bằng cách này hay cách khác không? Như thế phòng khi có chuyện gì xảy ra cho anh hoặc à, phòng khi em có con. Không có cách nào khác ngoài cách làm lễ cưới theo tôn giáo hoặc theo luật pháp. Chúng ta đã làm lễ cưới riêng với nhau rồi, anh biết không? Anh yêu. Nếu em có đạo thì chuyện đó sẽ là một vấn đề quan trọng với em. Nhưng em không theo đạo nào cả. Thế sao em đã cho anh tưởng thánh Anthony? vì tượng đó đem lại may mắn, người ta đã cho em. Vậy là em chẳng lo buồn gì cả, phải không? Chỉ trừ khả năng phải xa anh thôi. Anh là lý tưởng của em. Đời em chỉ có một mình anh thôi. Được rồi, nhưng anh sẽ cưới em ngày nào em muốn. Đừng làm như là anh biến đổi em thành một phụ nữ đức hạnh anh yêu ạ. Em vẫn là người đàn bà đoan chính, không vì lẽ gì lại hổ thẹn khi người ta hạnh phúc và tự hào anh thấy có hạnh phúc không nhưng em đừng phụ anh nhé không đâu anh yêu em sẽ không bao giờ phụ anh cứ cho là nhiều điều khủng khiếp sẽ đến với chúng ta em đã nghĩ đến tất cả những gian nguy đang chờ chúng ta nhưng chuyện phụ anh anh không phải lo anh chẳng lo gì cả anh yêu em tha thiết nhưng anh chỉ là kẻ đến sau thế người đến trước ra sao người ấy chết rồi đúng nếu anh ấy không chết thì em đâu có gặp anh. Em không phản vội anh đâu, anh yêu. Em có nhiều khuyết điểm nhưng em rất thủy chung. em sẽ Anh sẽ chóng chán vì sự thủy chung của em cho mà xem. Sớm muộn gì anh cũng sẽ trở lại mặt trận. Đừng nghĩ đến chuyện ấy trước. Anh thấy không, anh yêu. Em rất hạnh phúc và chúng ta đã sống những giờ phút thần tiên. Lâu lắm rồi em không biết đến hạnh phúc và khi em thấy nó, em gần như điên lên. Có lẽ em đã điên thật. Nhưng bây giờ chúng ta hạnh phúc và chúng ta yêu nhau, chúng ta hãy tận hưởng hạnh phúc đã. Anh có cảm thấy hạnh phúc không? Em phải làm gì để vừa ý anh bây giờ? Anh có thích em xõa tóc không? Anh có muốn chúng ta đùa không? Ừ, em đi ngủ đi. Được rồi, nhưng em còn phải đi thăm các bệnh nhân đã. Chương 19 mùa hè cứ vậy trôi đi tôi không nhớ rõ lắm nhưng chỉ biết đó là những ngày oi bức và báo chí chỉ nói toàn chiến thắng tôi rất khỏe và hai chân hồi phục nhanh chóng cho nên ít lâu sau tôi có thể dùng gậy thay thế cho nạn và đầu gối được uốn nắn ở ospedale bằng máy móc và tia tử ngoại trong một căn phòng đầy gương tôi đến bệnh viện mỗi tuần ba buổi chiều và trên đường về tôi thường ghé lại quán giải khát để uống và đọc báo tôi không la cả trong thành phố mà chỉ ước ao trở về bệnh viện lúc ở quán ra tôi chỉ muốn một điều là gặp catherine ngoài ra tôi tìm cách giết thì giờ tôi thường ngủ vào buổi sáng và buổi trưa đôi khi tôi đi bộ và buổi chiều đến điều trị bằng máy đôi lúc tôi ghé câu lạc bộ anh mỹ tôi ngồi vào chiếc ghế tựa lớn bọc ra gần cửa sổ và đọc các tạp chí từ ngày tôi bỏ nặng người ta không để catherine đi chung với tôi nữa vì nữ y tá đi cạnh thương binh mà bệnh trạng không cần phải có người trông nom thì khó coi bởi thế vào buổi chiều chúng tôi không được ở gần nhau lâu tuy nhiên đôi khi chúng tôi cũng có thể cùng đi ăn nếu có cô ferguson đi cùng cuối cùng cô Van Campen nhận chúng tôi là bạn thân, vì Catherine giúp cô được vô số việc. Cô cho rằng Catherine xuất thân từ một gia đình tốt và điều này ảnh hưởng đến sự ưu ái của cô. Cô coi trọng vấn đề gia đình. Chính cô cũng xuất thân từ một gia đình rất nề nếp. Hơn nữa, bệnh viện luôn luôn bận rộn làm cho cô không có thì giờ rảnh. Mùa hè oi bức quá. Ở Milan này tôi còn biết nhiều người. Nhưng tôi luôn luôn muốn trở về bệnh viện lúc chiều tàn. Ở mặt trận, chúng tôi đã tiến dọc theo Casso, chiếm được Kirk ở phía bên kia Plava và bắt đầu đánh chiếm các cao nguyên bên Sija. Tình hình mặt trận phía Tây không được khả quan. Chiến tranh có vẻ kéo dài. Bây giờ Mỹ vừa tham chiến, nhưng tôi nghĩ phải mất cả năm mới huấn luyện đủ quân số thiện chiến. Năm mới cũng có thể tốt mà cũng có thể xấu. Ý dùng một số quân đáng kể. Tôi không thấy tình trạng này làm sao có thể tiếp tục được. Dù cho họ có chiếm được cao nguyên Ben Shiza và đỉnh San Gabriel, thì bọn áo cũng còn bao nhiêu là dãy núi phía sau. Tôi đã có dịp thấy những dãy núi đó, những đỉnh cao nhất đều ở phía sau. Chúng tôi đã chiếm xong Caso, nhưng hay còn nhiều đầm lầy ở cạnh bờ biển. Napoleon đã đuổi bọn áo về phía đồng bằng và chắc chắn không tấn công chúng trên núi. Napoleon sẽ để cho chúng xuống đồng bằng rồi tấn công ở gần Verona. Nhưng ở mặt trận phía Tây chưa có đánh nhau thật sự. Có lẽ bây giờ không thể thắng trận được nữa. Chiến tranh có thể kéo dài mãi mãi. Có thể đây là một cuộc chiến tranh trăm năm mới. Tôi để tờ báo lên quầy, rồi rời khỏi câu lạc bộ, Tôi cẩn thận bước từng bước xuống bậc thềm rồi đi dọc trên đường Manzoni. Trước khách sạn Grand Hotel, tôi gặp vợ chồng lão Mayer vừa ở trên xe ngựa bước xuống. Họ vừa đi xem đua ngựa về. Bà vợ to béo mặc toàn sa tanh đen. Riêng ông chồng, đó là một ông già nhỏ bé, râu bạc, chống gậy đi khệnh khạng. "Xin chào, xin chào." Bà ta bắt tay tôi. "Chào bạn." Ông Mayer nói ngựa đua thế nào? Tuyệt, thật tuyệt, tôi trúng được ba con về nhất. Còn ông, tôi hỏi ông Mayer, cũng khá tôi trúng được một. Tôi chả bao giờ biết nhà tôi đang làm gì. Ông ấy không bao giờ nói gì với tôi cả. Bà Mayer xen vào. Tốt, tốt lắm, ông Mayer nói. Ông trở nên thân mật. Anh phải đến đấy. Khi ông ta nói chuyện với bạn, bạn có cảm tưởng như là ông ấy không nhìn thấy bạn hoặc giả lầm bạn với một người nào khác. Vâng, Tôi đáp. Tôi sẽ đến bệnh viện thăm anh. Bà Mayer nói, tôi có một vài món quà dành cho các con. Các anh đều là con tôi cả đấy. Phải, đúng, các anh là những đứa con thân yêu của tôi. Họ sẽ vui mừng được bà đến thăm. Ồ, các con yêu quý, anh cũng thế. Anh cũng là một trong những đứa con của tôi. Dạ, tôi xin cứu từ ông bà. Bảo tôi có lời hỏi thăm các cậu con trai yêu quý của tôi nhé. Tôi sẽ mang đến cho họ nhiều quà, tôi có kẹo ngon và bánh ngọt. Xin chào ông bà, họ sẽ vui mừng vô hạn khi thấy bà. Chào anh, ông Mayer nói. Anh hay đến tử quán Galleria chơi. Anh biết bàn của chúng tôi chứ. Các buổi chiều chúng tôi đều có mặt tại đó. Tôi trở ra đường cái. Tôi muốn mua một món gì ở Cova cho Catherine. Vào đến Cova, tôi mua một hộp kẹo sô-cô-la trong khi cô bán hàng gói hộp kẹo tôi vào quán rượu ở đó có hai người anh và vài viên phi công tôi uống một cốc martini trả tiền rồi đến quầy hàng lấy hộp kẹo xong tiếp tục đi về hướng bệnh viện trước quán rượu nhỏ bên đường đi scala có vài người tôi quen một viên phó lãnh sự hai người học ca nhạc và ettore moretti một người ý ở san francisco hiện đang phục vụ trong quân đội ý tôi chạm ly với họ một trong hai ca sĩ là rap Shimmel, mang biệt hiệu là enrico de credo tôi không biết anh hát hay dở ra sao nhưng anh luôn luôn có vẻ trịnh trọng như sắp có một biến cố khủng khiếp xảy ra anh đã từng hát trong vở tosca và thành công mỹ mãn có lẽ anh chưa bao giờ nghe tôi hát cả anh nói bao giờ anh sẽ hát ở đây mùa thu này tôi sẽ trình diễn tại scala Tôi đoán chắc là họ sẽ ném ghế vào người anh. Estore nói, anh có nghe kể chuyện hắn bị ném ghế ở Modena như thế nào chưa? Láo tuyết. Tôi nghe nói anh sắp được huy chương loại nào. Tôi không biết, tôi cũng không biết là tôi sắp được huy chương. Anh sắp được rồi. Này, các cô gái ở Cova phục anh sát đất đấy. Họ nghĩ anh đã giết 200 tên áo và một mình chiếm được cả một hầm. Tôi cam đoan với anh là tôi cũng phải hành động mới được ân thưởng thế anh được bao nhiêu huy chương rồi estoré viên phó lãnh sự hỏi hắn có đủ loại simon nói chính vì hắn mà người ta gây chiến đấy tôi đã được huy chương đồng hai lần và ba huy chương bạc estor đáp nhưng tôi chỉ được giấy chứng nhận một, có một cái thôi thế còn những cái kia simon hỏi bởi cuộc hành quân thất bại estor nói khi hành quân thất bại thì họ giữ lại tất cả các huy chương Thế anh đã bị thương bao nhiêu lần rồi, Estor? Ba lần bị thương nặng. Tôi bị ba vết thương. Đây, thấy không? Hắn kéo tay áo lên. Những vết thương là những cấp hiệu bằng bạc nằm song song với nhau trên nền đen, may dính vào vải ở tay áo dưới vai độ hai tấc. Anh cũng có một rồi, Estor bảo tôi, trông oai lắm, tôi thích đeo cấp hiệu hơn huy chương. Anh cứ tin tôi đi, ông bạn già. Ba cái cũng đủ nói lên điều gì đấy. Người ta chỉ cho mình thêm một cái vì một vết thương khiến mình nằm bệnh viện mất ba tháng. Anh bị thương ở đâu hả, Ector? Viên lãnh sự hỏi. Ector lật tay áo lên. Đây này, hắn chỉ một vết sẹo đỏ nâu và bóng ở chân tôi đây. Tôi không thể chỉ có các anh được vì tôi đang mang bít tất và ở bàn chân nữa. Thế anh bị trúng gì? Simo hỏi. Loại uh, lựu đạn cầm tay. Ông biết thứ lựu đạn ấy chứ? Hắn quay sang hỏi tôi. Biết. Tôi uh, biết bọn uh, chó áo ném. Estor nói. Nó quật tôi ngã ra và tôi tưởng rằng mình đã chết ngay lúc đó. Nhưng không việc gì. Tôi bắn tên chó đó một phát chết ngay tức khắc. Tôi luôn luôn mang súng trường để họ không biết tôi là sĩ quan. Khi anh bắn trong thằng đó thế nào? Simon hỏi. Tôi chẳng biết. Estor đáp. Tôi bắn vào bụng nó vì sợ nếu bắn vào đầu thì chật mất anh ở cấp sĩ quan đã lâu chưa tôi hỏi hai năm tôi sắp lên đại úy còn anh ở cấp trung úy đã bao lâu rồi độ ba năm anh không lên đại úy được vì anh không biết tiếng ý rành rọt estor nói anh nói được nhưng đọc và viết không rành anh cần phải học tiếng ý để có thể lên đại úy thế sao anh không gia nhập quân đội mỹ để xem cầu trời tôi được lên đại úy này mark lương đại úy được bao nhiêu thế không biết chắc và khoảng hai trăm rưỡi đô la chú ơi với hai trăm rưỡi đô la đó tôi giải quyết được biết bao là việc này Fresh anh cần phải gia nhập quân đội mỹ mới được rồi anh tìm cách đưa tôi vào nhé được rồi tôi có thể chỉ huy một đại đội bằng tiếng ý tôi cũng có thể chỉ huy bằng tiếng anh dễ dàng rồi anh sẽ được thăng đại tướng simon nói không tôi không đủ tài sức để làm đại tướng một đại tướng cần phải biết nhiều chuyện. Các anh là những kẻ hay chế nhạo người khác. Các anh tưởng rằng chuyện chiến tranh là chơi sao? Đầu óc các anh không được làm đến chức cai hạng bét nữa. Cảm ơn Chúa tôi không làm chức cai, Simon nói. Có thể một ngày kia các anh cũng phải làm nếu họ phạt. Ở tất cả dân làm biếng như anh. Này, tôi muốn hai anh gia nhập vào trung đội của tôi. Mark nữa nha, tôi sẽ cho anh làm lính hậu cần của tôi. Mark nói, này, Ettore, anh có lòng tốt lắm, nhưng tôi e rằng anh là một tay quân phiệt. Tôi muốn lên đến chức đại tá trước khi chiến tranh chấm dứt. Estor bảo. Nghĩa là nếu anh không chết trước. Tôi không bị chết đâu. Hắn đưa tay sờ mấy ngôi sao đính ở cổ áo. Thấy tôi làm gì đấy không? Chúng tôi thường sờ những ngôi sao này nếu có ai nói đến chết chóc. Ta đi thôi, Sim. Sander vừa nói vừa đứng lên. Ừ thì đi. Chào các anh, tôi bảo. Tôi cũng phải đi đây. 6 giờ kém 15 rồi. Chào, Ettore. Chào, Fred. Ettore nói. Anh nhận được huy chương bạc thì tuyệt lắm. Vẫn chưa tiến hành. Được mà, Fred. Tôi nghe bảo anh sẽ nhận được chẳng khó khăn gì. Thôi, chào anh. Tôi bảo, hãy giữ mình cẩn thận, Ettore nhé. Ồ, đừng lo cho tôi. Tôi không uống rượu và cũng không chạy quanh quẩn. Tôi không thích rượu và cũng không thích gái. Tôi chọn cái gì tôi thích. Chào anh. Tôi bảo, tôi rất vui khi anh lên đại úy không phải tôi ngồi không để được lên chức tôi sẽ lập chiến công để xứng đáng được lên chức đại úy anh biết không ba sao cùng với hai lưỡi gươm chéo nhau và hình vương miện chính là của tôi đó chúc anh may mắn chúc anh cũng vậy bao giờ anh trở lại mặt trận sắp rồi thế thì mình sẽ gặp nhau ở đấy chào anh chào anh nên tránh những việc không may nhé Tôi theo phố nhỏ dẫn ra một lối tắt về bệnh viện. Hector, 23 tuổi. Thỏ bé anh ta được một người cậu ở San Francisco nuôi dưỡng. Khi chiến tranh bùng nổ, thì anh ta đang thăm cha mẹ mình ở Torino. Anh có một người em gái cũng được gửi sang Mỹ sống chung với cậu anh. Năm nay cô ấy sắp tốt nghiệp trường sư phạm. Hector thuộc loại người hùng và hạ bất cứ ai khi anh ta tiếp xúc. Catherine không chịu nổi hắn ta. Chúng ta cũng biết nhiều tay anh hùng, nàng bảo. Nhưng thường thường họ điềm đạm hơn, anh nhỉ? Anh không để ý đến hắn ta. Em cũng chẳng cần để ý đến hắn ta làm gì. Nếu hắn ta không quá tự phụ và không hiếu thắng. Ôi, hiếu thắng đến một mức nào thôi. Hắn ta cũng quấy rầy anh vậy. Anh nói thế nghe đáng yêu lắm. Nhưng chuyện đó xác kể gì? Anh có thể hình dung hắn lúc ở mặt trận, nơi mà hắn có ích. Nhưng đối với em, hắn tiêu biểu cho một hạng người mà em ghét nhất. Anh hiểu. Anh hiểu thế, thực đáng yêu. Em đã cố hết sức để có chút tình cảm với hắn, nhưng đúng là một anh chàng đáng ghét, đáng ghét thật sự. Hồi chiều nay, hắn bảo với bọn anh hắn sẽ lên chức đại úy. Thế à? Catherine bảo, được vậy chắc hắn ta khoái lắm. Thế em có thích anh được lên chức cao hơn không? Không, anh yêu à, em chỉ muốn anh có được một chức vừa đủ để được vào ăn ở những chỗ sang trọng mà thôi. Thì đúng là cấp bậc của anh đó, cấp bậc đó cũng tuyệt lắm rồi. Em không cần anh phải lên chiếc cao. Điều đó có thể làm cho anh bốc lên. Này anh yêu, em vô cùng hài lòng khi anh không tự phụ. Cho dù anh có tự phụ, em cũng lấy anh. Nhưng có một người chồng không tự phụ bao giờ cũng dễ thở hơn. Chúng tôi thì thầm cạnh nhau bên ngoài bao lơn. Trăng đáng lẽ đã lên rồi, nhưng sương mù bao trùm thành phố nên không thấy được trăng. Chúng tôi đi vào trong nhà, bên ngoài sương mù đã chuyển sang mưa mưa bắt đầu rơi nặng hạt trên mái nhà tôi trối dậy xem cửa sổ thấp có bị mưa tạt vào không nhưng mưa không hắt vào nên tôi vẫn để cửa sổ mở thế ban chiều anh còn gặp những ai nữa ông bà mayer À, những người kỳ lạ đúng ra thì ông ta đang phải ngồi tù tại quê nhà ông ấy nhưng người ta thả ông ta ra để ông chết ở ngoài và từ đó ông ta lại sống sung sướng tại milan sung sướng à anh không hiểu được đến mức nào nhưng em nghĩ phải sung sướng hơn trong tù chứ bà mayer sắp mang quà đến đây bà ta thường mang đến những món quà rất đẹp thế bà ta có gọi anh là con yêu của bà không một trong những người con yêu của bà các anh là những người con yêu của bà bà rất thích những cậu con yêu đó lắng nghe mưa rơi kìa mưa nặng hạt quá và anh sẽ yêu em mãi mãi phải không anh phải đúng thế và mưa rơi nặng hạt cũng không đáng ngại gì phải không phải đúng thế vậy thì tốt lắm bởi vì em sợ mưa tại sao tôi buồn ngủ bên ngoài trời mưa to em cũng không biết nữa anh yêu ạ à. khi nào em cũng sợ trời mưa còn anh thì thích mưa em thích đi dạo dưới cơn mưa nhưng mưa có hại cho tình yêu nhưng anh mãi mãi yêu em mà còn em em yêu anh dù mưa dù tuyết dù bão dù là gì gì đi nữa vậy à anh buồn ngủ quá ngủ đi anh yêu dù thế nào đi nữa em vẫn yêu anh thế thật tình em không sợ mưa chứ không nếu có anh bên em sao em lại sợ mưa em không biết nữa nói cho anh nghe đi nào đừng bắt em phải nói mà nói cho anh nghe đi mà không đừng gặng em nói cho anh nghe đi Thôi được, vì anh thích. Em sợ trời mưa vì đôi khi em thấy em chết trong mưa. Không có đâu. Và đôi khi em thấy chính anh cũng chết trong mưa. Như thế họa mày đúng hơn. Không, không đúng, anh yêu. Anh không bao giờ chết cả. Vì em biết em có thể che chở cho anh được yên ổn. Em biết là em có khả năng, nhưng không có ai tự che chở cho mình được. Thôi xin em, như thế đủ rồi. Anh không muốn nghe em nói chuyện huyễn hoặc và như một người điên đêm nay đâu chúng ta chẳng còn gần nhau bao lâu nữa đâu. Đúng mà, em hiến nọ và điên rồ thật. Mà thôi, em không nói dại nữa đâu. Ừ, toàn là chuyện dại dột. Chỉ là toàn chuyện vô lý nhảm nhí. Thôi, em không còn sợ mưa nữa đâu. Nhất định không sợ nữa. Trời ơi, ước ao sao đừng sợ mưa nữa. Nàng khóc nức nở. Tôi dỗ mãi nằm mới nín. Như bên ngoài trời vẫn mưa rả rích. chương 20 Một buổi chiều, chúng tôi đi xem đua ngựa. Ferguson và Crowell Roger cùng đi. Roger là anh chàng bị thương ở mắt bởi đầu đạn trái phá. Ferguson và Catherine trang điểm sau bữa ăn, còn Crowell và tôi ngồi ở giường trong phòng. Đọc một tạp chí đăng tin về những cuộc đua ngựa vừa qua cùng những lời bình luận. Đầu Crowell bị băng nên anh ta không để ý lắm vào những cuộc đua này. Nhưng để giết thì giờ, anh ta cứ cầm tờ tạp chí đua ngựa đọc và biết về bước đua của ngựa. Anh ta bảo ngựa chẳng có nghĩa lý gì cả. Bốn đứa chúng tôi đến San Siro bằng xe ngựa môi trần. Trời hôm nay thật đẹp. Xe chúng tôi chạy ngang công viên, theo đường xe điện và sau khi ra khỏi thành phố, vào một con đường đầy bụi bặm. Nơi đây có nhiều biệt thự rào song sắt, những khu vườn rậm rạp rộng lớn cùng những hào nước chảy và vườn rau phủ đầy bụi trên cánh đồng chúng tôi có thể nhìn thấy nhiều nhà cửa và trang trại trù phú xanh tươi với những mương tưới tiêu những ngọn núi trồi lên ở phía bắc nhiều xe chạy vào trường đua và những người gác cổng để chúng tôi vào tự nhiên không xét hỏi giấy tờ vì chúng tôi mặc quân phục chúng tôi xuống xe mua tờ chương trình rồi đi qua sân cỏ vào trong trường đua trên sân cỏ một toán lính đứng dài theo hàng rào người ta đang cho ngựa quần dưới những tảng cây đằng sau khán đài. Chúng tôi thấy nhiều người quen và sau khi kiếm được ghế ngồi cho Catherine và Ferguson, chúng tôi xem xét đàn ngựa. Những con ngựa đi vòng, con sau nối đuôi con trước, đầu cúi xuống. Một trong mấy con có lông sắc tím đen. Crowell quả quyết là họ sơn nó. Nó ra đúng lúc chuông rung báo giờ lên yên chúng tôi kiểm trên chương trình theo số mà người nài ngựa đeo ở trên tay người ta ghi trong đó là ngựa ô thiến tên japalak độ đua này dành cho những con ngựa ô từng thắng cuộc với giá hơn một ngàn đồng lia catherine bảo chắc người ta đã đổi màu lông của nó figuron chịu không biết được tôi thì nghĩ con ngựa đó có vẻ khả nghi chúng tôi đều đồng ý đánh cá nó và đạt một trăm đồng lia trên thể lệ ghi giá tiền, nó là con ngựa duy nhất với giá một ăn 35. Crowell đi mua giấy cá ngựa trong lúc chúng tôi theo dõi các kỵ mã vòng lại rồi cho ngựa chậm rãi đến chỗ xuất phát. Chúng tôi lên ngồi trên khán đài để theo dõi cuộc đua. Ở San Siro, người ta không còn dùng dây để ngăn nữa. Người ta đóng những con vật trông có vẻ nhỏ, đứng xếp hàng. Đằng xa phía cuối sân đua, Người ta khoa chiếc roi ra lệnh khởi hành. Những con ngựa chạy qua trước chúng tôi. Con ngựa ô dẫn đầu và đến trước ngoặt nó bỏ cách xa những con khác. Nó tiếp tục xài đều như thế cho đến khi cuộc đua chấm dứt. Tuyệt quá phải không? Catherine bảo. Thế thì chúng ta được cả thầy là ba ngàn đồng lia, thật là một con ngựa hay. Tôi mong nó đừng đổi màu trước khi người ta trả tiền cho mình. Rowell bảo. Ông có chúng không? Tôi hỏi lớn về phía Mayer, đã ta gật đầu. Còn tôi không trúng gì cả, bà Mayer nói. Còn các con, các con đánh cá con nào? Già Palak. Thế à, đánh con đó một trúng được 35 đấy. Chúng tôi thích màu lông của nó. Tôi không thích, trông nó sơ xác quá. Người ta khuyên tôi đừng đánh nó. Con ngựa đó không trúng được nhiều, Mayer nói. Người ta ghi nó giá một ăn 35, tôi bảo. Đánh nó không trúng nhiều vào giờ chót Mayer khuyên. Họ đổ nhiều tiền vào nó đấy. Ai? Campton và nhiều người khác. Để rồi các anh thấy, họ không đổi hai lấy một đâu. Thế chúng tôi bớt ba ngàn đồng ly à? Catherine bảo, tôi không thích những cuộc đua ngựa gian lận như thế. Chúng tôi trúng được hai trăm đồng ly à? Không đáng kể, hai trăm bạc chẳng thay đổi được gì. Tôi tưởng là đã trúng được ba ngàn đồng ly à? Gian lận chán quá, Ferguson bảo. Dĩ nhiên, Catherine nói, nếu họ không gian lận, mình không bao giờ đánh con ngựa đó cả. Tuy nhiên, tôi thích được ba ngàn đồng lia kia. Thôi, chúng ta xuống uống cái gì đã rồi xem họ trả mình ra sao. Crowell bảo. Chúng tôi đi qua chỗ họ dán bảng kết quả số ngựa chúng. Trùng rùng báo hiệu họ phát tiền ngựa chúng. Con ngựa Japalak được ghi chúng 18,50 đồng lia. Thế có nghĩa là tiền chúng không bằng giá vé. Chúng tôi đến quán giải khát dưới khán đài để uống một ly whisky soda. Chúng tôi gặp đôi vợ chồng người Ý tôi quen và ông Mark Adam, viên phó lãnh sự. Khi chúng tôi trở lại kiếm Catherine và Ferguson, thì họ cũng lên theo với chúng tôi. Hai người Ý trông rất nhã nhặn và Max Adam ở lại tiếp chuyện với Catherine thì chúng tôi quay trở xuống tiếp tục đánh cá nữa. Ông Meyer đang đứng cạnh cửa phòng bán vé cặp hỏi xem ông ta đánh cá con nào. Tôi bảo Crowell. Ông định đánh cá con nào thế, ông Mayer? Crowell hỏi. Mayer rút tờ chương trình ra và lấy bút chì chỉ vào số năm. Chúng tôi cùng đánh số đó có phiền gì ông không? Crowell hỏi tiếp. Được chứ, đánh đi. Nhưng nhớ đừng có bảo vợ tôi là tôi chỉ cho anh đấy nhé. Ông uống gì không? Tôi hỏi. Không, cảm ơn. Tôi không hề uống rượu. Chúng tôi đánh con số một 100 đồng lia. Rồi chúng tôi trở lại uống thêm một ly whisky soda nữa. Tôi thấy khoan khoái trong người. Chúng tôi gặp hai người ý khác. Họ uống rượu với chúng tôi xong, chúng tôi trở lại chỗ Catherine và Ferguson. Hai người ý mới này lại càng kiểu cách hơn nữa. Họ rất hợp với hai người ý trước. Ai cũng nôn nao không muốn ngồi tại chỗ. Tôi đưa vé cho Catherine. Con ngựa nào đây? Anh không biết, ông Mayer chọn đấy. Anh không biết cả tên của nó nữa à? không em tìm trên tờ chương trình xem số năm thì phải anh dễ tin người quá nàng bảo số năm thắng nhưng không trúng nhiều ông mayer tức lắm phải bỏ ra hai trăm đồng lia để được hai chục ông ta nói mười hai được mười nhưng không sao cả vợ tôi thua hai chục lia để em xuống theo anh catherine bảo tôi mấy người ý cùng đứng lên chúng tôi bước xuống khán đài đi ra sân đua anh thích nơi này không Catherine hỏi, có lẽ thích, cứ cho là vui đi, nàng nói. Nhưng em, anh yêu ạ, à, em không thể chịu nổi những chỗ đông người như thế này. Chúng ta không gặp mấy ai quen ở đây. Vâng, nhưng hai vợ chồng Mayer này, rồi người làm ở ngân hàng với vợ của ông ta này, hắn thường trả chi phiếu, uh, phiếu chi của anh, tôi bảo. Vâng, nhưng người khác cũng làm việc đó được vậy, còn bọn ý anh dẫn lại thật kinh khủng chúng ta có thể đứng sau hàng rào này để xem cuộc đua được rồi nhưng anh phải nghe em đây chúng ta đánh con ngựa nào chưa hề được nghe nói đến và ông may giờ cũng không cá nó nữa, nữa cũng được chúng tôi đánh con life for me con này về nhất bốn kỳ trong năm độ đua chúng tôi dựa vào hàng rào nhìn những con ngựa đua chạy lóc cóc trước mặt xa xa là những rặng núi sừng sững phía bên kia là những cánh đồng thành phố milan chạy dài sau những rặng cây Em cảm thấy khoan khoái lạ, Catherine bảo. Mấy con ngựa đang trở về, chúng vượt rào, mồ hôi nhễ nhại, mấy kỵ mã vuốt về chúng và đến rặng cây thì nhảy xuống. Anh có khát không? Chúng ta có thể uống tại đây và xem đua cũng được. Để anh đi gọi. Tôi nói, để bồi mang đến cho, Catherine khuyên. Nàng đưa tay lên gọi người bồi ở quán Pagoda cạnh trường ngựa. Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế sắt anh có thế hạnh phúc hơn khi chỉ có hai đứa mình nhất định rồi tôi đáp em cảm thấy rất lạng lóc giữa những người này ở đây mình thoải mái hơn tôi nói vâng cuộc đương ngày ngựa này thật thích thú ừ tuyệt anh yêu em không muốn làm mất cuộc vui của anh khi nào anh muốn em sẽ trở lại không chúng ta cứ ngồi yên ở đây uống rồi sẽ đi xuống bờ sông để xem hồi đua ngựa nhảy rào anh tốt với em quá nàng bảo Chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc, rồi vui vẻ gặp lại những người khác. Đó là một ngày đẹp. Chương 21 Vào đầu tháng 9, đêm bắt đầu mát. Ngày cũng mát, và trong công viên lá bắt đầu đổi màu. Ở mặt trận, cuộc chiến đấu không thu được kết quả gì. Chúng tôi không chiếm được San Gabriel. Những trận đánh ở cao nguyên bên Shiza đã ngưng và giữa tháng cuộc tấn công San Gabriel cũng ngừng nốt. Người ta không thể chiếm được nơi đó. Estor đã trở lại mặt trận. Người ta cũng đã chở những con ngựa về La Mã cho nên không còn những cuộc đua ngựa nữa. Crowell cũng đi La Mã trước khi bị triều hội về Mỹ. Ở thành phố có hai cuộc biểu tình chống chiến tranh và ở Torino có một cuộc bạo động trầm trọng hơn. Tại câu lạc bộ, một thiếu tá người Anh đã nói với tôi rằng ý đã mất 150.000 người ở Cao nguyên ben Siza và ở San Gabriel. Ông ta còn nói ngoài ra ở Caso, họ còn mất thêm 40.000 người nữa. Chúng tôi cùng uống rượu và nói chuyện. Ông ta bảo: "Năm nay thế là các trận đánh đã chấm dứt ở khu chúng tôi. Dân chúng đã có tham vọng quá lớn." ông lại thêm là cuộc tấn công ở flanders đã thất bại nếu địch tiêu diệt quá nhiều như hồi đầu thì đến mùa thu sang năm quân đồng minh sẽ kiệt quệ ông ta lại bảo là chúng tôi đều kiệt quệ cả nhưng điều đó không quan trọng nếu chúng tôi không ngờ tới mà tất cả chúng tôi đều kiệt quệ thật tôi hỏi ông ta về nước nga ông bảo nga kiệt quệ hoàn toàn nước áo và ý cũng vậy thôi tôi phải đi đây. Tôi nói, tôi phải trở về bệnh viện. Thôi, chào anh. Ông ta nói rồi vui vẻ tiếp. Chúc anh nhiều may mắn. Tôi ghé lại tiệm hớt tóc rồi mới về bệnh viện. Chân tôi đã lành hẳn. Tôi không ngờ chân tôi lành mau như vậy. Ba ngày trước tôi còn đi khám lại. Tôi cần phải điều trị thêm vài lần nữa. Dài theo lề đường, tôi đi trên hè phố, cố gắng không tập tính một ông lão đang ngồi cắt hình dưới cổng tò vò. Tôi dừng chân đứng ngắm ông. Hai thiếu nữ ngồi làm mẫu. Ông ta cắt hình hai người chung nhau bằng kéo rất nhanh nhẹ. Vừa cắt vừa nhìn họ, đầu nghiêng một bên, hai cô gái cười khúc khích. Ông ta đưa cho tôi xem hai cái hình bóng, rồi dán lên tờ giấy trắng và trao lại cho hai cô gái. Đẹp lắm, ông ta bảo. Bây giờ đến lượt trung úy chứ. Hai cô gái vừa đi vừa ngắm hình và cười. Trông họ rất đáng yêu. Một trong hai cô làm việc ở quán rượu trước cửa bệnh viện. Được rồi, tôi bảo. Xin trung uh, ý bỏ mũ ra cho. Không, tôi muốn đổi mũ. Thế thì không được đẹp cho lắm. Ông nói, nhưng uh, như thế có vẻ quân nhân hơn. Gương mặt ông rạng rỡ hẳn lên. Ông uh, cắt miếng giấy đen tách ra làm đôi rồi dán hình nghiêng trên tờ bìa và đưa cho tôi bao nhiêu ở cũ không có chi cả ông khoát tay tôi tặng cho trung úy đấy xin ông vui lòng nhận cho tôi đưa cho ông tiền lẻ không tôi thích cắt hình trung úy hay đem về tặng cho cô bạn gái của trung úy đi cảm ơn ông nhiều lắm lần khác vậy tạm biệt tôi tiếp tục đi về bệnh viện tôi nhận được một công văn và vài bức thư khác. Tôi còn ba tuần nghỉ phép dưỡng bệnh, rồi lại phải chờ ra mặt trận. Tôi cẩn thận đọc đi đọc lại bức công văn đó. Phải, đúng thế. Giấy phép nghỉ dưỡng bệnh bắt đầu từ hôm mùng 4 tháng 10. Khi tôi trị xong vết thương là ba tuần lễ, đi 21 ngày. Vậy là tôi được nghỉ đến 25 tháng 10. Tôi báo là tôi không về bệnh viện. Tôi đi đến một nhà hàng hơi xa bệnh viện một tí, dùng cơm tại đó, đọc thư và báo. Có một bức thư của ông nội tôi gửi, gồm tin tức, gia đình, những lời động viên yêu nước, một ngân phiếu 200 đô la, vài màu báo cắt. Một bức thư buồn bã của cha tuyên úy, một bức thư khác của người bạn phi công giúp việc cho Pháp kể chuyện đã gia nhập với một bọn hung dữ và một bức thư của Rinaldi hỏi tôi còn định chôn chân ở Milan bao nhiêu lâu nữa và hỏi thăm tin tức. Anh nhờ tôi mang cho anh mấy cái đĩa hát và kèm theo đó là một danh sách những đĩa hát anh thích. Tôi uống một chai Chianti nhỏ trong bữa ăn, sau đó lại uống cà phê và một ly cô nhắc. Tôi gấp tờ báo lại, cho mấy bức thư vào túi, để tiền thù lao và tờ báo ở trên bàn và đi ra về đến phòng riêng ở bệnh viện. Tôi thay quần áo ngủ, khoác áo tràng ra bên ngoài. Tôi thả tấm màn che cửa nhìn ra bao lơn xuống, rồi ngồi trên giường đọc tờ báo Boston của bà Mayer mang đến cho các cậu con trai yêu quý trong bệnh viện này. Catherine mãi đến 9 giờ mới phải làm việc. Tôi nghe thấy tiếng chân nàng bước và có lần thấy nàng đi qua hành lang. Nàng đến thăm mấy phòng kia và sau cùng bước vào phòng tôi em đến trễ quá anh nhỉ nàng bảo hôm nay có nhiều việc phải làm anh có khỏe không tôi kể cho nàng nghe về báo chí và giấy phép tuyệt quá nàng bảo thế anh muốn đi đâu nào không muốn đi đâu cả anh chỉ muốn ở lại đây dại lắm anh chọn một nơi nào đi em sẽ đi với anh em sẽ làm cách nào không biết nhưng thế nào em cũng sẽ tìm được cách em tài thật đấy không đâu nhưng nếu mình không mất mát gì cả thì đời mình sẽ không khổ em muốn nói gì thế không có gì cả em chỉ nghĩ có những trở ngại không đáng kể trước đây mà mình lại cho là lớn lao anh nghĩ em khó mà đi được với anh ồ không đâu anh ạ nếu cần em chỉ việc xin thôi việc nhưng sẽ không đến nỗi thế đâu chúng ta sẽ đi đâu em em không cần anh muốn đi đâu cũng được đến nơi nào mà chúng ta không quen biết ai cả chúng ta đi đến đâu cũng được phải không vâng bất cứ nơi nào mà anh thích nàng trông có vẻ bồn chồn và bứt rứt có chuyện gì thế catherine không không có chuyện gì cả có em có chuyện gì không không có gì thật không có chuyện gì cả mà anh biết là có em yêu hãy nói cho anh nghe đi em hãy nói cho anh nghe mà chẳng có chuyện gì cả nói cho anh nghe đi em không muốn em sẽ làm anh mất vui, lo lắng. Không, anh sẽ không lo lắng. Thật thế ư? Chuyện này không làm cho em lo lắng nhưng em e nó sẽ làm cho anh lo. Không, điều đó sẽ không làm cho anh lo lắng. Em không muốn nói cho anh nghe. Có, nói anh nghe đi. Phải nói à? Ừ. Em sắp có con anh ạ, à, gần ba tháng rồi. Anh không lo chứ, nói cho em biết đi anh. Em van anh đấy, anh không nên lo lắng về chuyện đó. Có gì đâu. Thật ư? Thật thế chứ sao? Em đã làm đủ mọi cách. Em muốn đủ mọi thứ nhưng vô ích. Có gì đâu mà phải lo lắng thế. Em không thể không lo được anh ạ. À. Em không bao giờ lo về chuyện đó. Anh cũng thế. Anh không nên khổ sở hay lo lắng về chuyện đó anh nhé. Anh chỉ lo cho em thôi mà thôi. Đấy, đó chính là điều em không muốn. Hàng ngày biết bao nhiêu trẻ con ra đời, ai cũng có thể có con cả, đó là tự nhiên mà. em đáng yêu quá. không, không, anh đừng quan tâm, quan tâm được việc đó nữa anh yêu. em cố làm cho anh không buồn. em biết em vừa làm cho anh buồn. nhưng từ trước đến giờ em vẫn là một thiếu nữ đứng đắn chứ. anh không bao giờ nghi ngờ gì về điều đó phải không anh? không. sẽ mãi mãi như vậy. chỉ có một điều thôi là đừng lo lắng gì cả. em thấy rõ là anh lo lắng. đừng, đừng như thế anh muốn uống một tí rượu không bao nhiêu em biết là khi anh uống rượu anh sẽ vui vẻ lên ngay không anh đang vui và em thì rất đáng yêu không đâu nhưng em sẽ thu xếp mọi việc để đi cùng với anh khi anh chọn được địa điểm vào độ tháng mười này thật thú vị vô cùng chúng ta sẽ vui vẻ anh ạ và khi nào anh chờ ra mặt trận mỗi ngày em sẽ viết thư cho anh lúc ấy em ở đâu em chưa biết được nhưng có thể ở một nơi danh lam thắng cảnh nào đó em sẽ lo chuyện đó chúng tôi im lặng một lúc lâu không nói gì catherine ngồi trên giường tôi nhìn nàng nhưng chúng tôi không đụng vào nhau chúng tôi ngồi cách xa nhau như là có ai bất thình lình bước vào phòng catherine đưa tay nắm lấy tay tôi anh không giận gì chứ hả anh không và anh cũng không cảm thấy bị ràng buộc chứ có lẽ hơi hơi thôi nhưng không phải bị ràng buộc bởi em. Em không muốn nói là anh bị ràng buộc bởi em. Đừng nói bậy bạ. Anh đừng giả vờ như thế. Em chỉ muốn nói là bị ràng buộc một cách tổng quát mà thôi. Người ta luôn luôn cảm thấy bị giam hám. Ràng buộc đứng về phương diện sinh lý. Nàng không động đậy. Cũng không rút tay lại. Nhưng tôi cảm thấy nàng cách xa tôi quá tiếng luôn luôn nghe không được êm tai xin lỗi em không có gì cả nhưng có điều này như anh đã biết em chưa hề có con cũng như chưa hề yêu ai cho đến bây giờ và em đã cố gắng để trở thành con người mà anh ao ước thế mà bây giờ anh lại nói luôn luôn thế em có muốn anh cắt lưỡi đi không tôi hỏi hồ anh yêu của em nàng trở lại từ thế giới xa xôi mà nàng vừa ở anh anh đừng quan tâm đến lời em nói. Chúng tôi lại thấy gần gũi nhau, mọi điều buồn bực đều tan biến. Thực ra, chúng ta tuy hai mà một, vậy chúng ta không nên hiểu lầm nhau. Đúng vậy. Tuy vậy, điều đó vẫn xảy ra, lắm người yêu nhau rồi chỉ vì hiểu lầm mà sinh ra cái cọ để chia lìa. Chúng ta sẽ không bao giờ cãi cọ với nhau. Không, không nên cãi cọ, bởi vì hai chúng ta là một, và trên thế gian này còn có nhiều người khác nữa nàng đến mở cửa tù rồi đem lại chai rượu vào một cái ly anh uống một tí cô nhắc nhé anh ngoan lắm nàng nói không anh cảm thấy không muốn uống một chút thôi thôi được rồi tôi rót đầy ba phần ly rồi uống cạn anh uống nhiều quá em biết rượu mạnh là đồ uống của người anh hùng nhưng cũng không nên quá chén sau chiến tranh chúng ta sẽ sống ở đâu nhỉ có lẽ là nhà ở mấy ông già bà lão. Ba năm nay em ngây thơ chờ mong chiến tranh chấm dứt vào ngày lễ Giáng sinh. Nhưng bây giờ em cho là không trước khi con chúng ta làm đến chức tổng tư lệnh. Không, nó làm đến đại tướng. Nếu là chiến tranh một trăm năm, nó sẽ có đủ thì giờ chiếm được cả hai chức ấy. Em uống tí gì nhé? Không, anh uống vào thấy tích chứ em uống vào chóng mặt lắm anh ạ. Em có bao giờ uống rượu mạnh không? không anh ạ à. em là một người vợ cổ lỗ tôi với tay lấy chai rượu đã đặt dưới đất và rót thêm một ly nữa em em phải đi thăm các chiến hữu của anh một chút catherine bảo anh có thể đọc báo chờ em trở lại em phải đi thật à vâng bây giờ hoặc tí nữa cũng được vậy thì đi bây giờ đi tí nữa em sẽ trở lại anh sẽ đọc xong báo Chương 22 Đêm ấy trời trở lạnh, và ngày hôm sau thì mưa. Từ Ospedal Maggiore về, trời mưa to cho nên khi đến nơi tôi ướt súng. Mưa đổ nặng hạt bên ngoài bao lên phòng tôi và theo gió đập vào cửa kính. Tôi thay quần áo, uống một ít rượu mạnh nhưng không thấy ngon. Ban đêm tôi đau tim, và sáng đó, sau bữa điểm tâm tôi nôn mửa ra hết. Thôi, không còn nghi ngờ gì nữa. Bác sĩ chính bảo, này cô, cô ấy nhìn vào tròng trắng mắt hắn xem. Cô Gates nhìn vào trong mắt tôi, họ bắt tôi nhìn vào trong gương. Trong mắt tôi biến thành màu vàng, tôi đã mắc bệnh hoàng đản Tôi ốm mất hai tuần, vì thế chúng tôi không thể cùng nhau đi nghỉ ở đâu cả chúng tôi đã dự định đi palenja trên hồ lago maggiore ở đó vào mùa thu khi lá rụng trông thật đẹp ở đây có thể đi dạo chơi và có thể câu cá nhỏ ở hồ nơi đó hay hơn ở treasure vì ở đấy ít người hơn ở palenja từ milan đi treasure dễ dàng nên ở đó có rất nhiều người quen biết tại palenja có một làng rất đẹp và có thể bơi thuyền ra các hòn đảo của những người trải lưới. Đồng thời, ở hòn đảo lớn nhất lại có cả tiệm ăn, nhưng chúng tôi không đi được. Một hôm, tôi đang nằm trên giường vì bệnh hoàng đàn thì cô Van Campen bước vào phòng. Cô mở tủ ra và thấy chai rượu không trong đó. Tôi đã gửi đi cho ông thường trực rất nhiều chai không, và chắc là cô ta đã trông thấy cho nên mới lên phòng tôi xem còn chai nào không phần nhiều là những chai Vermouth, Masala, Capri, vài hũ chiên ti rỗng, một vài chai cô nhắc. Ông thường trực đã mang đi những chai lớn, loại chai đựng rượu Vermouth và các hũ chiên ti có chèn rơm chung quanh, và ông để lại các chai rượu mạnh. Cô Van Campen tìm thấy những chai rượu mạnh đó và một chai rượu mùi hình con gấu. Chai hình con gấu làm cô giận dữ nhất. Cô đưa cái chai ra ngoài ánh sáng. Gấu ngồi trồm hổm đưa chân lên. Ở đầu gấu có một cái nút, và dưới đáy chai còn đóng mấy tàng thủy tinh. Tôi bật cười to lên. Rượu mùi đấy, rượu ngon nhất từ Nga đưa sang, đóng chai trong chai hình con gấu. Tất cả những chai này đều là rượu mạnh cả phải không? Cô Van Campen hỏi. Tôi không thấy gì hết, nhưng có lẽ thế, tôi đáp. Như thế này đã bao lâu rồi? Tôi mua và chính tôi đem vào. Tôi thường có các sĩ quan ý đến thăm và tôi phải có rượu để mời họ. Còn ông không uống chứ? Cô hỏi. Có, tôi cũng uống chứ. Ồ, ông uống rượu à? Cô nói. 11 chai rượu hết sạch và còn cả chai rượu hình con gấu nữa. Rượu mùi đấy mà. Tôi sẽ cử người đi mua. Ông chỉ có tất cả bấy nhiêu chai hết phải không? Bây giờ thì chỉ có thế. Tôi thương hại ông mắc vài chứng hoàng đàn. Thương hại ông thật thừa. Cảm ơn. Tôi cho rằng người ta không thể khiển trách ông không muốn trở lại mặt trận. Nhưng theo tôi nghĩ ông nên tìm cách nào khác hơn là tạo cho mình chứng hoàng đản bằng cách uống rượu. Bằng cách gì? Bằng cách uống rượu. Ông nghe tôi nói chứ? Tôi không nói gì cả. Nếu ông không tìm cách nào khác nữa, tôi lo rằng ông sẽ phải chờ ra mặt trận khi hết chứng bệnh này. Tôi không tin rằng tự mình là mắc chứng bệnh hoàng đản như thế mà ông được nghỉ phép dưỡng bệnh. Ồ, thật thế à? Vâng, tôi không tin như thế. Thế cô có mắc chứng bệnh hoàng đàn bao giờ chưa hả cô Van Campen? Chưa, nhưng tôi đã thấy có nhiều người bị rồi. Cô có nhận thấy bệnh nhân thích bệnh ấy như thế nào không? Nhưng tôi cho rằng thế còn hơn là bị ra trận. Này, cô Van Campen, tôi nói. Thế có bao giờ cô thấy người nào tự làm cho mình bất lực bằng cách đá vào bọng đái của mình không? Cô Van Campen không ngờ đến câu hỏi hóc búa đó hoặc là cô giả vờ thẳng lờ, hoặc là cô nên rời khỏi phòng. Nhưng cô chưa muốn đi vội bởi vì cô đã ghét tôi từ lâu và bây giờ cơ hội đó đã đến. Tôi biết nhiều người tự làm cho mình bị thương để khỏi ra mặt trận. Tôi không muốn hỏi cô như thế. Chính tôi, tôi cũng thấy nhiều người vết thương cố tình. Tôi chỉ muốn hỏi cô một điều là cô đã thấy người nào tự ý làm cho mình bất lực bằng cách đá vào bọng đái của mình không? vì trong những cảm giác thứ đó giống bệnh hoàng đản nhất và đó là một cảm giác mà tôi tin chắc ít có người đàn bà nào biết chính vì thế tôi mới hỏi cô là cô đã mắc bệnh hoàng đản lần nào chưa này cô van campen vì cô van campen đã rời khỏi phòng một lát sau cô gates đi vào anh đã nói gì với cô campen thế cô ta rất giận dữ chúng tôi so sánh các cảm giác Tôi cố gợi hỏi xem cô ta có bao giờ cảm thấy đau đẻ chưa. Anh ngốc, cô ấy sẽ lột ra anh ra cho mà xem. Cô ấy đã làm rồi, tôi nói. Cô ấy đã cắt giấy phép nghỉ dưỡng bệnh và có lẽ tìm cách đưa tôi ra tòa án quân sự. Như thế thì hèn thật. Cô ấy không bao giờ thích anh, cô ghét nói. Vì sao thế? Cô ấy bảo tôi tự uống rượu cho mắc chứng hoàng đàn để khỏi phải trở lại mặt trận. Ồ, tưởng gì, cô ghét nói. Tôi sẵn sàng tin rằng anh không hề uống một giọt rượu nào cả và mọi người cũng sẽ tin như thế. Nhưng cô ấy đã tìm thấy mấy chai rượu không rồi. Tôi đã bảo anh cả trăm lần là nên vứt những chai ấy đi. Thế chúng đâu rồi? Trong tủ. Thế anh có một cái vali không? Không. Hay bỏ chúng vào trong cái túi của tôi. Cô ghét xếp chai vào túi rồi bảo. Tôi sẽ giao nó trong thường trực. Nàng tiến ra cửa. Khoan đã, cô Van Campen chặn lại. Tôi muốn chính tay tôi lấy mấy chai này đi." Ông thường trực đi theo cô ta. "Ông hãy mang những thứ này đi." Cô ta bảo. "Tôi muốn đưa cho bác sĩ coi để làm bản báo cáo." Cô ta khuất dần trong hành lang. Ông thường trực mang chiếc túi mà ông ta biết rõ trong đó đựng những gì. Chẳng có việc gì xảy ra ngoài việc mất giấy phép cả. Chương 23. Vào buổi tối Ngày tôi trở lại mặt trận, tôi dặn ông thường trực giữ cho tôi một chỗ trong chuyến xe lửa từ Turin đến. Xe lửa khởi hành vào lúc nửa đêm. Xe từ Turin đến Milan vào khoảng 10 giờ rưỡi đêm và ngừng tại đó cho đến lúc khởi hành. Người ta phải túc trực ở đó lúc xe đến để giữ chỗ ngồi. Ông thường trực cùng đi với bạn, là một xạ thủ súng máy nghỉ phép, trước kia là thợ máy họ cho rằng đi cả hai chắc sẽ giữ được chỗ cho tôi tôi đưa cho họ tiền để họ mua vé vào ga và nhà họ giữ giùm hành lý của tôi gồm một túi lớn và hai cái túi dết. vào khoảng năm giờ tôi từ giã tất cả mọi người trong bệnh viện rồi ra đi ông thường chừng để hành lý của tôi ở chỗ ông và tôi bảo tôi sẽ đến ga trước nửa đêm một chút vợ ông gọi tôi là ngài và khóc bà lau nước mắt bắt tay tôi rồi khóc nữa tôi vỗ vai bà lại càng khóc thêm bà đã từng vá quần áo cho tôi bà mập và lùn gương mặt vui vẻ tóc bạc trắng khi bà khóc thì gương mặt bà nhăn nhúm lại tôi xuống quán rượu ở góc đường vào trong ngồi nhìn ra cửa sổ và chờ đợi bên ngoài trời tối và lạnh sương mù phủ kín Tôi trả tiền rượu nho và cà phê, rồi nhìn ngắm người qua lại nhờ ánh sáng nơi cửa sổ. Khi nhìn thấy Catherine, tôi gõ nhẹ vào cửa sổ. Nàng trông thấy tôi liền quay lại và mỉm cười. Tôi đang ngoài đón này. nàng. Nàng choàng áo khoác ngoài màu xanh đậm, đổ chiếc mũ da mềm. Chúng tôi thả bộ trên hè phố dọc theo các quán rượu, qua khu chợ, trên đường cái rồi băng qua cửa ngõ môn, đến khu nhà thờ Chúng tôi đi qua đường sắt xe điện và thấy nhà thờ từ xa trối lên trong sương mù trắng xóa, ướt át. Bên trái chúng tôi là các cửa tiệm buôn bán sáng trang và cửa vào viện bảo tàng. Ở khu này sương mù dày đặc và khi chúng tôi đến trước nhà thờ, tôi có cảm giác nó đổ sộ vào mặt đá ướt đẫm sương. Em muốn vào không? Không, Catherine đáp. Chúng tôi lại tiếp tục đi, trong bóng tối, nơi vòm cửa đá, một người lính đang đứng với cô bạn gái. Chúng tôi đi ngang qua họ. Họ ôm chặt lấy nhau, dựa sát vào tường đá và anh trùm cô trong chiếc áo choàng Họ cũng giống như mình, tôi bảo. Không ai giống như mình cả, Catherine trả lời. Ý nghĩ này làm nàng không vui. Phải chi họ có chỗ để đi. Thế họ cũng chẳng hạnh phúc hơn. Anh không biết, ai cũng phải có một nơi để ẩn náu thế thì họ luôn luôn có nhà thờ catherine bảo chúng tôi vượt qua họ bây giờ chúng tôi ở bên kia quảng trường và ngắm nhìn nhà thờ trong sương mù nó trông đẹp lạ thường chúng tôi dừng lại trước cửa hàng ra trong tủ kính có trưng bày ủng ba lô giày trượt tuyết các thứ hàng được sắp riêng ra ba lô để ở giữa ủng một bên và bên kia là giày trượt tuyết da đèn bóng như yên ngựa đã dùng rồi. Ánh đèn điện phản chiếu lấp lánh trên mặt da đen bóng. Biết đâu ngày nào đó chúng ta có dịp trượt tuyết. Hai tháng nữa sẽ có trượt tuyết ở Muren, Catherine bảo. Vậy ta đến đó nha. Vâng, nàng đáp. Chúng tôi tiếp tục đi qua những cửa hàng khác và rẽ xuống con đường bên cạnh. Em chưa đi qua con đường này bao giờ, đây là con đường anh đi đến bệnh viện. Tôi trả lời. Con đường hẹp. Chúng tôi đi qua bên tay phải. Trong sương mù dày đặc, nhiều người qua lại. Đây cũng có các cửa hiệu và quầy hàng tràn ngập ánh sáng. Chúng tôi nhìn một cửa kính gian hàng bán format. Tôi đứng trước cửa hiệu bán vũ khí. Và đến một tí, anh phải đi mua khẩu súng. Súng loại nào? Súng lục. Chúng tôi bước vào cửa tiệm. Tôi cởi dây thắt lưng để trên quầy hàng với bao súng không. Sau quầy hàng có hai bà. Họ mang ra nhiều súng lục cho tôi xem. Phải vừa cái bao này mới được. Tôi vừa nói vừa mở bao súng. Đó là một thứ bao bằng da xám. Tôi đã mua lại để mang trong thành phố. Mấy khẩu súng này có tốt không ạ anh? Catherine hỏi. Khẩu nào cũng gần giống nhau cả. Tôi thử khẩu này có được không? Tôi hỏi một bà. Ở đây không có chỗ để thử bắn, bà ta bảo. Nhưng khẩu súng này rất tốt, với khẩu súng này ông không bao giờ bắn trượt cả. Tôi lên cỏ rồi bắn thử. Lò xo hơi cứng nhưng rất trơn. Tôi nhắm và bấm cỏ một lần nữa. Súng này đã dùng rồi, bà ấy nói. Súng này của một sĩ quan thiện xạ. Thế là bà đã bán cho ông ấy à? Vâng. Làm thế nào mà bà lại có lại được? Người cần vụ của ông ấy bán lại. Biết đâu bà cũng chẳng lấy lại súng của tôi như thế. Tôi nói, giá bao nhiêu đây? Năm mươi đồng lia, rất rẻ. Được rồi, tôi muốn mua thêm hai gắp đạn và một hộp đạn. Bà ta cúi xuống quầy hàng lấy những thứ ấy ra. Ông có cần gươm không? Tôi có vài cây dùng rồi, rẻ lắm. Tôi sắp sửa ra mặt trận. Ồ, thế thì ông không cần gươm. Tôi trả tiền, cho đạn vào súng, đút súng vào bao. Nạp đạn dư vào hai gắp nhét vào hai túi da nhỏ trên bao súng rồi móc vào đai lưng. Tôi nghe nặng nặng ở đai lưng vì có khẩu súng lục. Đến bây giờ tôi vẫn còn nghĩ là luôn luôn mang bên mình một khẩu súng lục. Thế là bây giờ mình võ trang đầy đủ rồi. Đó là điều duy nhất phải nhớ làm trước. Người lướt khẩu súng kia của anh đã vào nằm viện rồi. Khẩu súng này chắc là thứ tốt chứ, Catherine hỏi. Ông còn cần chi nước không ạ? Bà bán hàng hỏi. Không biết nữa, chắc là không. Khẩu súng có dây giật đấy, tôi đã thấy. Bà ta có vẻ muốn nài bán cái gì nữa đây. Ông không cần coi ư? Chắc là không. Bà ta chào chúng tôi và chúng tôi bước ra ngoài. Catherine nhìn lại cửa hiệu. Bà bắt nàng nhìn thấy chúng tôi và cúi đầu chào một lần nữa. Mấy miếng gương nhỏ gắn vào mẫu kia để làm gì thế hả anh? Nàng hỏi để gài bẫy chim Người ta đặt nó quay ra đồng Những con chim sơn ca trông thấy sẽ đến gần và bị những người ít bắn Thật là những người tài giỏi Catherine nói Ở Mỹ anh có bắn chim sơn ca không anh yêu? Chẳng bao giờ Chúng tôi băng qua đường và lên phía bên kia Bây giờ em cảm thấy dễ chịu hơn Catherine bảo Khi mới bắt đầu đi em cảm thấy buồn vô cùng Khi ở bên nhau chúng mình luôn luôn thấy sung sướng thì lúc nào chúng ta lại chẳng ở gần nhau ừ nhưng nửa đêm anh phải đi xa rồi đừng nhắc đến nữa anh yêu chúng tôi vẫn bước đều sương mù làm cho ánh đèn trở nên vàng bọt anh có mệt lắm không catherine hỏi thế còn em em chả sao cả đi bộ như thế này vui chứ phải nhưng không nên đi lâu quá vâng chúng tôi rẽ sang con đường không có ánh đèn tôi dừng lại ôm hôn catherine trong khi hôn tôi thấy tay nàng ôm chặt lấy vai tôi nàng núp trong áo choàng của tôi khiến cho áo che kín cả hai chúng tôi đang đứng dựa vào bức tường cao bên đường chúng ta đi đâu đi tôi bảo vâng catherine đáp chúng tôi tiếp tục đi dài theo con đường đến phố rộng xuôi theo con kênh phía bên kia có một bức tường gạch và nhà cửa trước mặt chúng tôi ở phía ngoài đường có một chiếc xe điện chạy qua cầu chúng ta có thể đi xe ngựa gần cầu kia tôi bảo chúng tôi đứng trên cầu trong màn sương mù để chờ xe nhiều chiếc xe ngựa chạy ngang qua chở đầy hành khách trên đường về nhà một chiếc xe ngựa chạy đến nhưng trong xe đã có vài người khách sương mù đã biến thành mưa chúng ta đi bộ hay đi xe điện vậy anh nhỉ sắp có chiếc xe khác bây giờ ở đây có nhiều xe chạy qua một chiếc xe đang đến kìa nàng bảo người đánh xe cho ngựa dừng lại hạ tấm bảng bằng kim loại trên chiếc đồng hồ tính tiền xuống mui xe được căng lên và trên quần áo người đánh xe lấm tấm vài giọt mưa chiếc mũ bóng nhoáng của anh ta lấp lánh dưới trời mưa chúng tôi ngồi nép trong xe và dưới mui xe rất tối anh bảo xe chạy đến đâu đến nhà ga chúng ta có thể vào khách sạn trước nhà ga đi như thế này à không hành lý gì cả liệu họ có chịu không được chứ tôi đáp đoạn đường đến nhà ga rất dài và chạy qua những phố nhỏ dưới trời mưa tí nữa chúng ta sẽ dùng cơm chứ catherine hỏi em mong đói đây chúng ta sẽ dùng cơm trong phòng em không có gì để thay mặc cả ngay cả áo ngủ cũng không mình sẽ mua một chiếc nói xong tôi quay ra anh đánh xe cho xe trở lên Via Manzoni. Anh ta gật đầu và cho xe rẽ sang con đường bên trái. Đến con đường lớn, Catherine tìm một cửa hiệu. Đây này, nàng bảo. Tôi bảo người đánh xe dừng lại. Catherine xuống xe và đi qua lề bên kia và vào cửa hiệu. Tôi ngồi dựa lưng trong xe chờ. Trời mưa và tôi ngửi thấy mùi đường xá ẩm ướt cùng mùi ngựa dưới trời mưa nàng trở ra với một gói đồ trên tay bước vội lên xe chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình em hoang phí quá anh ạ nàng nói nhưng chiếc áo này đẹp lắm tới khách sạn tôi bảo catherine ngồi chờ trong xe còn tôi đi vào nói chuyện với viên quản lý khách sạn hãy còn nhiều phòng tôi trở ra trả tiền xe rồi cùng catherine vào khách sạn chú nhỏ mang hộ gói đồ cho chúng tôi viên quản lý đưa chúng tôi về phía thang máy Đầu đầu cũng có màn nhung đỏ và ánh đồng sáng chói viên quản lý cùng theo chúng tôi lên thang máy thưa ông bà định dùng cơm trong phòng à vâng mang hộ thực đơn lên nhé tôi nói ông dùng món gì đặc biệt không thịt rừng và khoai chiên chiếc thang máy vượt qua ba tầng qua mỗi tầng đều chạm một tiếng cách sau tiếng cách nữa nó ngừng lại thế thịt thú ông có thứ thịt gì có chim chí, gà lôi. Ông cho gà lôi. Chúng tôi đi dọc theo hành lang. Tấm thảm đã mòn. Có nhiều phòng đóng cửa. Viên quản lý dừng lại và mở một cửa phòng. Đây, một phòng rất đẹp. Chú nhỏ đặt gói đồ trên bàn giữa phòng. Viên quản lý mở màn cửa. Bên ngoài sương mù nhiều quá, ông ta nói. Phòng được trang hoàng bằng thảm đỏ. Trong phòng có rất nhiều gương, Hai ghế dựa, một cái giường lớn có phủ tấm trải giường bằng sa tanh. Một cánh cửa thông sang phòng tắm. Tôi sẽ gửi thực đơn lên, người quản lý nói. Ông ta cúi đầu chào rồi bước ra. Tôi tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài rồi kéo tấm màn nhung lại. Catherine đang ngồi trên giường nhìn chiếc đèn treo bằng thủy tinh. Nàng đã bỏ mũ ra. Mái tóc nàng óng ánh dưới ánh đèn nàng xoay mình trước gương treo trong phòng. Trông nàng không được vui. Nàng để áo tràng trên giường. Có chuyện gì thế em yêu? Đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình như là một cô gái ăn chơi, nàng bảo. Tôi trở lại cửa sổ kéo màn sang một bên và đứng nhìn ra ngoài. Tôi không hề nghĩ là chuyện lại có thể xảy ra như thế. Nhưng em đâu phải là một cô gái ăn chơi, em biết lắm anh ạ à, nhưng cảm thấy mình như thế đâu có hay ho gì giọng nàng khô khan và đều đều chỉ có khách sạn này là tốt nhất thôi tôi bảo tôi nhìn ra cửa sổ phía bên kia quảng trường có ánh đèn của nhà ga trên đường xe ngựa qua lại tấp nập tôi nhìn thấy cả cây cối trong công viên ánh đèn từ khách sạn phản chiếu trên lề đường ướt át chẳng lẽ bây giờ lại cãi vã với nhau sao tôi thầm nghĩ đến đây với em đi anh catherine nói giọng nàng trở lại bình thường đến đây với em đi anh em ngoan lại rồi tôi đưa mắt nhìn về phía giường nàng mỉm cười tôi tiến đến bên giường cạnh nàng và hôn nàng em là người vợ đáng yêu của anh vâng em lúc nào cũng là của anh cả nàng bảo khi ăn xong chúng tôi cảm thấy vui vẻ hơn và sau đó thật hạnh phúc trong phút chốc căn phòng như trở thành nhà riêng của chúng tôi gian phòng của tôi ở bệnh viện trước kia cũng gần như là nhà riêng vậy catherine vắt chiếc áo của tôi trên vai nàng suốt bữa ăn chúng tôi đang đói nên ăn rất ngon chúng tôi uống hết một chai capri và một chai xanh estéphê tôi uống nhiều còn catherine cũng uống nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm cho nàng trở nên vui vẻ trong bữa ăn người ta dọn cho chúng tôi món gà lôi với khoai chiên và hạt rẻ nấu sau cùng là món tráng miệng phòng đẹp đấy catherine nói chúng ta có thể ở đây suốt thời gian nghỉ tại milan chứ phòng này trông buồn cười nhưng cũng dễ chịu tội lỗi là một điều thú vị catherine bảo những người lăn mình vào tội lỗi dường như thích thú lắm tấm mà nhung đỏ thật thích hợp à? còn những chiếc gương này cũng rất hấp dẫn Em quả là một thiếu nữ có tâm hồn cao cả. Em tự hỏi ở trong một gian phòng như thế này, sáng ra khi tỉnh dậy, mình sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Nhưng đây quả là một gian phòng tráng lệ. Tôi rót ra thêm một ly rượu xanh STF. Em ơ, à, em muốn chúng ta xa vào tội lỗi thật sự, Catherine bảo. Những gì chúng ta cũng làm có vẻ ngây thơ và giản dị, Em không tin chúng ta làm điều gì xấu. Em cao cả quá. Em chỉ khao khát thôi. Và em khao khát đến cực độ. Em cũng chỉ là một người đàn bà thôi. Anh nói đúng. Em cũng chỉ là một người đàn bà. Không ai hiểu điều đó ngoài anh. Không một lần, lúc anh mới gặp em, anh đã nghĩ về em suốt một buổi chiều. Anh đã mơ có một ngày nào đó chúng ta cùng đưa nhau đến một khách sạn lớn ở Cavour và tưởng tượng những việc sẽ xảy ra ở đấy anh liều quá nhỉ đây không phải là khách sạn ở cavo đấy chứ không nếu ở là ở cavo thì người ta sẽ không tiếp mình rồi sẽ có ngày họ sẽ tiếp mình nhưng chính nhờ thế mà mình khác hẳn anh ạ em không bao giờ mơ tưởng gì cả em không bao giờ nghĩ đến điều gì khác à một tí thôi nàng nói em tôi ngoan lắm tôi rót một ly rượu vang nữa em chỉ là một cô gái thôi catherine nói thoạt tiên anh không nghĩ thế anh cho rằng em điên em có hơi điên một tí nhưng em không điên một cách quá phức tạp em chưa bao giờ làm phật ý anh phải không anh yêu rượu là tuyệt nhất tôi bảo rượu làm cho em quên những gì không tốt đẹp vâng catherine bảo nhưng rượu đã làm cho ba em mắc bệnh phong rất nặng cha em còn sống à vâng nhưng ông mắc bệnh phong anh chắc không bao giờ có dịp gặp ông còn anh cha anh còn không không chỉ có bố dượng thôi em có thể đến thăm ông được không em không bao giờ có dịp gặp ông đâu chúng ta hạnh phúc như thế này em không hề quan tâm đến điều gì khác nữa em rất sung sướng được làm vợ anh catherine nói người bồi vào dọn dẹp các thứ một lúc sau yên lặng đến mức chúng tôi nghe tiếng mưa rơi. Dưới đường một chiếc xe hơi bấm còi. Tôi khẽ đọc. Sau lưng tôi vẫn hẳn nghe. Thời gian xài cánh lăm le đến gần. Em biết bài thơ đó, Catherine bảo. Đó là một bài thơ của Marvel. Nhưng tả chuyện một cô gái không được sống chung với người bạn trai. Tôi thấy đầu óc sảng khoái và tỉnh táo nên muốn bàn đến những vấn đề cụ thể hơn em sẽ sanh ở đâu em chưa biết nữa em sẽ tìm chỗ nào tốt nhất em làm sao có thể lo hết mọi việc em lo được chừng nào hay chừng đó anh đừng bận tâm lo nghĩ làm gì đến chuyện đó anh ạ chúng ta còn thì giờ có nhiều con trước khi chiến tranh chấm dứt gần đến giờ khởi hành rồi em biết chúng ta sẽ đi ngay nếu anh muốn không thế thì đừng bận tâm nữa anh nhé từ nãy đến giờ anh rất đáng yêu nhưng bây giờ anh bắt đầu lo lắng rồi anh sẽ không lo nghĩ nữa em sẽ viết thư cho anh thường xuyên chứ mỗi ngày anh nhé họ có kiểm duyệt thư anh không họ không biết tiếng anh nhiều cho nên không nguy hiểm em sẽ làm cho họ điên đầu lên catherine bảo nhưng đừng quá lắm em nhé không chỉ một tí thôi chắc đến giờ phải đi rồi phải đấy anh ạ anh không thích rời khỏi căn nhà đẹp đẽ này của chúng ta em cũng thế nhưng mà phải đi vâng chúng ta không bao giờ được ở lại ngôi nhà của chúng ta lâu cả rồi một ngày kia chúng ta sẽ ở lâu em sẽ có một ngôi nhà đẹp cho chúng ta khi anh trở lại có lẽ anh sẽ trở lại ngay có thể anh sẽ bị thương chỉ một tí ở chân thôi hoặc ở vành tai không em muốn tai anh vẫn như thế này hay ở chân chân anh đã bị thương sẵn rồi thôi phải đi em yêu ạ à. thế anh đi trước đi Chương 24 Chúng tôi xuống lầu mà không dùng thang máy. Tham chạy cầu thang đáp mòn. Tôi trả tiền bữa ăn tối mà người ta đã dọn lên. Người hầu bàn dọn các thức ăn khi nãy đang ngồi cạnh cửa. Lúc chúng tôi đi ra hắn đứng phát dậy rồi cúi đầu chào. Tôi theo hắn qua phòng bên cạnh để trả tiền phòng. Viên quản lý xem tôi như bạn thân nên từ chối không chịu lấy tiền trước. Nhưng khi hắn đi vắng thì hắn không quên dặn người hầu bàn, đứng túc trực ở cửa, chờ tôi để cho tôi không thể nào đi ra mà không trả tiền. Tôi cho rằng việc đó vẫn xảy ra luôn, mà ngay cả trước đây đối với các bạn của hắn. Vào thời giặc giã, người ta có nhiều bạn. Tôi nhờ người bồi đi tìm hộ cho chúng tôi một cố xe ngựa. Hắn đỡ hộ tôi gói đồ của Catherine rồi che dù đi ra. Ở cửa sổ nhìn ra, Chúng tôi thấy hắn băng qua đường dưới trời mưa tầm tã. Chúng tôi đứng bên cạnh phòng nhìn mưa đợi hắn. Em cảm thấy thế nào hả Catherine? Buồn ngủ. Còn anh, anh cảm thấy bụng trống rỗng và đói lắm. Anh có mang theo gì để ăn không? Có, trong túi rết. Chiếc xe ngựa chạy đến và dừng lại. Đầu ngựa cúi xuống dưới trời mưa. Anh bồi bước ra khỏi xe, che dù và đi về phía khách sạn chúng tôi đón anh ta ở cửa và cùng che dù đi xuống con đường ướt át đến chỗ đậu xe bên lề đường nước chảy mạnh hai bên vệ đường gói đồ của hai ông bà để ở trong xe người bồi nói hắn che dù đứng đó cho đến khi chúng tôi bước lên xe tôi không quên tặng hắn ít tiền rất cảm ơn chúc ông bà vui vẻ người đánh xe ra roi ngựa bắt đầu bổ vó người bồi quay trở về khách sạn. Xe chạy xuống đường rẽ sang trái, rồi vòng sang phải và đến trước nhà ga. Có hai người lính mang xuống trường đứng dưới ánh đèn tránh mưa. Ánh đèn chiếu lấp lánh trên mũ họ. Nước mưa trong vắt phản chiếu ánh đèn sân ga. Một người phu khuôn phát từ trong sân ga bước ra, đôi ve gầy nặng chiếu những hạt mưa. Không, tôi bảo. Cảm ơn, tôi không có gì phải nhờ đến anh. Hắn trở lại núp mưa dưới cổng hình cung. Tôi quay sang Catherine. Gương mặt nàng khuất sau bóng tối của môi xe. Chúng ta nên chia tay ở đây. Em không thể nào vào trong được ư? Không, dã biệt em, Catherine. Anh bảo với người đánh xe đưa em về bệnh viện. Được. Tôi bảo người đánh xe đưa nàng về bệnh viện. Hắn ta gật đầu. Từ biệt em, Em đáng giữ gìn sức khỏe và lo cho con nhỏ em nhé. Giá biệt anh yêu. Giá biệt. Tôi bước đi dưới trời mưa. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Catherine nhòi người ra ngoài. Tôi thấy khuôn mặt nàng dưới ánh đèn. Nằm mỉm cười đưa tay vẫy. Chiếc xe lên dốc. Catherine chỉ tay về phía cổng tròn. Tôi nhìn theo chỉ thấy hai tên lính và chiếc cổng vòng cung thì ra ý nàng muốn bảo tôi đi vào đó để tránh mưa tôi vào trong và đứng nhìn chiếc xe xa dần xong tôi đi qua nhà ga để xuống sân ga ông thường trực tìm tôi ở sân ga tôi đi theo ông vào trong toa xe lửa tôi phải lách người mở lối đi ở hành lang đến chỗ anh xạ thủ súng máy ngồi trong góc một toa xe chiếc ba lô của tôi và hai cái túi rết để ở giá lưới phía trên đầu anh ta có nhiều người đứng dọc theo hành lang. Nhiều người trong toa nhìn chằm chọc khi chúng tôi bước vào. Trong xe lửa không đủ chỗ ngồi cho nên ai nấy đều hẳn học. Anh lính sử dụng súng máy đứng lên nhường chỗ cho tôi. Có ai vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi nhìn quanh. Đó là viên đại úy pháo binh cao gầy, có một vết sẹo lớn ở hàm. Nhìn thấy tôi qua cửa kính ngoài hành lang, anh ta bèn bước vào trong toa. Ông muốn gì? Tôi hỏi. Tôi quay người lại và quan sát anh ta. Anh ta cao lớn hơn tôi. Khuôn mặt gầy gò dưới vành mũ và vết sẹo hay còn mới, bóng nhoáng. Mọi người trong toa xe đều đưa mắt nhìn tôi. Ông không có quyền làm như thế, anh ta bảo. Ông không có quyền dùng một người lính để giữ chỗ cho ông. Tôi làm đó. Anh ta nuốt nước bọt. Tôi thấy cục ít hầu của anh ta chạy lên xuống. Anh lính xạ thủ súng máy đứng tại chỗ, những người khác nhìn qua cửa kính, trong toa không ai nói gì cả. ông không có quyền làm thế, tôi đã đứng đây hai tiếng đồng hồ trước khi ông đến. ông muốn gì? chỗ ngồi này, tôi cũng thế. tôi nhìn thẳng vào mặt hắn và cảm thấy cả toa đang nhìn tôi trồng chọc, chọc có vẻ phản đối. tôi không trách họ, họ có lý nhưng tôi cũng muốn có chỗ ngồi. tuy nhiên không ai nói gì cả. Ồ, oh, mình cũng chẳng cần tôi nghĩ. Xin mời đại úy ngồi, tôi bảo. Anh lính súng máy đã xê con một bên và tên đại úy cao lớn ngồi xuống. Hắn nhìn tôi với vẻ tức giận, nhưng dù sao hắn cũng đã có chỗ ngồi. Lo dùm tôi một chỗ khác, tôi nói với anh lính. Chúng tôi bước ra hành lang. Tàu đông quá và tôi biết khó mà tìm được một chỗ. Tôi biết ông thường trực và anh lính mời lia. Họ đi dọc theo hành lang và xuống sân ga. Vừa đi vừa nhìn vào các toa nhưng chẳng còn lấy một chỗ trống nào. Đến Resica sẽ nhiều người xuống, ông thường trực bảo. Đến đó họ lại còn lên thêm nữa, người lính sử dụng súng máy bảo. Tôi từ biệt. Hai người bắt tay tôi rồi đi. Cả hai đều có vẻ buồn. Ngoài hành lang mọi người đều đứng cả lúc tàu chạy. Tôi nhìn ánh đèn nhà ga và quảng trường, trời vẫn mưa. Chỉ một lát sau các cửa kính đều ướt khiến cho không thể nhìn ra ngoài được. Sau đó tôi nằm lăn đang ngủ ở hành lang. Tôi đã cất kỹ cái ví đựng tiền và giấy tờ vào áo trong và còn đùi sát người. Tôi ngủ suốt đêm. Chỉ thức dậy khi tới ga Brescia và Verona. Lúc hành khách lên lại ngủ tiếp. Tôi gối lên một chiếc túi còn tay thì ôm chiếc kia và để người tôi có thể chạm vào bọc hành lý. Ai muốn đi thì phải bước qua tôi vậy. Hành khách nằm ngủ la liệt trên sàn là hành lang. Nhiều người khác đứng tỉ tay lên song cửa sổ hoặc tựa lưng vào cửa toa. Chuyến tàu này luôn luôn đông khách. Quyển 3. Chương 25. Trời sang thu. Cây cối trơ trụi lá và đường xá lầy bùn. Từ Udin tôi đi xe ô tô đến Rozier. Chúng tôi gặp những ô tô khác trên đường. Tôi nhìn cảnh vật hai bên đường. Mấy cây dâu trơ trụi lá, cánh đồng ngả màu nâu. Những chiếc lá úa rụng từ những hàng cây sơ xác rơi xuống mặt đường có nhiều người đang làm việc. Họ lấy đá chất đống cao bên đường giữa các hàng cây để lấp những ổ gà. Chúng tôi thấy thành phố phủ một lớp sương mờ che lấp cả núi. Chúng tôi qua sông, nước sông dâng cao. Trên núi, trời đã mưa mấy ngày qua. Chúng tôi đi vào thành phố, trước tiên qua mấy xưởng máy, nhà cửa và biệt thự. Tôi thấy có thêm nhiều nhà bị trúng bom trên con đường hẹp. Chúng tôi gặp một chiếc xe hồng thật tự anh. Người lái xe đội mũ lưới chai, khuôn mặt gầy gầy, nước xa ra sậm màu đồng. Tôi không quen hắn. Tôi bước xuống xe đậu từ cổng trường lớn trước tòa đô chính. Người lái xe tra ba lô lại cho tôi. Tôi khoác ba lô trên lưng, treo lùng lẳng hai chiếc túi bên hông và đi vào tòa biệt thự. Tôi không cảm thấy như người đi xa mới được trả về nhà. Tôi đi theo con đường trải sỏi ướt. Vừa đi, vừa nhìn tòa biệt thự qua hàng cây. Các cửa sổ đều đóng kín, chỉ chờ cửa lớn mở. Tôi bước vào. Thấy viên uh, thiếu tá đang ngồi ở bàn viết trong một gian phòng trống. Trên tường treo đầy bản đồ và những tờ giấy đánh máy. Thế nào, mạnh giỏi chứ? Ông hỏi, trông ông có vẻ già và khô khan hơn trước. Tôi khỏe, tôi đáp. Còn uh, mọi việc ở đây ra sao? Xong cả, bỏ hành lý ra đi và ngồi xuống đây. Ông nói, Tôi để ba lô và hai chiếc túi rét xuống nền nhà. Đặt chiếc mũ lên trên ba lô. Tôi kéo cái ghế ở gần tường và ngồi xuống bên bàn viết. Mùa hè đã thất bại, viên thiếu tá nói. Giờ anh mạnh hẳn rồi chứ? Vâng ạ. À. Anh được thăng chức chứ? Vâng, cảm ơn ông. Đâu, đưa tôi xem. Tôi mở áo choàng đưa cho ông xem hai cái tua. Thế anh có nhận được huy chương không? Không, chỉ thấy trên giấy tờ thôi thế thì nó sẽ đến sau việc đó đòi hỏi nhiều thì giờ bây giờ tôi phải làm gì đấy mấy chiếc xe đi hết có sáu chiếc đi lên hướng bắc caporetto anh biết caporetto chứ vâng tôi đáp tôi nhớ ra hình ảnh một thành phố nhỏ màu trắng với một gác chuông nằm trong thung lũng thành phố tuy nhỏ nhưng sạch sẽ có nhiều vòi nước rất đẹp ở quảng trường bây giờ chúng ta làm việc ở đó đấy có rất nhiều bệnh nhân chiến cuộc đã tàn rồi thế còn những chiếc xe kia đi đâu hai chiếc đi lên núi còn bốn chiếc ở banshiza còn hai chiếc hồng thật tự kia thì ở Kaso với tiểu đoàn ba thế bây giờ thiếu tá cần tôi làm gì nếu thích anh có thể phụ trách bốn chiếc xe ở banshiza gino đã lên đó khá lâu anh chưa ở đó bao giờ phải không chưa tệ lắm chúng ta mất ba chiếc xe Ờ, tôi có nghe nói à chắc rinh đã đi viết cho anh thế rinh đã đi đâu hắn ở đây trong bệnh viện này hắn phải ở hết mùa hè và mùa thu tôi cũng tin là thế thật là kinh khủng anh không thể tưởng tượng được tôi thường cho là anh rất may mắn khi bị thương ngay từ đầu tôi biết thế sang năm còn tệ hơn thiếu tá nói không chừng họ sẽ tấn công bây giờ người ta nói là bọn chúng sắp tấn công nhưng tôi không tin thế đã muộn rồi. Anh có thấy con sông kia không? Có ạ, à, nước sông đã dâng cao. Tôi không tin họ tấn công, vì bây giờ mùa mưa đã bắt đầu, lại sắp có tuyết. Mà này, hãy kể chuyện các bạn đồng hương của anh đi. Ngoài anh có người Mỹ nào ở đó nữa không? Họ đã huấn luyện một đạo quân 10.000 người. Tôi hy vọng sẽ nhận thêm được một số nữa. Nhưng rồi tụi Pháp sẽ cuỗm hết. Chúng ta sẽ không còn thấy người nào ở đây nữa. Thôi được rồi, đêm nay anh ở lại đây rồi ngày mai anh lấy xe nhỏ này đi đến đó và cho gino về tôi sẽ cho người đi theo anh để chỉ đường gino sẽ nói cho anh đến banshiza anh sẽ thích thú thưa thiếu tá tôi rất hân hạnh được trở lại với thiếu tá ông mỉm cười cảm ơn anh đã nói thế tôi đã chán ngán cuộc chiến tranh này lắm rồi nếu tôi ra đi thì tôi không tin rằng tôi còn có thể trở lại nữa tệ đến thế cơ à phải, từ tệ, biến thành nguy ngập. Thôi, anh hãy đi tắm rửa và gặp bạn đi của anh đi. Tôi bước ra và mang theo hành lý lên lầu. Rinadi không có trong phòng, nhưng uh, mọi thứ của cậu ta để đó. Tôi ngồi trên giường và tháo bí tất ra. Tôi cởi chiếc giày bên phải và ngả lưng xuống giường. Tôi thấy mỏi mệt và chân phải bị đau. Nằm trên giường với một chân mang giày, trông tôi lúc đó buồn cười quá tôi bèn trỗi dậy tháo luôn trước kia và để nó rớt xuống đất sau đó tôi nằm trở lại trên giường gian phòng ngột ngạt vì cửa sổ đóng kín mít nhưng tôi quá mệt mỏi đến độ không muốn đứng dậy mở cửa tôi nhìn thấy hành lý của tôi bỏ một đống trong góc phòng bên ngoài trời đã bắt đầu tối nằm trên giường tôi nghĩ đến catherine và chờ đợi rinaldi Tôi cố gắng không nghĩ đến Catherine chỉ trừ về đêm trước khi tôi đi ngủ. Nhưng giờ đây tôi đang mệt và rỗi rãi nên tôi có thể nghĩ đến nàng. Tôi đang mơ tưởng đến nàng thì đi lần đi bước vào. Cậu ta không thay đổi nhưng có vẻ gầy đi một tí. Thế nào em bé? Cậu ta bảo. Tôi nhổm dậy. Anh đến ngồi bên giường và choàng tay qua người tôi. Em bé yêu. Anh bỗ vai tôi và tôi nắm lấy hai tay anh. Nào cưng, đưa đầu gối cho tớ xem nào. Anh nói, tôi phải cởi quần mới được. Em cứ tự nhiên đi. Chỗ bạn bè với nhau cả mà. Tớ muốn xem người ta đã làm thế nào cho cậu. Tôi đứng lên cởi quần ra và gỡ dây treo đầu gối xuống. Đi ra đi ngồi xuống sàn nhà và nhẹ nhàng uốn chân tôi từ đằng trước ra sau. Anh đưa ngón tay xoa trên vết sẹo và để mấy ngón kia lên xương bánh chè xoa nhẹ nhẹ Người ta nối các khớp xương em lại như thế này thôi. Ừ. Gửi ừ, em trở lại như thế này là phạm tội đấy nhé. Họ phải đợi cho cử động bình thường đã. Bây giờ đã hơn lúc trước nhiều lắm. Lúc trước đầu gối tôi cứng ngắc như khúc cây. Rinaldi lại uốn đầu gối tôi xuống lần nữa. Tôi ngắm đôi tay của anh. Anh có đôi tay thần tình của nhà giải phẫu. Tôi nhìn trên đầu anh. Mái tóc chảy mượt và tươm tất. Anh uốn quá mạnh đầu gối tôi. Ai? Tôi la lên. Em phải theo cách chữa trị bằng máy một thời gian nữa. Linh đi bảo. Thế này trông còn khá hơn trước. Tớ biết mà em. Tớ biết nhiều về việc này hơn cậu mà. Anh đứng dậy và ngồi ở cạnh giường. Chỉnh đầu gối thì rất dễ. Anh bỏ qua chuyện đầu gối. Nào, bây giờ hãy kể cho tớ nghe em đã làm những gì rồi nào. Không có gì để kể hết. Mình đã sống một cuộc đời trầm lặng. Em có vẻ như người đã có vợ rồi có chuyện gì thế không có chuyện gì cả tôi đáp thế còn anh tới à trận giặc này giết chết mình rồi tina đi bảo chán quá anh choàng tay qua đầu gối ồ tôi bảo sao vậy thế tôi không được phép có những rung cảm của con người hay sao không phải thế mình ngỡ là cậu phải vui vẻ lắm có chuyện gì hay cả cho tôi nghe đi suốt mùa hè và mùa thu này mình bận việc giải phẫu rất bận những trường hợp nghiêm trọng người ta đều để lại cho mình chú ơi mình trở thành một nhà giải phẫu cừ khôi tôi thích như thế hơn tôi chẳng bao giờ nghĩ tới ôi chú ơi không chẳng bao giờ tôi nghĩ là mình mổ xẻ rất cừ rất tốt nhưng bây giờ em ơi hết rồi mình không còn mổ xẻ nữa và cảm thấy như chết rồi cuộc chiến tranh này ghê gớm quá em ạ mình nói như vậy em có thể tin nào bây giờ Em nói chuyện cho vui lên một tí đi. Em có mang đĩa hát về không nào? Có. Đĩa hát bọc giấy. Đừng trong hộp bìa dày để trong ba lô. Lấy nó ra cũng mệt. Còn về phần em, cũng không hay à? Ôi, ngốc ạ, không? không. Chiến tranh này thật là khủng khiếp. Đi là đi bảo. Nào, chúng ta đi nhậu thật say, cho vui. Cậu sẽ thấy nó làm cho chúng ta phấn chấn. Tôi vừa mắc phải bệnh hoàng đản nên không thể uống nhiều rượu được ồ em bé em trở lại đây với con người nghiêm trang ý tứ thế à mình đã bảo cậu là cuộc chiến tranh này là vô nghĩa thế tại sao chúng ta lại theo đuổi nó chứ chúng ta sẽ uống một tí mình không muốn say nhưng sẽ uống một ly rinaldi đi, đi qua phòng đến bàn rửa mặt và mang lại một chai cô nhắc và hai cái ly rượu cô nhắc áo đấy anh nói nhãn hiệu bảy ngôi sao toàn bộ chiến lợi phẩm lấy được ở san gabriel đấy Lúc đó anh có ở đấy không? Không, mình không hề ở đấy. Mình ở đây suốt để mổ xẻ suốt. Này, em xem, đây là cái ly đánh răng cũ của em đấy. Anh giữ kỹ để tưởng nhớ đến em. Và nhắc nhở anh đánh răng. Không, mình cũng có một cái nữa mà. Mình giữ cái này để nhớ lúc trước mỗi buổi sáng em làm gì. Cứ mỗi lần nhìn tới cái ly này, mình nhớ tới chuyện em cố tẩy sạch lương tâm bằng cái bàn chải. Anh lại gần giường. Hôn mình một cái đi nào, và cam đoan với mình là em không hề đạo mạo. Không, tôi không bao giờ hôn anh. Anh là một con khỉ già. Tôi biết mà, cậu là loại ăn ăn lô sắc sông lý tưởng. Tôi biết cậu là thằng con trai đang bị lương tâm cắn rứt, hối hận. Mình đợi đến lúc tên Anglo sắc sông đó đánh tan sự trụy lạc của mình bằng một cái bàn chải đánh răng. Nó thêm rượu vào ly nữa đi. Chúng tôi cũng ly và uống cả rinaldi nhìn tôi cười tớ sẽ làm cho cậu say và móc lá gan của cậu ra cho vào đó lá gan của một người ý mạnh khỏe để biến cậu trở thành con người như cũ tôi đưa ly cho anh rót thêm rượu bên ngoài trời đã tối hẳn cầm ly rượu trong tay tôi tiến lại mở cửa sổ mưa đã dứt hẳn bên ngoài trời rét hơn và sương mù bao phủ các ngọn cây Đừng hất rượu cô nhát qua cửa sổ đấy, cậu không uống được thì đưa cho tớ, Rinadi bảo. Thì đến mà lấy, tôi bảo. Tôi vui mừng được gặp lại Rinadi. Hai năm nay cậu ta luôn luôn chọc gẹo tôi, và tôi lấy lấy làm thích. Chúng tôi luôn luôn hợp ý nhau. Em cưới vợ chưa? Cậu ta hỏi tôi. Rinadi ơi, Rinadi ngồi trên giường, còn tôi đứng dựa lưng vào tường cạnh cửa sổ. Chưa. Cậu đang yêu phải không? Phải. Với cô gái người anh đó chứ? Phải. Tội nghiệp em nhỏ. Thế nàng có ngoan ngoãn với em không? Thì dĩ nhiên là có. Mình... Mình muốn nói là... là Nàng có ngoan ngoãn một cách... Một cách cụ thể hơn cơ. Im đi. Được rồi. Mình sẽ chứng tỏ cho cậu biết mình là một người rất tế nhị. Thế nàng có... Thì nàng đi. Tôi van anh hãy im đi. Nếu anh muốn trở thành bạn của tôi thì anh hãy im đi. Mình không muốn trở thành bạn của cậu vì mình đang là bạn của cậu kia mà. Vậy thế im đi. Được rồi. Tôi tiến lại giường ngồi bên cạnh Rina đi. Ly cầm bật tay, hắn nhìn sàn nhà. Rina đi, anh thấy như thế nào? Ồ, suốt đời mình gặp nhiều vấn đề thiêng liêng nhưng với em thì quá ít. Mình nghĩ cậu cũng phải có. Anh nhìn xuống sàn nhà. Thế em không có chuyện gì thiêng liêng sao? Không, tuyệt nhiên một chuyện nào hết cả ư, không. ngay cả chuyện mẹ em và em gái em nữa, ngay cả chuyện em gái em, là đi nói nhanh, hai chúng tôi phá lên cười. thực là một con người kỳ dị, tôi bảo. có lẽ em mình ghen cũng nên. Winna đi nói, không không phải thế. mình không muốn nói đến loại ghen thế, mình muốn nói chuyện khác. cậu có người bạn nào lập gia đình được không? có, tôi đáp. mình thì không, nhất là khi họ yêu nhau. Tại sao thế? Vì thế họ không yêu mình. Tại sao vậy? Tại vì mình là con rắn, con rắn của lẽ phải. Anh nhầm lẫn mất rồi, quả táo mới là lẽ phải. Không, chính là rắn. Trông Rinadi có vẻ vui hơn. Khi anh không suy nghĩ sâu xa thì trông anh có vẻ khá hơn. Anh thích em lắm, em bé. Nếu anh xét đoán chắc là em sẽ công kích. Nhưng mình biết nhiều điều mà mình không thể nói ra được. Anh biết nhiều hơn em mà. Phải dĩ nhiên là như vậy. Nhưng em sẽ hạnh phúc hơn. Cho dù có hối hận, em cũng sẽ hạnh phúc hơn. Tôi không tin thế. Ồ, đúng mà. Đúng là sự thật mà. Còn mình, mình chỉ tìm thấy hạnh phúc khi làm việc. Anh lại nhìn xuống sàn nhà. Anh sẽ được tọa nguyện. Không, mình chỉ thích có hai điều. Một, có hại cho nhiệm vụ của mình. Còn một nữa thì chỉ kéo dài độ nửa giờ hoặc 15 phút, đôi khi ít hơn. Đôi khi còn ít hơn thế nữa. Có lẽ là anh đã tiến bộ nhiều rồi đấy. Em bé không biết à. Nhưng chỉ có hai điều đó và công việc. Rồi anh sẽ thấy những cái khác nữa. Không. Không bao giờ chúng ta thấy gì khác hơn được nữa. Chúng ta sinh ra với tất cả những gì chúng ta có và chúng ta không bao giờ thay đổi. Chúng ta không bao giờ được thêm cái gì mới cả. Chúng ta đã được đầy đủ ngay từ lúc đầu. Mình thích mình không phải là người Latin. Điều đó không có ở người tinh Tôi muốn nói là tư tưởng tinh Anh lại quá tự hào với các khuyết điểm của anh. Rinaldi nhìn lên và mỉm cười. Đủ rồi em bé, nghĩ nhiều quá, phát mệt. Lúc mới bước vào trong, Rinaldi có vẻ mệt mỏi. Sắp đến giờ ăn rồi, mình rất vui khi thấy cậu trở lại. Cậu là người bạn trí thân và là chiến hữu của mình. Bao giờ thì các chiến hữu đi ăn? Tôi hỏi. Ngay bây giờ, Chúng ta dùng uống thêm một lần nữa để cho lá gan của em mạnh lên. Giống như thánh phô. Không đúng thế. Đây ý là rượu và dạ dày. Uống một ít rượu cho ấm dạ dày. Uống bất cứ thứ gì anh có trong chai. Tôi nói. Và vì điều tốt lành cho bất cứ ai mà anh muốn. Uống để chúc mừng người bà đời của cậu. Anh nâng ly lên. Được lắm. Mình không bao giờ nói chuyện nhảm nhí về nàng. Đừng quá cố sức như thế anh nốc cạn ly cô nhắc mình trong sạch lắm trong sạch như em vậy mình cũng sẽ tìm một cô gái trẻ người anh sự thực là mình biết cô ta trước em cô gái người anh ấy mà chỉ có một điều là cô ta hơi cao hơn mình một tí một cô gái cao hơn mình thì khác gì là chị mình tâm hồn anh thật trong sáng đáng mến tôi nói thật như vậy à thảo nào mà người ta gọi mình là rinaldi trong sạch hay là rinaldi khỉ già thôi đi em Chúng ta hãy đi ăn vào lúc tâm hồn còn trong sạch. Tôi tắm rửa, trải đầu, rồi chúng tôi cùng đi xuống cầu thang. Đi đi hơi tránh choáng. Trong phòng ăn, bữa ăn còn chưa dọn xong. Để mình đi lấy chai rượu, Rinadi đi bảo. Rina đi lại đi lên cầu thang. Tôi ngồi vào bàn. Anh trở lại với chai cô nhác mà rót đầy hai ly. Nhiều quá. Tôi đưa ly về phía đèn trên bàn có thấm vào đâu với cái bụng trống rỗng tuyệt lắm như thế này dạ dày sẽ hoàn toàn bị đốt cháy không có gì hại cho gan cả được rồi tự hủy hoại mình mỗi ngày một ít rinaldi nói rượu sẽ làm hại dạ dày và run tay toàn là những việc có hại cho nghề giải phẫu anh đoán chắc như thế chứ chắc chắn như vậy mình không nói sai đâu uống đi em rồi chờ ngày bị ốm tôi uống nửa ly Ngoài hành lang tôi nghe thấy tiếng người hầu bàn kêu lên. Súp đây, súp dọn sẵn rồi. Thiếu tá bước vào, gật đầu chào chúng tôi và ngồi xuống. Ngồi vào bàn, trông ông ta nhỏ người. Có thế thôi à? Ông ta hỏi. Người phục vụ đặt súp lên bàn. Ông múc đẩy ra đĩa. Không, đi ra đi bảo. Miễn là cha tuyên úy không đến. Nếu ông ta biết có Federico ở đây, ông ta sẽ đến. Thế ông ấy ở đâu? Tôi hỏi. Ông ấy ở tiểu đoàn 307, thiếu tá nói. Ông dùng súp xong và lau miệng, lau kỹ bộ ria mép vành lên. Có lẽ cha sắp đến. Tôi đã gọi điện và báo cho cha biết là có anh ở đây. Tôi thấy thiếu không khí ồn ào của buổi ăn chung. Tôi nói, phải, yên lặng quá. Thiếu tá bảo, để tôi gây ồn ào cho, đi là đi nói. Dùng điệu chứ Henry, thiếu tá hỏi. Ông ta rót đầy ly cho tôi, món uh, mì ý được mang vào và tất cả chúng tôi đều bận rộn với món ăn này một lát chúng tôi ăn xong mì thì cha bước vào ông trông không thay đổi vẫn người nho nhỏ nước da sạm nắng và khuôn mặt khắc khổ tôi đứng dậy siết chặt tay ông ông để tay lên vai tôi và nói tôi đến ngay khi hay tin anh trở lại mời cha ngồi thiếu tá nói cha đến hơi muộn chào cha Rinaldi nói bằng tiếng Anh. Hắn nói giọng pha tiếng Anh của viên đại úy đã thường dùng để chế giễu vị linh mục. Chào anh Rinaldi, cha tuyên úy đáp lại. Lính hầu bàn mang súp đến cho ông, nhưng ông bảo ông sẽ bắt đầu bằng món mì ý này. Anh mạnh giỏi chứ, ông hỏi tôi. Vâng, tôi rất khỏe, còn cha? Cha uống rượu đi, Rinaldi bảo. Cha uống một tí rượu cho dạ dày dễ làm việc. Đây là thánh phô, cha biết mà. Phải, tôi biết, vị linh mục nói với vẻ trịnh trọng rinadi rót rượu vào lì thánh pô thiêng liêng đi nói chính từ thánh xảy ra mọi điều xấu xa viên thiếu tá mỉm cười bây giờ chúng tôi đang dùng đến món ragu tôi không bao giờ dám bàn luận đến một ông thánh lúc tối trời tôi nói vị linh mục nhìn tôi mỉm cười xem tôi đây tôi đang ngồi cạnh cha đây rinadi nói còn những người bạn đã từng chọc vá cha đâu cả rồi Brun đi đâu? Cesare đâu? Để một mình tôi treo gạo cha thôi à? Không có ai phụ họa với tôi sao? Cha là một vị linh mục tốt, thiếu tá nói. Cha là một vị linh mục tốt, Rina đi lặp lại. Nhưng cha vẫn là một vị linh mục, ông hơn không kém. Tôi ráng làm cho bữa ăn chung hôm nay sống động trở lại như những bữa ăn trước kia. Tôi muốn làm cho Federico vui thích. Còn cha, cha ấy cút đi là vừa tôi thấy thiếu tá nhìn hắn và hiểu rằng hắn đã say. mặt anh tái đi, được ngồi rẽ thẳng xuống vầng chán trắng xanh. thế đủ rồi đi ra đi, vị linh mục bảo. như thế đủ lắm rồi. chạy cút đi, đi ra đi bảo. chạy cút đi với tất cả các công việc vớ vẩn. anh ngả xuống ghế. hắn ta làm việc quá sức và mệt mỏi. thiếu tá nói với tôi. ông dùng xong miếng thịt cuối cùng và dùng một mẩu bánh mì vét sạch nước sốt ragu tôi không cần gì cả Dina đi nói cút đi với tất cả các công việc vớ vẩn anh ta nhìn quanh bàn ăn với vẻ mặt đầy thách đố đôi mắt long lên và gương mặt xám ngắt được rồi tôi bảo cút đi với tất cả các công việc ngớ ngẩn không không Dina đi bảo em không thể nói thế em không nên nói thế tôi bảo là anh không nên nói như thế mà người ta khô khan trống rỗng và không có gì cả không có gì để kể với anh cả không có việc gì nhỏ nhen chê trách cả. Tôi biết tôi am tường khi tôi ngưng làm việc. Cha tuyên úy lắc đầu, người hầu bàn dẹp đĩa ra gu. Cha ăn thịt đi, đi ra đi quay sang vị linh mục. Cha không biết hôm nay là ngày thứ sáu sao? Thứ năm mà vị linh mục trả lời. Điên đi cười lớn, hắn rót đầy ly rượu. Đừng chú ý, anh nói. Tôi hơi điên, anh cần phải được đi nghỉ phép cha tuyên ý bảo thiếu tá lắc đầu ra hiệu cho cha tuyên ý rinaldi nhìn ông nói ông cho rằng tôi phải đi nghỉ phép à tùy ý anh vị linh mục nói còn anh không muốn thì thôi ông xéo đi rinaldi nói họ cố tình gạt tôi đi mà nhưng tôi phải kháng cự thế đủ rồi thiếu tá nghiêm nghị ngắt lời người hầu bàn mang đồ tráng miệng và cà phê vào Món trắng miệng là bánh mì nướng có chất kem, ngọn đèn dầu bốc khói, khói đen bốc thẳng theo ô kính. Mang cho chúng tôi hai ngọn bạch lạp và dẹp ngọn đèn dầu này đi, thiếu tá bảo. Người hầu bàn đem đến hai ngọn nến sáp đặt trên hai cái đĩa và tắt ngọn đèn dầu rồi mang đi nơi khác. Rinaldi đã im và trông anh có vẻ bình thường. Chúng tôi tiếp tục cùng nhau chuyện trò và sau tuần cà phê, Tất cả đều rời khỏi phòng ăn và đi vào hành lang. Anh muốn nói chuyện với cha chứ? Tôi phải vào thành phố. đi bảo, Chào cha. Chào anh đi Cha tuyên ý đáp lại, Chúng mình sẽ gặp lại nhau, Federico. đi bảo, Vâng, chào anh, tôi nói. Đừng về muộn nha. Anh ta nhăn mặt và bước ra khỏi cửa. Thiếu tá đứng gần chúng tôi nói, Dina đi làm việc quá sức và quá mệt mỏi. Ông nói, Thôi, chào anh, Henry. Anh sẽ rời khỏi nơi này trước khi trời sáng chứ. Thưa vâng. Thôi, chào anh. Ông nói, Chúc anh gặp nhiều may mắn. Pejuzi sẽ đánh thức anh và cùng đi với anh. Xin chào thiếu tá. Chào anh. Nghe nói sắp có một cuộc tấn công của bọn áo. Nhưng tôi không tin điều đó. Hy vọng là tin đó không đúng. Nhưng uh, dù thế nào cũng sẽ không xảy ra trong khu vực này. Gino sẽ cho anh biết mọi thứ. Đường điện thoại giờ vẫn tốt. Tôi sẽ gọi điện thường xuyên. Xin mời, chào anh. Đừng để cho riêng đi uống nhiều rượu mạnh nha. Tôi sẽ cố gắng. Chào cha, chào thiếu tá. Ông đi vào phòng làm việc. Chương 26 Tôi đi lại phía cửa và nhìn ra ngoài. Mưa đã dứt nhưng có sương mù. Chúng ta đi lên gác chứ? Tôi hỏi vị linh mục. Tôi chỉ có thể nán lại đây giây lát thôi. Vậy thì ta đi lên. Chúng tôi đi lên thang gác và bước vào phòng riêng của tôi. Tôi nằm xuống giường của Dina đi. Cha tuyên úy ngồi vào giường của tôi mà người cần vụ vừa sửa soạn. Trong phòng tối om. Vị linh mục hỏi tôi. Sao? Anh đã khỏe lại thật rồi chứ? Vâng. Chiều nay tôi mệt. Tôi cũng mệt, nhưng không vì lý do nào cả. Thế còn chiến tranh, tôi tin là nó sẽ chấm dứt. Tôi chẳng biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy là như thế đấy. Thế là thế nào? Anh có biết vị thiếu tá chỉ huy hiền lành của anh là thế nào không? Thế đấy, bây giờ nhiều người cũng như ông ấy. Chính tôi cũng cảm thấy như thế. Tôi nói, chúng ta đã qua một mùa hè kinh hoàng. Cha Tuyền Ý nói, anh chẳng bao giờ biết nó đã ra sao. Tuy nhiên, anh đã ở dưới ấy và anh có thể tự mình hình dung ra. Nhiều người chỉ thích cuộc chiến tranh trong mùa hè năm nay. Nhiều sĩ quan tư tưởng không bao giờ hiểu được giờ đã hiểu ra. Thế rồi cục diện sẽ ra sao? Tôi vừa hỏi vừa vuốt cái chăn. Tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghĩ rằng nó không thể tiếp tục quá lâu thế thì việc gì sẽ xảy đến họ sẽ đình chiến ai cả đôi bên tôi cũng hy vọng như vậy tôi nói anh không tin sao tôi không tin là cả đôi bên sẽ ngưng chiến trong cùng một lúc tôi cho là như thế đi đó là một yêu cầu quá cao nhưng khi tôi nhìn thấy tất cả những thay đổi đó trong lòng người là nó không thể tiếp tục được ai thắng trong mùa hè này không ai cả Cha tuyên ý nói. Bọn áo thắng, tôi nói. Bọn chúng cố giữ không cho chiến thắng ở San Gabriel. Như vậy là chúng ta đã thắng và bọn chúng sẽ không chịu ngừng chiến. Nếu họ nghĩ như chúng ta, họ sẽ ngừng chiến. Họ cũng đã đau khổ nhiều như chúng ta. Chẳng bao giờ kẻ chiến thắng dừng lại. Anh nản chí quá. Tôi nghĩ sao thì nói vậy như vậy anh nghĩ là chiến tranh sẽ kéo dài mãi mãi sao sẽ không có chuyện gì xảy đến phải không tôi không biết tôi chỉ nghĩ là bọn áo sẽ không bao giờ ngưng chiến chừng nào bọn chúng còn thắng trận vì chiến bại mà người ta trở thành những tín đồ cơ đốc giáo bọn áo cũng là những tín đồ cơ đốc giáo chỉ chừng người bosni tôi không muốn nói đến tín đồ cơ đốc giáo như nghĩa chứ tôi muốn nói chúng ta thất bại như đấng cứu thế của chúng ta ông lặng thinh giờ đây chúng ta hiền lành vì chúng ta bị thua chẳng biết đấng cứu thế của chúng ta sẽ ra như thế nào nếu lúc bấy giờ thánh pierre giải thoát được người trong vườn ô ly người cũng sẽ như vậy thôi tôi không tin thế anh là lòng quá tôi tin là có điều gì sẽ sắp đến và tôi không ngớt cầu nguyện tôi cảm thấy việc ấy sắp đến có khả năng sẽ có một việc gì xảy đến Tôi nói, nhưng chỉ xảy đến riêng cho chúng ta thôi. Nếu họ cũng nghĩ như chúng ta thì thật tuyệt. Nhưng họ đánh bại chúng ta, họ nghĩ khác hơn chúng ta. Nhiều binh sĩ cũng lập luận như chúng ta, nhưng không phải vì họ bị tấn công. Họ bị tấn công ngay từ đầu. Họ bị tấn công ngay từ lúc người ta dứt họ ra khỏi trang trại và sung họ vào quân ngũ. Vì lý do đó, người dân quê có lương tri vì họ từng chiến bại ngay lúc ban đầu hãy ban cho họ quyền lực đi rồi ta sẽ thấy lương tri của họ như thế nào vị linh mục lặng thinh ra chiều nghĩ ngợi bây giờ chính tôi cũng đã chán nản quá rồi thế cho nên tôi không bao giờ muốn nghĩ đến những việc đó nữa tôi không hề nghĩ ngợi tuy nhiên khi bắt đầu nói thì tôi nói những gì vừa hiện ra trong óc mà chẳng đắn đo gì cả tôi đã từng hy vọng mấy điều thất trận chăng không có cái gì hơn thế cả. Ngoại trời chiến thắng, điều này lại còn tệ hơn nữa. Đã từ lâu rồi, tôi ước mong chiến thắng. Tôi cũng thế. Bây giờ tôi không còn hy vọng nữa. Thì hoặc là chiến thắng hoặc là chiến bại chứ còn gì. Tôi không còn tin tưởng vào chiến thắng nữa. Tôi cũng thế, nhưng tôi cũng không tin là sẽ chiến bại. Dù sao như thế sẽ có giá trị hơn. Thế anh tin tưởng gì nào? Giấc ngủ, Tôi nói, ông đứng lên. Xin lỗi anh, tôi đã ở lại quá lâu, nhưng tôi rất thích đàm đạo với anh như vậy. Tôi rất hân hạnh đã nói chuyện thêm một lần nữa. Tôi không có ý gì khi nói về giấc ngủ đâu. Chúng tôi đứng lên và bắt tay nhau trong bóng tối. Bây giờ tôi ngủ ở tiểu đoàn 307. Sáng mai tôi sẽ lên trạm sớm. Chúng ta sẽ cùng đi dạo và trò chuyện. Tôi tiến vị linh mục ra tận cửa. Thôi, anh khỏi về xuống, ông nói, anh trở lại đây thật quý hóa quá, mặc dù đối với anh thật không thích thú gì. Ông vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi. Đối với tôi không có gì đáng buồn phiền cả. Chúc cha ngon giấc. Vâng, chào anh. Tôi đã buồn ngủ rũ ra rồi. Chương 27 tôi chọn dậy khi rinadi bước vào phòng nhưng tôi không nói gì với tôi nên tôi lạnh ngủ sáng hôm sau tôi mặc quần áo và ra đi trước bình minh rinadi hãy còn ngủ say khi tôi rời phòng tôi chưa biết gì về ben Shiza. và tôi thích thật kỳ lạ khi phải leo lên sườn đồi thuộc bọn áo phía bên kia sông và nơi tôi bị thương dạo trước trên con đường dốc mới thẳng đứng có nhiều xe chạy xa xa đến đoạn đường bằng phẳng, tôi nhìn thấy những khu rừng và đồi hiểm trở nằm ẩn khuất sau sương mù. Vài khu rừng đã bị đánh chiếm nhanh chóng và không hề bị hủy hoại. Xa hơn nữa, khi con đường không được đồi núi che khuất, thì nó lại được che phủ bởi những tấm ngụy trang ở hai bên và phía trên. Cuối đường là một làng đã bị tàn phá. Hầm hào ở cao hơn và người ta đã đặt nhiều trọng pháo chung quanh. Nhà cửa bị hoàn toàn phá hủy nhưng tất cả đã được xếp đặt lại đâu vào đấy và người ta thấy nhan nhã những biển báo. Chúng tôi tìm gặp Gino. Anh đãi chúng tôi một chầu cà phê, sau đó tôi theo anh. Tôi làm quen với nhiều người và đi thăm các trạm. Gino cho tôi biết những chiếc xe lửa của anh đang đảm bảo công tác ở Ramne, cách xa Ban một tí. Anh có vẻ phục công việc của người Anh. Địch vẫn còn nã trọng pháo anh nói nhưng bị thương không bao nhiêu lúc này mùa mưa đã bắt đầu nên có nhiều người bị ốm bọn áo buộc phải tấn công nhưng anh không tin gì cả bên ta cũng định tấn công nhưng chưa nhận được viện binh nên anh nghĩ việc ấy cũng không thành lương thực thì khan hiếm nên anh hy vọng có được một bữa ăn thật sự tại gorizia chiều nay tôi đã dùng gì tôi kể với anh ta và anh ta cho đó là tuyệt diệu anh ta đặc biệt ngạc nhiên về loại bánh đôn. Tôi không thể miêu tả tỉ mỉ loại bánh đó được mà chỉ nói vắn tắt đó là một loại bánh đôn. Và tôi tin rằng anh ta sẽ tưởng đó là một thứ bánh gì khác lạ hơn thứ bánh thường bằng ruột bánh mì. Anh hỏi tôi có biết người ta sẽ gửi anh đi đâu không? Tôi trả lời tôi không biết gì cả nhưng có vài chiếc xe của chúng tôi đang ở Caporetto. Anh hy vọng rằng người ta sẽ gửi anh đến đó, Caporetto là một nơi nhỏ hẹp nhưng rất nên thơ. Anh yêu thích những dãy núi cao ngất sừng sững phía xa. Anh là một thanh niên đáng mến. Anh bảo với tôi rằng San Gabriel bây giờ thực sự là một địa ngục trần gian và cuộc tấn công vào Lom hoàn toàn thất bại. Anh nói bọn áo đã đặt sẵn nhiều trọng pháo trong các khu đường trên đỉnh núi Tenova, phía trên cho chúng tôi khá xa, và ban đêm chúng pháo kích dữ dội vào các con đường và có cả một đội đại bác hải quân đến phá rối nơi đó. Anh nhận ra các trái phá do chúng bắn sang qua đường bắn thấp. Người ta nghe tiếng nổ ì ầm và tiếng rít tiếp ngay sau đó. Chúng thường hay bắn hai cố đại bác cùng một lúc, thay phiên nhau. Anh đi cho tôi xem một mảnh đạn bóng loáng, nhọn như răng cưa và dài khoảng 30 phân. Tôi không ngờ chúng bắn dài dẳng đến thế. Gino nói, chúng cũng đã làm tôi khiếp sợ đấy ai cũng tưởng là chúng rơi trên đầu mình trước hết là người ta nghe thấy tiếng nổ tiếp theo là tiếng rít rồi đến tiếng nổ người ta có thể sẽ bị chết vì khiếp đảm chứ đừng nói chi đến bị thương anh nói trong những hầm trú ẩn thì trước mặt chúng ta có những thổ dân và một vài người hungary quân ta vẫn còn chiếm giữ vị trí tấn công không có một đường dây kẽm gai nào hoặc một hầm trú ẩn nào trong trường hợp bọn áo tấn công dọc theo những ngọn núi thấp trên cao nguyên có nhiều điểm tựa thích hợp cho sự phòng thủ, nhưng người ta lại không tổ chức gì cả. Thực ra tôi liên tưởng đến Shiza đấy. Tôi mong rằng Shiza là một vùng bằng phẳng hơn hay ít nhất nó cũng giống như một cao nguyên. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao nó lại gồ ghề đến thế. Ước mong và thực tế không giống nhau, Gino nói. Chúng tôi trở lại căn hầm chứa rượu trong ngôi nhà mà anh đã trú ngụ, tôi nói theo tôi nghĩ thì đỉnh dãy đồi mà bằng phẳng nhưng lại có độ sâu đáng kể ấy sẽ giúp cho việc phòng thủ dễ dàng và thuận lợi hơn là một dãy núi nhỏ kế tiếp nhau tấn công lên một ngọn núi bao giờ cũng khó khăn hơn ở đồng bằng điều đó còn tùy thuộc theo những địa thế của ngọn núi cứ nhìn san gabriel thì rõ anh ta nói đúng rồi nhưng điều bất lợi từ trên cao nơi quá bằng phẳng người ta tiến lên đỉnh khá dễ không dễ dàng như thế đâu phải tôi đồng ý với anh tôi đáp nhưng đó lại là một trường hợp đặc biệt vì nó là một thành lũy hơn là một ngọn núi nghĩa là ở trong một cuộc chiến tranh cơ động thì về mặt kỹ thuật một dãy núi nối tiếp nhau cũng không hơn gì một chiến tuyến tôi nói thêm rằng tôi không tin tưởng gì vào chiến trận ở rừng núi mình chiếm được ngọn này thì địch quân lại chiếm được ngọn khác đến khi chiến trận trở nên thật sự quyết liệt thì cả đôi bên đều vội vã kéo nhau xuống đồng bằng làm thế nào được khi có biên giới núi non hiểm trở anh nói tôi trả lời tôi chưa hề nghiên cứu vấn đề đó chúng tôi cùng nhau cười lớn nhưng ngày xưa bọn áo luôn luôn bị càn quét trong một chu vi vuông vức quanh vùng verona người ta để chúng tiến xuống đồng bằng rồi quét sạch chúng ở đấy phải rồi gino nói nhưng đấy là những người pháp và giải quyết chiến sự dễ dàng hơn khi chiến đấu ở xứ sở của người khác vâng tôi đồng ý nhưng khi nơi đó là quê hương của anh thì anh không thể áp dụng lối giải quyết một cách khoa học như thế được. Người Nga đã làm như thế để gài bẫy Napoleon. Phải, nhưng nước, nước của họ rộng mênh mông, nếu anh giả vờ rút lui để gài bẫy Napoleon ở Ý thì anh sẽ gặp trường hợp ở uh, uh, Brindisi vậy. Một thành phố ghê tởm. Gino nói, anh có đến đó bao giờ chưa? Chưa, tôi chưa đến đó bao giờ cả. Tôi là một người yêu nước, Gino bảo nhưng tôi không thể nào thích uh, Brindisi lẫn Taranto. vậy thì anh thích Benissa chứ? tôi hỏi. đó là nơi đất lành, nhưng tôi muốn ở đó được trồng nhiều khoai tây hơn. anh biết không? khi chúng tôi mới để chân đến chốn này, chúng tôi đã thấy những cánh đồng mà bọn áo trồng toàn khoai tây. lương thực có thật là khan hiếm không? riêng tôi, không bao giờ tôi được ăn no và tôi ăn rất khỏe. tuy nhiên, tôi không đến nỗi phải chết đói các bữa ăn vẫn bất thường ở các chiến tuyến các đoàn quân được ăn uống khá đầy đủ nhưng các đoàn quân yểm trợ thì lại chịu thiếu thốn chắc chắn là lương thực vẫn dồi dào nhưng có thể vướng mắc ở đâu đó bọn hậu cần lấy bán đi chứ gì phải chúng phân phát đầy đủ cho các sư đoàn ở chiến tuyến còn những đơn vị hậu tuyến thì phải chịu thiếu thốn họ đã ăn hết khoai tây của bọn áo trồng và cả trái rẻ trong rừng nữa phải nuôi nấng họ tốt hơn thế này chúng tôi là những kẻ khỏe ăn tôi chắc chắn rằng lương thực rất dồi dào nhưng thực là một điều vô cùng tàn nhẫn khi để quân sĩ phải chịu thiếu thốn thức ăn anh có bao giờ nghĩ điều đó ảnh hưởng đến tinh thần thế nào không phải tôi nói như thế đã không thể nào chiến thắng được mà có thể lại chiến bại nữa là khác chúng ta không nên bàn đến việc thất trận nữa người ta đã nói đến nó nhiều rồi những sự kiện trong mùa hè này không thể nào bỏ qua được tôi im lặng tôi luôn luôn bị bối rối vì những tiếng thiêng liêng vinh quang hy sinh và từ ngữ bỏ qua vô ích chúng tôi đã từng nghe những tiếng ấy khi đứng ngoài trời mưa hầu như không lọt vào tai trong khi chỉ nghe thấy những tiếng thét chúng tôi đã đọc những tiếng ấy trên tờ thông cáo đã dán lâu ngày trồng lên những tờ thông cáo khác tôi không thấy gì là thiêng liêng cả những điều người ta gọi là quang vinh thì không có gì là quang vinh cả nhưng sự hy sinh thì lại giống như những lò lợn ở chicago chỉ khác là thịt chỉ dùng để chôn đi thôi có nhiều danh từ người ta không thể nào chịu đựng được khi nghe và cuối cùng chỉ có những danh từ địa phương là còn giữ được đúng ý nghĩa của nó cả những con số cùng những ngày tháng năm cũng thế với những tên địa phương người ta còn thấy còn có một chút ý nghĩa còn những danh từ trừu tượng như vinh quang danh dự dũng cảm hay thiêng liêng đều là những tiếng thô bỉ so với những danh từ cụ thể như tên làng mạc số các con đường tên những dòng sông số các tiểu đoàn và ngày tháng năm gino là một người giàu lòng yêu nước vì lắm khi anh ta nói ra những câu làm chúng tôi cảm thấy cách biệt nhau nhưng anh ta là một thanh niên tốt dễ thương tôi đã hiểu rõ lòng yêu nước của anh anh sinh ra để mà yêu nước anh cùng đi với pejuji trên một chiếc xe để đến gorizia suốt ngày hôm ấy trời xấu gió rít mưa rơi nước đọng bùn lầy khắp cả mọi nơi vôi cát vụn của các căn nhà đổ nát xám thấm và ướt át đến quá trưa thì mưa đã dứt từ trạm số hai tôi có thể nhìn tường tận cảnh khu thôn giã ướt át với mây ngang đỉnh núi và lớp rơm ướt át xấu xí phủ kín những quang đường. Ở cánh đường trơ vơ phía bên kia đỉnh đồi, ánh sáng mặt trời lóe lên vài tia sáng cuối cùng trước khi đi khuất vào hoàng hôn. Có nhiều khẩu đại bác của bọn áo đặt trong rừng trên đỉnh đồi đó, nhưng chỉ có vài khẩu hoạt động. Tôi ngắm những cụm khói đen của đạn trái phá, thình lình xuất hiện trên nền trời, nơi những trang trại đổ nát nằm gần chiến tuyến những làn khói lung linh ở giữa có vài điểm vài tia màu vàng sáng chói. Người ta thấy ánh chớp rơi. Tiếp theo là tiếng nổ và khói cuồn cuộn nổi lên rồi tan dần trong gió. Có nhiều miệng đạn trái phá trộn lẫn trong đống gạch vụn của những căn nhà đổ nát và ngay cả ngoài đường gần ngôi nhà sụp đổ nơi dùng làm trạm cứu thương. Nhưng ngày hôm đó chúng lại không pháo kích vào trạm. Chúng tôi chất lên hai chiếc xe và cho xe chạy xuống con đường có rơm ướt phủ kín những tia sáng cuối cùng của mặt trời chiếu xuyên qua các kẽ rơm. Chúng tôi ra hết đoạn đường không phủ rơm, ở phía sau ngọn đồi thì mặt trời đã lặn. Chúng tôi đi theo con đường trống trải và rẽ sang một nơi dẫn đến cửa vuông của đường hầm lát rơm thì trời lại đổ mưa. Đêm trời nổi gió và đến ba giờ sáng lúc trời mưa như thác đổ thì cuộc oanh kích bắt đầu. Những người Krat uh, vượt qua cánh đồng cỏ và những trồng cây rồi sung phong vào chiến lũy thứ nhất. Chúng đánh trong bóng đêm dưới trời mưa và một cuộc phản công của những binh sĩ hốt hoảng ở chiến tuyến thứ hai đã đánh lui được chúng. Trong mưa, tiếng đạn trái phá, hỏa tiến, súng liên thanh, súng trường nổ rèn khắp chiến trường. Chúng không đến nữa và lúc bây giờ chiến trường trở nên yên tĩnh. Giữa cơn gió lộng, mưa xa, xa xa về hướng bắc, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng nổ rèn rất mau của một loạt trọng pháo. Thương binh ùn lên đợt chạm. Một số được khiêng bằng băng ca, một số đi bộ và một số khác được cái chiến hữu cõng trên lưng băng qua cánh đồng. Toàn thân họ ướt sũng nước mưa và tất cả đều lo sợ hãi hùng. Chúng tôi chất đầy hai xe những băng ca lấy trong hầm chứa rượu của trạm cấp cứu. Khi đóng cửa chiếc xe thứ nhì, tôi cảm thấy giọt nước mưa trên mặt đã biến thành tuyết những bông tuyết rơi dày đặc và dồn dập dưới trời mưa. Lúc bình minh, dòng gió vẫn còn nổi từng cơn nhưng tuyết đã ngừng rơi. Tuyết tan ra khi rơi xuống đất ướt và lúc bây giờ trời lại đổ cơn mưa. Một cuộc tấn công khác đã xảy ra ngay lúc tầm ở sáng nhưng thất bại. Chúng tôi dự đoán sẽ có cuộc tấn công nữa vào buổi trưa, nhưng trận ấy chỉ xảy ra vào lúc mặt trời lặn tiếng trọng pháo bắt đầu rèn vang ở khu rừng phía nam, nơi tập trung nhiều súng đại bác của bọn Áo. Chúng tôi cũng chờ đợi một trận pháo kích như thế nhưng không việc gì. Đêm đã buông, đại bác bắn ở cánh đồng phía xa sau làng và những quả trọng pháo rơi nổ từ xa tạo nên một âm thanh đều đều. Chúng tôi được tin là trận tấn công ở phía nam đã thất bại. Địch không tấn công đêm đó, nhưng chúng tôi nghe tin rằng chúng đã tiến lên hướng Bắc. Đến đêm, Chúng tôi được lệnh sửa soạn rút lui. Viên đại úy cho tôi biết như thế tại trạm cấp cứu. Ông ta được lệnh từ bộ tham mưu của lữ đoàn. Một lát sau, qua điện thoại, ông ta bảo rằng tin đó không đúng. Lữ đoàn đã được lệnh phải giữ mặt trận Ban với bất cứ giá nào. Tôi hỏi tin về mặt trận đột kích của địch thì ông ta bảo theo bộ tham mưu lữ đoàn thì bọn áo đã đột kích sư đoàn 27 gần Caporetto nơi đó đã xảy ra một trận đánh vô cùng ác liệt suốt cả ngày. Nếu tụi quỷ sứ đó để chúng tiến đến đây thì chắc chúng ta bị nướng hết, ông ta nói. Chính là bọn Đức tấn công. Một sĩ quan quân y nói, tiếng Đức có điều gì khiếp đảm, chúng tôi không muốn chạm trán với bọn Đức. Bọn Đức có cả thầy 15 sư đoàn. Viên sĩ quan quân y nói tiếp, chúng đã chọc thùng phòng tuyến và chúng ta sắp sửa bị bao vây. Lữ đoàn muốn chúng ta giữ mặt trận này. Việc trong thục phòng tuyến có vẻ không đáng ngại. Chúng ta chỉ lo phòng thủ giữ con đường từ Monte Maggiore, xuyên con núi. Ai đã bảo thế? Bộ tham mưu của sư đoàn. Sư đoàn đã ra lệnh cho chúng ta rút lui kia mà. Chúng ta làm việc theo lệnh của quân đoàn, tôi bảo. Nhưng ở đây tôi thuộc quyền ông. Dĩ nhiên ông bảo đi đâu tôi sẽ đi đó. Nhưng ông cũng không nên nhận những lệnh chính xác. Lệnh trên bảo chúng ta ở lại đây, và đưa hết các thương binh đến trạm di chuyển đôi khi chúng ta cũng phải đưa họ từ trạm di chuyển ra xe cứu thương ở mặt trận nữa tôi nói vì tôi chưa bao giờ chứng kiến một cuộc rút lui vậy nếu có trường hợp như thế tất cả thương binh phải được di chuyển như thế nào không phải đưa đi hết đưa được bao nhiêu thì đưa còn bao nhiêu thì để lại tôi phải đem theo những gì trên xe dụng cụ bệnh viện được rồi tôi đáp đêm sau cuộc rút lui bắt đầu Chúng tôi nghe tin bọn Đức và bọn Áo đã chọc thùng ở phía Bắc và đang di chuyển xuống núi về hướng Sididel và Yudin. Cuộc rút lui tiến hành đúng theo lệnh, ướt át và gian khổ. Trong đêm tối, chúng tôi di chuyển chậm trên đường và gặp những đoàn quân đang đi dưới mưa. Những con ngựa kéo xe, nào lừa, nào xe vận tải, tất cả đều rời khỏi mặt trận. Thật là một sự hỗn độn từ trước đến nay chưa bao giờ có, Đêm đó chúng tôi giúp di chuyển những xe cứu thương đậu ở các cao nguyên và các làng mạc bị ít bị phá hủy. Chúng tôi đưa thường binh đến Plava bằng đường sông và qua ngày hôm sau, chúng tôi lại phải chạy xe suốt ngày dưới trời mưa để tàn cư các thương binh ở các bệnh viện và trạm cứu thương ở Plava. Trời mưa tầm tá, quân đội ở Bansija rời khỏi Cao nguyên dưới cơn mưa tháng 10. Họ di chuyển sang sông nơi họ đã đạt được nhiều chiến thắng vẻ vang vào mùa xuân năm ấy chúng tôi đến gorizia vào chiều hôm sau mưa đã dứt và thành phố gần như trống rỗng chúng tôi cho xe chạy đến biệt thự nhưng ở đây không còn ai rinaldi đã đi theo bệnh viện viên thiếu tá cũng đã đi với các nhân viên bệnh viện người ta ghi lại cho tôi ở cửa sổ yêu cầu chết hết các dụng cụ văn phòng lên xe và đi đến pordenon các cậu thợ máy đã đi khỏi hết rồi. Lúc tôi trở lại nhà xe thì hai chiếc xe khác cũng vừa tới, và hai người lái bước xuống, trời lại đổ mưa. Từ Plava đến đây tôi buồn ngủ quá nên đã ngủ gật ba lần. Piani nói, giờ chúng ta phải làm gì, thưa Trung Ý? Ta phải cho dầu, bôi mỡ, cho xăng đầy bình rồi đem xe ra trước nhà, chất hết những đồ đạc gì mà họ còn để lại. Và sau đó chúng ta có khởi hành không? Không, Chúng ta sẽ ngủ ba tiếng đồng hồ đã. Chú ơi, còn gì thích bằng được ngủ? Bonello nói. Tôi không thể thức nổi để lái xe. Chiếc xe anh thế nào? Amo, tôi hỏi. Tốt lắm. Đưa hộ tôi chiếc áo làm việc. Tôi sẽ giúp anh cha giàu. Không nên, Trung úy đừng làm thế. Có gì đâu. Trung úy nên lo sửa soạn công việc của Trung úy. Tôi xong việc rồi, tôi đáp. Tôi sẽ dọn ra tất cả những đồ đạc mà họ còn để lại cho chúng ta ở đây. Các anh đem xe ra ngay khi xong nhé. Họ đưa mấy chiếc xe ra phía trước biệt thự và chúng tôi cho lên xe tất cả các dụng cụ chất đống trong phòng. Xong đầu đấy, ba chiếc xe đậu nối đuôi nhau trên con đường dưới tán cây và trong mưa. Nhóm lửa lên và hong quần áo đi, tôi bảo. Tôi không cần quần áo khô, Piani nói. Tôi chỉ cần được ngủ. Tôi sẽ nằm trên giường của thiếu tá, Bonello nói. Tôi chẳng quan tâm đến chỗ ngủ, Piano nói. Trong này có hai cái giường, Tôi vừa nói vừa mở cửa phòng. Tôi luôn luôn tự hỏi không biết có cái gì trong phòng này. Bonello nói. Phòng này là của ông thợ cắt tóc. Benny trả lời. Hai anh ngủ cả đây. Tôi sẽ đánh thức hai anh dậy. Bọn áo sẽ đánh thức chúng mình dậy nếu trung ý ngủ quên. Bonello nói. Tôi sẽ không ngủ quên đâu. Ây mô đâu rồi? Tôi hỏi. Anh ta lẻn vào nhà bếp. Thôi, ngủ đi. Tôi nói tôi sắp ngủ đây, Vianney nói. Tôi đã ngủ đứng suốt cả ngày mà. Tất cả những gì trong óc tôi đều dồn xuống cả đôi mắt. Khởi bỏ đôi giày ống ra, Bonello bảo. Giường này của ông thợ cắt tóc đấy. Của ông cắt tóc hay của ai đi nữa thì đối với tôi cũng thế thôi. Piani, Piani nằm xuống giường với đôi ổng dính đầy bùn và gối đầu lên cánh tay. Tôi đi vào nhà bếp. Emo đã nhóm lửa trong lò và bắt lên đấy một ấm nước tôi tưởng chúng ta cũng nên sửa soạn sẵn bữa ăn trước anh nói lúc thức dậy chắc mình đói lắm anh không buồn ngủ sao Bartolomeo? ít thôi khi nước sôi tôi sẽ để đấy lửa sẽ tắt dần tốt hơn anh nên đi ngủ một lát chúng ta có thể dùng đỡ phó mát và thịt khô vậy như thế càng hay nhưng nếu có cái gì nóng sốt sẽ đỡ khổ cho hai kẻ vô trật tự này thôi trung úy hãy đi ngủ đi còn ở một cái giường trong phòng thiếu tá trung úy vào đó ngủ đi không, tôi lên phòng cũ của tôi. Anh uống tí rượu nhé, Bartolomeo. Chúng ta, lúc chúng ta khởi hành, Trung Ý, bây giờ không có tác dụng gì. Ba tiếng đồng hồ nữa nếu anh thức được và nếu anh không nghe thấy tôi gọi thì anh đánh thức tôi nhé. Anh bình lòng chứ. Tôi không có đồng hồ, thưa Trung Ý. Đồng hồ che trên tường trong phòng thiếu tá. Vâng, được rồi. Tôi đi qua phòng ăn phòng trước lên cầu thang bằng cẩm thạch vào gian phòng nơi mà tôi và rinadi đã cùng chung sống trời mưa tôi lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài trời tối đen như mực tôi nhìn thấy ba chiếc xe đậu dưới hàng cây và cây cối đâm mình dưới trận mưa trời lạnh như cắt và những giọt mưa đọng trên cành cây tôi trở lại giường của rinadi nằm xuống và thiếp đi Chúng tôi dùng bữa ngay tại bếp trước khi khởi hành. Anh mô xào sẵn món mì thêm gia vị hành và thịt hộp. Ngồi ăn ở bàn, chúng tôi uống cạn hai chai rượu mà người ta để quên dưới hầm rượu trong tòa biệt thự. Bên ngoài trời tối và mưa vẫn chưa dứt. Piani ngồi ngủ gục trên bàn. Tôi thích lùi hơn là tiến. Bonello nói, khi lùi người ta sẽ được nhậu rượu Barbera. Chúng ta đang nhậu rượu Barbera, nhưng có lẽ ngày mai chúng ta sẽ uống nước mưa, Amo nói. Ngày mai chúng ta sẽ có mặt tại Yudin, chúng ta sẽ nốc sâm banh. Yudin là thành phố của những người phục kích. Thức dậy đi thôi, Piani. Ngày mai chúng ta sẽ nhậu sâm banh ở Yudin. Tôi thức rồi đây, Piani đáp. Anh đã xúc mì và thịt đầy đĩa. Anh không cho thêm nước sốt cà chua vào sao, Bato? Không có, Amo đáp. Chúng ta sẽ uống sâm banh ở Yudin. Vừa nói, Bonello vừa rót đầy rượu Barbera đỏ tươi vào cốc. Có thể uống nước tiểu trước khi đến Yêu Piani bảo. Trung Mỹ ăn no rồi chứ, Amo hỏi. Tôi no lắm, cho tôi chai rượu, Bartolomeo. Tôi còn một chai rượu ngoài xe, Amo bảo. Anh không ngủ tí nào cả. Tôi không cần ngủ nhiều, tôi chỉ ngủ một tí cũng được. Ngày mai chúng ta sẽ ngủ trên giường của vua, Bonello bảo. Anh tỏ ra phấn chấn. Ngày mai có lẽ chúng ta sẽ ngủ trong phân, Piani nói. Tôi sẽ ngủ với hoàng hậu, Bonello nói. Hắn nhìn xem tôi có nói đùa không? Có thể anh sẽ ngủ với phân ấy, Tiani gà gật nói. Đó chính là sự phản bội, trung ý ạ, Bonello nói. Đó có phải là sự phản bội không? Thôi, các anh im đi, tôi bảo. Rượu vào làm các anh nói năng hơi lố rồi đấy. Bên ngoài trời mưa như thác đổ. Tôi nhìn đồng hồ tới 9 giờ rưỡi. Đến giờ lăn rồi. Tôi vừa nói vừa đứng dậy. Trung úy thích đi với ai đây? Bonello hỏi. Amo, các anh sẽ theo tôi và Piani bám tiếp đến Common. Tôi e rằng tôi sẽ ngủ gật mất, Piani nói. Thế thì tôi sẽ đi với anh trước rồi đến Bonello và Amo. Như thế thì hơn, Piani nói, vì tôi buồn ngủ quá. Tôi sẽ lái thay và anh có thể ngủ một lát. Không, tôi còn có thể lái được mà. Miễn là có ai ngồi bên cạnh sẽ đánh thức tôi dậy khi tôi sắp ngủ gật tôi sẽ đánh thức anh dậy tắt hết đèn đi bato tại sao không rời cho sớm bonello nói chúng ta không còn cần đến chỗ này nữa tôi còn cái rương trong phòng anh có thể giúp tôi đem nó xuống được không piani chúng tôi sẽ đem nó xuống ngay piani trả lời nào lại đây rồi. anh ta trở ra hành lang với bonello tôi nghe tiếng họ bước lên cái thang cầu chỗ này tốt thật bartolomeo aymon nói anh ta nhét vội hai chai rượu và miếng format vào trong một cái bao không bao giờ tìm ra được một nơi nào bằng nơi này họ rút quân về đâu thưa trung úy nghe nói họ dường như ở phía sau con sông talia mento bệnh viện và quân nhu thì ở uh, bolano ở đây có lẽ đẹp hơn uh, bolano tôi không biết uh, bolano tôi bảo tôi chỉ đi ngang qua đấy thôi chỗ đó cũng không có gì đáng kể Ây mô nói Chương 28 Trong đêm tối và mưa, xe chúng tôi chạy qua thành phố hoang vắng. Chỉ có vài đoàn quân cùng những khẩu đại bác kéo đi trên hè phố chính. Cũng có nhiều xe hơi và xe bò đang đi trên những con đường khác chạy ra quốc lộ. Sau khi xe chạy ngang qua trước cửa những xưởng thuộc ra, chúng tôi gặp trên đường nào những đoàn quân, nhiều xe hơi, nhiều xe ngựa, súng đại bác, tất cả tạo thành một dòng di chuyển chậm chạp chúng tôi tiến chậm nhưng đều đều dưới mưa cái nắp thùng nước của xe tôi gần chạm phải tấm ván sau ô tô phủ bạt cả dòng người xe dừng lại đi tiến lên một chút rồi dừng lại tôi xuống xe và lách đi giữa những chiếc xe hơi xe bò và dưới cổ những con ngựa đấm nước mưa chính ở trên này ngay đầu hàng bị nghẽn tôi rời khỏi con đường đi băng ngang qua một cái hố có tấm ván bắc qua và đi xuyên cánh đồng. Tôi có thể nhìn thấy đội quân bị ách tắc giữa những hàng cây dưới cơn mưa. Tôi đi gần cả dặm đường. Đoàn quân không thể xê dịch được. Tuy nhiên ở phía bên trên kia, những chiếc xe bị ứ động. Tôi thấy hàng quân đang đi. Tôi trở lại xe. Khối người ngựa này bị bất động đến tận Judin. Biani đang ngồi ngủ gục trên tay lái, tôi leo lên ngồi cạnh anh và cũng ngủ vài tiếng sau chiếc xe phía trước chúng tôi rổ ga tôi đánh đức piani và chúng tôi cho xe tiến được vài thước rừng ngừng và lại tiếp tục đi nữa. trời vẫn còn mưa về đêm dòng người xe lại dừng và không thể nào tiến lên thêm được nữa tôi xuống xe và trở lại phía sau xem trường bonello và amo trên xe Bonello có hai viên đội công binh cùng ngồi với hắn trên ghế. Họ đứng cả dậy khi tôi tiến lại. Người ta để họ ở lại để sửa chữa cái gì đó trên cầu, Bonello nói. Họ không thể tìm được đơn vị vì thế tôi cho họ đi nhờ. Xin Trung úy cho phép. Đồng ý, tôi nói. Trung úy là người Mỹ, Trung úy sẽ chở bất cứ ai, Bonello nói. Một trong hai viên đội mỉm cười. Viên đội kia hỏi Bonello có phải tôi là người Ý ở Bắc hoặc ở Nam Mỹ không? Ông ấy không phải là người Ý. Ông ấy là người Bắc Mỹ nói tiếng Anh. Hai viên đội rất lễ độ nhưng họ có vẻ không tin. Tôi đi và trở lại với Amo. Hai cô gái ngồi trên ghế gần anh và hút thuốc. Bato! Bato! Tôi gọi. Anh ta cười lớn. Tiếp chuyện họ đi, trung ý. Anh ta nói, tôi không hiểu họ nói gì. Vừa nói anh ta vừa để tay lên đùi cô gái và véo yêu cô ta một cái. Cô gái vội vàng phủ chiếc khăn choàng quanh mình và đẩy anh ta ra. Này, anh ta nói, giới thiệu tên với Trung Ý và nói các cô đang làm gì ở đây. Cô gái nhìn tôi với vẻ giận dữ, cô kia lại nhìn xuống đất. Cô vừa nhìn tôi nói mấy câu bằng thổ ngữ. Tôi không hiểu được tí gì cả. Cô ta có mái tóc đỏ và dáng người mập mạp và tuổi độ 16 em út phải không? Tôi hỏi và trò vào cô gái kia. Cô ta gật đầu và mỉm cười. Tốt lắm. Tôi vỗ nhẹ lên đầu gối cô ta. Tôi thấy cô co lại khi tôi chạm một người cô ta. Cô em thì vẫn chưa ngẩng đầu lên. Có lẽ cô em kém cô chị một tuổi. Ây mồ đặt tay lên đùi cô chị liền bị cô này hất ra. Anh chế cô. Người hùng mà. Hắn tự chỉ vào người. Người hùng mà. Hắn lại trò vào tôi đừng ngại gì cả. Cô gái nhìn hắn ta một cách giận dữ. Hai cô bé khác nào như đôi chim rừng hoang dại. Tại sao nàng lại đến với tôi nếu nàng không thích? Em mô hỏi. Lúc tôi vẫy tay ra hiệu thì hai cô leo lên xe ngay. Anh quay sang hai cô gái. Đừng lo, không ai làm gì các cô đâu. Không sợ bị... Hắn nói theo giọng tục tĩu. Không có chỗ để... Mỗi lần hắn nói các cô gái lại càng thêm bẽn lén. Sau cùng, cô ngồi thẳng lên rồi nhìn thẳng vào mặt Amo và òa khóc. Tôi thấy đôi môi nàng run run, nước mắt tuôn chảy xuống đôi má tròn. Cô em vẫn không nhìn lên, nắm chặt lấy tay chị và họ ngồi sát lại nhau. Cô chị có vẻ rất hằn học, lại bắt đầu khóc. Chắc tôi làm cho cô ta sợ. mô nói, tôi không cố ý làm cho nàng sợ đâu. Bà Tô lấy format trong túi rết ra, cắt hai miếng và bảo, này ăn đi và đừng khóc nữa cô chị lắc đầu và vẫn khóc còn cô em thì lấy một miếng cầm ăn một lúc sau cô em đưa cho chị mình miếng format kia và cả hai chị em cùng ăn cô chị vẫn còn thút thít một chút nữa cô ta sẽ vui vẻ ngay emo nói tôi để cho họ tự do với emo đang ngồi trong góc xe tôi trở lại xe của piani dòng xe vẫn chưa nhúc nhích được nhưng đoàn quân thì có thể vượt lên bên cạnh xe mưa vẫn còn nặng hạt tôi nghĩ sở dĩ đoàn quân phải ngừng từng chặp như thế này có thể là vì nước vào máy nhưng đúng hơn là họ bị những con ngựa hay những người đang buồn ngủ cản trở ngay cả những thành phố giao thông đôi khi cũng bị đình trệ nhưng mọi người lại rất tỉnh táo thật là một cảnh hỗn độn xe và ngựa họ không muốn giúp đỡ lẫn nhau đến những chiếc xe bò của các, các bác dân quê lại cũng không giúp được gì cả. Hai cô gái đi nhà xe Bato thật là đáng yêu. Một cuộc lui quân không phải là nơi thuận tiện của các nàng trinh nữ. Các cô gái đồng trinh có thể rất mộ đạo. Nếu không có chiến tranh thì có lẽ tất cả chúng ta đều được ngả lưng trên giường vào giờ này. Trên giường tôi nằm gối đầu lên cánh tay. Giường con nệm. Ở đây giường nệm cứng như gỗ. Catherine giờ này đang ngủ trên giường giữa hai lớp chăn trên và dưới nàng nằm nghiêng bên nào, có thể nàng không ngủ được vì nàng đã bận nghĩ đến tôi. Thổi, thổi nữa đi, hơi gió đông lạnh lùng. Đây gió vẫn thổi mạnh và không chỉ có mưa phùn mà là một trận mưa to như thác đổ. Trời mưa suốt đêm, mưa to thế, bạn ơi, mưa to quá. Trời ơi, giá gì được nằm trên giường xiết chặt người yêu trong tay. Catherine yêu quý của anh ơi nếu catherine dịu hiền và yêu quý có thể biến thành mưa nhỉ hãy thổi mạnh nàng đến đây với tôi rồi chúng tôi sẽ được hội ngộ ai cũng đều gặp cùng một cảnh như thế cả những cơn mưa ngắn ngủi không giải quyết được gì làm cho cảnh tình được lắng dịu chúc catherine ngủ ngon tôi nói lớn mong rằng em sẽ được một giấc ngủ ngon nếu em cảm thấy bồn chồn không an thì em yêu em hãy chở mình sang phía bên kia anh sẽ mang đến cho em ít nước lạnh trời sắp sáng và em sẽ thấy thoải mái hơn anh rất buồn nếu em không thư thái như thế cố ngủ đi nhé em yêu suốt đêm em vẫn ngủ được yên giấc nàng nói anh đang nói những gì trong giấc mơ đó người anh có khỏe không anh đang ở bên em thật à dĩ nhiên anh còn ở đây mà anh không muốn đi nữa điều đó không có gì quan trọng đối với chúng ta em thật là dễ thương và hiền dịu ban đêm em sẽ không đi nữa chứ không đi đâu cả này anh xem em có đi đâu em vẫn luôn luôn ở đây mà em vẫn luôn luôn đến với anh bất cứ lúc nào anh muốn thưa Piani nói họ đã bắt đầu đi nữa tôi vừa thiêu thiêu tôi bảo tôi nhìn đồng hồ mới ba giờ sáng tôi quay lại phía sau với lấy chai rượu Barbera trung úy nằm mơ nói to quá Piani nói tôi nằm mơ thấy tôi đang ở anh Mưa đã thư hạt, chúng tôi tiến lên. Chưa bình minh, chúng tôi phải ngừng lại một lần nữa. Và khi trời sáng hẳn, thì thấy mình đang ở trên đỉnh dốc hơi cao. Tôi đi xa tí tấp trên đường, tất cả đều dừng lại, trừ đoàn bộ binh có thể lách qua đám đông. Chúng tôi lại đi nữa, nhưng nhìn lại đoạn đường đã đi được trong ngày, tôi quyết định phải bỏ con đường chính và băng qua cánh đồng để chúng tôi muốn tới được Yudin. Trong đêm, nhiều nông dân từ các thôn xóm nhập vào đoàn quân vì thế người ta có thể thấy trong hàng người có nhiều xe bò chở đầy dụng cụ những tấm gương phản chiếu giữa những tấm nệm gà vịt buộc chung quanh xe một máy khâu đặt trên chiếc xe bò đầm đìa nước mưa đi trước chúng tôi họ lo bảo vệ những đồ đạc quý giá nhất nhiều phụ nữ bị dồn chặt trên những chiếc xe bò tìm cách tránh mưa các bà khác thì đi nép sát bên cạnh những chiếc xe bò bây giờ có cả những con chó đi lẫn lộn trong đoàn và chúng vừa đi vừa ẩn dưới gầm xe đừng lầy lội hào rãnh hai bên đều ngập nước và sau rặng cây chạy dài hai bên đường cánh đồng tỏ ra quá ẩm ướt sình lầy không thể cho xe vượt qua được tôi xuống xe và mở một lối đi hy vọng tìm ra một chỗ có thể nhìn ra được phía trước xem có con đường nào khác có thể đi thắt ngang qua cánh đồng tôi biết nhiều đường nhưng tôi không dám mạo hiểm lao vào ngõ cụt tôi không nhớ hết các con đường vì chúng tôi đã thấy chúng trong khi cho xe hãy chạy hết tốc lực và tất cả các con đường đều trông giống như nhau tuy nhiên chúng tôi vẫn phải tìm cho ra một con đường nếu chúng tôi muốn rời khỏi nơi này không biết ai biết bọn áo đóng quân nơi nào và tình hình sẽ ra sao nhưng tôi chắc chắn rằng khi dứt mưa khi cứ địch sẽ lượn trên đầu và sẽ oanh tạc đoàn người và xe như thế sẽ nguy hiểm cho chúng tôi. Chỉ cần vài chiếc xe bị bỏ lại hay vài con ngựa chết cũng đủ làm cho sự lưu thông trên đường bị ngưng trệ. Mưa dịu dần và tôi hy vọng trời sẽ lại sáng. Tôi tiến dọc theo con đường cái và tìm thấy giữa hai hàng cây có một con đường nhỏ đến đến cánh đồng về phía bắc. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là nên chọn con đường này và tôi vội vàng quay lại xe. Tôi bỏ Piani &E quay xe lại và tôi đi báo cho Amo và Bonello hay nếu đó là con đường cụt thì chúng ta vẫn có thể quay xe lại và nối vào đoàn xe. Còn hai chú này thì sao? Bonello hỏi. Hai viên đội ngồi trên ghế bên cạnh anh ta. Họ trước cạo râu nhưng tuổi sáng trông vẫn có dáng quân nhân. Họ sẽ giúp chúng ta đẩy xe vậy. Tôi uh, trở lại xe Amo và báo cho cậu ta biết là sẽ đi tắt qua cánh đồng. Còn các trinh nữ của tôi thì sao? Amo hỏi. Hai cô đang ngủ. Họ sẽ không giúp ích được gì cho ta cả, tôi bảo. Anh nên kiếm người nào có thể đẩy xe được lúc cần. Có thể để họ ngồi trong xe hay còn chỗ, ấy mộ bảo. Nếu anh muốn, tôi đáp. Ráng tóm được người nào khỏe mạnh để đẩy nhé. Tự bộ binh, anh ta vừa cười vừa nói. Họ lưng dài vai rộng. Người ta đã đo rồi đấy, Trung ý cảm thấy thế nào? Khỏe lắm, còn anh thì sao? Khỏe nhưng đói quá. Sẽ kiếm được vài thứ ở cuối con đường này. Chúng ta sẽ dừng lại ở đó để ăn. Chân trung úy thế nào? Tốt, tôi đáp đứng trên bậc xe nhìn ra phía trước. Tôi có thể trông thấy chiếc xe của Piani đang quẹo sang con đường nhỏ và xa dần. Chiếc xe hiện ra giữa những cành cây trụi lá. Bonello cũng bắt đầu quẹo và theo sau Piani. Đến phiên Amo, anh ta thoát ra khỏi đám đông và chúng tôi chạy nối đuôi hai chiếc xe cứu thương phía trước. Trên con đường hẹp giữa hàng rào, con đường này đưa đến một nông trại. Chúng tôi thấy xe của Piani và Bonello ngừng trong sân trại. Ngôi nhà thấp và dài, với dàn hoa nho bao quanh cửa ra vào và một giếng nước trước sân. Piani múc nước ở đấy cho vào bình xe. xe chỉ cho chạy được số một nên máy bị nóng rất nhanh. bao nhiêu nước trong bình đã bốc hơi hết. chạy bị bỏ hoang. tôi nhìn lại phía sau. chạy được xây hơi cao nên ở trong sân trại chúng tôi có thể nhìn bao quát được đồng quê. chúng tôi nhìn thấy được con đường, hàng rào, cánh đồng, hàng cây dọc theo con đường chính. Con đường mà đoàn quân rút lui đang đi ngang qua. Hai viên đội đang quan sát ngôi nhà. Hai cô gái đã thức giấc và đang nhìn cái sân giếng nước. Hai chiếc xe cứu thương đậu trước nhà và ba người lái đang đứng quanh giếng. Một viên đội đi ra tay ôm chiếc đồng hồ treo tường. "Hãy trả cái đồng hồ vào chỗ cũ." tôi nói. Hắn ta nhìn tôi, quay vào nhà và đi trở ra với tay không. "Bạn anh đâu rồi?" tôi hỏi. "Anh ta đi ngoài." Hắn trở lại ngồi trên chiếc xe cứu thương sợ bị chúng tôi bỏ lại. Ta dùng bữa trưa chứ Trung úy. Bonello hỏi. Chúng ta có thể ăn một chút, không mất thì giờ lắm đâu. Không hiểu con đường này chạy dài xuống phía dưới kia là hết không? Chắc chắn như thế. Thôi, ta hãy dùng bữa đã. Piani và Bonello vào trong nhà. Lại đây nào, Emo gọi hai cô gái. Anh ta đưa tay ra để giúp hai cô xuống xe. Cô chỉ lắc đầu. Cô không vào ngôi nhà hoang, Họ chỉ nhìn theo chúng tôi. Các cô khó tính quá, mô nói. Chúng tôi cùng đi vào trang trại. Trang trại rộng rãi và tối om, đượm vẻ quạnh hiu. Bonello và Piani &E đang ở trong bếp. Không có gì để ăn cả, Piani &E nói. Người ta đã mang theo sạch cả rồi. Bonello cắt một miếng format trắng thật to trên cái bàn ăn lớn trong bếp. Anh thấy format này đâu thế? Trong hầm rượu, Piani &E đã tìm ra cả rượu và táo nữa. Thật là hoàn hảo cho một bữa trưa. Bini rút bình rượu và rót vào đầy cái song bằng đồng rồi nói. Rượu ngon lắm, kiếm vài cái ly ba tô. Hai viên đội bước vào. Hay dùng format, Bonello mời. Tới giờ đi rồi, một viên đội vừa cắn một miếng format vừa uống rượu nói. Chúng ta sẽ khởi hành, đừng lo lắng gì cả. Bonello nói. Quân đội đó đi cũng phải no bụng trước đã, tôi bảo. Sao? Viên đội hỏi. Phải ăn cái đã, nhưng thì giờ eo hẹp quá. Tôi chắc là hai đứa đã no bụng rồi chứ gì, Piani &E nói. Hai viên đội nhìn anh ta và lộ vẻ không ưa chúng tôi. Trung úy biết đường chứ, một viên đội hỏi tôi. Không. Họ nhìn nhau, chúng ta nên khởi hành thì vừa, viên đội kia nói. Nào, chúng ta lên đường, tôi nói. Tôi uống thêm một ly rượu nữa, nhắm với format và táo cũng ngon đáo để. Lấy format đem theo nhé, tôi vừa đi ra vừa nói. Bonello đi ra mang theo cả một vò rượu lớn. Cảnh càng quá, tôi nói. Anh ta nhìn vò rượu tiếc đẻ. Tôi khoái nó quá. Anh ta bảo, trao bi đông của các anh cho tôi, tôi sẽ rót đầy hết. Anh ta rót rượu đầy bi đông. Một ít rượu chảy xuống đá lát sân. Rồi anh đem để vò rượu vào phía sau cánh cửa. Bọn áo sẽ tìm thấy vò rượu dễ dàng. Khỏi cần phải phá cửa, anh ta nói. Nào, chúng ta đi thôi, tôi bảo. Tôi và Piani dẫn đầu hai viên đội đã vào ngồi cạnh Bonello. Hai cô gái đang ăn phô mát và táo, còn lại mồ hút thuốc. Chúng tôi bắt đầu trở lại con đường hẹp. Tôi quay lại nhìn hai chiếc xe và trang trại. Đó là một ngôi nhà thấp bằng đá, chắc chắn với bộ gọng sắt trên thành giếng rất đẹp. Phía trước mặt con đường kéo dài ra, nhỏ hẹp, buồn lầy, mỗi bên đều có đèo cao. Phía sau lưng là mấy chiếc xe đang nối đuôi nhau. chương 29 Đến trưa, chúng tôi bị xa lầy tại cuối con đường lầy lội, đầy bùn, cách Yudin độ 10 cây số như chúng tôi đã đoán trước. Trời đã tạnh mưa, vào lúc sáng và ba lần chúng tôi nghe tiếng phi cơ. Chúng bay ngang đầu chúng tôi rồi bay mất hút về hướng bên trái và liền đó chúng tôi nghe tiếng bom nổ ở con đường chính. Chúng tôi rất cực khổ vì phải xuyên qua một hệ thống đường đi chằng chịt. Chúng tôi đã xa vào nhiều đường cụt. Chúng tôi phải trở lui lại phía sau để tìm một lối khác. Nhờ thế chúng tôi tiến lên dần Yudin. Giờ đây, khi để chúng tôi có thể rời khỏi ngõ cụt thì xe của Amo bị xa lầy vào bùn bên lề đường và bốn bánh xe càng quay nhanh lại càng lún sâu xuống đất cho đến khi xe không còn cựa quậy gì được nữa chỉ có một cách là đào đất phía trước bánh xe lót những nhánh cây để cho những sợi dây xích có thể bám vào đấy và cho xe lên đường tất cả chúng tôi đều vây quanh chiếc xe hai viên đội nhìn chiếc xe xem xét mấy bánh xe rồi họ bước thẳng lên đường không ngó lại mà cũng chẳng nói một lời tôi đuổi theo họ làm việc chặt cành cây đi tôi bảo chúng tôi phải đi ngay một viên đội nói còn người kia không nói gì cả họ hối hả đi và không dám nhìn tôi tôi ra lệnh cho các anh phải quay lại xe và đi chặt cây tôi nói chỉ có viên đội quay lại nói chúng tôi phải đi ngay vì lát nữa đây các ông sẽ bị chặn đường rút lui ông không có quyền ra lệnh vì ông không phải là thượng cấp của chúng tôi tôi ra lệnh cho các anh phải chặt cành cây tôi nói họ vẫn quay lưng lại và đi dần ra đường đứng lại họ vẫn tiếp tục bước trên con đường bùn lầy giữa hai hàng rào. Tôi ra lệnh cho anh hai anh phải dừng lại. Tôi la lớn. Họ bước vội. Tôi mở bao súng lấy khẩu súng lục ra, nhắm vào viên đội đã nói nhiều nhất và bắn. Tôi bắn hụt nên cả hai đều bắt đầu chạy. Tôi bắn ba phát nữa và hạ được một. Tên còn lại lên phóng ngang hàng rào và mất hút. Tôi bắn xuyên qua hàng rào khi thấy hắn phóng ngang qua cánh đồng. Súng đã hết đạn tôi liền nạp gắp đạn khác. Nhưng viên đội đã chạy khỏi tầm súng. Hắn cắm đầu chạy ra xa khỏi cánh đồng. Tôi đang nạp đạn vào gắp thì Bonello tiến lại và nói. Để cho tôi chấm dứt cuộc đời của hắn cho rồi. Tôi trao súng. Anh liền đi đến chỗ tên đội đang nằm, mặt úp xuống đường. Bonello nghiêng người về phía hắn, dí súng vào đầu hắn rồi bóp cò. Nhưng súng không nổ. Anh phải lên đạn đã chứ, tôi nói. Anh ta lên đạn và nổ hai phát liền. Anh nắm hai chân viên đội kéo thây hắn và bỏ nằm bên vệ đường cạnh hàng rào. Anh ta trở lại trả súng cho tôi. Đồ chó chết! Vừa nói anh ta vừa nhìn về phía viên đội. Trung ý có thấy tôi bắn hắn không à? Thôi, chúng ta phải đi chặt cành cây mau lên. Tôi bảo, không biết có bắn trúng tên kia hay không? Tôi không tin thế, môn nói. Hắn chạy quá xa tầm súng lục quần hèn mọn Vianney nói. Chúng tôi chặt cảnh cây, dọn đồ đạc trên xe xuống. Bonelli đào đất phía trước bánh xe. Khi xong xuôi đâu đấy, Amo bắt đầu cho xe nổ máy và vào số xe. Bánh xe quay nhanh làm tung tóe lá cây và bùn. Phía sau tôi và Bonello ráng sức đẩy chiếc xe cho đến nỗi chúng tôi cảm thấy thân thể như rã rời ra từng phần. Nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích cho xe lay động trước ra sau đi ba tô, tôi bảo. Anh cho xe lùi lại rồi vọt tới. Mấy bánh xe càng lún sâu thêm nữa, rồi chiếc xe nằm yên một chỗ và các bánh quay tít trong hố. Tôi đứng dậy. Chúng ta thử cột dây thừng cho kéo xem sao. Tôi bảo. Tôi e rằng chúng ta chỉ hoài công vối thôi, trung ý ạ. À. Không thể kéo theo đường thẳng được. Thì cứ thử xem sao, không còn cách nào khác nữa. Tôi nói hai chiếc xe của Piani và Bonello chỉ có thể chạy thẳng theo con đường hẹp. Chúng tôi cột hai chiếc xe lại rồi bắt đầu cho kéo. mấy bánh xe chỉ nhích khỏi làn một tí rồi thôi. thôi, không được đâu! tôi la lớn. Ngừng lại đi! Pinali và Bonello xuống xe, quay lại phía chúng tôi. Amo bước xuống xe. Hai cô gái thì ngồi trên tấm vách đá cách xa chỗ xe đậu độ bốn mươi thước. Chúng ý bảo gì ạ? À? Bonello hỏi. Chúng ta đào nữa và cố tử lót thêm cành cây xem sao. Tôi nói. Tôi nhìn ra đường. Lỗi này do ở tôi. Chính tôi đã dẫn họ đến chốn này. Ánh mặt trời trói lọi sau những cụm mây và thi hài viên đội công binh còn nằm lịm bên hàng rào. Chúng ta thử lót áo tràng của anh phía dưới bánh xe xem sao. Bonello đi lấy áo Tôi chặt cành cây trong khi Amo và Piani đào đất phía trước và giữa mấy bánh xe. Tôi cắt và xé áo choàng ra làm hai mảnh rồi lót phía dưới bánh xe trong bùn. Tiếp đó, tôi chất thêm cành cây để bánh xe có chỗ bám vào. Chúng tôi sẵn sàng để bắt đầu. Amo lên cầm tay lái và bắt đầu cho xe chạy. Bánh xe bắt đầu quay nhanh trong khi chúng tôi cố lấy hết sức đẩy phía sau, nhưng vô ích. Hỏng bét anh còn cần lấy gì trong xe nữa không, Bato? Amo cùng Bonello leo lên xe lấy bánh format, hai chai rượu và chiếc áo choàng. Bonello ngồi phía sau tay lái và đang lục túi áo của viên đội đã bỏ lại. Vứt chiếc áo ấy đi cho xong, tôi bảo. Còn các nàng trinh nữ của Bato thì tính sao đây? Cho họ ngồi phía sau xe, Piani &E bảo. Tôi tin rằng chúng ta không thể nào đi xa được. Tôi mở cửa sau chiếc xe cứu thương và bảo. Nào, leo lên. Tôi nói. Hai cô leo lên và ngồi sát trong góc xe. Họ có vẻ không quan tâm gì đến những tiếng súng vừa rồi. Tôi quay lại nhìn con đường. Tên đội công binh nằm sóng sượt, bần thỉu với chiếc áo da dài. Tôi leo lên ngồi cạnh Piani và chúng tôi bắt đầu cho xe chạy. Chúng tôi cố cho xe chạy ngang qua cánh đồng. Khi đến con đường để vào cánh đồng, tôi xuống xe và tiến lên phía trước. Nếu tôi vượt qua được, chúng tôi sẽ thấy con đường ở phía bên kia cánh đồng. Nhưng xe của chúng tôi không thể nào băng qua được vùng đất quá mềm và nhiều bùn lầy như thế này. Khi mấy chiếc xe bị hoàn toàn xa lầy và bùn lún sâu đến tận nhíp xe, chúng tôi đành bỏ mặc chúng nằm ở cánh đồng và đi bộ về Yudin. Khi đến đường đổ vào quốc lộ, tôi liền chỉ cho hai cô gái. Hãy đi về hướng đó, tôi nói. Các cô sẽ gặp được dân chúng, Họ nhìn tôi, tôi móc bóp lấy ra cho mỗi cô 10 đồng lia. Hãy đi về hướng đó, tôi chỉ đường cho họ. Chúc hai cô lại gặp bạn hữu và gia đình nhé. Tôi không hiểu gì cả nhưng họ vẫn nắm tiền chặt trong tay và bắt đầu rảo bước. Họ quay nhìn lại phía chúng tôi dường như sợ tôi có thể lấy tiền lại. Tôi nhìn họ khuất xa dần trên đường. Chiếc khăn choàng cuốn sát vào người và họ quay nhìn lại chúng tôi với vẻ sợ sệt ba người lái xe phá lên cười. Trung úy sẽ cho tôi bao nhiêu tiền để tôi đi về hướng đó, trung úy? Bonello hỏi. Nếu các cô gái bị bắt, tốt hơn là họ không bị cô độc. Cho tôi hai trăm đồng lia để tôi có thể quay về thẳng nước áo. Bonello nói. Họ sẽ đoạt các cô ra khỏi tay anh. Piani nói. Có lẽ chiến tranh sẽ chấm dứt. Amo nói. Chúng tôi cố gắng đi nhanh nhất. Mặt trời cố chọc thủng các cụm mây. Bên vệ đường có những cây dâu. Qua cây lá tôi có thể nhìn thấy hai chiếc xe to của chúng tôi bị xa lầy giữa cánh đồng. Piani cũng nhìn theo và bảo. Họ sẽ phải mất công đắp một con đường mới nữa nếu họ muốn đem hai chiếc xe đó ra. Chú ơi, ước gì chúng ta có được chiếc xe đạp lúc này? Bonello nói. Ở Mỹ người ta thường dùng xe đạp không? Emo hỏi. Ngày trước có. Ở đây người ta dùng xe đạp rất nhiều. Chiếc xe đạp là một vật quý, mô nói. Chúa ơi, ước gì ta có xe đạp, ta không phải là một nhà vô địch đi bộ, Bonello nói. Có tiếng đại bác nổ phải không? Tôi hỏi. Dường như tôi nghe tiếng đại bác nổ đằng xa xa. Tôi không nghe rõ, mô bảo. Anh ta lắng tai nghe. Tôi tin chắc là có tiếng súng nổ mà, tôi nói. Điều đầu tiên sẽ thấy đó là đội kỵ binh. Lạy chúa, tôi hy vọng không phải, Bonello nói, Tôi không muốn bị một trong những tên kỵ binh bêu xác tôi trên ngọn giáo. Trung úy có chắc chắn rằng Trung úy đã hạ tên đội công binh khi nãy chứ? piani &E hỏi. Chúng tôi bước nhanh. Tôi giết hắn đấy, Bonello bảo. Từ đầu cuộc chiến tranh này tôi chưa hề giết người nào và tôi luôn mơ ước giết một viên đội. Phải, phải. Anh đã giết hắn khi hắn nằm tại chỗ, piani &E nói. Hắn không bay kịp khi anh định giết hắn. Không sao, thật là một điều mà tôi không bao giờ quên được tôi đã giết chết một viên đội. Anh sẽ xưng tội như thế nào? Ây mô hỏi. Tôi sẽ nói, uh, xin cha hãy giáng phúc cho con bởi vì con đã giết chết một viên đội. Tất cả cùng người lớn. Hắn theo chủ nghĩa vô chính phủ. Hắn ta không bao giờ chịu đi nhà thờ. Piany &E nói. Piany &E cũng theo chủ nghĩa vô chính phủ nữa. Bonello nói. Có phải các anh theo chủ nghĩa vô chính phủ thật không? Tôi hỏi. Không, thưa Trung úy, chúng tôi là những đảng viên xã hội, Chúng tôi từ Imola đến mà. Anh có bao giờ ở đó không? Không. Ồ, oh, chúa ơi. Đó là một nơi tuyệt đẹp Trung Ý ạ. À. Sau chiến tranh, Trung Ý nên đến đó. Trung Ý sẽ thấy một số điều hay. Mọi người ở đó đều là đảng viên xã hội à? Vâng. Thành phố ở đó có đẹp không? Ồ, oh, tuyệt lắm. Trung Ý sẽ không bao giờ trông thấy ở đâu đẹp bằng ở đó cả. Anh đã làm như thế nào để trở thành đảng viên đảng xã hội? Tất cả chúng tôi đều là đảng viên đảng xã hội. Mọi người đều là đảng viên đảng xã hội. Chúng tôi mãi mãi vẫn là đảng viên đảng xã hội. Trung úy nên đi đến đó. Người ta sẽ làm trung úy trở thành một đảng viên xã hội. Trước mặt chúng tôi còn đường rẽ sang phía trái. Ở đây có một ngọn đồi nhỏ sau một bức tường đá và vườn táo. Chúng tôi ngừng câu chuyện khi bắt đầu leo dốc. Chúng tôi cùng đi và bước thật nhanh để cho kịp giờ chương 30. Một lát sau, chúng tôi đi theo con đường dẫn tới một con sông. Một hàng dài xe hơi và xe bò bị bỏ lại trên con đường đó. Con đường dẫn đến một cây cầu. Quanh đấy không một bóng người. Nước sông dâng cao và người ta đã đánh sập nhịp cầu ở giữa. Nhịp cầu bằng đá và bị đổ sụp xuống sông. Dòng nước màu nâu đang chảy phía trên chúng tôi đi dọc theo bờ sông để tìm một lối sang tôi biết phía trên có một chiếc cầu đường sắt và tôi nghĩ có thể dùng nó để đi qua sông con đường đầy bùn lầy và ướt át không có một đội quân nào cả mà chỉ có những chiếc xe và vật liệu bị bỏ lại trên bờ sông không một bóng người mà chỉ có những cành cây ướt sũng và bùn lầy chúng tôi lần theo bờ sông và cuối cùng tìm thấy chiếc cầu. Cây cầu đẹp thật, mô khen. Đó là một chiếc cầu xe lửa tầm thường bắc ngang qua một dòng sông khô cạn. Chúng ta nên nhanh chân qua bên kia sông trước khi họ cho nổ mìn phát sập cây cầu này. Tôi bảo. Có còn ai đâu để phá cầu, họ đã đi hết rồi. Penny bảo. Có thể họ đã gài mìn sẵn. Trung ý sang trước đi. Bonello nói với tôi. Nghe này, anh chàng vô chính phủ. Cho hắn sang trước đi. Emo nói. Tôi sẽ sang trước, tôi bảo. Người ta không cài mì nổ khi chỉ có một người chạm phải thôi. Tôi hiểu, Piani &E nói. Lập luận đúng đấy. Cậu không có óc hả tên vô chính phủ? Nếu tôi là kẻ thông minh, tôi không có mặt tại đây. Bonello nói. Được lắm, Trung úy ạ. Amo bảo. Vâng, thật là chí lý, tôi nói. Chúng tôi đến sát cây cầu, và trời phủ đầy mây và mưa đã lấm tấm rơi. Cây cầu trông dài ra, và có vẻ chắc chắn, chúng tôi leo lên một đất cao. Nào, chúng ta cùng đi một lượt. Tôi vừa nói vừa vượt lên cây cầu. Tôi nhìn kỹ những thanh tà vẹt và đường sắt, xem có dấu vết xây điện hay thuốc nổ gì không. Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Dưới chân tôi giữa những thanh tà vẹt, nước vẫn đục màu bùn và cuồn cuộn chảy. Trước mặt chúng tôi qua cảnh miền quê ẩm ướt, tôi có thể trông thấy thành điên qua làn mưa, tôi nhìn phía bên kia cầu ở à, thượng nguồn rất gần lại có một cây cầu khác trong khi tôi còn đang xem xét thì một chiếc xe màu vàng xỉn tiến lại gần vì hai bên thành cầu cao cho nên khi chiếc xe chạy vào cầu là thân xe bị che khuất tầm mắt ngay tuy nhiên tôi vẫn kịp trông thấy được đầu của người lái và người ngồi bên cạnh và hai người nữa ngồi ở phía sau họ đều đội mũ sắt của đức rồi chiếc xe vượt thẳng qua cầu và mất hút sau hàng cây và những chiếc xe vô chủ nằm bên đường. Tôi ra hiệu cho Amo đang vượt qua cầu và hai anh kia theo tôi. Tôi bước xuống và ngồi xổm xuống chân dốc. Amo theo sát tôi. Anh có thấy chiếc xe chứ? Tôi hỏi. Không, tôi mãi nhìn theo trung ý. Một chiếc xe của bộ tham mưu Đức vừa vượt ngang cầu. Xe của bộ tham mưu à? Phải. Đức mẹ đồng trinh ơi! hai anh kia tới và bốn chúng tôi ngồi xổm nép người sau mô đất, san sát chiếc cầu, đường sắt hàng cây hầm hố và con đường. Trung úy cho là chúng ta bị bao vây à? Tôi không biết, tôi chỉ biết là có một chiếc xe của bộ tham mưu Đức vừa chạy qua con đường này. Trung úy không cảm thấy buồn cười sao? Trung úy không có cảm giác gì lạ trong đầu sao? Đừng đùa nữa, Bonello. Tao uống tí đã nào, Piani đề nghị. Nếu chúng ta bị bao vây ở đây, chúng ta nên uống một chầu. Anh ta lấy bi đông và mở nút. Trong kìa, trong kìa, Ây Mô kêu lên. Dọc theo thành cầu, chúng tôi thấy nhiều mũ sắt của bọn Đức tiến lại. Chúng khom mình ra phía trước và tiến một cách chậm chạp gần như siêu việt. Khi họ ra khỏi cầu, thì ra đó là một đoàn quân đi xe đạp. Tôi trông thấy mặt hai tên dẫn đầu. Chúng trông có vẻ hồng hào và khỏe mạnh. Mũ sắt của chúng hạ thấp xuống tận trán và hai bên má chúng treo súng ở bên khung xe đạp những quả lựu đạn treo lủng lẳng ở thắt lưng mũ sắt và quân phục xám của chúng ướt đẫm nước mưa chúng đạp xe một cách thong thả và mắt nhìn về phía trước và hai bên đường có hai tên dẫn đầu rồi dàn một hàng bốn tên rồi hai tên nữa khi đó là một toán khoảng mười hai tên tiếp theo là một toán khác mười hai tên và một tên đi cuối cùng chúng không chuyện trò mà chúng tôi cũng không nghe được gì vì tiếng nước chảy. Chẳng mấy chốc chúng khuất dạng trên đường. Ôi, Đức Mẹ Đồng Trinh ơi, Ấy Mô kêu lên. Tụi nó là bọn Đức chứ vải bọn Áo, Biên Hình nói. Tại sao ở đây không ai chặn chúng lại? Tôi hỏi. Tại sao người ta không cho đánh sập cây cầu này? Tại sao không cho đặt lên thanh dọc theo mô đất này? Không phải với chúng tôi trung ý hỏi điều ấy. Tôi rất tức giận. Bọn quỷ quyệt, quyệt này điên cả chúng giật sập một cây cầu con chẳng quan trọng gì ở thượng nguồn và để lại ở đây gần đường cái một chiếc cầu khác. Chúng đi đầu cả rồi. Sao ta lại không cố trận đứng chúng lại? Không phải với chúng tôi chung ý hỏi điều ấy, Bonello nói tiếp. Tôi im lặng. Dù sao, việc đó có can hệ gì đến tôi. Tôi có nhiệm vụ phải đem ba chiếc xe hỏng thập tự đến Pordenon. Tôi đã không hoàn thành. Tôi chỉ có mỗi một việc phải làm là tôi phải tới Pordenon. Cũng có thể tôi không thể tới nổi yêu điên được. Thực ra tại sao tôi cũng không làm được. Điều quan trọng là giữ nguyên lòng dũng cảm, đừng thể bị giết, bị bắt. Bì đông anh có mở nút sẵn không? Tôi hỏi Penny. Đi. Anh ta trao bi đông cho tôi và tôi tu một hơi dài. Chúng ta có thể đi ngay được, tuy nhiên không vội lắm. Các anh muốn ăn gì không? Đây không phải là chỗ nghỉ ngơi, Bonello nói. Chúng ta đi vậy có phải ở lại chỗ khuất này không? Tốt hơn là chúng ta nên đi lên trên. Bọn chúng cũng có thể đến đây cây cầu này và tôi không muốn trông thấy họ hiện là thành lình phía trên chúng ta. Chúng tôi đi theo đường sắt. Cánh đồng ướt át trải ra hai bên. Trước mặt chúng tôi là đầu cánh đồng. Ngọn đồi và tháp chuông dư vươn lên sừng sững. Chúng tôi có thể nhìn rõ nhà thờ và gác chuông. Dâu mọc nhiều ở khắp cánh đồng. Xa xa phía trước, Tôi thấy một khoảng đường sắt bị phá. Các thanh tạ vẹt cũng bị đào và hất tung xuống phía dưới mồ đất. Nằm xuống, nằm xuống mau. Ây mô chợt bảo. Chúng tôi nằm dán mình xuống sau mồ đất. Một đoàn xe đạp khác nữa qua cầu. Tôi nhìn phía trên ủ đất và thấy chúng đi xa. Chúng đã trông thấy chúng ta nhưng chúng vẫn tiếp tục đi, Ây mô bảo. Chúng ta có thể bị tiêu diệt ở nơi này, trung ý ạ, Bonello nói. Chúng cần gì phải giết bọn ta ở đây? Chúng còn việc gì khác làm hơn? Chúng ta sẽ nguy hiểm hơn nữa nếu bọn chúng thành lình chụp được chúng ta. Tôi muốn đi khỏi nơi này bằng đường chín lũy, Bonello nói. Tùy anh, tôi đáp, chúng ta sẽ đi theo đường sắt này. Chúng ý có tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được không? Amo hỏi. Chắc chắn là phải được. Chúng chưa đông lắm. Chiều tối chúng ta sẽ vượt qua trong bóng đêm. Chiếc xe của bộ tham mưu đó đang làm gì? tôi cóc biết, tôi bảo. Chúng tôi đi theo đường sắt. Bonello đã thấm mệt vì phải lội trong bùn lầy của chiến lũy, leo lên đi với chúng tôi. Đường xe lửa đi chết về phía nam, xa dần đường cái nên chúng tôi không thể trông thấy những gì xảy ra trên đường ấy. Chúng tôi đến một chiếc cầu nhỏ bắc qua con kênh. Cầu đã bị phá hủy, nhưng chúng tôi vẫn vượt qua được nhờ vào những vòng cầu còn sót lại. Chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ ở phía trước chúng tôi lại tiếp tục tiến dọc theo con đường sắt phía bên kia con kênh nó chạy thẳng hướng thành phố xuyên qua cánh đồng ở phía trước chúng tôi có thể nhìn thấy một đường sắt khác nữa về hướng bắc là con đường cái mà chúng tôi đã trông thấy đoàn xe đạp chạy qua lúc nãy và về hướng nam một con đường nhánh băng ngang cánh đồng giữa hai hàng cây dày đặc tôi nghĩ là nên đi tắt về hướng nam sau khi vòng qua thành phố rồi băng qua cánh đồng thẳng tới Com, Compo Formio, và con đường chính dẫn tới con sông Talimento. Chúng tôi có thể tránh được dòng rút lui, trách bằng cách tiếp tục theo những con đường làng phía bên kia Yudin. Tôi biết là cánh đồng có nhiều ngã tắt, tôi đi xuống gò đất. Lại đây, tôi nói, chúng ta thử đi theo con đường này tiến về phía nam thành phố. Tất cả bốn chúng tôi đều đi xuống sườn gò đất. Từ phía con đường tắt, một phát đạn bay về phía chúng tôi và cắm phập vào gói đất. Quay lại! Tôi la lớn. Tôi leo lên trong bùn lầy trơn tuột. Ba người lái xe đang ở trước mặt tôi. Tôi cố leo thật mau. Hai phát súng nữa nổ từ sau bụi đậm và Amo đang băng qua đường sắt. Lào đào, sảy chân ngã sấp úp mặt xuống đường. Chúng tôi kéo anh sang phía bên kia và đặt nằm ngửa. Phải đặt đầu anh cao lên, tôi bảo. Tieni quay người anh. Anh ta nằm dưới bùn lầy của gò đất đôi chân thòng xuống thấp hơi thở của anh không đều và mỗi lần thở máu lại trào ra đằng mũi cả ba chúng tôi đều cúi mình xuống gần anh trời vẫn mưa anh bị thương vào gáy viên đạn xuyên lên phía trên và chui ra gần mắt phải ây mồ đã chết trong khi tôi đang bịt lại hai vết thương piani &E đặt đầu anh xuống lau mặt anh bằng một màu băng cứu thương và thế là hết Quần tàn nhẫn. Piani cầu nhau. Không phải bọn Đức, tôi nói. Không thể có bọn Đức ở nơi này. Tôi ý. Piani dùng tiếng hình dung từ ý. Italiani. Bonello không nói gì cả. Anh ngồi bên cạnh xác Emo nhưng mắt không nhìn Emo. Piani nhặt chiếc mũ của Emo đã rơi xuống đất và đậy lên mặt bạn. Anh gỡ chiếc bi đông của Emo ra. Anh uống không? Piani nói rồi đưa bi đông cho Bonello. Không. Bonello trả lời rồi quay sang tôi. Điều này cũng có thể xảy đến với chúng ta trên đường sắt. Không đâu, tôi đáp, vì chúng ta đã đi trên cánh đồng. Bonello lắc đầu. mô đã chết, rồi sẽ tới lượt ai nữa đây trung ý? Chúng ta làm gì bây giờ? Chính là bọn ý đã bắn mô, tôi nói, chứ không phải bọn Đức. Tôi nghĩ rằng nếu là bọn Đức, thì họ đã giết sạch chúng ta rồi. Bonello bảo, tụi ý còn nguy hiểm hơn là tụi Đức nữa. Tôi bảo, họ vệ thì sợ tất cả, bọn Đức biết rõ điều chúng muốn. Trung ý lý giải hay đấy. Bonello bảo, chúng ta làm gì bây giờ? Piani nói, tốt hơn là mình ở đâu đây để chờ trời tối. Nếu chúng ta có thể đi về hướng nam thì thật là hoàn hảo. Họ sẽ giết sạch cả ba chúng mình để chứng tỏ rằng họ có lý ngay từ lần đầu. Bonello nói, tôi không muốn tạo điều kiện cho chúng làm thế, Thôi, cố tìm một chỗ ẩn càng gần như đi càng hay. Chúng ta sẽ qua sau khi trời tối. Nào, chúng ta đi chứ. Viên ni dục. Chúng tôi đi dọc theo phía bắc con đường dốc. Tôi nhìn lại phía sau. Ây mô nằm sóng sượt dưới bùn lầy trên triển gò đất. Trông anh ta thật nhỏ bé. Đôi tay xuôi theo người. Đôi chân cuốn xà cạp. Đôi giày bết đầy bùn khép chặt vào nhau. Chiếc mũ phủ kín mặt. Tôi anh chỉ còn là một cái xác không hồn. trời vẫn mưa. tôi mến thương emo hơn tất cả những người mà tôi đã từng quen biết. tôi cất dây tờ của anh vào trong ví và sẽ báo tin cho gia đình anh hay. phía trước mặt chúng tôi, bên kia thửa ruộng, một trang trại có cây cối bao bọc xung quanh với những gian phụ tiếp giáp, một bao lơn có hàng cột đỡ ở tầng lầu thứ nhì. Chúng ta nên đi cách nhau khoảng một tí. Tôi sẽ dẫn đầu. Tôi nói. Tôi tiến về phía trang trại theo một con đường xuyên qua thửa ruộng. Trong lúc băng qua thửa ruộng, tôi thầm nghĩ. Nếu có một kẻ nào từ phía sau hàng cây, quanh trang trại hoặc từ chính trong trang trại có thể bắn vào chúng tôi cũng nên. Tôi tiến lại gần và trông rõ ngôi nhà lớn. Bao lớn trên tầng thứ hai, thông đến vựa cỏ và những bó cỏ khô lộ ra giữa những hàng cột. Sân lát gạch và nước mưa nhỏ giọt ở tất cả các cây. Một chiếc xe bò lớn và trống rỗng, hai càng trồng lên cao dưới mưa. Tới sân trại, tôi băng qua và ẩn mình dưới bao lơn. Cửa chính ngôi nhà mở, tôi liền đi vào, Piani &E và Bonello đi theo tôi. Bên trong tối om. Tôi ra nhà bếp, có nhiều cho trong lò, nồi treo phía trên nhưng rỗng không. Tôi sụp khắp nơi nhưng không có gì để ăn cả. Chúng ta nên leo lên nằm trên vựa cỏ, Piany. &E, nếu anh có thể kiếm cái gì ăn được thì anh mang lên trên đấy nhé. Để tôi xem, Piany &E đáp. Tôi cũng sẽ đi kiếm nữa, Bonello nói. Tốt lắm, để tôi lên xem vựa cỏ ra sao. Tôi nói. Tôi thấy một cầu thang đá từ dưới chuồng gia súc đi lên. Giữa trời mưa tầm tá, chuồng gia súc xông lên mùi cỏ khô khan dễ chịu gia súc không có trong chuồng. Có lẽ họ đã dẫn chúng theo khi chạy trốn. Cò chỉ dày nửa vựa thôi. Có hai cửa sổ trên mái ngói, một cái được chặn bằng những tấm ván, còn thứ kia ở về hướng bắc, chỉ là một cái cửa tò vò nhỏ. Có một cái khe trượt để dùng ném cỏ xuống cho gia súc. Các cây sạc xuyên qua cửa sập dưới đó sẽ bò chở cỏ ngừng lại và cho cỏ lên vựa. Tôi lắng nghe mưa rơi trên mái ngói và khi bước xuống tôi ngửi thấy mùi phân khô dễ chịu trong chuồng chúng tôi có thể đẩy tấm ván lên để nhìn ra ngoài sân bằng một trong hai cửa sổ này hoặc đi xuống phía dưới hay chạy thoát ra ngoài bằng cái khe trượt cỏ trong trường hợp cầu thang không dùng được vựa cỏ rất lớn chúng tôi có thể trốn trong cỏ khô nếu chúng tôi trông thấy ai thật là một chỗ rất thuận tiện Tôi tin chắc rằng chúng tôi có thể đi về phía nam nếu không bị đạn nã theo sau lưng. Không thể có bọn Đức ở gần đâu đây. Bọn chúng từ hướng bắc tới và theo con đường Sivideo. Chúng không thể đi ngang qua đây từ hướng nam. Bọn Ý thì nguy hiểm hơn nhiều. Họ hay sợ sệt và nã súng vào những gì chúng khả nghi. Đêm trước, trong khi lùi quân, chúng tôi có nghe kể rằng có nhiều tên Đức mặc đồng phục Ý tra trộn trong đoàn quân rút lui. Tôi không tin điều đó, người ta thường kể như thế trong tất cả các cuộc chiến tranh đó là một trong những điều kẻ thù hay làm đó là một trong những việc mà ta thường hay nghe nói đến trong các trận giặc và quân thù luôn luôn tìm cách thực hiện tôi không bao giờ nghe nói đến người nào mặc đồng phục đức để gây lộn xộn trong hàng ngũ của chúng không có thể họ đã làm được nhưng đối với tôi việc đó vô cùng khó khăn tôi không tin bọn đức làm điều đó tôi không thấy tại sao chúng đã làm như vậy không cần phải làm rối loạn cuộc rút lui của chúng ta, khuôn khổ của quân đội và tình trạng thiếu đường xá đã làm điều đó rồi. không ai ra lệnh gì cả. họ đã để yên cho bọn đức muốn làm gì thì làm. trong khi đó họ coi chúng tôi là bọn đức và giết chúng tôi. họ đã giết chết em mộ. cỏ khô xông lên một mùi thơm và nằm trong vựa cỏ như thế cũng đủ làm cho chúng tôi quên đi những năm tháng đã qua. Chúng tôi đã từng nằm trong cỏ khô như thế đã bao lần để nói chuyện tâm tình và bắn chim sẻ bằng những cây súng hơi. Khi chúng đậu trong hốc tam giác ở mãi tít trên cao bức tường ở vựa cỏ. Bây giờ vựa cỏ đã không còn. Trong một năm qua họ đã đốn sạch khu rừng thông. Chỉ còn trơ lại gốc và cành khô dùng để nhóm lửa. Bây giờ không thể nào lùi lại được nữa. Nếu chúng tôi không tiến lên được thì việc gì sẽ xảy ra? không còn nghĩ đến việc trở lại thành Milan nữa. Và nếu trở lại Milan thì sẽ ra sao? Tôi lắng nghe tiếng súng nổ ở phía bắc, hướng Judin. Tôi nhận đã được cả tiếng súng liên thanh, không có trọng pháo. Chắc cũng đã có chuyện gì xảy ra. Họ phải chặn bắt một vài toán quân trên đường. Xuyên qua ánh sáng lờ mờ trong vựa cỏ, tôi nhận ra Piani &E đang đứng dưới cái cửa sập. Anh ta cầm trên tay một khúc rồi dài, một hũ gì nữa và hai chai rượu. Lên đây nào, cây thang đây này, tôi nói. Rồi vì thế anh ta bận mang nhiều thứ, nên tôi nghĩ rằng nên giúp anh ta và tôi bẹt leo xuống. Lúc nãy nằm trên cỏ khô tôi mơ màng và gần thiêm thiếp ngủ. Bonello đâu rồi? Tôi hỏi. Tôi sẽ nói với Trung Ý sau. Piani &E trả lời. Chúng tôi leo lên thang. Lên lên trên, chúng tôi để các thứ xuống cỏ khô, Piany rút con dao ra và mở một chai rượu. Cái chai có dấu, chắc phải là thứ rượu ngon. Vừa nói anh ta vừa mỉm cười. Bonello đâu rồi? Tôi hỏi. Piani nhìn tôi. Bonello đi mất rồi, trung úy ạ. À. Anh ta muốn đầu hàng. Tôi không nói gì cả. Anh ta sợ chúng ta sẽ bị giết. Tôi cầm chai rượu lặng thinh. Còn chúng ta, trung úy đã biết không còn gì mà tin tưởng vào chiến tranh nữa. Vậy tại sao anh không đi? Tôi Vì tôi không nỡ rời Trung úy. Bonello đi đâu? Tôi không biết Trung úy ạ, à. hắn đã đi rồi. Thôi được, anh cắt rồi đi chứ. Tôi nói. Piany nhìn tôi trong tranh tối tranh sáng. Tôi đã cắt rồi trong khi nói chuyện với Trung úy. Chúng tôi ngồi trên cỏ khô, ăn rồi và uống rượu. Có lẽ rượu này dành cho đám cưới cho nên rượu quá cũ và nhạt. Anh canh ở cửa sổ này nhé, Luigi, tôi nói, còn tôi sẽ quan sát ở cửa sổ bên kia. Chúng tôi uống sạch mỗi người một chai rượu. Tôi nằm sấp trên cỏ rơm, cặp nách chai rượu và nhìn qua cửa tò vò nhỏ hẹp cánh đồng ướt át ngoài kia. Không biết tôi hy vọng trông thấy được những gì, nhưng chắc chắn là tôi sẽ không trông thấy gì ngoài cánh đồng mênh mông những cây dâu trụi lá và mưa đang rơi. Tôi uống rượu mà không thấy say. Họ đã để dành nó quá lâu, khiến nó mất đi cả phẩm chất lẫn màu mẹ. Tôi nhìn màn đêm buông xuống nhanh chóng quá. Đêm sẽ rất tối và trận mưa này. Trong cảnh tối om như thế này còn canh gác làm gì nữa. Tôi bèn đi kiếm piano. Anh ta đã lăn ra ngủ rồi. Tôi không đánh thức anh ta, mà ngồi xuống bên cạnh đó là một anh chàng vạm vỡ và đang ngủ say sưa mấy phút sau tôi đánh thức anh dậy và chúng tôi tiếp tục lên đường thật là một đêm lạ lùng tôi không biết tôi đã tưởng tượng những gì có thể là cái chết những tiếng súng trong đêm tối cuộc chạy trốn nhưng không có gì xảy ra cả chúng tôi nằm sát xuống cái hố bên cạnh con đường cái chờ cho tiểu đoàn Đức đi qua. Khi chúng đã khuất, chúng tôi mới băng qua đường và lao về hướng Bắc. Chúng tôi hai lần đến sát bên bọn Đức nhưng nhờ trời mưa nên chúng không trông thấy. Chúng tôi băng qua thành phố tiến về hướng Bắc nhưng không gặp một bóng người ý nào cả. Và ít lâu sau, chúng tôi nhập vào một trong những quân đoàn rút quân chính. Chúng tôi đi suốt đêm theo hướng Taliamento. Tôi không thể hình dung được đoàn rút lui đông đảo đến mức này. Không phải chỉ quân đội, mà là cả một xứ sở chạy trốn. Chúng tôi đi suốt đêm, nhanh hơn cả xe nữa. Chân đau nhức, tôi mệt lả nhưng chúng tôi đi dẻo chân. Bonello thật là ngu ngốc khi đầu hàng quân thủ. Chẳng có gì nguy hiểm cả. Chúng tôi đã vượt qua hai toán quân địch mà không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu Amo không bị giết, chúng tôi không ngờ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Không ai ngạc nhiên khi chúng tôi đi công khai trên đường sắt. Cái chết xảy ra bất ngờ mà không ai hiểu được. Tôi tự hỏi không biết bây giờ Bonello đang ở đâu. Trung ý cảm thấy thế nào? Piani hỏi. Chúng tôi đang đi dọc theo lề đường đầy xe cộ và lính. Tốt. Tôi đi chán cả chân. Nhưng bây giờ chúng ta không còn cách nào khác đừng giản vặt nữa. Bonello là một thằng ngốc. Đúng, Hắn là một thằng ngốc. Trung úy sẽ đối phó với Bonello như thế nào? Tôi cũng không biết. Xin Trung úy coi như là hắn bị mất tích được không? Chưa biết được. Trung úy có thấy không? Nếu chiến tranh cứ còn kéo dài mãi thì điều đó sẽ gây buồn khổ không ít cho gia đình. Tôi sẽ không báo cáo gì cả để tránh phiền lụy cho gia đình anh ta. Nếu chiến tranh chấm dứt thì việc đó không có gì quan trọng, Pianin nói. Nhưng tôi tin là nó chưa chấm dứt. Nếu chiến tranh chấm dứt thì thật là hay. Không lâu nữa chúng ta sẽ biết, tôi nói. Tôi không tin chiến tranh sẽ chấm dứt. Tất cả mọi người đều tin rằng chiến tranh sẽ chấm dứt, nhưng riêng tôi, tôi không tin. hòa nô, hòa bình, một người lính hô to. Chúng ta đi về nhà chúng ta. Nếu tất cả chúng ta đều được trở về với gia đình thì tuyệt biết bao. Piani nói, anh không thích được trở về quê hương anh sao? Thích chứ, Điều đó sẽ không bao giờ đến, tôi không tin rằng chiến tranh sẽ chấm dứt. Nào, ta đi thôi. Chúng tôi vượt qua hai chiếc xe cứu thương anh bị bỏ lại trong đoàn xe. Mấy chiếc xe này từ Gorizia đến, tôi nhận ra chúng rồi. Chúng chạy xa hơn xe chúng ta một chút. Họ khởi hành sớm hơn. Tôi lấy làm lạ, không biết những người lái xe đâu? Có lẽ họ đã bỏ đi trước hết rồi. Bọn Đức đã dừng lại trước Giuldin, tôi nói tất cả những người kia sẽ vượt qua sông. Vâng, Piani &E nói, vì thế tôi tin rằng chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Tôi lấy làm lạ là tại sao bọn Đức có thể tiến binh được mà chúng không tiến? Tôi nói, tôi không hiểu, tôi không hiểu gì cả về cuộc chiến tranh này. Chắc họ phải chờ đợi các phương tiện chuyên trở, tôi phỏng đoán. Tôi không biết, Piani &E nói. Nếu chỉ có một mình anh ta tỏ ra dịu dàng hơn, trước mặt nhiều người khác thì anh ta nói năng thô bạo. Anh lập gia đình chưa, Luigi? Trung úy thừa biết là tôi đã có vợ rồi. Có phải vì thế mà anh không muốn bị bắt làm tù binh không? Đó cũng là một lý do. Còn là Trung úy đã lập gia đình rồi chứ? Chưa. Cả Bonello cũng chưa nữa. Việc lập gia đình không có gì quan trọng cả. Nhưng tôi thiết nghĩ một người đã có vợ thì có ước muốn được trở về với vợ con của họ. Tôi thích bàn chuyện phụ nữ lắm. Phải. Chân Trung úy thế nào? Chúng làm tôi hơi đau. Khi chúng tôi tới bờ sông Taliamento, thì trời vẫn chưa sáng hẳn. Chúng tôi đi dọc theo con sông nước lớn, đến tận cầu nơi qua lại đông đảo nhất. Người ta phải phòng thủ con sông này, Penny nói. Trong bóng đêm, trong nước sông có vẻ dâng cao, nước cuộn xoáy và trải rộng ra. Cái cầu gỗ nằm cách đó chừng ba phần tư dặm và con sông với dòng nước bình thường chỉ là một dòng nhỏ chảy trong lòng sông nông đầy sỏi, rất thấp dưới gầm cầu giờ đây gần chạm vào các thành cầu bằng gỗ. Chúng tôi đi dọc theo bờ sông rồi nhập vào đám đông đi qua cầu. Tôi tiến chậm chạp dưới mưa, chỉ cách mặt nước một chút. Tôi nhìn con sông qua lan can cầu. Lúc bây giờ, tôi không thể nhích được một bước nào nữa và người mệt lạ. Việc sang sông không vui thú chút nào cả. Tôi tưởng tượng hậu quả của một vụ oanh tạc mà phi cơ có thể xảy ra khi trời sáng à tôi gọi. Dạ, tôi đây, Trung úy. Anh ta đứng trước tôi một chút. Trong đám đông, không ai nói gì cả. Tất cả mọi người đều nghĩ đến việc qua sông càng sớm càng hay. Chỉ có mỗi một ý nghĩ đó thôi. Chúng tôi hầu hết đều qua được sông. Phía bên kia đầu cầu, nhiều sĩ quan và hiến binh đang đứng ở hai bên đường, tay cầm đèn điện. Tôi thấy bóng họ in trên nền trời. Khi chúng tôi tới gần sát bên họ, tôi thấy một viên sĩ quan trò một người trong đám đông. Một đời hiến vinh chen vào trong đám đông nắm tay lôi người đó ra ngoài. Chúng tôi tới gần, đối diện với họ. Các sĩ quan đang xem xét kỹ lưỡng từng người trong đám đông. Đôi khi họ thì thầm với nhau và bước tới rọi đèn vào mặt một người. Họ lôi một người nữa ngay khi chúng tôi đi ngang qua đó. Tôi thấy rõ người ấy, ông ta là một trung tá. Tôi thấy mấy ngôi sao trên tay áo ông ta khi ánh đèn rọi vào ông ta mập và lùn. Người hiến binh đẩy ông ta ra phía sau hàng sĩ quan. Thì chúng tôi đi qua. Trong bọn tôi thấy một trong hai người nhìn tôi, rồi một người trò tôi và nói với người hiến binh. Tôi thấy anh ta bước tới và nắm lấy cổ áo tôi. Anh muốn gì? Tôi vừa nói, vừa nói tôi vừa đấm vào mặt hắn. Tôi thấy mặt hắn dưới vành mũ, râu vành và một dòng máu chảy dài xuống má. Một người khác nhảy bổ vào tôi. Các anh muốn gì? Tôi hỏi. Hắn ta không trả lời. Hắn ta đang lừa thế để tóm tôi. Tôi cho tay ra phía sau để móc khỏi xuống lục. Anh không biết rằng anh không có quyền chạm đến một sĩ quan à? Một tên khác chụp phía sau lưng tôi và kéo tay tôi vặn chéo lại đưa lên trời. Tôi quay người theo hắn trong khi một tên khác tóm lấy cổ tôi. Tôi đá vào xương ống quyền và thúc đầu gối vào hạ bộ của hắn. Bắn chết nó đi nếu nó kháng cự, một người nào đó nói. Như thế này là nghĩa lý gì? Tôi cố la to lên nhưng giọng tôi bị lạc hẳn đi. Tôi đã ở bên vệ đường bắn chết nó đi nếu nó kháng cự một viên sĩ quan nói lôi hắn trở ra phía sau anh là ai quân cảnh một viên sĩ quan khác nói tại sao không để cho tôi đi qua mà lại cho thấy phi cơ này chụp tôi như vậy họ không trả lời họ không cần trả lời tôi họ thuộc lực lượng quân cảnh lôi hắn ra phía sau cùng với bọn kia viên sĩ quan thứ nhất nói xem hắn nói tiếng ý còn nặng lắm đấy anh cũng thế đồ chó chết tôi bảo đưa hắn ta ra phía sau cùng với bọn kia viên sĩ quan thứ nhất nói họ dẫn tôi ra phía sau hàng sĩ quan tới một nhóm người đang chờ đợi trên cánh đồng cạnh con sông trong khi chúng tôi đang đi thì nghe thấy tiếng súng nổ tôi thấy tia lửa và nghe thấy tiếng nổ chúng tôi tới gần đám đông họ gồm có bốn sĩ quan và trước họ có một người đang bị hai hiến binh giữ vài người khác cũng bị hiến binh canh phòng bốn hiến binh khác võ trang bằng các bin đang hộ vệ những thẩm phán quân sự họ là những hiến binh đội mũ rộng phành hai tên khi nãy đã tóm tôi đẩy tôi vào với nhóm người đang chờ bị tra hỏi tôi nhìn một người đang bị uh, các sĩ quan hỏi cung ông ấy là viên trung tá mập mạp có mái tóc muối tiêu mà khi nãy bị bắt trong đoàn quân những thẩm phán này đã đủ nhiệt tình sự lạnh lùng và lòng dũng cảm của dân tộc ý để giết người mà không sợ trả thù Ông ở lữ đoàn nào? Ông ấy trả lời họ. Trung đoàn nào? Ông ấy trả lời. Tại sao ông không theo trung đoàn của ông? Ông ấy trả lời. Ông có biết rằng một viên sĩ quan luôn luôn phải có mặt trong quân đội của mình không? Ông ấy biết. Chỉ có thế thôi, một viên sĩ quan khác nói. Chính ông và những kẻ giống như ông đã để cho quân dã man dày xéo phần đất thiêng liêng của Tổ quốc. Xin ông thứ lỗi cho, viên trung tá nói vì có những hành động phản bội như của ông nên chúng ta đã mất biết bao nhiêu thành quả của chiến thắng chắc các ông không bao giờ rút lui cả viên trung tá hỏi nước ý sẽ không bao giờ chịu rút lui chúng tôi trầm mình dưới mưa và nghe như thế chúng tôi đứng đối diện với các viên sĩ quan còn tội nhân đứng trước mặt họ hơi né sang bên cạnh so với chúng tôi nếu các ông muốn xử bắn tôi viên trung tá nói thì cứ việc đem ra bắn ngay đi đừng tra hỏi gì thêm cả Ông làm dấu thánh giá. Các viên sĩ quan tham khảo với nhau trong khi một sĩ quan khác viết điều gì đó lên thép giấy. Tội đào ngũ, kết án tử hình, viên sĩ quan nói. Hai hiến binh lôi viên trung tá ra bờ sông. Ông lầm lũi đi dưới trời mưa. Lom khom, đầu không mũ với hai tên lính kèm sát hai bên. Tôi không nhìn thấy cảnh sự bắn, nhưng nghe thấy tiếng súng nổ. Họ hỏi một người khác. Cũng là một sĩ quan bỏ hàng ngũ, ông ta không được phép trình bày một lời nào cả ông ta ỏa lên khóc khi nghe họ đọc bản án tử hình khi người ta bắn ông và hỏi tiếp người khác tôi tự hỏi không biết tôi có nên đợi đến phiên phải bị xét hỏi hay tốt hơn tự giải quyết một việc gì ngay lập tức tất nhiên họ cho tôi là một tên đức trong bộ nòng phục ý trong khi họ thi hành nhiệm vụ tôi thấy tinh thần làm việc của họ ra sao rồi họ trẻ tuổi và làm việc để bảo vệ quê hương họ. Họ lập lại một đạo quân nữa ở phía sau con sông Taliamento. Họ xử từ tất cả các sĩ quan cao cấp đảo ngũ. Họ cũng sơ bộ tạm thời phụ trách những phần tử phá hoại người Đức trong bộ đồng phục Ý. Các viên sĩ quan này đều đội mũ sắt. Chỉ có tôi và Piani đội mũ sắt và một vài hiến binh cũng đội mũ sắt mà thôi. Còn tất cả những hiến binh khác đầu đội mũ rộng vành. Vì vậy chúng tôi gọi họ là phi cơ chúng tôi đứng chờ đợi dưới mưa và bị lôi ra điều tra từng người một rồi bị xử bắn. Những thẩm phán có một thái độ lãnh đạm tận tụy, xét xử nghiêm khắc đối với những người gần kề cái chết mà họ chẳng mày may cho là nguy hiểm. Họ đang hỏi một thiếu tá bộ binh. Ba sĩ quan khác cũng vừa thêm vào nhóm chúng tôi. Lữ đoàn ông ở đâu? Tôi quay nhìn bọn hiến binh. Chúng xem xét những người mới đến. Những tên khác đang nhìn ông thiếu tá tôi bèn kho mình xuống xô hai người cắm đầu chạy ra sông tôi vấp phải bờ sông và lao xuống nước đến tòm một cái nước sông lạnh vô cùng nhưng tôi cố ngâm mình dưới nước tôi gặp dòng nước xoáy và tôi cố ngâm mình dưới nước cho đến khi có cảm tưởng không thể trồi lên được nữa vừa nổi lên tôi hít một hơi thật dài rồi lại hụp xuống nữa tôi bơi dễ dàng với quần áo và giày ủng khi trồi lên mặt nước lần thứ hai tôi thấy một khúc gỗ trôi trước mặt tôi tôi nắm và biếu lấy nó bằng một tay. Tôi giấu đầu sau đó chẳng buồn nhìn lên nữa. Tôi không buồn nhìn lên cả bờ sông. Họ đã nã súng khi tôi chạy và lúc tôi chồi đầu lên khỏi mặt nước. Bây giờ họ không bắn nữa. Không có ô xoáy ra dòng nước. Tôi bám lấy nó bằng một tay và nhìn vào bờ sông. Bờ dường như trôi rất nhanh. Dòng nước có nhiều củi gỗ. Nước sông lạnh buốt. Tôi lướt qua những cụm lau trên một hòn đảo. Hai tay tôi bám chặt lấy khúc gỗ và phó mặc cho nó trôi đi. Bờ sông đã xa khỏi tầm mắt. Chương 31. Nước lạnh và cao, nhiều vật bị nước cuốn ra từ trong bờ khi nước chảy mạnh. Rất may là tôi vớ được miếng gỗ to để bám vào đó. Tôi tỉ cảm đến khúc cố để mặt nước lạnh cuốn đi. Hai tay cố ghi chặt và nhẹ nhàng thả người trên mặt nước giá băng. Tôi sợ bị chuột rút và mong chóng giạt vào bờ. Tôi bị trôi đến một quãng sông uốn khúc dài. Trời đã khá sáng và tôi nhận ra được những bụi cây ở dọc theo bờ. Có một vùng cây xanh phía trước mặt và dòng nước trôi về phía bờ đó. Tôi phân vân không biết có nên cởi hết quần áo và giày vớ để bơi vào bờ không tôi từ bỏ giải pháp đó. Từ nãy tôi đã không nghĩ gì được hơn là làm sao vào đến bờ. Nhưng nếu tôi vào bờ với hai bàn chân không dày thì cũng rất phiền. Dẫu sao tôi cũng phải đến Metre cho bằng được. Tôi thấy bờ sông tiến lại gần và lùi xa. Tôi tiến lại gần nữa. Tôi bị trôi đi chậm dần. Bây giờ đã tiến được sát bờ rồi. Tôi đã phân biệt được cảnh một cây dương liễu. Cốc gỗ bập bành chậm chậm bờ sông ở phía sau tôi và tôi biết rằng tôi đang ở một chỗ nước xoáy tôi bị nước xoáy trầm trọng khi nhìn lại bờ thấy rất gần tôi ráng giữ một tay dùng tay kia và đôi chân đẩy khúc gỗ lại gần bờ thật vô ích tôi sợ sẽ bị trôi ra ngoài chỗ nước xoáy nên cố bám chặt khúc cây và đẩy mạnh vào bờ tôi đã nhìn thấy bụi cây nhưng dù đẩy và bơi mạnh dòng nước vẫn cuốn tôi đi Lúc đó tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ chết đuối vì đôi giày quá nặng. Nhưng tôi cố vùng vẫy trong dòng nước và nhìn lên thì thấy bờ hiện ra rất gần. Đôi chân nặng trịch làm tôi hoảng hốt. Tôi tiếp tục vẫy vùng và bơi cho đến khi tiến được vào gần bờ. Tôi níu lấy cảnh dương liễu và không còn đủ sức để đu người lên. Nhưng tôi biết rằng bây giờ tôi không bị chết đuối được nữa. Khi còn bám lấy khúc gỗ trên dòng nước, tôi cũng không nghĩ rằng tôi có thể chết đuối được tôi cảm thấy bụng trống rỗng và buồn nôn đau ngực vì quá gắng sức tôi vẫn bám lấy cành cây và chờ đợi khi thấy cơn đau lắng xuống tôi vội đu mình lên mấy cành liễu và lại nghỉ vừa nghỉ hai tay vừa ôm chặt đám lá và cành cây tiếp đó tôi lần mò mở, mở đường vào bờ giữa những cây dương liễu tôi nằm dài trên bờ sông và lắng tai nghe tiếng nước chảy và mưa rơi một lúc sau tôi đứng dậy và bắt đầu đi dọc theo con sông tôi biết rằng từ đây đến uh, latissana không có cây cầu nào bắc ngang qua sông cả tôi phán đoán ở trước mặt là san vito tôi không biết uh, là đường ở phần nào trước mặt tôi là một cái mương nước chảy vào sông tôi uh, bèn tiến lại gần đến nơi không thấy bóng ai cả tôi ngồi xuống bên bụi rậu cạnh bờ nước cởi dây và chút nước ra tôi uh, cởi áo tràng ngoài và móc ví ở túi áo trong ra, giấy tờ, tiền bạc đều bị ướt. tôi uh, vắt chiếc áo tràng rồi cởi quần, áo sơ mi và đồ lót ra vắt nước cho khô. tôi sát mạnh và xoa bóp người rồi mặc quần áo lại. tôi đã làm mất chiếc mũ lưỡi chai. trước khi mặc chiếc áo tràng ngoài, tôi bóc đi ngôi sao trên tay áo và nhét nó vào trong túi áo trong cùng với số tiền của tôi tiền đã bị ướt nhưng không sao. Tôi đếm còn tất cả ba ngàn và vài đồng liên lẻ. Quần áo ướt đấm và dính sát vào người. Tôi phải khu tay để cho máu lưu thông điều hòa. Quần áo của tôi bằng len nên tôi nghĩ tôi sẽ bị cảm nếu tôi không cử động. Họ đã đoạt mất khẩu súng lục của tôi ở dọc đường. Còn cái bao súng không thì tôi dắt vào bên trong áo choàng. Tôi không có áo mưa và trời mưa lạnh buốt. Tôi đi dọc theo bờ kênh trời sáng tỏ ra, đồng quê ướt át, hoàng phiêu và có vẻ ảm đạm. Đồng ruộng trơ trụi và ướt súng. Xa xa, mái tận phía chân trời, tôi trông thấy một tháp chuông đứng sừng sững trên cánh đồng. Tôi ra đến đường cái. Trước mặt tôi, vài đội quân đang tiến bước trên đường. Tôi đi tập tĩnh dọc theo lề đường để họ vượt qua tôi. Họ là một phân đội đang hành quân về phía sông. Tôi vẫn tiếp tục đi, Ngày hôm đó tôi vượt qua đồng bằng Vunertea. Đó là một vùng rất thấp và dưới cơn mưa trồng nó càng thấp hơn. Cạnh bờ biển có nhiều ruộng muối và các con đường. Các con đường đều chạy dọc theo các cửa sông ra tận biển và muốn băng qua cánh đồng thì phải đi theo các lối mòn dọc theo các con kênh đảo. Tôi tiến về phía bắc và đã vượt ngang qua hai con đường sắt và nhiều con đường khác. Sau cùng, Tôi đi đến cuối con đường mòn nơi có con đường sắt chạy dài bên cạnh đám đụng muối Đó là đường xe lửa chính chạy dài từ Venice đến Tristy. Nó gồm lũy cao và chắc chắn, nền vững vàng và trên có hai con đường sắt. Cách đó không xa là một trạm xe lửa có lính cành gác. Ở hướng khác, có một cây cầu bắc ngang qua dòng suối, thông với đám đụng muối. Tôi cũng thấy một lính gác trên cầu. Lúc băng ngang cánh đồng để tiến về phía bắc, tôi đã trông thấy xe lửa chạy trên con đường sắt này. Hiện ra từ xa, rõ ràng trên cánh đồng bằng mênh mông và tôi nghĩ rằng có lẽ đó là chuyến xe lửa từ Porto Caro đến. Tôi nhìn những tên lính gác và nằm xuống cạnh con đường đắp cao để dễ bề quan sát con đường cả hai phía. Tên lính gác cầu đi lần theo đường sắt về phía tôi, rồi quay trở lại đi về phía cây cầu tôi nằm im đói bụng và chờ đợi chuyến tàu chuyến tàu mà tôi trông thấy lúc nãy rất dài và đầu tàu chạy rất chậm nên tôi tin chắc rằng tôi có thể nhảy lên tàu được trong lúc sắp hết hy vọng vào một chuyến tàu thì xe lửa xuất hiện con tàu tiến lại gần càng lớn dần ra tôi nhìn tên lính gác cầu hắn lại đang đi về phía này cầu nhưng ở phía bên kia con đường sắt khiến hắn không thể nào trông thấy được tôi khi chiếc tàu chạy ngang qua tôi nhìn đầu tàu tiến lại gần nặng nhọc kéo theo nhiều toa xe tôi biết rằng sẽ có lính gác ở trên tàu nên tôi cố xem họ ở đâu nhưng tôi không thể trông thấy được vì tôi đang ẩn nấp đầu tàu tiến tới chỉ gần chỗ tôi đang nằm và khi nó tới sát bên tôi tôi nghe tiếng máy xình xịch nhà khói ngay trên nền đất phẳng tôi uh, chờ cho người tạo máy khuất mới đứng lên và bước tới gần các toa xe nếu các tên lính nhìn thấy thì chúng cho rằng tôi chỉ là một người đang đứng bên cạnh đường sắt, không có gì đáng khả nghi. Nhiều toa chở hàng hóa đóng kín lướt qua. Kế đó tôi thấy tiến đến một toa thấp và để trống mà người Ý thường gọi là chiếc xuồng, bên trên che bằng vải bạt. Tôi đứng đợi cho đến khi toa xe vừa chạy tới, liền nhảy vọt lên, nắm ngay song sắt và đu người lên. Tôi bò vào giữa chiếc xuồng và hàng hiên toa hàng mà chiếc xuồng móc vào. Tôi nghĩ chắc chắn rằng không ai trông thấy được tôi. Tôi bám chặt vào các song sắt và ngồi xổm, chân để trên thanh sắt đỡ. Chúng tôi sắp đến gần cầu. Tôi nhớ đi tên lính gác cầu. Khi chúng tôi chạy ngang qua, hắn nhìn tôi. Đó là một chàng trai trẻ, đội chiếc mũ sắt quá to. Tôi nhìn hắn ta một cách khinh bỉ và hắn quay đi chỗ khác. Hắn nghĩ rằng tôi là người của đoàn tàu chúng tôi qua khỏi cầu người lính canh nhìn vào các toa khác chạy qua có vẻ bối rối tôi nghiêng mình nhìn xem tấm vải bạt cột ra sao nó có các vòng và buộc vào toa bằng thừng có những khối cứng dưới tấm bạt bị nước mưa làm cho cứng thêm tôi rút con dao trong túi ra cắt sợi dây và luồn tay vào bên dưới tôi nhìn ra phía đầu tàu một tên lính đứng gác trên toa hàng hóa nhưng hắn đang nhìn ra phía trước tôi bỏ các song sắt và chui xuống dưới các tấm bạt. Chán tôi chạm phải một vật gì một cách thật mạnh làm cho máu tuôn xuống mắt, nhưng tôi cố bỏ và nằm sấp xuống. Một lát sau, tôi chở mình và cột lại tấm bạt. Tôi ẩn mình dưới tấm bạt chung với các khẩu đại bác. Chúng toát lên mùi dầu mỡ. Tôi nằm lắng nghe mưa rơi trên tấm bạt và tiếng lách cách của toa xe nghiến trên đường. Ánh sáng yếu ớt lọt qua, Tôi ngắm các khẩu súng. Chúng được bao bọc một lần vàng. Tôi cho rằng chúng được gửi đi từ quân đoàn thứ ba. Chán tôi sưng to và tôi cầm máu bằng cách nằm yên để cho máu đông lại. Rồi tôi gỡ máu khô quanh vết thương. Không có gì đáng ngại. Không có khăn tay. Tôi dùng mấy ngón tay mò mẫm rửa các vết máu dính trên mặt bằng nước mưa ở tấm bạt nhỏ xuống. Và sau cùng, tôi lấy tay áo lau sạch. Tôi không muốn bị người ta để ý. Tôi biết rằng tôi bị xuống trước khi tàu tới Metz, bởi vì họ sẽ xem xét đến các khẩu đại bác này. Họ không dám để mất hoặc quên súng. Tôi đói khủng khiếp. Chương 32 Tôi nằm trên sàn tàu, cạnh những khẩu đại bác dưới tấm bạt, ướt, lạnh và đói lạ. Sau cùng, tôi chờ mình nằm sấp xuống, gối đầu lên cánh tay. Đầu gối tôi cứng đờ nhưng bây giờ đã dễ chịu lắm. Công trình giải phẫu của bác sĩ Valentini thật tài tình. Tôi đã đi bộ nửa đoạn đường rút tôi và bơi trên một khúc sông Taliamento với cái đầu gối này. Chính thật là cái đầu gối của bác sĩ, còn cái đầu gối kia mới thật là của tôi. Bác sĩ đã chữa cho ta một bộ phận nào đó trong cơ thể thì bộ phận đó không thuộc về ta nữa. Khối óc vẫn thuộc về tôi và dạ dày nữa. Dạ dày đang kêu đói dữ lắm. Tôi cảm thấy nó đang lộn tung lên bên trong. Hối óc là của tôi nhưng tôi không dùng nó vào lúc này. Không suy nghĩ gì được và cũng không còn nhớ gì nhiều nữa. Tôi có thể nhớ đến Catherine. Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ điên lên nếu tôi nghĩ đến nàng vì không biết rồi đây tôi có còn gặp lại nàng nữa không. Vì vậy không nên nghĩ đến nàng nữa. Dù chỉ trong khoảnh khắc, dù chỉ nghĩ đến nàng mà tôi trong toa tàu chạy chậm chậm và tiếng bánh xe nghiến đều đều trên đường sắt với ánh sáng lờ mờ xuyên qua lần bạc và tôi nằm với Catherine trên sàn gỗ xe. Nằm trên sàn gỗ cứng trong toa xe, không dám nghĩ ngợi mà chỉ mơ màng đến thời xa cách đã lâu. Với bộ quần áo ướt đấm, sàn gỗ chỉ tiến chậm chậm, nỗi cô đơn ở dưới. Chỉ còn một mình, với quần áo ướt cùng ván cứng thay cho phụ nữ. Không ai thích sản toa tàu, hay súng đại bác trùm vải bạt hoặc mùi kim khí thỏa mỡ, hay là tấm vải bạt ri rỉ nước mưa. Vậy mà, mình vẫn thấy thoải mái dưới tấm bạt bên cạnh những khẩu đại bác. Khi thường nhớ đến một người mà mình biết chắc, người ấy không thể có mặt được tại nơi đây, để rồi nằm sấp hồi tường lại một cách rõ rệt và lạnh lùng, nhưng nhất là rõ rệt và vô ích. Rằng mình đã mục kích sự rút lui của một đạo quân và sự tiến lên của một đạo quân khác. Rằng mình đã mất hết cả xe và binh sĩ giống như một anh chàng coi hàng đã để hàng hóa cháy hết trong trận hỏa hoạn. Một khi đã giải quyết và không còn trách nhiệm nữa. Dòng sông đã cuốn theo nước căm hờn cùng tất cả trách nhiệm của tôi. Và lại trách nhiệm đó cũng đã chấm dứt khi bọn hiến binh đã thộp cổ tôi. Tôi muốn vứt bỏ bộ quân phục, rồi còn đôi chút trách nhiệm. Tôi bị ràng buộc bởi cấp hiệu bề ngoài. Tôi đã tháo những sao cấp hiệu, nhưng đó là vì lo xa chứ không phải vì danh dự. Về cơ bản, tôi không hề phản kháng. Tôi thử giải thoát. Tôi cầu chúc mọi người được may mắn. Một số người, những người tốt, dũng cảm, bình tĩnh, thông minh, xứng đáng được thưởng tôi. Tôi không còn ở trong số những diễn viên của vở hài kịch, và tôi chỉ mong sau chuyến tàu quý hóa này tới Mets để được ăn và khỏi phải nghĩ ngợi gì nữa. Phải chấm dứt tuyệt đối. Piani &E sẽ nói lại là tôi đã bị bắn. Họ thường hay lục túi và lấy hết giấy tờ của những người bị xử bắn. Họ không lấy được giấy tờ gì của tôi cả. Họ sẽ cho là tôi bị chết đuối. Tôi không rõ bên Mỹ người ta sẽ được tin như thế nào từ thương hay vì duyên cớ khác, Chúa ơi đói quá. Tôi tự hỏi không rõ trong các buổi ăn chung vị linh mục này ra sao và Rina đi nữa. Có lẽ anh chàng đang ở Bolon nếu họ không rút lui xa hơn nữa. Thôi, có lẽ từ nay tôi không còn bao giờ gặp lại được anh ta nữa, không còn bao giờ gặp lại được một người nào trong bọn họ nữa. Cuộc đời quân nhân thế là chấm dứt. Tôi không muốn nghĩ ngợi nữa tôi muốn ăn chúa ơi phải rồi ăn uống và ngủ với catherine có lẽ đêm nay không điều đó không thể được nhưng đêm mai và một bữa ăn ngon lành và chăn gối nữa và không bao giờ đi đâu cả trợ phi hai đứa đi với nhau có lẽ phải ra đi gấp mới được nàng sẽ đến tôi biết nàng sẽ đến khi này chúng tôi sẽ ra đi đây phải nghĩ đến điều đó đêm đã đến Tôi nằm và nghĩ ngợi xem chúng tôi sẽ đi đến phương trời nào. Địa điểm thì không thiếu. Chương Đến Milan, tôi nhảy khỏi xe lửa khi nó chậm chậm vào ga. Trời hãy còn sớm và mờ mờ. Tôi vượt qua đường sắt và lách qua hai dãy nhà lớn. Tôi đi xuống phố, một quán rượu đã mở cửa và tôi vào uống một ly cà phê. Trong quán giản ra cành buổi sáng, bụi bay thì cắm trong ly cà phê, nhưng vành nước dưới đáy các ly rượu. Ông chủ quán đứng sau quầy hàng. Hai binh sĩ đang ngồi ở bàn. Tôi đang đứng ở một quầy uống một ly cà phê, ăn một màu bánh mì. Cà phê sữa màu xám, tôi lấy màu bánh mì, lấy kem. Ông chủ quán nhìn tôi ông dùng một ly rượu rapa nhé không cảm ơn tôi đãi mà ông ta vừa nói vừa rót một ly nhỏ và đẩy về phía tôi ở à, mặt trận có gì xảy ra không tôi chẳng rõ họ đã say ông ta vừa nói vừa trò về phía hai người lính tôi có thể tin lời ông ta vì hai người lính ấy có vẻ rất say kể cho tôi nghe những gì xảy ra ngoài mặt trận ông nói Tôi không biết tí gì ở mặt trận cả. Tôi thấy ông đi lách theo tường, ông vừa xuống xe lửa. Một cuộc rút lui lớn. Tôi đã đọc báo, điều gì đã xảy ra? Đã chấm dứt chưa? Tôi không tin thế. Ông rót đầy ly rượu Rapa trong một chai nhỏ vào ly của tôi. Nếu ông gặp nguy hiểm, tôi có thể che giấu ông? Ông nói. Không, tôi có nguy khốn đâu. Nếu ông đã gặp cảnh nguy hiểm thì hãy ở lại đây với tôi. Ở đâu? Trong nhà này, họ ở đây đông lắm, nhưng ai gặp nạn đều đến đây. Có nhiều người gặp nạn lắm sao? Cũng uh, tùy theo tai nạn thuộc về loại nào. Ông là người Nam Mỹ à? Không. Ông nói được tính Tây Ban Nha chứ? Ít thôi. Ông ta lau quầy hàng. Và lúc này, muốn xuất ngoại là một điều rất khó khăn, nhưng không phải không được tôi không muốn xuất ngoại ông có thể lưu lại đây bao lâu tùy ông rồi ông sẽ rõ tôi thuộc hạng người nào tôi phải đi ngay vào buổi sáng nay nhưng tôi sẽ nhớ địa chỉ của ông ông ta lắc đầu khi nói như thế người ta sẽ không bao giờ trở lại tôi tin rằng ông đang nguy khốn lắm thì phải không tôi không có gì nguy khốn cả nhưng tôi trọng địa chỉ một người bạn Tôi để tờ 10 đồng lia lên quầy hàng trả tiền cà phê. Ông uống một ly rapa với tôi. Tôi nói, thôi cần gì, ông uống một ly mà. Ông ta rót là hai ly. Nhớ trở lại đây nhá, ông nói, đừng để bọn khác nó chụp được ông nhé. Ở đây ông sẽ được an toàn. Tôi tin thế. Ông tin thế chứ? Vâng. Ông ta có vẻ nghiêm trang. Này, tôi bảo ông một việc ông đừng đi ra đường với chiếc áo này tại sao người ta sẽ trông thấy rõ rệt chỗ những ngôi sao vì màu vải khác hẳn nhau tôi không nói gì cả nếu ông không có giấy tờ tôi có thể cấp cho ông giấy gì giấy phép tôi không cần đến giấy tờ vì tôi đã có rồi tốt lắm nhưng nếu ông cần đến giấy tờ tôi có thể cung cấp cho ông tất cả những gì ông muốn ông nói giá của ông bao nhiêu thì tùy theo loại giấy tờ giá cả phải chăng mà tôi chưa cần bây giờ ông ta nhún vai tôi hợp lệ mà tôi nói khi tôi bước ra cửa ông ta còn nói với theo đừng quên tôi vẫn là bạn ông đấy nhé chắc chắn rồi tôi sẽ gặp lại ông ông ta nói đồng ý tôi đáp ra đến bên ngoài tôi tránh nhà ga vì ở đó có nhiều quân cảnh tôi lên chiếc xe ngựa đậu cạnh công viên nhỏ Tôi nói với người xả ích địa chỉ của bệnh viện. Đến bệnh viện tôi vào phòng ông thường trực. Ông ta bắt tay tôi và vợ ông ta ôm chầm lấy tôi. Ông đã về, bình yên chứ? Vâng. Ông ăn sáng chưa? Rồi. Ông mạnh giỏi chứ, trung úy? Ông mạnh giỏi chứ? Bà vợ hỏi. Rất mạnh à? Ông dùng bữa với chúng tôi chứ? Ông cảm ơn. Cho tôi biết cô Bắc Lê còn ở bệnh viện lúc này không? Cô Bắc Lê à? cô y tá người Anh ấy mà. À, cô người yêu của ông ấy mà. Bà vợ vừa vỗ nhẹ lên cánh tay tôi vừa mỉm cười. Không, ông thường trực nói. Cô ta đi rồi. Tim tôi xe thắt lại. Ông có chắc như vậy không? Ông có biết tôi muốn nói đến ai không? Cô thiếu nữ, người cao cao, có mái tóc màu hung hung. Chắc chắn mà cô ta đã đi chơi xa. Cô ấy đi từ bao giờ? Cô ta cùng đi với một người đàn bà anh khác. Cách hai hôm rồi. Được rồi, tôi nói. Tôi uh, mong ông giúp tôi một việc là đừng nói với ai rằng ông đã trông đến tôi trở lại nhé. Rất quan trọng đấy. Tôi sẽ không nói lại với ai cả. Ông thường trực nói. Tôi cho ông mười đồng, nhưng ông từ chối. Tôi xin hứa với ông là tôi sẽ không nói với ai cả. Tôi không cần tiền bạc gì hết. Chúng tôi có thể làm gì cho ông nữa không? Trung ý. Bà vợ hỏi. Chỉ có thế thôi, tôi nói. Chúng tôi sẽ lặng thinh, ông thường trực nói. Ông sẽ bảo cho tôi biết tôi có thể làm được điều gì không? Vâng, xin chào ông bà, mong sẽ gặp lại ông bà, tôi nói. Họ đứng ở cửa và nhìn theo tôi. Tôi lên xe và nói với xả ích địa chỉ của Simon, một trong những ca sĩ mà tôi đã quen trước đây. Simon sống ở một nơi rất xa gần cửa Magenta. Khi tôi đến, anh ta đang nằm trên giường còn ngái ngủ. Anh đến sớm thế, Henry. Anh nói. Tôi đến bằng chuyến tàu sớm. Ai, à, câu chuyện rút lui thế nào? Anh có ra mặt trận không? Anh nghe hút thuốc lá không? Thuốc trong hộp để trên bàn đấy. Gian phòng rộng rãi. Một chiếc giường kê sát tường. Một chiếc đàn dương cầm kê ở đầu kia trong góc. Một cái tủ với một cái bàn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường. Simon ngồi dựa lưng vào chiếc gối và hút thuốc lá. Sim này, tôi đang gặp khó khăn tôi cũng thế tôi luôn luôn sống trong cảnh khó khăn anh không hút thuốc à không điều gì sẽ xảy ra với anh khi tôi sang thụy sĩ anh à bọn ý sẽ không để cho anh xuất ngoại dễ dàng đâu vâng tôi biết điều đó nhưng còn dân thụy sĩ họ sẽ có thái độ gì họ sẽ giam lòng anh tôi biết nhưng thủ tục ra như thế nào ồ oh, không có gì cả điều đó rất là đơn giản anh có thể đi khắp mọi nơi. Anh chỉ vì phải, phải làm có mỗi một việc. Tôi chắc thế. Anh phải trình diện hay một việc gì tương tự như vậy. Tại sao? Anh đang lẩn trốn cảnh sát phải không? Không hẳn như thế. Nếu anh không thích thổ lộ với tôi thì cũng không sao. Nhưng uh, tôi vẫn thích được nghe. Ở đây không có gì xảy ra cả. Tôi thất bại hoàn toàn ở uh, Piacenza. Tôi rất tiếc. Ồ phải, thật là tệ. Nhưng sau đó tôi hát rất hay tôi sắp thử một lượt nữa ở Lyrico. tôi thích được nghe anh. anh thật đáng yêu. À, tôi mong anh không có điều gì quá nghiêm trọng để mà lo nghĩ chứ. thật ra à, tôi cũng không rõ nữa. nếu à, anh không thích thổ lộ với tôi thì cũng không sao. nhưng à, làm thế nào mà anh không phải ở mặt trận? chắc là tôi chấm dứt với thứ chuyện đó. hoan hô! tôi vẫn nghĩ anh là người có lương chi. tôi có thể giúp anh được việc gì không? mà anh bận nhiều việc quá. Có gì đâu, ông bạn Henry thân mến. Có gì đâu, tôi rất sung sướng được làm một việc gì đó cho anh. Người anh cùng một tầm vóc với tôi. Có gì phiền anh, không nếu anh đi mua dùm tôi một bộ thường phục. Tôi có quần áo nhưng để cả la mã. Anh đã sống ở đó phải không? Đó là nằm một thành phố chán ngấy. Làm sao anh có thể sống ở đó được? Tôi muốn trở thành một nhà kiến trúc đó không phải là một thành phố như thế la mã không phải là một nơi để đào tạo kiến trúc sư đừng mua y phục làm gì tôi sẽ biếu cho anh những quần áo nào mà anh thích tôi sẽ làm cho anh trở thành đẹp đẽ anh vào phòng thay quần áo đi có cái tủ quần áo gắn trong tường đấy anh lựa những gì anh thích ông bạn trí thân ạ à, mua một bộ com lê anh định làm trò cười à dù sao tôi cũng muốn mua một bộ jim ạ à. anh bạn của tôi ơi dù sao với tôi Tặng anh một bộ còn dễ hơn là đi mua. Anh có giấy tờ thông hành không? Anh chẳng nên đi xa nếu anh không có thấy giờ giấy tờ thông hành. Có, tôi vẫn còn giữ giấy tờ của tôi đây. Nào, mặc vào xem nào, ông bạn thân của tôi. Rồi chúng ta sẽ đi cùng với Harvey Không đơn giản như thế đâu. Trước hết tôi phải đến xa là cái đó. Tuyệt, ông bạn thân của tôi. Anh chỉ việc đi tàu qua hồ. Nếu tôi không muốn thử biểu diễn lần nữa, tôi sẽ đi với anh. Tôi sẽ đi một ngày gần đây. Anh uh, có thể tập uh, ca giọng cao giống dân Tyrone Dĩ nhiên là tôi sẽ học hát uh, giọng dân Tyrone đấy anh ạ. À. Tôi chắc là tôi có thể hát được. Giọng đó khá kỳ đấy. Tôi không nghi ngờ gì. Tôi đánh cuộc là anh sẽ hát được. Anh ta nằm xuống giường và hút một điếu thuốc. Đừng cá nhiều quá nhé. Tuy nhiên uh, tôi có thể hát được. Thật là buồn cười. Nhưng như thế đó, tôi thích ca. Này, nghe đây. Anh ta rống lên bản Africana, hàm bạnh ra, mạch máu phồng lên. Tôi có thể hát, dù rằng họ thích hay không thích, anh ta nói. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đi xuống trả tiền xe ngựa. Rồi trở lên đây ngay ông bạn nhé, chúng ta sẽ cùng nhau dùng điểm tâm. Anh ta nhảy xuống giường, đứng thẳng người, thở một hơi thật dài và bắt đầu làm một vài động tác thể dục. Tôi đi xuống trả tiền xe ngựa. Chương 34 Tôi có ý cải trang khi mặc bộ thường phục. Mặc bộ thường phục vào người tôi cảm thấy mình là một kẻ giả trang. Vì đã mặc quần phục quá lâu nên tôi mất cảm giác của người được mặc thường phục. Chiếc quần dài đối với tôi quá rộng. Tôi đã mua vé đi từ Milan đến Stresa. Tôi cũng mua một chiếc mũ mới vì tôi không thể đội mũ của Sim được. Nhưng quần uh, cả áo của anh ta thì rất vừa vặn. Chúng có mùi thuốc lá, tôi ngồi trong toa xe nhìn ra cửa sổ cái mũ của tôi trông rất mới còn bộ đồ thì lại trông quá cũ riêng tôi thì cảm thấy buồn thấm tía không khác chi miền lombardy ướt át mà tôi thấy đang giản ra ngoài cửa sổ trong toa có vài viên phi công họ bình phẩm không hay về tôi họ tránh nhìn tôi và có vẻ rất coi thường một người ở tuổi tôi mà mặc thường phục tôi không thấy bực bội gì cả Trước đây nếu như thế có lẽ tôi đã mắng họ và đánh nhau với họ. Đến Galarete thì họ xuống. Tôi khoan khoái được ngồi một mình trong toa. Tôi có mang theo báo nhưng tôi không đọc vì tôi không thích nghe nói về chiến tranh. Tôi muốn quên chiến tranh. Tôi đã tạo nên cho mình một hòa bình riêng rẽ. Tôi cảm thấy rất cô độc. Và khi xe lửa đến Chesa tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Đến ga, Tôi mong tìm được khu khuôn vác của khách sạn nhưng không có người nào cả. một du lịch đã qua lâu rồi và bây giờ không còn ai đến tận ga để rước khách nữa. Tôi xuống xe lửa với cái vali. Chiếc vali nhẹ nhàng dễ mang của Jim vì nó chỉ có hai chiếc áo sơ mi. Tôi đứng dưới mái hiên nhà ga tránh mưa trong lúc con tàu từ từ chuyển bánh. Tôi gặp một người ở sân ga và hỏi thăm xem khách sạn nào còn mở cửa khách sạn Grand Hotel và Il Borome và nhiều khách sạn nhỏ khác vẫn mở cửa suốt năm. Từ xách vali lì đi dưới mưa đến khách sạn Il Borome, một xe người chạy tới, tôi đã hiệu cho người xả ích. Đi bằng xe ngựa đến đó tốt hơn. Xe dừng trước cổng dành cho xe cộ và người gác cổng lễ phép mang áo mưa ra đón. Tôi chọn lấy một phòng tốt, phòng rộng rãi sáng sủa và nhìn ra hồ mây bay xả xuống thấp, nhưng khi có ánh mặt trời quang cảnh trông đẹp hơn. Tôi tự bảo mình đang chờ vợ mình đấy. Trong phòng có một cái giường lớn, trên có trài sa tanh. Khách sạn trông rất sang trọng. Tôi đứng quán rượu, theo hành lang, theo cầu thang rộng đi qua nhiều phòng. Tôi có quen biết anh chủ quán. Tôi ngồi trên chiếc ghế cao, nhấm nháp đậu phụng rang và khoai chiên mỏng, rượu martini thanh và trong ngần ông làm gì ở đây mà mặc thường phục thế anh chủ quán hỏi tôi sau khi đã pha xong một ly martini nữa tôi được nghỉ phép nghỉ thì dưỡng bệnh ở đây không có ai cả tôi không biết tại sao người ta lại mở cửa khách sạn anh có thường câu cá không tôi có câu được vài con cá lớn câu cá vào độ này thế nào cũng được cá lớn thế thuốc lá tôi gửi cho anh anh có nhận được không có ạ à. thế ông không nhận được danh thiếp của tôi sao tôi cười to lên Tôi không kiếm đâu rồi thuốc lá. Anh thích loại thuốc lá tàu của Mỹ nhưng gia đình tôi không gửi cho tôi, hoặc là thuốc đã có thể bị tịch thu đâu đó. Dù sao, tôi không còn nhận được thứ thuốc ấy nữa. Tôi sẽ kiếm ra được thôi. Mà này anh, anh có thấy hai cô gái người Anh trong thành phố không? Họ đến đây ngày hôm kia. Họ không ở trong khách sạn này. Họ là nữ y tá. À, tôi có thấy hai cô y tá. Ông đợi tôi nhé, tôi sẽ mách ông họ ở đâu. Một cô là vợ tôi tôi đến đây được gặp nàng. Tôi nói, còn cô kia là vợ tôi. Tôi không đùa đâu. Xin ông tha lỗi cho câu nói đùa, tôi không hiểu. Hắn đi và tôi ngồi một mình một lát. Tôi ăn trái ô liu, đậu phụng rang, khoai chiên mỏng và nhìn bóng mình mặc thường phục trong chiếc gương phía sau quầy điệu. Anh chủ quán trở lại bảo. Họ đang ở trong một khách sạn nhỏ cạnh nhà ga. Anh nói. Anh có bánh sandwich không? Để tôi gọi lấy vài cái cho ông. Ông hiểu dùm là ở đây không có gì cả vì lúc này đang vắng khách. Thật không có ai cả? Vâng, chỉ có một ít người thôi. Bánh sandwich được mang tới. Tôi ăn một lúc ba cái và uống hai cốc rượu martini nữa. Tôi chưa hề được nếm một thứ rượu nào thanh ngon như thế cả. Uống rượu này tôi cảm thấy mình văn minh hẳn lên. Trước tôi chỉ dùng toàn rượu chát đỏ, bánh mì không có format, cà phê hạng bét và rượu nho tôi ngồi trên chiếc ghế đầu cao cạnh bàn gỗ chắc đẹp và trước những tấm gương ánh đồng tôi không nghĩ ngợi gì cả anh chủ quán hỏi tôi đừng nói đến chuyện chiến tranh tôi bảo chiến tranh rất xa vời thực ra có một cuộc chiến tranh không ở đây không có chiến tranh tôi đinh ninh rằng chiến tranh đối với tôi đã chấm dứt rồi nhưng tôi không có cảm giác là chiến tranh đã chấm dứt hẳn tôi có cảm giác mình như là một đứa bé đang nghĩ đến những gì xảy ra ở trường học vào một giờ nào đó khi nó trốn học catherine và helen ferguson đang ăn tối khi tôi đến khách sạn đứng ngoài hành lang tôi nhìn thấy họ đang ngồi ở bàn mặt của catherine không nghiêng về phía tôi nên tôi thấy đường ngôi tóc má chiếc cổ và đôi vai tròn của nàng Ferguson đang nói chuyện bỗng ngừng lại khi tôi bước vào. Chúa ơi! Cô ta thốt lên. Chào chị, tôi nói. Ô kìa, anh đây à? Catherine reo lên, nét mặt nàng sáng hẳn lên, trông nàng vô cùng sung sướng trong sự bất ngờ. Tôi hôn nàng, Catherine đỏ mặt, tôi ngồi xuống với họ. Anh này giỏi nhỉ, anh làm gì ở đây, ăn uống gì chưa? Ferguson hỏi, chưa. Người hầu gái vào và tôi bảo cô ta mang cho tôi một đĩa. Catherine nhìn tôi suốt, mắt tràn đầy hạnh phúc anh làm gì ở đây với bộ thường phục này ferguson hỏi tôi là công chức trong một công sở mà anh đã làm điều gì bậy bạ chứ gì vui lên nào fergie hãy vui lên trong giây lát đi thấy anh tôi không vui được tôi biết anh đã giày vò cô gái khốn khổ này như thế nào rồi nhìn anh tôi đâu thể vui được catherine nhìn tôi mỉm cười và lấy chân ra hiệu cho tôi dưới gầm bàn không ai giày vò em cả chị fergie ạ à chính em tự muốn như thế tôi không thể chịu nổi anh ta nữa anh ta chẳng đã làm cho tôi cô mất danh dự bằng những mưu mẹo của người ý những người mỹ còn xấu hơn người ý người tôi cách lan thì quá đạo đức catherine nói ý tôi không muốn nói như, như thế tôi chỉ muốn nói đến mưu mô theo kiểu ý của anh ấy thôi tôi mưu mô ư ừ, cô ferguson đúng thế có khi còn hơn thế nữa kia anh chẳng khác gì một con rắn độc dưới bộ quân phục ý với chiếc khăn choàng quanh cổ bây giờ tôi đâu còn mặc quân phục ý nữa thì chính đó lại thêm một ví dụ khác về tâm địa nham hiểm của anh suốt mùa hè anh chỉ lo chuyện ân ái khiến cho cô gái này có mang rồi bây giờ nếu tôi đoán không lầm thì anh tính sẽ quất ngựa truy phong tôi mỉm cười nhìn catherine và nàng cũng cười đáp lại chúng tôi sẽ quất ngựa truy phong cùng với nhau catherine bảo cả hai anh chị đều cùng một phẩm chất ferguson nói này catherine lấy. Cô làm tôi xấu hổ. Cô không biết xấu hổ liêm sỉ là gì cả. Cô cũng mưu mẹo như anh ta. Đừng chị ghi Catherine vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay cô Ferguson. Đừng trách em tội nghiệp. Chỉ biết rằng chúng em yêu nhau chứ. Bỏ tay ra, Ferguson nói, mặt nàng ửng đỏ. Nếu cô biết hổ thẹn thì cô không làm thế. Nhưng nào ai biết cô có mang mấy tháng rồi. Thế mà cô cứ xem như một trò đùa và vui sướng vì kẻ dụ dỗ cô quay trở lại. Cô không biết xấu hổ, không cảm thấy gì khác cả. Ferguson òa lên khóc. Catherine đến bên nàng, tròn tay qua người nàng. Khi Catherine đứng hạ à nổi Ferguson, tôi không thấy mặt nàng có sự thay đổi nào. mặc tôi! Ferguson nức nở rồi nói tiếp. Tôi thấy thật khủng khiếp. Thôi, nín đi chị Peggy, đừng khóc nữa. Em thấy hổ thẹn lắm rồi, chị Peggy yêu mến ạ. À. Tôi không muốn khóc nhưng lại phải khóc vì hoàn cảnh đáng sợ của cô. Nàng nhìn vào mặt tôi rồi tiếp. Tôi thủ ghét anh lắm. Catherine không làm sao cho tôi hết ghét anh được. Đồ nham hiểm xấu xa Mỹ, Ý. Nàng khóc đỏ cả mắt, mũi. Catherine nhìn tôi mỉm cười. Đừng có choàng tay qua người tôi mà lại cười với hắn như vậy. Chị vô lý quá chị Peggy ạ. À? Tôi biết thế. Ferguson lại nức nở. Cả hai người đừng chú ý đến tôi làm gì tôi bàng hoàng, tôi không còn đủ lý trí suy xét. tôi biết lắm, tôi mong cả hai người đều được hạnh phúc. chúng em hạnh phúc lắm chị ghi ạ, à? còn chị chị thật dịu hiền. Ferguson lại khóc nữa. tôi không muốn hai người hạnh phúc theo cách đó. tại sao hai người không cưới nhau? anh chưa có vợ chứ? chưa, tôi đáp. Catherine cười to. không có gì đáng cười cả, Ferguson nói. không thiếu gì ông có hai vợ. chúng em sẽ làm lễ thành hôn để vui lòng chị. Catherine nói, không phải để làm vui lòng tôi, chính hai người phải có mong muốn được lấy nhau. Chúng em bận quá. Phải, tôi biết mà, bận sinh con đẻ cái chứ gì. Tôi tưởng nàng sẽ khóc nữa, nhưng nàng chỉ nhận xét chua chát. Chắc hẳn tối nay chị sẽ đi với anh ấy chứ gì? Vâng, nếu anh ấy muốn, Catherine nói. Thế còn tôi? Chị có sợ ở lại lẻ loi một mình không? Có chứ. Vậy thì em sẽ ở lại với chị không hãy đi với anh ta ngay tức khắc thì thấy hai người tôi khó chịu quá nhưng chúng ta hãy ăn cho xong đó chứ không đi ngay đi chị phê ghi chị bình tĩnh lại nào tôi bảo là đi ngay đi mà đi đi cả hai người vậy thì chúng ta đi thôi tôi bảo tôi không chịu nổi phê ghi nữa anh muốn đi lắm mà thấy không anh không muốn giữ tôi lại cùng ăn tôi vẫn thường muốn đi viếng thăm các hồ ở ý và đây này tôi thấy chúng trong điều kiện nào nàng khóc nức nở nhìn catherine nghẹn ngào tức tưởi chúng em sẽ ở lại cho đến khi ăn xong catherine bảo em sẽ không bỏ chị lại một mình nếu chị muốn em ở lại em sẽ không bỏ chị một mình đâu chị Peggy ạ à. không không tôi muốn cô đi đi nàng lau nước mắt tôi không còn sáng suốt nữa xin đừng chú ý đến tôi cô hầu gái phục vụ bữa ăn thấy Peggy khóc lóc rất lúng túng trước những tiếng khóc ấy vì vậy khi bưng món tiếp cô có vẻ nhẹ nhõm hơn vì mọi việc đều êm đẹp. Đêm đó, nơi khách sạn, phòng của chúng tôi, dãy hành lang dài trống rỗng, giày của chúng tôi để ở ngoài cửa, mưa rơi đập vào cửa kính và trong phòng ánh đèn vui tươi dễ chịu và êm dịu. Rồi khi ánh sáng tắt đi là sự thú vị êm ái của giường nệm tiện nghi. Cảm thấy như ở nhà mình, không cảm thấy cô đơn thức giấc nửa đêm và thấy nàng đang ở cạnh mình mọi thứ còn lại như hư ảo chúng tôi ngủ thiếp đi khi thấm mệt và nếu một trong hai người thức giấc thì người kia cũng thức theo và vì thế không lúc nào chúng tôi thấy cô độc thường thường một người đàn ông mong được sống cô đơn và một người đàn bà cũng thế nếu họ đã yêu nhau say đắm họ lại thấy ghen về thứ tình cảm ấy nhưng à, tôi có thể thành thật nói rằng chúng tôi không bao giờ cảm thấy như thế khi chúng tôi ở bên cạnh nhau thì cảm giác cô đơn mới đến nhưng mà cô đơn đối với những người khác cảm giác đó đến với tôi chỉ có một lần tôi thường cảm thấy cô đơn đối với nhiều phụ nữ và cũng chính trong hoàn cảnh ấy mà người ta đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết nhưng đối với hai chúng tôi không bao giờ thấy cô đơn và sợ hãi khi ở bên nhau tôi biết rằng đêm không thể nào giống như ngày được và thời gian ấy mọi sự đều khác những sự việc của ban đêm không thể giải thích được vào ban ngày vì chúng không còn nữa ban đêm có thể kinh hoàng đối với những ai sống một mình khi họ bắt đầu cảm thấy cô đơn nhưng có catherine bên cạnh không thể nói rằng có sự khác biệt giữa ban đêm và ban ngày nếu có chăng thì đó là ban đêm còn tuyệt vời hơn ban ngày nữa khi có những can đảm đương đầu với đời thì đời chỉ có thể đánh gục khi giết họ mà thôi và tất nhiên nó sẽ giết họ đời đánh gục nhiều người và có trường hợp sẹo sẽ hình thành ở chỗ bị đánh nhưng những ai không chịu để đánh gục đời lại giết họ đời mặc nhiên giết những người rất tốt rất hiền rất dũng cảm nếu ta không thuộc vào hạng người nào trên đây rồi đời, đời cũng sẽ giết ta vậy nhưng không hối hả nhớ lại buổi sáng hôm ấy khi tôi thức dậy thì catherine hãy còn ngủ ánh nắng xuyên qua cửa sổ mưa đã tạnh tôi bước xuống giường đến bên cửa sổ dưới kia vườn cây trơ trụi lá nhưng đẹp bình dị với lối đi lát sỏi cây cối bức tường đá dài theo bờ hồ và mặt hồ phản chiếu ánh mặt trời với ngọn núi xa xa đứng bên cửa sổ tôi say sưa ngắm cảnh và lúc quay vào thì nàng đã thức giấc và đang nhìn tôi anh khỏe không anh yêu nàng hỏi trời đẹp tuyệt em cảm thấy thế nào tuyệt chúng ta đã qua một đêm thần tiên em dùng điểm tâm nhé nàng muốn ăn sáng và tôi cũng thế chúng tôi dùng điểm tâm ngay tại giường khay thức ăn để trên đầu gối trong ánh sáng của mùa đông xuyên qua cửa sổ anh không thích đọc báo sao ở bệnh viện anh thường hay đọc báo mà không anh không thích đọc báo lúc này Thế trận khủng khiếp đến mức ngay cả anh cũng không thiết tha đọc báo nữa sao? Anh không muốn nghe đến nó nữa. Vì thế, em em muốn biết để cùng chia sẻ với anh. Thong thả, anh sẽ kể cho em nghe. Nhưng họ có bắt anh không nếu họ tìm thấy anh trong bộ đồ thường phục như thế này? Họ có thể sẽ bắn anh không chừng. Vậy thì chúng ta không nên ở đây nữa, chúng ta nên xuất ngoại. Anh đã nghĩ đến điều đó chúng ta sẽ đi anh yêu anh không nên liều lĩnh một cách dại dột anh nói cho em nghe anh đi bằng gì từ mestre đến milan bằng xe lửa anh mặc quân phục anh không gặp gì nguy hiểm chứ không anh dùng một giấy đi đường cũ anh à, sửa lại ngày tháng ở mestre anh yêu nếu ở đây anh có thể bị bắt bất cứ lúc nào em không muốn thế đâu dại gì mà làm như vậy rồi chúng ta sẽ ra sao nếu họ bắt mất anh chúng ta không nên nghĩ đến điều đó anh đã quá mệt vì nghĩ đến nó rồi. Anh sẽ làm gì nếu họ đến bắt anh? Anh sẽ giết họ. Anh thấy anh dại dột biết bao. Em sẽ không để cho anh rời khỏi khách sạn cho đến khi nào chúng ta đi. Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Em xin anh đừng như thế nữa anh yêu. Chúng ta sẽ đi đến nơi nào mà anh thích. Nhưng xin anh hãy chọn một nơi mà chúng ta có thể đi ngay lập tức. Thụy sĩ ở cuối biển hồ này, chúng ta có thể đến đó. Nếu thế thì tuyệt mây phủ bầu trời và mặt hồ tối sầm lại anh mong rằng chúng ta không bao giờ phải sống mãi như những tên tội phạm tôi nói anh yêu đừng nói như thế anh sẽ không còn sống như một tội nhân lâu hơn nữa đâu và chúng ta sẽ không bao giờ sống giống như những tên tội phạm chúng ta sắp sửa rất hạnh phúc anh cảm thấy anh là một tên tội phạm anh đã đào ngũ anh thân yêu em xin anh anh nên nghĩ lại người ta không gọi thế là đào ngũ dù sao đó chỉ là quân đội Ý mà thôi. Tôi bật cười. Em tôi ngoan quá. Chúng ta trở lại giường đi thôi. Anh chỉ thấy dễ chịu khi nằm trên giường. Một lát sau Catherine hỏi tôi. Anh không còn cảm thấy mình là tội phạm nữa, phải không anh? Và hãy tôi đáp. Nhất là khi có em bên cạnh. Anh thật ngốc, nàng nói. Nhưng em sẽ trông nom săn sóc anh. Có tuyệt không hả anh yêu? Vì em không có chút buồn nôn nào vào buổi sáng cả. Tuyệt vời. Anh không biết đánh giá anh có một cô vợ ngoan như thế nào đâu, nhưng em không cần. Em sẽ tìm cho anh một nơi nào đó mà họ không thể bắt anh được, và chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Chúng ta đi ngay lập tức. Phải đấy anh yêu, em sẽ đi đến bất cứ nơi nào và lúc nào mà anh thích. Chúng ta không nên nghĩ vẩn vơ nữa. Được rồi anh yêu. Chương 35 Catherine đi dọc theo bờ đến khách sạn nhỏ thăm Ferguson. Tôi đến quán rượu đọc báo. Trong quán có những ghế bành bọc ra rất êm, và tôi ngồi đọc báo đợi chủ quán đến. Quân đội không còn đóng trên sông Taliamento nữa. Họ đã rút về Piave. Tôi hãy còn nhớ con sông Piave. Con đường xe lửa dẫn ra mặt trận băng qua sông ở Sandua. Ở địa điểm này sông sâu, chảy lờ đờ trong lòng sông hẹp phía trước là ao đầm đầy mũi độc và kênh đảo nơi đó có vài ngôi biệt thự xinh xắn trước chiến tranh có một lần nào, lên cortina diamenzo tôi đã đi dọc theo con sông ấy trong nhiều tiếng đồng hồ xuyên qua những ngọn đồi đứng trên nhìn xuống nó trông giống như một dòng suối nuôi cá hương dòng sông chảy nhanh với những vực nông nước lặng lờ trong bóng những khối đá to Có đường từ đó đi đến cadre tôi tự hỏi tại sao quân đội đang đóng trên cao lại có thể xuống đóng dưới thấp anh chủ quán bước vào Bà tước griffi vừa nói với tôi về ông đấy ai Bà tước griffi ông không nhớ à ông lão đã từng ở đây cùng lúc với ông ấy ông ta ở đây à hả à, hãy ông ta ở đây với cô cháu gái tôi bảo với ông ta có ông vừa đến ông ta muốn chơi bia hiện là ông ta đang ở đâu ông ấy đang đi dạo ông ta trông thế nào trẻ hơn bao giờ hết. Chiều qua, trước lúc ăn, ông ta uống ba ly sâm panh. Ông ấy chơi bia có khá không? Tuyệt, ông ấy đã hạ thôi. Khi ông ấy biết ông có mặt tại đây thì ông ta rất hài lòng. Không có ai để chơi cả. Bà tước Rafi đã 94 tuổi. Đó là một ông già râu tóc bạc phơ và phong nhã. Trước đây ông đã từng giúp việc trong ngành ngoại giao của hai nước Áo và Ý và lễ sinh nhật của ông là một sự kiện lớn trong giới thượng lưu của thành phố Milan. Ông thừa sức để hưởng thượng thọ và chơi bia một cách trầm tính, điêu luyện so với tuổi tác của ông. Tôi đã gặp ông khi tôi ở Sresa, trong lúc không phải hội hè mà chúng tôi vừa đánh bia vừa uống sâm banh. Đối với tôi, đó là một tục lệ đặc sắc. Ông ta chấp tôi 15 điểm nhưng rồi tôi vẫn bị hạ. Tại sao anh không cho tôi biết là có mấy ở đây? tôi quên mất. Còn những ai khác ở đây nữa không? Ông không biết họ đâu, chỉ vòn vẹn có sáu người tất cả. Ông có bận gì trong lúc này không? Ông, vậy đi câu với tôi nhé. Vâng, tôi có thể đi trong một tiếng đồng hồ. Tốt lắm, nhớ mang theo cần nhé. Anh chủ quán mặc áo choàng vào và chúng tôi cùng ra đi. Chúng tôi đi xuống bờ hồ và chọn một chiếc thuyền. Tôi bơi trong khi anh chủ quán ngồi ở phía sau lái và thả cần câu xuống nước. Đó là một loại cần câu đặc biệt để câu cá hương ở hồ. Nó có một bộ phận cuốn dây và một hòn trì nặng trĩu. Chúng tôi bơi dọc theo bờ hồ. Anh chủ quán cầm cần câu ở tay và thỉnh thoảng giật một cái. Từ phía hồ trông lên, thành phố Stresa vắng vẻ vô cùng với những hàng cây trụi lá, những đại khách sạn và những ngôi biệt thự cửa đóng kín mít. Chúng tôi bơi qua tới Isola Bella và đi sát vách đá chỗ nước sâu nhất và trông thấy vách đá chìm sâu dưới làn nước trong xanh sau đó chúng tôi lại bơi đến hòn đảo ngư ông mặt trời đã khuất sau đám mây mặt hồ tối sầm lại phẳng lặng và lạnh buốt cá hương không cắn câu lần nào rồi chúng tôi thấy những làn sóng khi chúng nổi lên mặt nước tôi bơi thuyền đến trước hòn đảo ngư ông nơi có những chiếc thuyền được kéo lên bờ và nhiều người đang vá lưới chúng ta nên uống gì chứ vâng được Tôi cho thuyền cập vào bến đá và anh chủ quán rút dây câu lên. Anh cuốn lại bò vào khoang thuyền và móc bộ phận cuốn dây vào mạn thuyền. Tôi bước lên bờ cột thuyền lại, chúng tôi đi vào một quán giải khát nhỏ, ngồi vào một cái bàn gỗ thô và gọi hai ly vermouth. Ông Trèo có mệt lắm không? Ồ không. Lúc trở về tôi sẽ trèo. Tôi thích trèo hơn. Có lẽ ông giữ dây câu sẽ may mắn hơn. Được rồi. Chiến tranh diễn biến như thế nào? Tôi, tôi không phải ra mặt trận nữa. Tôi có tuổi rồi, giống như bá tước Rafi vậy. Có lẽ ông sẽ phải đi một ngày nào đó. Năm tới họ gọi đến lứa tuổi tôi nhập ngũ, nhưng tôi sẽ không đi. Rồi ông sẽ làm gì? xuất ngoại, tôi không muốn ra trận. Tôi đã có lần ở mặt trận ABC rồi. Thật chán ngấy. Tại sao ông không đi ra trận? Tôi cũng không biết. Tôi là một thằng ngốc. Thêm một ly vơ mau nhé vâng anh chủ quán chèo lượt về chúng tôi câu phía bên kia thành phố tre sa rồi xuống phía dưới không xa bờ hồ mấy tôi uh, giữ thẳng dây câu và thấy bộ phận cuốn dây rung và quay nhẹ trong khi tôi nhìn mặt nước tối sầm của tháng 11 và bờ hồ vắng vẻ anh chủ quán chèo nhát chèo mạnh và mỗi lần con thuyền lướt tới thì dây câu rung động nhịp nhàng có một lần tôi trông thấy cá cắn câu dây câu thình lình căng thẳng và bị kéo đi tôi giật mạnh và thấy dây nặng nặng nhưng rồi dây câu trùng lại tôi đợi câu trượt nó có vẻ to không khá to có một lần tôi đi câu một mình tôi cắn chặt cần câu trong miệng giữa hai hàm răng có một con rắn cắn câu thiếu chút nữa nó cuốn cả mồm tôi đi giữ dây câu bằng chân là tốt hơn hết tôi nói như thế anh thấy động ngay và anh khỏi sợ bị gãy răng Tôi nhúng tay xuống nước. Nước lạnh vô cùng. Chúng tôi ở gần trước khách sạn. Đã đến giờ tôi phải về, anh chủ khách sạn nói. 11 giờ tôi phải có mặt tại đó. Được rồi. Tôi kéo dây câu và quấn vào một cái gậy có khớp ở hai đầu. Anh chủ quán dẫn thuyền vào một vách đá trong hầm tàu rồi dùng dây xích có khóa neo lại. Lúc nào ông muốn dùng thuyền, tôi sẽ trao chìa khóa cho ông, anh nói cảm ơn chúng tôi lên khách sạn và vào quán rượu tôi chưa muốn uống khi trời còn sớm như thế nên tôi trở về phòng riêng cô bồi vừa dọn dẹp xong và catherine vẫn chưa trở lại tôi nằm xuống giường và cố gắng không nghĩ ngợi gì cả khi catherine trở về tôi mới cảm thấy đỡ chán chị ferguson ở dưới nhà nàng nói chị ấy đến ăn trưa với chúng mình em biết anh sẽ không thích không phải như thế đâu. Có chuyện gì hả Anh yêu? Có chuyện gì đâu? Em biết mà, anh thì rỗi rảnh và anh chỉ có mỗi mình em, nhưng em lại bỏ anh mà đi mất chứ gì? Đúng thế. Em xin lỗi nha Anh yêu, em biết đó là một cảm giác kinh hoàng, nhưng khi mình cảm thấy trống rỗng vô vị. Đời anh luôn luôn rất đầy đủ, tôi nói. Và bây giờ nếu không có em bên cạnh thì anh không còn thấy gì trên thế gian này nữa. Nhưng em sẽ luôn luôn ở cạnh anh cơ mà. Em chỉ xa anh có hai tiếng đồng hồ thôi. Anh không làm gì trong lúc vắng mặt em sao? Anh để cầu với anh chủ quán. Việc đó không làm cho anh vui sao? Không. Đừng nghĩ đến em khi em vắng mặt. Đó là điều anh làm ở mặt trận. Nhưng hồi đó anh còn có việc khác để làm. Othello thất nghiệp, nàng trêu tôi. Othello là một chàng da đen. Hơn nữa anh không ghen đâu. Anh chỉ yêu em quá thôi. Khiến tất cả những gì còn lại đã thôi tồn tại. Anh có muốn là một thanh niên tốt và tử tế đối với chị Ferguson không? Anh luôn luôn tốt và tử tế đối với chị Ferguson, trừ lúc chị ấy nguyền rủa anh. Nên tử tế với chị ấy, hãy nghĩ rằng chúng mình có tất cả mà chị ấy thì chẳng có gì. Anh không nghĩ rằng chị ấy mong muốn những gì mà chúng ta đang có. Một thanh niên thông minh như anh, anh yêu, em nghĩ rằng anh có vẻ không biết gì hết. Anh sẽ tử tế với chị ấy. Em tin chắc thế, anh đáng yêu lắm chị ấy sẽ không ở lại sau bữa ăn chứ. Không, em sẽ để chị ấy ra về. Rồi sau đó chúng mình trở lại đây. Dĩ nhiên, đố anh nghĩ ra em muốn làm gì nào. Chúng tôi cùng đi xuống ăn trưa với Ferguson. Nàng rất thán phục khách sạn và phòng ăn tráng lệ. Chúng tôi dùng một bữa trưa thật ngon với một chai capri trắng. Bà tước Refi bước vào phòng ăn và chào chúng tôi cô cháu gái dẫn ông trông hao hao giống bà nội tôi tôi kể chuyện ông cho catherine và ferguson nghe và ferguson có vẻ rất phục khách sạn thật đồ sộ lộng lẫy và vắng khách nhưng thức ăn thật ngon rượu thật tuyệt và sau cùng là nhờ có rượu chúng tôi cảm thấy vui vẻ catherine không cần thế nàng rất hạnh phúc ferguson đã gần vui lại còn tôi tôi cảm thấy rất phấn chấn sau bữa ăn Ferguson trở về khách sạn của nàng. Nàng bảo rằng nàng phải nằm nghỉ một tí sau bữa ăn. Đến chiều thì có người đến gõ cửa phòng chúng tôi. Ai đây? Bá tước Grafy muốn hỏi xem ông có thể đến chơi bia với ông ấy được không? Tôi nhìn chiếc đồng hồ tôi đã cởi ra và để dưới gối. Anh phải đi à, anh yêu? Karin thì thầm. Anh nghĩ anh cũng nên đi một tí. Đồng hồ chỉ 4 giờ 15. Tôi nói vọng ra cửa. Anh nói dùm với bá tước là tôi sẽ đến phòng Bia lúc 5 giờ. Đến 5 giờ kém 15, tôi hôn Catherine và đi thay quần áo ở phòng tắm. Khi đứng thắt gravat trước gương, tôi thấy buồn cười với bộ thường phục. Tôi phải mua thêm vài chiếc sơ mi và mấy đôi vớ khác nữa. Anh có đi lâu lắm không? Catherine hỏi. Nàng thật đáng yêu vô cùng khi nằm trên giường. Anh đưa hộ em cái bàn chạy tóc. Tôi ngắm nàng chạy tóc đầu hơi nghiêng để cho cả suối tóc chảy vào một bên bên ngoài trời đã tối ánh sáng ở đầu giường chiếu ngời lên tóc mái tóc trên cổ và đôi vai của nàng tôi tiến lại gần và ôm hôn nàng và tôi nắm lấy bàn tay nàng đang cầm chiếc bàn chải và nàng ngả đầu trên chiếc gối tôi hôn lên cổ lên vai nàng tôi ngây ngất trong hương tình bên cạnh nàng anh không còn thích đi nữa em không muốn anh đi tí nào cả Thôi thì anh không đi vậy. Có, đi đi, chỉ một lát thôi. Dù anh trở về ngay nhé. Chúng ta sẽ ăn tại đây. Anh đi đi và về gấp anh nhé. Tôi gặp bá tước Refi ở phòng Bia. Ông đoàn tập. Người mảnh mai dưới ánh sáng trần gặp trên thảm. Trên một bàn khuất trong bóng tối, một chút có một cái xô bằng bạc đựng nước đá. Cổ và nút của trái rượu sâm panh nhô lên trên đá. Khi tôi lại gần bàn Bia, Bà De đứng thẳng lên và tiến lại phía tôi. Ông bắt tay tôi và nói, Thật là hân hạnh cho tôi được gặp anh tại đây. Anh đến chơi với tôi thật quý hóa quá. Chính ông thật đáng mến khi mời tôi đến. Anh hoàn toàn bình phục rồi phải không? Tôi nghe người ta bảo rằng anh bị thương ở Isonzo. Tôi mong rằng anh đã hồi phục. Tôi rất khỏe, còn ông? Ồ, oh, tôi ấy à Tôi luôn luôn khỏe mạnh. Nhưng uh, tuổi tôi đã về chiều rồi tôi bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu của tuổi già tôi không tin thế thật mà anh cần một ví dụ không đối với tôi giờ đây nói tiếng ý dễ dàng hơn tôi phản ứng lại nhưng khi mệt mỏi tôi thấy nói tiếng ý dễ dàng hơn điều đó chứng tỏ là tôi đã già chúng ta có thể nói tiếng ý chính tôi cũng thấy hơi mệt một tí ồ oh, anh thì phải khác khi anh mệt anh phải nói tiếng anh dễ dàng hơn chứ tiếng mỹ cơ phải tiếng mỹ xin mời hãy nói tiếng mỹ vậy đó là một ngôn ngữ thật thú vị tôi gần như không được gặp một người mỹ nào cả chắc là anh thấy thiếu lắm người ta luôn thấy nhớ những người đồng hương của mình nhất là phụ nữ đồng hương tôi có kinh nghiệm điều đó mà chúng ta chơi hay là anh đã mệt rồi tôi có mệt đâu tôi nói đùa vậy mà ông chấp chức tôi bao nhiêu điểm đây anh đã chơi nhiều rồi chứ chưa ạ anh đánh khá lắm mà mười phần trên một trăm nhé ông đùa tôi đấy à mười lăm nhé tốt lắm nhưng ông sẽ hạ tôi ngay thôi mà chúng ta đánh ăn cá nhé hồi đó anh luôn thích chơi ăn cá lắm mà tôi thế tưởng có như thế mới thú rất tốt tôi chấp anh mười tám điểm đấy và chúng ta đánh ăn một quan một điểm ông có lối chơi thật tuyệt và với số chấp tôi đã có tới năm mươi tôi chỉ còn dư được bốn điểm mà thôi Rê Phi bấm nút chuông trên tường gọi chủ quán. "Làm ơn mở chai rượu." Đoàn ông quay sang nói với tôi, "Chúng ta nên dùng tí rượu cho hăng lên, vang rất cay, nặng và ngon. Chúng ta dùng tiếng ý nhé, có gì làm phiền ông lắm không? Đó là nhược điểm của tôi lúc này đấy." Chúng tôi tiếp tục chơi bia và vừa đánh vừa nhấm nháp rượu. Chúng tôi nói tiếng ý nhưng vì trò chơi quá hấp dẫn cho nên chúng tôi nói rất ít. Bà Tức đã được 100 điểm, còn tôi, mặc dù đã được chấp trước mới chỉ được 94 thôi. Ông mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai tôi. Bây giờ chúng ta uống thêm chai nữa và anh kể cho tôi nghe tình hình chính sự. Ông đợi tôi ngồi vào chỗ rồi mới ngồi xuống. Nói mọi chuyện đều được, trừ chuyện ấy. Anh không muốn nói chuyện ấy à? Thôi được, tùy anh. Anh đọc gì rồi? Không đọc gì cả. Tôi e rằng ít chuyện hay. Ồ, nhưng mà anh phải đọc đi. Người ta viết gì trong thời chiến nhỉ? Có quyền lơ phu của tác giả người Pháp tên là uh, Babouche và quyền uh, Mr. Bridling C. Không, hắn không thấy gì cả. Gì chứ? Hắn không thấy gì cả. Ở bệnh viện có những cuốn đó. Thế thì anh đã đọc quyền ấy rồi chứ? Vâng, nhưng không có gì hay ho cả. Tôi nhận thấy ông Bridling là một nghiên cứu Ký tâm hồn dưới trung lưu anh. Tôi không biết tí gì về tâm hồn cả. Tội nghiệp cậu bé thì thôi, nhưng không ai am tưởng được về tinh thần cả. Anh có tin đạo không? Ban đêm, Bá Đức Refuse mỉm cười và ông ta xoay cái ly giữa mấy ngón tay. Tôi tưởng rằng tôi trở nên ngoan đạo hơn trong những lúc càng luống tuổi. Nhưng không, tôi không thay đổi gì cả. Thật đáng tiếc. Ông có tha thiết muốn được sống sau khi chết không? Tôi hỏi và kịp nhận thấy mình đã dại dột khi đề cập đến cái chết trong lúc này. Nhưng tiếng đó không làm ông kinh hái. Điều đó còn tùy thuộc theo cuộc sống. Cuộc sống hiện tại lúc này rất tốt đẹp. À, nên tôi tha thiết muốn trường sinh. Ông ta mỉm cười. Và tôi gần như đạt được đến đó. Chúng tôi ngồi trong những chiếc ghế bành rộng bọc ra. Triệu xâm quanh đựng trong xô nước đá và ly đặt trên bàn giữa chúng tôi. Nếu bao giờ anh sống đến bằng buổi tuổi tôi, anh sẽ thấy có nhiều chuyện lạ lắm. Trông ông không có vẻ gì là già cả. Chỉ già về thể xác thôi. Đôi khi tôi sợ tôi sẽ bẻ gãy ngón tay như người ta bẻ một cục phấn. Nhưng trí óc tôi thì không già hơn mà cũng không khôn ngoan hơn. Hổ tôi đoán chắc ông là một nhà hiền triết. Không. Quan niệm rằng những người già cả là hiền triết là một điều lầm lẫn lớn. Không phải quàng luống tuổi họ càng hiền triết mà là họ thận trọng có lẽ trong đó chứa đựng sự hiền triết đó là sự hiền triết không có gì hấp dẫn cả anh quý những gì nhất trên đời này người mà tôi hằng yêu mến đối với tôi cũng thế đó không phải là hiền triết anh quý trọng cuộc đời lắm à vâng tôi cũng thế bởi vì đó là tất cả những gì mà tôi có được và để có thể tổ chức những cuộc sinh nhật của tôi ông ta cười to lên có lẽ anh là người khôn ngoan hơn tôi vì anh không tiến hành những buổi lễ sinh nhật của anh mỗi người chúng tôi uống một chút rượu ông nghĩ thật về chiến tranh như thế nào tôi hỏi tôi nghĩ thật là ngu xuẩn ai sẽ giành được thắng lợi nước ý tại sao vì ý là một quốc gia trẻ nhất có phải các nước trẻ bao giờ cũng thắng trận chăng các nước đó có khả năng thắng trận trong một thời hạn nào đó rồi sau đó sẽ ra sao? Họ trở thành những nước giả cỗi. Vậy mà ông đã nói ông không phải là một nhà hiền triết. Cậu bé thân mến, đó không phải là hiền triết mà là điều thông tục. Đối với tôi, tôi cho điều đó rất có vẻ hiền triết. Không hẳn thế, tôi có thể kể cho anh nghe một vài ví dụ trái ngược lại. Nhưng mà nó không đến nỗi tệ lắm. Ta đã uống cạn phần rượu sâm banh chưa? Gần hết rồi. Chúng ta uống nữa chứ, tôi còn phải thay đổi y phục giờ thì có lẽ ta nên ngưng là vừa anh không thích uống nữa thật à vâng cảm ơn ông ta đứng lên chúc anh gặp nhiều may mắn nhiều hạnh phúc và sức khỏe thật dồi dào cảm ơn ông còn tôi tôi cầu chúc ông sống lâu muôn tuổi cảm ơn điều đó tôi đã có rồi và nếu bao giờ anh trở nên ngoan đạo thì hãy cầu nguyện cho tôi nếu tôi chết tôi đã yêu cầu điều đó với các bạn tôi tôi hy vọng mình sẽ trở nên ngoan đạo điều đó không hề xảy ra tôi tưởng tìm thấy ở ông một nụ cười héo hắt nhưng không chắc chắn vì ông già quá nên gương mặt nhăn nheo vì thế một nụ cười thường biến đổi nhiều nếp nhăn và tất cả nét mặt không lộ ra có lẽ tôi sẽ trở nên ngoan đạo trong bất cứ trường hợp nào tôi cũng sẽ cầu nguyện cho ông tôi luôn luôn mong rằng tôi sẽ trở nên ngoan đạo tất cả gia quyến tôi đều chết rất ngoan đạo nhưng vì một lý do nào đó tôi lại không thế được. Điều đó quá sớm chăng? Có lẽ quá muộn. Có thể tôi đã vượt qua cái tuổi của lòng mộ đạo rồi. Lòng mộ đạo của tôi chỉ đến trong lúc ban đêm. Vậy thì anh đang yêu rồi. Đừng quên rằng điều đó cũng là một cảm giác tín ngưỡng đấy. Ông tin tưởng như vậy à? Dĩ nhiên. Ông đi về phía trước bàn và nói. Anh đến chơi với tôi, thật là quý hóa quá. Tôi rất vui mừng được đến đây. Chúng ta cùng đi thôi. Chương 36 Đêm hôm ấy có bão, và tôi thức dậy khi nghe tiếng mưa đập vào cửa kính. Mưa từ cửa sổ hé mở tạt vào. Có người gõ cửa. Tôi bước ra mở cửa nhẹ nhẹ để khỏi đánh thức Catherine. Đó là anh chủ quán. Anh ta mặc áo choàng và cầm chiếc mũ trên tay. Thưa Trung úy, tôi có chuyện muốn nói với Trung úy một chút được không? Chuyện gì thế? Chuyện này quan trọng lắm. Tôi nhìn quanh phòng. Gian phòng tối om. Tôi thấy nước trên sàn nhà, trước cửa sổ. Mời anh vào. Tôi nắm tay anh ta kéo vào buồng tắm. Tôi khóa cửa lại và bật đèn lên. Tôi ngồi trên thành bồn tắm. Có chuyện gì thế, Emilio? Anh gặp chuyện gì nguy hiểm mà? Không phải tôi, mà chính là Trung úy Tôi à? Họ sẽ đến bắt Trung úy sáng nay. Thật sao? Tôi đến báo cho Trung úy. Tôi đi ra ngoài phố và nghe họ nói chuyện trong quán cà phê. Anh ta đứng đó với chiếc áo choàng ướt đẫm. Anh cầm chiếc mũ ướt trong tay và yên lặng không nói gì cả. Tại sao họ lại bắt tôi? Vì lý do gì đấy có liên quan đến chuyện chiến tranh. Anh có biết vì sao không? Không, nhưng tôi biết rằng họ biết ông ở đây. Mặc thường phục mà trước kia ông mặc quân phục sau cuộc rút lui này, họ sẽ bắt tất cả mọi người. Tôi suy nghĩ đi một lúc rồi nói. Đến mấy giờ họ sẽ đến bắt tôi? Buổi sáng tôi không biết mấy giờ. Anh khuyên tôi phải làm gì bây giờ? Anh để mũ lên bồn rửa mặt. Chiếc mũ ướt nhũn và nhỏ nước trên sàn nhà. Nếu ông hợp pháp thì bắt bớ cũng không sao. Nhưng nếu bị bắt và nhất là bị bắt vào lúc này thì thật là không hay chút nào. Tôi không muốn để bị bắt. Thế thì hãy qua Thụy Sĩ, Bằng cách nào? Dùng thuyền của tôi. Nhưng trời đang có rông. Rông đã qua, hồ động nhưng vẫn có thể đi được. Bao giờ phải đi? Ngay bây giờ, có thể sáng mai họ sẽ đến bắt ông sớm. Thế còn hành lý của chúng tôi? Sửa soạn nhanh lên, bảo bà mặc quần áo vào, tôi lo hành lý cho. Tôi sẽ tìm anh ở đâu? Tôi sẽ đợi ở đây, tôi không muốn ai trông thấy tôi ở hành lang cả. Tôi đẩy cửa bước ra rồi khép lại và đi qua phòng ngủ. Catherine đã thức giấc. Gì thế anh yêu? Đừng ngạc nhiên, kết ạ. À. Tôi đáp, em nghĩ sao nếu phải mặc quần áo ngay và đi Thụy Sĩ? Anh nghĩ sao? Anh nghĩ à, anh thích đi ngủ trở lại hơn. Có chuyện gì vậy? Anh chủ quán đến báo sáng mai họ đã đến bắt anh. Anh chủ quán có điên không? Không. Thế thì em xin anh, anh yêu. Hãy mặc quần áo nhanh lên để chúng ta có thể đi ngay. Catherine ngồi ở cạnh giường, trông nàng hãy còn ngái ngủ. Thế anh chủ quán vẫn còn ở trong buồng tắm à? Còn. Vậy thì em không tắm, anh hãy qua mặt chỗ khác một lát, em sẽ sẵn sàng ngay. Tôi trông thấy phần lưng trắng nõn của nàng. Lúc nàng cởi bỏ áo ngủ, nhưng rồi tôi nhìn đi chỗ khác như nàng muốn. Người nàng bắt đầu ộ ệ và nàng không muốn tôi thấy nàng như thế. Tôi mặc quần áo trong tiếng mưa đập vào cửa sổ. Tôi chẳng có gì nhiều để cho vào vali cả. Trong vali anh hãy còn nhiều chỗ trống. Em có muốn cho gì vào đó không? Em đã xếp sẵn xong rồi. Này anh, Em hỏi hơi ngứa ngẩn một tí nhé. Tại sao anh chủ quán lại phải trong buồng tắm vậy? Shhh. Anh ta chờ để mang hành lý của mình xuống. Anh ấy tử tế quá. Anh ta là một bạn cũ của anh, tôi nói. Anh phải gửi thuốc lá cho anh ta một ngày gần đây mới được. Qua khung cửa sổ mở rộng, tôi nhìn vào bóng đêm dày đặc. Tôi không thấy hồ đâu cả. Chỉ thấy bóng đêm và mưa, nhưng gió thì đã thấy dịu đi. Em xong rồi anh yêu, Catherine nói. Tốt lắm tôi liền đi về phía cửa buồng tắm. Hành lý của chúng tôi đây này, Emilio. Anh chủ quán xách hai chiếc vali. Anh tốt quá đã giúp chúng tôi. Catherine nói, thưa bà, chả có gì cả. Anh ta đáp, tôi rất vui lòng được giúp đỡ ông bà, thì mức độ mà tôi không muốn bị phiền phức. Quay sang tôi, anh nói, này, tôi sẽ đưa những thứ này theo ngả cầu thang phụ, rồi mang xuống thuyền luôn. Anh chỉ có việc đi ra ngoài như đi dạo mát vậy. Thật là một đêm đẹp để đi dạo, Catherine nói. Chúng tôi theo hành lang xuống cầu thang có trải thảm dày. Đến chân cầu thang gần cửa, người tường trực ngồi sau bàn viết tỏ ra ngạc nhiên thấy chúng tôi. Ông đi ra ngoài à? Hắn hỏi. Vâng, chúng tôi muốn xem dung bão trên hồ. Thế ông không có áo mưa à? Không. Tôi đáp, chiếc áo tràng này không thấm nước. Hắn nhìn chiếc áo tỏ vẻ nghi ngờ. Để tôi đi kiếm cho ông chiếc áo mưa. Nói xong hắn đi ra và trở lại với một chiếc áo mưa lớn. Thưa ông, áo hơi to một tí, hắn nói tôi biếu hắn mười đồng lia ồ ông tốt bụng quá cảm ơn ông lắm hắn mở cửa và chúng tôi đi ra dưới trời mưa hắn nhìn catherine mỉm cười và nàng cũng cười đáp lại ông bà đừng ở ngoài mưa lâu ông khéo lại ướt hết hắn chỉ là người thường trực phụ nên nói tiếng anh không thạo chúng tôi sẽ trở lại tôi đáp hai chúng tôi che cây rủ to tướng đi qua những con đường mòn qua những khu vườn tối tăm ẩm ướt rồi đến đường cái nối tiếp con đường, chắn lưới mát cáo dọc theo hồ. Gió đang thổi vào bờ. Đó là gió tháng mười lạnh và ẩm ướt. Tôi biết lúc này tuyết đang rơi ở miền núi. Chúng tôi đi theo những con thuyền xích ở dưới bến, rồi đến chỗ chiếc thuyền của anh chủ quán. Anh từ sau đặng cây bước ra. Hành lý đã để trong thuyền cả rồi, anh nói. Tôi muốn trả anh tiền chiếc thuyền này. Tôi nói, ông có bao nhiêu tiền? Ông nhiều lắm, Thế ông gửi tiền sau cho tôi cũng được, như vậy tốt hơn. Bao nhiêu? Bao nhiêu cũng được. Anh cho biết là bao nhiêu đi. Nếu ông thoát khỏi xin ông gửi cho tôi 500 quan, số đó có là bao nếu ông thoát nạn, cũng được. Anh ta trao cho tôi một gói và bảo, đây là bánh sandwich, ở quán chỉ có vậy, ông bà có tất cả trong này, đây là một chai rượu mạnh và một chai rượu vang. Tôi cho các thứ vào bao. Tối thiểu hãy để tôi trả tiền các thứ này cho anh. Vâng, xin ông năm chục lia. Tôi trao tiền cho anh ta. Rượu mạnh này ngon lắm. Ông có thể cho bà dùng được như thế lúc đi thuyền bà sẽ thấy khỏe hơn. Anh ta giữ lấy chiếc thuyền. Nó nhồi lên nhồi xuống dọc theo bức tường. Tôi đỡ Catherine bước xuống. Nàng ngồi phía sau, cuộn người trong chiếc áo choàng. Ông biết đường không? Có, đi ngược lên hồ. Ông biết đến đâu không? Đến Luno. Qua khỏi Luno, Canaro, Canobio Chansano Khi tới Brisago là ông đã đặt chân lên đất Thụy Sĩ rồi đấy Rồi ông còn phải đi qua đặng núi Tamara Mấy giờ rồi? Catherine hỏi Chỉ mới 10 giờ, tôi bảo Nếu ông chèo không nghỉ thì ông sẽ đến nơi vào lúc 7 giờ sáng Xa thế cơ à? Độ 35 cây số Làm thế nào để đi bây giờ? Mưa như thế này chúng tôi cần phải có địa bàn Không cần Ông cứ trèo đến Isola Bella rồi qua đến phía bên kia Isola Madre thì cứ nương theo chiều gió. Gió sẽ đưa ông đến Palanza. Ở đó ông sẽ thấy ánh đèn, rồi cứ việc bơi dọc theo bờ. Có thể gió sẽ đổi chiều. Ông đâu? Gió này sẽ kéo dài ba ngày. Gió từ Mataron đổi thẳng xuống. Ông có một cái xô, dây dùng để tát nước. Bây giờ để cho tôi trả anh chút đỉnh tiền chiếc thuyền này nhé. Ôi, tôi thích mạo hiểm. Nếu thoát thì ông trả cho tôi bao nhiêu cũng được thế cũng được. Chẳng có lý nào ông bị đắm thuyền đâu. Thế thì tốt lắm. Luôn luôn trèo với gió đằng sau nhá. Được rồi. Tôi bước xuống thuyền. Ông có để tiền trả lại cho khách sạn không? Có, tôi để trong phong bì ở phòng ấy. Thế thì được rồi. Thôi, chúc Trung Ý được may mắn. Chúc anh may mắn. Chúng tôi cảm ơn anh lắm lắm. Nếu ông bị đắm, chắc ông chẳng cảm ơn tôi đâu. Catherine hỏi tôi. Anh ta nói gì thế? Anh ta chúc mình gặp may mắn. Cảm ơn anh lắm, chúc anh may mắn. Sẵn sàng chưa? Rồi. Anh ta khom người xuống và đẩy chúng tôi ra khơi. Tôi nhúng hai mái chèo xuống nước và đưa tay lên vẫy. Anh ta vẫy đáp lại. Tôi thấy ánh đèn ở khách sạn chiếu sáng. Tôi bơi thuyền ra xa thẳng tắp cho đến khi không còn thấy ánh đèn nữa. Sóng lớn nhưng chúng tôi có gió đằng sau. Chương 37 tôi bơi thuyền trong đêm tối gió thổi tạt vào mặt mưa đang ngừng chỉ thỉnh thoảng có những hạt nhỏ rơi xuống thôi và thỉnh thoảng mới đổ ào xuống một luồng trời tối đen gió thổi mạnh tôi nhìn ra Catherine ngồi ở sau lái nhưng không thể nhìn thấy chỗ nước mà mái chèo nhúng xuống mái chèo rất dài mà không có mảnh da để giữ cho nó khỏi trượt ra ngoài tôi uh, kéo lui cây dầm đoạn nâng lên rồi ấn cây dầm xuống về phía trước tôi lại kéo lui và cứ thế mà cố bơi. Tôi biết tay tôi đã sưng lên và tôi cố trì hoãn giây phút ấy lâu chừng nào hay chừng ấy. Chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi xuôi theo dòng nước đen ngọt. Tôi không trông thấy gì cả và mong rằng chúng tôi đến sớm được vùng bên kia của Palanza. Chúng tôi chưa bao giờ thấy Palanza. Gió đang thổi ngang hồ. Chúng tôi đi qua Palanza. Vùng này ẩn khuất trong màn đêm nên không thấy ánh đèn đâu cả. Nhưng rồi sau đó, chúng tôi cũng nhìn thấy vài ngọn đèn xa xa phía trên hồ và sát bờ hồ. Chỗ đó là Intra. Nhưng rất lâu, chúng tôi lại không thấy một ánh đèn nào cả và bờ bến ở đâu. Chúng tôi bị sóng càn và kiên nhẫn tiến trong bóng đêm. Thỉnh thoảng một con sóng nâng thuyền lên làm chiếc rầm hụt khỏi mặt nước. Hồ bị động, nhưng điều đó không cản được tôi trèo. Bất thình lình, chúng tôi thấy mình ở giáp bờ, bên cạnh một khối đá dựng đứng sóng vỗ vào đá, bắn nước tung lên rồi rơi xuống. Một tay tôi bơi mạnh, còn dầm tay trái thì cả nước về phía sau. Chúng tôi lại bơi ra giữa hồ. Hốc đá xa dần tầm mắt, và chúng tôi tiếp tục bơi ngược lên phía trên hồ. Tôi bảo Catherine, chúng ta đang ở giữa hồ. Thế mình không thấy Palaza à? Mình bị lạc mất rồi. Anh yêu, anh thấy trong người thế nào? Anh vẫn khỏe ạ. Để em trèo cho một lát. Không, anh vẫn khỏe mà. Tội nghiệp cho chị Ferguson. Sáng nay chị ấy sẽ đến khách sạn mà mới hai chúng mình đi rồi. Anh bận tâm hơn đến người địa phận Thụy Sĩ trước lúc mặt trời mọc và để bọn lính đoán có thể trông thấy chúng ta. Còn xa lắm không? Còn khoảng 30 cây số nữa. Tôi bơi suốt đêm. Cuối cùng hai tay tôi rát rời, khiến tôi khó lòng có thể giữ vững tay chèo. Nhiều lần chúng tôi gần va vào bờ. Tôi giữ cho tuyển đi nương sát theo bờ, vì sợ bị lạc hướng và mất thì giờ. Đôi khi chúng tôi ở sát bờ đến nỗi, có thể nhận ra hàng cây cùng con đường lớn chạy dài theo bờ hồ, với phía sau là những ngọn núi. Mưa đã tạnh, gió thổi tan mây và mặt trăng hiện ra. Nhìn lại phía sau tôi có thể trông thấy Castanola hiện ra như một điểm dài tối sấm. Mặt hồ với những lượn sóng trắng và xa hơn là vầng trăng lơ lửng trên đặng núi cao đầy tuyết phủ rồi mây lại che khuất vầng trăng, khiến không còn nhìn thấy núi, hồ đâu nữa. Nhưng dù sao cũng sáng hơn lúc nãy, và chúng tôi có thể nhận ra đâu là bờ. Tôi nhận ra bờ rõ ràng, và cho thuyền đi ra xa một chút, phòng khi có lính đoan ở dọc theo đường Palanza, chúng cũng không thấy thuyền chúng tôi được. Khi vầng trăng lại hiện ra, chúng tôi có thể trông thấy những tòa biệt thự trắng trên bờ hồ, nằm trên sườn núi, Cùng với con đường trắng xóa ẩn hiện giữa hàng cây, tôi vẫn tiếp tục chèo. Mặt hồ rộng ra. Bên kia hồ, dưới chân rặng núi, đây đó có một vài ánh đèn. Có lẽ đó là Luino. Tôi thấy có một lỗ hồng giống hình tam giác giữa hai ngọn núi bên kia bờ hồ. Vì tôi nghĩ đó là thành phố Luino. Nếu quả vậy thì chúng tôi đã đi đúng hướng. Tôi kéo mái trèo về và ngả lưng xuống chỗ ngồi tôi mệt vô cùng hai cánh tay vai và lưng tôi mỏi như dần còn hai bàn tay thì sưng lên em có thể mở dù được catherine nói có gió này thì có thể giương dù lên thay cánh buồm vậy em giữ lái được không có lẽ được em cầm lấy chiếc dầm này giữ dầm giữ cánh tay và ép sát vào mạn thuyền để làm lái còn anh thì cầm dù tôi bước ra sau chỗ lái và chỉ cho nàng cách cầm lái Tôi cầm lấy chiếc dù to tướng của người thường trực đã đưa cho tôi rồi dương dù lên. Dù bung ra, tôi nắm hai bên vành chiếc dù, rồi ngồi cưới đè lên cát. Hai tay dù móc vào ghế. Chiếc thuyền lướt tới. Tôi cố giữ thật chặt hai bên vành dù. Gió đẩy mạnh và chiếc thuyền trôi rất nhanh. Thuyền lướt kỳ diệu, Catherine nói. Tôi không thấy gì ngoài gọng dù. Dù căng thẳng và bị giật mạnh. Tôi thấy hình như chúng tôi cũng bị kéo đi. Tôi đạp chân và đè người xuống sát cán dù. Bất thình lình, cái dù lộn ngược lại và một kèo dù đập vào chán tôi. Tôi cố sức chụp lấy chóp dù đang oằn xuống vì gió. Cây dù mới đây là một cánh buồm bọc đầy gió, bây giờ đã rách bươm. Tôi tháo móc dù ra, để dù xuống mũi thuyền và bước ra sau cầm lái trèo thay cho Catherine. Nàng cười như nắc nẻ, cầm lấy tay tôi nàng vẫn còn cười. Gì thế? Tôi vừa hỏi vừa đỡ lấy cây rầm. Khi anh cầm cây dù như thế, trông buồn cười quá đi mất. Vậy hả? Này, anh đừng giận nhé. Trông buồn cười quá đi. Anh trông giống như người có bề ngang độ sáu tước và bấu chặt vào vành dù trông có vẻ chiều mến lắm. Catherine đùa với tôi như thế. Để anh trèo. Nghỉ một lát và uống tí gì đi đã, anh yêu ạ. À. Thật là một đêm tuyệt diệu và chúng ta đã đi đúng. Anh phải giữ cho chiếc thuyền không bị nhồi sóng. Vậy để em rót rượu cho anh nhé. Anh nên nghỉ một tí đi anh yêu. Hai mái dầm tôi dơ lên tạo thành buồm. Catherine mở vali và nàng trao cho tôi một chai rượu mạnh. Tôi dùng con dao bỏ túi mở chai rượu và tu một hơi dài. Thật là dịu và nóng. Tôi cảm thấy ấm áp và vui hẳn lên. Điệu ngon thật, tôi nói với Catherine. Trăng lại bị che khuất, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra bờ hồ Em có thấy khá ấm lên trong người không ạ? À? Em khỏe lắm nhưng chỉ hơi bị cóng một tí thôi. Tát nước trong này ra thì em có thể đặt chân xuống. Tôi lại bơi tiếp và lắng nghe tiếng mái chèo khuôn nước. Tiếng lon tát nước dưới chỗ ngồi phía sau lái. Em đưa cho anh cái xô tát nước. Anh muốn uống nước. Thôi, bẩn lắm. Không sao, anh sẽ rửa sạch đi. Thôi tôi nghe Catherine rửa xô tát nước. Rồi nàng trao cho tôi một xô đầy nước uống rượu mạnh xong tôi khát nước vô cùng nước lạnh buốt làm tôi ê cả răng tôi nhìn vào bờ chúng tôi đang tiến dần đến vùng đất đã thấy khi nãy trên vịnh trước mặt đã thấy thấp thoáng ánh đèn cảm ơn em tôi trả lại chiếc xô cho nàng sẵn sàng phục vụ anh nếu anh muốn thêm nữa cũng được em muốn ăn gì không không lát nữa em mới đói phải để dành lương thực đến lúc ấy chứ thế cũng được cái điểm sáng khi nãy là một vùng đất dài và cao tôi bơi thuyền rất xa bờ để vượt qua dải đất đó bây giờ mặt hồ hẹp lại chăng lại hiện ra nếu có bọn lính tuần thì chắc hẳn chúng sẽ nhìn thấy rõ chiếc thuyền của chúng tôi trên mặt nước em thấy trong người thế nào hả két em thấy khỏe lắm mình đang ở đâu hả anh có lẽ chúng ta chỉ còn độ hơn tám dặm nữa thôi thế cũng còn phải trèo lâu tội nghiệp anh yêu liệu anh có kiệt sức không không sao đâu anh vẫn khỏe thì có hai bàn tay là hơi đau tí thôi. Chúng tôi tiếp tục trèo. Ở bên ngoài cho hai ngọn núi giao nhau, đất phẳng phiêu đến tận bờ biển thấp. Tôi nghĩ đó có thể là vùng Canobio. Tôi chú ý dừng lại giữa hồ, vì đây là lúc có thể dễ gặp lính biên phòng nhất. Ở trước mặt, phía bờ bên kia là một đặng núi cao đỉnh tròn. Tôi mệt quá. Tuy chẳng còn bơi bao xa nữa, nhưng khi đã kiệt sức rồi thì lại thấy quá xa tôi biết nếu muốn đến thủy phận của thụy sĩ thì phải đi qua đặng núi này và phải đi ít nhất năm dặm nữa ngược lên hồ lúc này thì trăng đã lặn mây phủ kín bầu trời và bóng đêm dày đặc tôi ở cách bờ rất xa vừa bơi vừa nghỉ và giữ đôi mái chèo khiến gió đập mạnh ở phía dưới đưa em chèo một lát catherine nói anh nghĩ đó không phải là việc của em anh lập luận sai rồi như thế tốt chứ có sao đâu em sẽ không bị trệ người anh cho là em nên tránh thì tốt hơn két ạ. À. Anh vô lý quá, bơi thuyền nhịp nhàng vừa phải thì có ích cho phụ nữ đang mang thai chứ có gì đâu. Thật à? Thế thì em chèo một chút, đánh xuống đó rồi em lên đây nhé. Em bám chặt vào mạn thuyền mà đi lên đây nhé. Tôi ngồi phía sau lái dựng cổ áo lên và ngắm Catherine chèo thuyền. Nàng chèo rất giỏi nhưng chiếc rầm quá dài làm nàng lúng túng. Tôi mở bao lấy hai chiếc bánh sandwich ăn và uống một ngụm rượu mạnh. Chẳng bao lâu tôi thấy mọi thứ đỡ u ám và tôi lại uống thêm một hơi nữa. Khi nào em mệt thì bảo anh nhé." Một lát sau tôi lại bảo, "Này, em có kéo cái cây rậm đập vào bụng em đấy nhé. Nếu thế thì đời mình sẽ dễ tính hơn chứ sao?" Catherine nói. "Tôi uống thêm một hơi rượu nữa, em thấy thế nào?" "Được mà. Khi nào em muốn nghỉ thì bảo anh nhé." "Vâng." Tôi lại tu thêm một hơi nữa rồi tôi bám mạn thuyền lần đến chỗ catherine thôi đang tốt mà em nên trở lại phía sau lái mà ngồi anh nghỉ cũng khá lâu rồi nhờ chất rượu tôi bơi một lúc dễ dàng không nghỉ rồi tôi lại bắt đầu mỏi mệt và ói ra cả mật xanh vì vừa uống rượu xong lại gắng quá sức cho anh ngụm nước đi em tôi nói dễ thôi catherine đáp trước lúc rạng đông mưa phùn bắt đầu rơi gió đã dịu hoặc vì chúng tôi được mấy ngọn núi bao quanh hồ che cản gió khi biết trời sắp sáng tôi vội vã cố bơi tôi không biết chúng tôi đang ở đâu và tôi muốn đi vào địa phận thụy sĩ khi trời bắt đầu sáng chúng tôi đã gần đến bờ tôi nhận ra những tảng đá và cây cối gì thế nhỉ catherine hỏi tôi dừng tay trèo và lắng nghe có tiếng thuyền máy nổ trên hồ tôi cập thuyền vào bờ và im lặng tiếng máy gần hơn và chúng tôi thấy qua màn mưa một chiếc thuyền máy ngay sau thuyền chúng tôi trên thuyền có bốn người lính tuần tiếu với chiếc mũ sụp sâu cổ áo kéo cao lên và súng lủng lẳng ngang lưng Chúng họ còn có vẻ ngái ngủ vì trời quá sớm tôi nhận thấy màu vàng của áo họ chiếc thuyền máy vượt chúng tôi rồi khuất dần sau màn mưa tôi bơi thuyền ra giữa hồ nếu chúng tôi đến gần được biên giới như thế thì tôi lại càng không muốn bị lính tuần tiễu kêu hỏi. Tôi giữ một khoảng cách có thể nhìn thấy bờ và cứ thế mà bơi trong khoảng 45 phút dưới làn mưa. Một lần nữa, chúng tôi lại nghe thấy tiếng thuyền máy. Tôi dừng lại và chỉ đi tiếp khi tiếng máy trên hồ xa dần. Chắc mình đang ở trong địa phận của Thụy Sĩ két. ạ. À? Thật ư? Chúng ta chỉ có thể biết sau khi thấy lính Thụy Sĩ hoặc là Hải quân Thụy Sĩ hải quân thụy sĩ không phải chuyện đùa đâu chiếc thuyền máy mình nghe thấy lần thứ hai có lẽ là của hải quân đấy nếu đến thụy sĩ rồi thì hãy dùng điểm tâm đã. thì ở thụy sĩ người ta có món bơ mướt và bánh mì ngon đặc biệt trời đã sáng hẳn và sương mù đang nhẹ rơi gió vẫn thổi mạnh trên hồ chúng tôi có thể nhìn thấy những ngọn sóng sủi bọt trắng khuất dần phía trên hồ tôi chắc là chúng tôi hiện đang ở trong phần đất của thụy sĩ nhiều nhà cửa ẩn hiện sau rặng cây bên bờ hồ và xa hơn là một ngôi làng với những căn nhà bằng đá vài tòa biệt thự trên đồi và nhà thờ tôi đã cố nhìn lên đường ven bờ để xem có lính tuần không nhưng chẳng có ai cả nhìn theo con đường chạy sát ven hồ tôi nhìn thấy một anh lính từ trong quán rượu bước ra hắn mặc quân phục màu xám xanh và đội mũ sắt giống bọn đức người hắn trông khỏe mạnh và hai mép râu lún phún Hắn nhìn về phía chúng tôi. Vẫy tay cho hắn đi em. Tôi bảo Catherine. Nàng vẫy tay. Anh lính mỉm cười bối rối rồi cũng vẫy tay lại. Tôi bơi chậm chậm. Chúng tôi bơi qua trước làng. Chúng ta đã qua khỏi biên giới nhiều rồi. Tôi bảo. Phải thật chắc chắn anh ạ. Đừng để họ dẫn chúng ta về ý. Từ đây trở lại biên giới xa lắm. Theo anh, đây là thành phố Thuế Quan. Anh chắc đây là Brissago Liệu ở đây có người Ý không? ở các thành phố thuế quan luôn luôn có mặt người của cả hai nước ở vào thời chiến thì không như vậy anh tin là họ không để cho dân ý vượt qua biên giới đó là một thành phố nhỏ dáng dấp tráng lệ dọc theo cảng nhiều ngư thuyền đang trải lưới trên giá mưa tháng mười rơi nhẹ nhưng quang cảnh trông có vẻ vui và sạch sẽ dù rằng đang ở dưới cơn mưa anh có muốn lên đây dùng điểm tâm không đồng ý tôi bơi mạnh dầm bên trái và đưa thuyền vào sát bờ. Khi đến sát bên, tôi chống thẳng dầm và cho thuyền đậu dài theo bến. Tôi bỏ mái chèo vào khoang thuyền, rồi nhảy lên một tảng đá ướt. Tôi đang ở Thụy Sĩ rồi. Tôi buộc thuyền và đưa tay đỡ Catherine. Lên nhanh đi em Catherine, thật tuyệt vời. Thế còn các vali, cứ để dưới thuyền. Catherine lên bờ, chúng tôi đang cùng ở Thụy Sĩ. xứ sở đẹp tuyệt, nàng khen. Thế không thanh lịch sao? Chúng ta đi đi xứ sở không tuyệt à anh xúc động khi đặt chân lên mảnh đất này em bị cóng quá nên không cảm thấy rõ nhưng em có cảm giác đây là một địa điểm tráng lệ quá anh yêu anh có nhận thấy rằng anh đang ở đây ở thụy sĩ đã xa cái xứ sở bẩn thỉu ấy không có anh thấy thế anh thấy rõ ràng thế chính hôm nay lần đầu tiên hình như anh mới cảm thấy một đôi điều anh nhìn mấy ngôi nhà kia những ngôi nhà ấy không đẹp à kia có một chỗ ăn điểm tâm Cơn mưa cũng thú vị quá em nhỉ. Ở Ý đâu có bao giờ mưa như thế này. Ở đây đó là mưa vui. Và chúng ta đang ở Thụy Sĩ, anh yêu. Anh có nhận thấy thế không? Chúng tôi vào quán cà phê ngồi xuống cạnh một bàn gỗ rất sạch. Chúng tôi điên lên vì vui sướng, lòng cảm thấy lâng lâng. Một bà duyên dáng khoác áo tràng đến hỏi chúng tôi cần gì. Cho bánh mì tròn, mứt và cà phê, Catherine bảo. Rất tiếc, từ lúc chiến tranh, chúng tôi không có bánh mì tròn thế thì bánh mì thường cũng được tôi có thể làm bánh mì nướng phết bơ cho tôi thêm trứng rán ông muốn dùng mấy quả À, lấy bốn quả đi anh yêu bốn quả vậy bà ta đi khuất tôi hôn catherine và siết chặt tay nàng trong tay tôi chúng tôi nhìn nhau và nhìn khắp cả quán ăn anh yêu có nên thơ không anh phong cảnh ở đây thật là kỳ diệu có bánh mì tròn đặc biệt hay không em không cần catherine nói suốt đêm em đang nghĩ đến món đó nhưng bây giờ thì em không cần, hoàn toàn không cần. Anh đặt giả thuyết rằng tí nữa họ sẽ bắt chúng ta. Anh yêu đừng bận lòng đến việc ấy. Chúng ta cứ dùng điểm tâm đã. Ăn điểm tâm xong, việc ấy chẳng có gì quan trọng cả. Chúng ta là những kiểu dân Anh và Mỹ hợp pháp kia mà. À, mà em có giấy thông hành chứ. Dĩ nhiên, thôi đừng bàn đến việc ấy nữa. Hãy tận hưởng hạnh phúc đi đã. Anh không thể nào vui được. Một con mèo xám to, đuôi vảnh lên lại gần bàn ăn, và cọ mình vào chân tôi vừa gừ gừ khe khẽ. Tôi cúi xuống để vuốt về nó. Catherine nhìn tôi mỉm cười sung sướng. Cà phê kìa, nàng nói. Sau bữa điểm tâm thì họ bắt chúng tôi. Chúng tôi đi dạo trong thành phố một lát rồi mới xuống bến lấy hành lý. Có một người lính đang đứng cạnh chiếc thuyền. Thuyền này của ông phải không? Phải. Thế ông từ đâu đến? Từ phía trên hồ này. Thế thì xin mời ông đi theo tôi. Thế còn hành lý? Ông có thể mang theo. Tôi mang hành lý. Còn Catherine đi bên cạnh tôi. Người lính đi theo tôi đến sở thuế quan. Ở đây có một viên trung úy rất gầy và trông có vẻ rất nhà binh hỏi chúng tôi. Ông bà thuộc quốc tịch nào? Tôi người Mỹ, còn bà đây người Anh. Xin cho xem thông hành của ông bà. Tôi chỉnh giấy của tôi ra và Catherine tìm giấy tờ của nàng trong túi sách. Hắn xem xét giấy tờ một hồi lâu. Sao ông bà vào thị sĩ bằng thuyền như thế? vì tôi là một nhà thể thao tôi đáp bơi thuyền là môn tôi thích nhất tôi thường bơi thuyền khi nào tôi có dịp thế tại sao ông lại đến đây để dự thể thao mùa đông chúng tôi là những du khách và chúng tôi muốn chơi những môn thể thao mùa đông ở đây không có môn thể thao mùa đông tôi biết vậy tôi muốn đi đến nơi nào có tổ chức các môn thể thao mùa đông ở ý ông làm gì tôi đã theo học kiến trúc còn cô em họ tôi đây thì theo học về môn kinh mỹ thuật Thế thì tại sao ông lại đi? Vì chúng tôi muốn chơi thể thao mùa đông, và lại với cuộc chiến tranh này chúng tôi không thể nào tiếp tục theo kiến trúc nữa. Xin ông vui lòng ở đây, viên trung úy nói. Hắn quay vào, cầm theo giấy tờ của chúng tôi. Anh cử lắm anh yêu, cứ tiếp tưởng như thế. Anh thích chơi thể thao mùa đông. Còn em, em biết gì về mỹ thuật không? Em biết Ruben, Catherine đáp. To và béo, tôi thêm. Em biết Titian nữa. Tóc vàng hoe, Titian tóc hoe, Thế còn uh, Martin Gua? đừng hỏi em mấy câu khó, tuy nhiên em cũng biết về ông ấy rất dữ dội. Anh xem, em sẽ là một người vợ quý, em có thể bàn luận về mỹ thuật với mấy ông khách của anh mà. Kìa, hắn đã trở lại, tôi nói. Viên trung úy cao gầy đi qua sở thuế quan, tay cầm các giấy tờ thông hành của chúng tôi. Tôi phải đưa ông bà đến Locano, ông ta nói. Ông bà có thể đi xe ngựa, một người lính đi cùng với ông bà. Được rồi, thế còn chiếc thuyền, tôi hỏi. Chiếc thuyền sẽ bị tịch thu. Ông bà có gì trong vali? Hắn xem hai vali và tịch thu chai rượu mạnh. Ông có thích chúng ta cùng uống không? Tôi hỏi. Không, xin cảm ơn. Hắn ta đứng lên. Ông có bao nhiêu tiền? Hai ngàn rưỡi lia. Hắn rất ngạc nhiên. Thế còn cô em họ của ông có độ bao nhiêu? Catherine có khoảng hơn một ngàn hai trăm lia. Viên Trung úy tỏ vẻ hài lòng. Thái độ của hắn bớt hống hách. Nếu ông muốn uh, dự thể thao mùa đông thì hãy đến uh, Wenzhen. Wenzhen là địa điểm duy nhất. Cha tôi có một khách sạn ở Wenzhen. Khách sạn ấy mở cửa quanh năm. Thế thì còn gì bằng? Ông có thể cho tôi địa chỉ được không? Tôi sẽ viết cho ông lên danh thiếp. Hắn lễ phép trao cho tôi ra tấm danh thiếp. Lính sẽ đưa ông bà đến Locano. Hắn sẽ giữ các giấy tờ của ông. Tôi rất tiếc nhưng đó là điều cần thiết. Tôi hy vọng họ sẽ cấp cho ông giấy quá cảnh hay giấy nghỉ phép ở Locano. Hắn trao giấy tờ của chúng tôi cho người lính. Chúng tôi mang hành lý và đi vào thành phố để gọi một cỗ xe ngựa. Viên trung úy nói gì với tên lính bằng thổ ngữ Đức. Người lính đeo súng sau lưng và sách cái vali. Thật là một nước tế nhị, tôi nói với Catherine. Và rất thực tế nữa. Cảm ơn trung úy nhiều lắm, tôi nói với viên trung úy. Ông ta vẫy tay, chúng tôi đi theo người lính vào thành phố chúng tôi đi xe ngựa đến locarno người lính ngồi đằng trước với người đánh xe ở locarno mọi việc diễn ra tốt đẹp người ta hỏi chúng tôi nhưng họ rất lễ độ vì chúng tôi có giấy tờ và tiền bạc tôi không nghĩ là họ tin câu chuyện tôi bịa đặt và chính tôi cũng thấy chuyện đó ngớ ngẩn nhưng cũng gần giống như ở tòa án người ta không ngạc nhiên nếu các lời khai hợp lý miễn là chúng đúng kỹ thuật và người ta có thể dựa vào đó mà nói không cần giải thích gì cả chúng tôi có giấy thông hành và tiền tiêu xài phải chăng vì vậy họ cấp cho chúng tôi giấy quá cảnh tạm thời giấy có thể bị thu hồi vào bất cứ lúc nào ở tất cả các nơi chúng tôi đi chúng tôi phải trình cảnh sát nữa liệu chúng tôi có thể đi đến bất cứ nơi nào mà chúng tôi muốn không được nhưng đi đâu bây giờ em muốn đi đâu hả catherine em muốn đến montreux đó là một nơi rất dễ chịu một nhân viên nói tôi tin là ông bà sẽ thích nơi ấy ở à, Locano này cũng rất dễ chịu, một nhân viên khác nói. Tôi chắc rằng ông cũng sẽ rất thích Locano này chứ. Locano là một thành phố rất đẹp. Chúng tôi uh, tìm nơi có thể chơi thể thao mùa đông. Ở à, Montreux thì không có. Xin lỗi anh, nhân viên kia nói. Tôi tuyển Montreux đến đây. Người ta uh, chơi thể thao mùa đông trên đường montreux obelan ox Ông không thể nói nơi khác được. Tôi không nói nơi khác. Tôi chỉ nói rằng ở Montreux không có tổ chức thể thao mùa đông mà thôi. Tôi ngờ điều khẳng định đó. Nên tôi, tôi tin điều khẳng định đó. Tôi vẫn nói lời khẳng định đó. Chúng tôi cũng đã từng đi xe trượt tuyết trên đường phố Montreux, nhưng không phải một lần mà là nhiều lần. Đi xe trượt tuyết cũng là một môn thể thao mùa đông chứ gì nữa. Nhân viên thứ hai quay sang tôi. Theo ý ông, đi xe trượt tuyết có phải là một môn thể thao mùa đông không? Tôi xin cam đoan với ông rằng ông sẽ thấy vô cùng cần thiết ở lại Locarno này rồi ông sẽ thấy khí hậu ở đây rất lành mạnh và những vùng lân cận rất dễ chịu, rồi ông sẽ thấy thích thú. Ông đây đã tỏ ý ước cao đi mông trơ mà. Đi xe trượt tuyết là như thế nào? Tôi hỏi. Thấy chưa? Ông đây chưa bao giờ nghe nói đến xe trượt tuyết. Điều đó rất quan trọng đối với nhân viên thứ hai. Ông ta tỏ ra rất hài lòng. Xe trượt tuyết cũng giống như xe trượt thấp người thứ nhì nhất nói. Nhân viên kia lắc đầu. Hãy cho phép tôi tôi xin được nói ngược lại. Xe trượt thấp rất khác xe trượt tuyết. Xe trượt thấp được chế tạo bởi những thanh gỗ mỏng ở Canada. Xe trượt tuyết là một xe trượt bình thường được đặt trên bánh trượt. Đó là một điều chính xác. Nhân viên thứ hai hỏi, ở đây ông sẽ ở đâu? Chúng tôi không biết, chúng tôi vừa mới từ Brissago tới, cố xe ngựa còn đậu ngoài cổng kia. Tôi đáp. Nhân viên thứ hai nói, ông đến Montreal là có lý, ở đó ông sẽ thấy khí hậu tốt, dễ chịu và thể thao mùa đông sẽ ngay bên cạnh. Nhân viên thứ nhất nói, nếu thật tình ông muốn tham gia thể thao mùa đông, thì ông nên đến Endagin hay Muren Tôi thấy có nhiệm vụ phải phản đối lời khuyên đi mong chơi để tham dự các cuộc thể thao mùa đông. Ở tại Les Avan, phía trên vùng môn chơi có đủ môn thể thao dành cho mùa đông. Anh chàng thuyết phục tôi đi mong nhìn xoáy vào anh bạn đồng nghiệp. Thưa các ông, tôi phải đi đây. Cô họ tôi mệt lắm rồi. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ thử đi mông cho xem sao. Tôi nói. Tôi khen ngợi ông. Ông nhân viên thứ nhất bắt tay tôi. Tôi tin rằng ông sẽ tiếc khi rời khỏi Locano. Nhân viên thứ hai nói. Dù sao khi đến mông trơ ông hãy nhớ trình giấy tờ cho cảnh sát. Không có gì phiền nhiễu với cảnh sát đâu. Nhân viên thứ nhất trấn an tôi. Rồi ông sẽ thấy dân chúng ở đây vô cùng lịch thiệp và hiếu khách. Xin cảm ơn cả hai ông. Chúng tôi sẽ nhớ đến lời khuyên của cả hai ông. Chào các ông, Xin cảm ơn nhiều. Catherine nói. Họ cúi đầu chào, tiễn chúng tôi ra đến cửa. Anh chàng ca ngợi Locano có vẻ hơi lạnh lùng. Chúng tôi bước xuống bậc thèm và lên xe ngựa. Trời ơi, anh yêu, chúng ta không thể đi sớm hơn sao? Catherine hỏi. Tôi nói với người đánh xe ngựa tên khách sạn mà người sĩ quan giới thiệu khi nãy. Hắn nắm lấy dây cương. Anh đã quên quân đội rồi, Catherine nói. Tôi tên lính đứng cạnh cố xe, tôi biếu hắn mười đồng lia và bảo tôi chưa có tiền thụy sĩ hắn cảm ơn tôi đưa tay chào rồi đi khuất chiếc xe chuyển bánh đưa chúng tôi đến khách sạn tại sao em lại chọn montreux tôi hỏi catherine có thật em thích đến đó không montreux là nơi đầu tiên em nghĩ đến nàng đáp chỗ đó không chán đâu mình có thể tìm được một chỗ ở trên núi em có buồn ngủ không em đang buồn ngủ đây chúng ta sắp được ngủ ngon tội nghiệp catherine em đã trải qua một đêm thật tồi tệ đêm qua là một đêm thú vị đấy chứ nhất là lúc anh dương cây rủ lên làm buồm catherine đáp em có tin là chúng ta đang ở thụy sĩ không không em sợ khi thức giấc sẽ thấy đây không phải là sự thật anh cũng thế thực thế phải không anh yêu đây không phải giống như lúc em tiễn anh ra ga milan để thấy anh đi xa chứ anh hy vọng không phải là như vậy đừng nói thế làm em sợ có thể đây là nơi chúng ta mong đi đến anh mệt nhoài đến mức không biết nữa đưa tay đây em xem nào tôi đưa tay ra thịt đỏ ửng anh không có thần thánh hỗ trợ bên mình đừng nói phạm thượng thế tôi rất mệt và đầu óc trống rỗng mọi sự phấn chấn đã tan biến bánh xe vẫn lăn đều trên đường cái những bàn tay tội nghiệp catherine nói đừng sờ vào nó trời ơi anh không biết mình đang ở đâu đây. Này, bác đánh xe, chúng ta đang đi đâu vậy? Anh đánh xe ngựa cho xe dừng lại và nói. Đến khách sạn Metropole. Không phải đó là nơi muốn đến à? Đúng, tôi nói. Được chứ, Catherine? Vâng, anh yêu ạ. À, đừng bực sọc nữa. Chúng ta sắp được ngủ ngon và sáng mai anh không còn thấy mệt mỏi nữa. Anh có cảm giác như say rượu. Hôm nay thật giống như hài kịch. Có lẽ bây giờ anh cảm thấy đói. Anh chỉ mệt tí thôi, anh ạ, à, rồi nó sẽ qua chiếc xe ngựa dừng lại trước khách sạn một người ra mang hành lý cho chúng tôi vào anh cảm thấy dễ chịu rồi tôi nói chúng tôi bước xuống lề đường trước khách sạn em chắc là nó sắp qua anh chỉ mệt thôi đứng lâu quá mà dù sao điều chắc chắn là chúng ta đã đến nơi rồi vâng thực chúng ta đã đến đây rồi vậy chúng tôi đi theo anh bồi sách hành lý vào khách sạn quyển 5 chương 38 năm ấy tuyết rơi rất muộn chúng tôi ở trong một ngôi nhà bằng gỗ nâu giữa rặng thông trên sườn núi ban đêm trời giá lạnh và sáng nào nước để trong hai chiếc bình trên tủ con cũng đóng một lớp băng mỏng sáng sớm bà gutigen vào phòng khép cửa sổ và nhóm lửa trước lò sưởi lớn bằng sứ trong lò củi thông nổ lách tách và bắn ra những tia lửa ngọn lửa reo ầm ĩ và bà guttingen vào phòng lần nữa mang theo mấy gốc củi lớn để đốt và một bình nước nóng khi căn phòng đã ấm áp bà dọn bữa điểm tâm ngồi trên giường vừa ăn chúng tôi vừa có thể ngắm hồ và núi phía bên kia thuộc phần nước pháp đỉnh núi phủ tuyết và hồ xám xanh màu thép bên ngoài ở trước nhà là một con đường dốc chạy lên núi vì trời băng giá những dấu xe và ổ gà trên đường rắn như sắt con đường xuyên thẳng có khu rừng vòng quanh núi dẫn tới nơi có đồng cỏ và vựa lúa có những túp lều dựng trên cánh đồng ven rừng trên thung lũng lòng thung lũng rất sâu dưới đáy một dòng nước chảy vào hồ và mỗi khi một ngọn gió thổi qua người ta lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trên đá thỉnh thoảng Chúng tôi rời đường cái để đi theo đường nhỏ qua những đoạn thông. Đất rừng mềm đi rất êm chân. Bằng giá không làm cho nó cứng như trên đường nhựa. Nhưng chúng tôi cũng không ngại đường chân cứng, vì đế giày của chúng tôi có đóng đinh. Khi trước ngôi nhà chúng tôi, ở là ngọn núi dốc thẳng xuống cánh đồng nhỏ ven hồ. Ngồi trước đầu hồi nhà dưới nắng, chúng tôi thấy con đường ngoằn ngoèo trên sườn núi. Những vườn nho trên ngọn núi thấp nhất với những dây nho đã héo khô vì trời lạnh. Những bức tường đá ngăn cánh đồng và dưới chân giàn nho là những mái nhà trong tình cất trên những cánh đồng nhỏ hẹp ở ven hồ. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ với hai thân cây trông giống như hai cánh buồm của một chiếc thuyền câu. Phía bên kia hồ, núi non lẩm chậm. Cuối hồ là thung lũng sông Rôn, ép mình giữa hai dãy núi. Từ thung lũng đi ngược lên đến vùng núi non có ngọn Dendumidi. Đó là một ngọn núi cao tuyết phủ sừng sững bên thung lũng, nhưng vì ngọn núi cách khá xa nên không có bóng. Khi trời nắng gắt, chúng tôi ăn điểm tâm ở đầu hồi, còn những khi khác chúng tôi ăn trên lầu, trong một căn phòng nhỏ, vách ván với một lò sưởi lớn ở góc phòng. Chúng tôi mua sách và tạp chí ở tỉnh. Một quyển hoi và chúng tôi tập chơi rất nhiều lối đánh bài lá tay đôi có hai chiếc ghế và một bàn để sách báo chúng tôi chơi đánh bài ở bàn ăn thì bàn đã được dọn sạch ông bà guttigern thì ở tầng dưới thỉnh thoảng chúng tôi nghe họ trò chuyện vào lúc chiều và trông họ cũng sống rất hạnh phúc bên nhau trước kia ông guttigern đã từng làm đầu bếp và bà vợ là cô hầu gái cùng trong một khách sạn hai vợ chồng đã dành dụm và mua được ngôi nhà này đứa con trai của ông bà guttigern cũng được tập sự ngày nấu bếp trong một khách sạn ở Zurich. Ở tầng dưới có một căn phòng, nơi đó hai ông bà bán rượu vang và bia. Thỉnh thoảng vào buổi chiều, chúng tôi nghe tiếng xe ngựa dừng lại bên đường, và nhiều người đánh xe lên bậc thang vào phòng để uống một ly rượu vang. Trong hành lang, gần cửa phòng khách có một thùng để trước củi, dành cho tôi nhóm lửa. Nhưng chúng tôi không bao giờ thức khuya. Khi ngủ, chúng tôi tắt đèn trong căn phòng rộng lớn, cởi đồ xong, tôi mở cửa sổ và thấy bóng đêm. Những vì sao lạnh cùng những ngọn thông dưới cánh cửa sổ rồi vội vã bước vào giường. Thật là thích thú được ngủ trong rừng ấm, trong khi ngoài xong cửa màn đêm buông xuống với khi trời lạnh lẽo và trong lạnh. Chúng tôi ngủ rất say sưa và nếu tôi có giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya là tôi hiểu ngay nguyên nhân độc nhất và nhẹ nhàng kéo đắp lại chiếc mền bông để khỏi đánh thức Catherine rồi tôi ngủ lại trong chiếc mền nhẹ và ấm êm ấy. Lúc ấy đối với tôi, chiến tranh dường như quá xa vời như đối với những trận bóng giã cầu trong một trường học thuần nào. Nhưng tôi được biết qua các báo chí, chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn trong núi vì chưa đến mùa tuyết. Đôi khi chúng tôi đi bộ xuống tận Montreux, có một con đường mòn đi xuống chân núi nhưng lại rất dốc vì thế chúng tôi thường theo con đường cái vừa rộng vừa chắc chắn ấy chúng tôi đi bộ giữa những cánh đồng rồi xuống đến giữa dãy nhà trong những làng ven lộ có ba làng chernos pontavinen và một làng nữa mà tôi quên mất tên tiếp tục quãng đường chúng tôi đi ngang qua một tòa lâu đài cổ bằng đá dựng trên sườn núi với những trái nho khô màu nâu với mặt đất sẵn sàng chờ tuyết phủ và phía dưới là mặt hồ phẳng lặng xám như màu thép qua khỏi tòa lâu đài. Con đường dốc rồi rẽ về bên tay mặt và cuối cùng dẫn tới mông trơ sau một quãng dốc lầm chởm những sỏi đá. Chúng tôi không quen ai ở Montreux trơ cả. Chúng tôi đi dọc theo bờ hồ ngắm đàn thiên Nga, bầy hải Âu và hải Yến. Khi chúng tôi đến gần thì chúng bay vụt đi và cất tiếng kêu khi nhìn xuống nước. Xa xa giữa hồ, từng đàn chim cọc đen và nhỏ rẽ nước lội tung tăng. Chúng tôi đi theo đại lộ trong thành phố, ngắm nhìn tủ kính của những cửa hàng. Nhiều khách sạn lớn đã đóng cửa, nhưng phần nhiều những cửa hàng đều mở, và họ vui mừng trông thấy chúng tôi. Một hôm, Catherine vào một phòng uốn tóc sang trọng để sửa tóc. Nữ chủ nhân là người vui tính và là người duy nhất chúng tôi quen biết ở Montreux. Tôi đến một quán rượu vướng bia đen Munich, vừa đọc báo để chờ Catherine. Tôi đọc tờ Corel de la Sierra và những tờ báo anh mỹ ở paris tất cả những mục quảng cáo đều bị bôi bỏ hẳn là để ngăn ngừa liên lạc với quân địch báo chí chẳng có gì đáng đọc tất cả diễn ra quá xấu tôi ngồi trong một góc với một ly bia lớn một túi lớn hạt rẻ tôi thích ăn hạt rẻ vì có muối mặn và nó làm tăng hương vị của rượu bia vừa ăn tôi vừa đọc tin tức về những thảm họa chiến tranh đợi mãi catherine vẫn chưa đến tôi trả lại tờ báo vào chỗ cũ trả tiền bia và đi tìm nàng hôm ấy trời lạnh âm u và phủ đầy sương mù cho đến đá ở những ngôi nhà cũng phủ đầy sương ướt lạnh catherine đang ở trong tiệm một bà đang uốn tóc cho nàng tôi ngồi trong phòng và ngắm nhìn catherine mỉm cười và trò chuyện với tôi tôi phấn chấn đến mức lạc cả giọng mấy cây kẹp tóc chạm vào nhau tạo ra những tiếng kêu lách cách êm tai và tôi nhìn thấy catherine trong ba chiếc gương trong phòng thật là ấm áp dễ chịu sau cùng khi bà uốn tóc làm xong cho nàng catherine ngắm trong gương thấy một số đổi thay sửa vài cái kẹp tóc cuối cùng nàng đứng dậy em rất tiếc đã để cho anh phải chờ lâu quá người uốn tóc cười hỏi hẳn là ông cũng vui thích lắm phải không ạ vâng tôi đáp Chúng tôi bước ra đường phố. Trời lạnh có sương mù và gió thổi. Hồ oh, em yêu, anh yêu em quá, tôi nói. Chúng ta hạnh phúc quá anh nhỉ. Này, thay vì uống trà, chúng ta đi uống bia đi. Có lợi cho bé Catherine hơn. Như thế sẽ làm cho con mình thon người lại. Con bé Catherine à? Con bé ấy lười biếng tệ. Nó ngoan lắm, nó không chòi đạp gì nhiều đâu. Em cái hơi cảm thấy thế. Bác sĩ bảo là bia có lợi cho em và giữ cho con bé thon người lại. "Nếu em giữ cho con thon người và nếu nó là con trai thì nó sẽ trở thành một tên đua ngựa đấy. Chắc rồi chúng ta cũng phải làm lễ cưới sau khi sinh nó." Chúng tôi đang ở quán bán rượu bia, bên một chiếc bàn ở góc phòng. Bên ngoài trời bắt đầu sập tối. Thì còn sớm nhưng trời âm u và đêm xuống rất nhanh. "Chúng ta hãy làm lễ cưới ngay lúc này đi," tôi nói. "Không, lúc này thì bất tiện lắm, cái đó lộ liễu quá." Em không muốn làm lễ cưới trong tình trạng như thế này. Lẽ ra chúng ta phải làm phép cưới sớm hơn. Hẳn là như vậy rồi. Chừng nào chúng ta làm được hả anh yêu? Anh cũng không biết nữa. Dù sao, theo em thì chắc một điều là em không muốn cưới chừng nào còn dáng điệu bệ vệ như thế này. Em chưa lấy gì làm bệ vệ cho lắm. Có chứ anh yêu. Bà thợ uốn tóc hỏi em có phải là con so không? Em nói dối rằng không. Em bảo rằng chúng ta đã có hai trai và hai gái. Thế hey, chừng nào chúng ta làm lễ cưới. Khi nào em xuân sẻ trở lại, đám cưới chúng mình phải thật long trọng và mọi người đều trầm trồ, thật là xứng đôi. Nhưng em không thấy buồn vì chưa cưới sao? Không anh yêu ạ, à, tại sao em lại thấy phiền? Chỉ có một lần em mới khó chịu là ở Milan, khi ấy em có cảm giác là mình không đứng đắn. Nhưng điều đó chỉ có dài độ ra 7 phút thôi. Em chẳng phải là người vợ hiền của anh sao? Em đúng là người vợ đáng yêu. Vậy thì anh đừng nguyên tắc quá anh yêu. Em sẽ lấy anh khi em suôn sẻ trở lại. Đồng ý. Em uống một ly bia được chứ. Bác sĩ bảo là hông của em hơi hẹp và bé Catherine càng thon người càng tốt. Ông ta còn nói gì nữa không? Tôi hơi lo lắng. Không, huyết áp của em tốt anh yêu ạ. À. Bác sĩ khen ngợi lắm đấy. Thế ông ta nghĩ sao về chỗ hông hơi hẹp của em? Không, không khuyên gì cả. Ông ta chỉ bảo em đừng chơi trượt tuyết. Ông ta nói phải đấy ông ta bảo nếu đến bây giờ mới chơi thì hơi muộn ông cũng nói nếu em muốn chơi thì cũng được nhưng chắc chắn đừng để bị ngã đúng là một ông đùa dai vui tính ông ta thật đáng mến khi sinh con chúng ta sẽ mời ông ta tới em có hỏi ông ta xem em có nên làm lễ cưới hay không không em nói với ông ta rằng chúng mình đã lấy nhau từ bốn năm nay rồi anh yêu anh biết không nếu em thành hôn với anh em sẽ trở thành công dân hoa kỳ thì con chúng ta sẽ được coi là con chính thức em học điều đó ở đâu vậy? Trong quyển uh, Nữ ước Thế giới niên lịch ở Thư viện. Em giỏi thật. Chúng ta sẽ sang Mỹ, phải không anh yêu? Em muốn được ngắm thác uh, Niagara. Em thật đáng yêu quá. Em còn muốn xem một chỗ nữa mà em quên mất tên này. Lò sát sinh chăng? Không, em quên mất tên này. Tòa nhà One World, World. Không, hay Grand Canyon. Không, những chỗ ấy em cũng thích xem nữa. Thế thì là cái gì nhỉ? À, em nhớ ra rồi. Golden Gate phải chính đó đấy golden gate ở đâu anh nhỉ ở san francisco à thế thì mình sẽ tới đó bây giờ mình đi chơi núi đã em nhé không biết mình có dịp uh, kịp chuyến uh, mob không có một chuyến xe lửa vào khoảng hơn 5 giờ chúng ta lấy vé đi tùy anh nhưng em muốn uống thêm một ly bia nữa Thì uh, chúng tôi bước ra ngoài phố lên bậc thang nhà ga thì trời lạnh ngắt ngọn gió rét căm căm từ thung lũng sông rôn thổi lại đèn các cửa hàng đã bật sáng và chúng tôi bước lên những bậc đá dốc để lên phố trên rồi lại lên những nấc thang đá khác chúng tôi đến nhà ga chiếc xe điện bật đèn sáng trưng đã chờ sẵn có một đồng hồ chỉ giờ khởi hành kim chỉ năm giờ mười tôi nhìn đồng hồ nhà ga đã năm giờ năm lúc như tôi bước lên toa xe tôi thấy anh thợ máy và anh kiểm soát bước từ một quán rượu đi ra chúng tôi ngồi và hạ cửa kính xuống Toa xe được sưởi bằng điện và không khí trong xe hơi khó thở, nhưng khí mát từ cửa sổ tràn vào. Em có mệt không, Catherine? Không, em khỏe khoắn lắm. Đường đi không xa đâu. Không, em thích đi mà, đừng lo cho em anh yêu, em rất khỏe. Ba ngày trước lễ Giáng sinh mới thấy tuyết rơi. Một buổi sáng chúng tôi thức dậy và thấy tuyết. Chúng tôi nằm trong giường và nhìn tuyết rơi. Lửa reo lên trong lò sưởi bà guttigern bưng khay thức ăn sáng và thêm củi vào lò đó là một trận bão tuyết lớn tôi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì phía bên kia đường cả gió lộng và tuyết xoay tròn tôi trở vào giường nằm và chúng tôi cùng nhau trò chuyện em thích được chơi trượt tuyết không chơi trượt tuyết được thật là chán catherine nói chúng mình sẽ dùng xe trượt tuyết để đi trên đường như vậy đối với em cũng không thua gì xe thường như vậy em có sốc quá chăng? Ừ, để coi. Em mơ ước gì nó đừng sốc quá. Lát nữa chúng ta sẽ đi dạo trên tuyết. Trước bữa ăn như thế sẽ là mình ăn được ngon, Catherine bảo. Anh thì lúc nào cũng thấy đói, em cũng vậy. Chúng tôi ra đi trong tuyết, nhưng vì tuyết rơi quá dày cho nên không đi xa được. Tôi đi trước mở một con đường tới nhà cái ga. Khi tới đó, chúng tôi thấy không muốn đi xa hơn nữa. Tuyết càng rơi dày đặc, khiến chúng tôi chỉ thấy cảnh vật lờ mờ và chúng tôi bước vào một quán nhỏ gần nhà ga. Chúng tôi dùng bàn chải lông để phủi tuyết cho nhau và ngồi xuống ghế cùng uống rượu vơ Bão lớn thật, cô hầu bà nói. Vâng, năm nay tuyết rơi muộn quá. Phải. Em có thể ăn một thanh kẹo sô-cô-la được không? Hay là gần tới giờ ăn rồi, em luôn luôn cảm thấy đói. Được chứ, em cứ ăn đi. Tôi bảo em muốn ăn thứ có nhân hạt rẻ catherine nói Sô-cô-la nhân hạt rẻ ngon lắm đó là thứ mà tôi thích nhất cô hậu bàn phụ họa anh thì sẽ uống thêm một vơ mau nữa tôi nói khi chúng tôi quay lại con đường nhỏ lúc nãy nó đã phủ đầy tuyết chỉ có những vết lún nhẹ ở chỗ tôi đã khoét tuyết va vào mặt khiến chúng tôi chỉ thấy lờ mờ chúng tôi phủi tuyết rồi ngồi vào bàn ông guttingen dọn bữa cho chúng tôi rồi nói ngày mai chơi trượt tuyết được rồi đấy thưa ông henry ông có chơi trượt tuyết không ạ không nhưng uh, tôi muốn tập ông tập rất dễ con trai tôi sẽ về đây uh, dự lễ giáng sinh để rồi nó sẽ hướng dẫn cho ông ồ tốt lắm chừng nào cậu ấy về tối mai ạ sau bữa ăn trong khi chúng tôi ngồi trong căn phòng nhỏ bên lò sưởi mải mê nhìn qua cửa sổ cảnh tuyết rơi catherine nói anh có thích đi dạo đâu đây một mình với những người trượt tuyết không anh yêu không mà tại sao anh chỉ đi một mình thôi vậy em nghĩ rằng thỉnh thoảng chắc anh cũng thích gặp người khác còn em em có muốn gặp ai khác không không thì anh cũng vậy thì em vẫn biết vậy nhưng với anh thì khác riêng em vì em sắp có con cho nên em không thiết gì khác nữa em biết rằng lúc này em thật là bồn chồn ngớ ngẩn và nói hơi nhiều nên em tưởng anh cần đi ra ngoài để khỏi mệt vì em em muốn anh đi biệt hay sao không em muốn anh ở lại thì chính anh cũng muốn như vậy lại đây anh em muốn rời cục bướu trên đầu anh nó lớn thật nàng xoa nhẹ cục bướu anh yêu ơi anh không thích để râu à em có thích không chắc là ngộ lắm nhỉ em thích nhìn thấy anh để râu được rồi anh sẽ để râu bắt đầu ngay bây giờ ý kiến hay đấy ừ, như vậy anh có việc để làm không làm gì chắc anh thấy buồn bực lắm phải không không anh thích thế anh đang sống một cuộc đời kỳ diệu còn em em đang sống thơ mộng nhưng em cứ lo rằng em đang bụng mang dạ chửa sẽ làm anh buồn bực ồ oh, catherine em không biết rằng tình anh đối với em say sưa đắm đuối như thế nào sao cả những lúc em như thế này nữa à hoàn toàn đúng cả lúc em như thế này anh rất hạnh phúc chúng ta chẳng đang sống một cuộc sống tươi đẹp hay sao em thì có nhưng em nghĩ rằng anh muốn có đôi chút thay đổi không Đôi khi anh nghĩ đến chiến trường và các chiến hữu, nhưng điều đó không làm anh bận trí. Ngoài ra, anh chẳng còn nghĩ đến điều gì khác nữa. Anh nghĩ nhớ tới ai? Anh nghĩ tới Rinaldi, nhớ tới cha tuyên úy và hàng loạt người quen biết. Nhưng anh không để tâm đến họ nhiều. Anh không muốn nhớ tới chiến tranh nữa. Với anh, chiến tranh đã chấm dứt rồi. Thế bây giờ anh đang nghĩ gì? Chẳng nghĩ tới gì cả. Nhìn kìa em, tuyết rơi nhiều quá. Em thích nhìn anh hơn. Anh yêu ơi, sao anh không để tóc dài? Tại sao lấy thế? Vâng, để tóc dài thêm một tí nữa. Anh thấy tóc anh cũng khá dài rồi. Không, anh hãy để dài thêm tí nữa. Còn em, em sẽ cắt tóc ngắn. Như thế tụi mình sẽ giống nhau. Chỉ khác là em thì vàng nhạt, còn anh thì màu đen. Anh không để em cắt tóc ngắn đâu. Như thế chắc ngộ lắm, em mệt với nó lắm. Ban đêm đi ngủ hay vướng quá. Nhưng anh lại yêu mái tóc ấy. Thế anh không thích em cắt tóc ngắn à? Cũng thích, nhưng anh lại thích chúng như thế này. Tóc ngắn chắc đẹp lắm, chúng mình sẽ giống hệt nhau. Chào ôi, anh yêu quý, em yêu anh biết bao. Yêu đến nỗi em muốn rằng anh và em là một. Thì hẳn như vậy rồi, chúng ta tuy hai mà một. Em biết ban đêm thì như vậy, ban đêm thật tuyệt. Em muốn rằng chúng ta hòa hợp lẫn nhau, em không muốn cho anh đi đâu cả. Em nói vậy chứ anh muốn đi đâu thì đi. Có điều là anh nhớ mau mau trở về. Vì anh yêu, đối với em, cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu em thiếu anh. Anh sẽ không bao giờ đi đâu cả, tôi nói. Anh không làm gì được cả nếu không có em ở bên cạnh. Bây giờ, anh không còn cuộc sống riêng nữa. Em muốn anh có cuộc sống riêng của anh. Em muốn anh có cuộc sống tươi đẹp. Chúng ta sẽ cùng chung sống một cuộc đời tươi đẹp, anh nhỉ? Thế bây giờ em có thích anh để đâu không? vâng anh để cho nó mọc như vậy sẽ vui lắm nó sẽ mọc mùng ngày đầu năm em có muốn đánh cờ không em lại muốn chúng mình đùa với nhau hơn không đánh cờ đi rồi sau đó chúng mình sẽ đùa với nhau nhé được rồi tốt lắm tôi bày bàn cờ ra bên ngoài tuyết vẫn rơi nhiều một đêm tôi thức giấc và biết rằng catherine cũng đang thức Ánh trăng rọi qua cửa sổ in bóng những chấn song cửa trên giường. Anh thức đi, anh yêu của em. Ừ, anh không ngủ được à? Em vừa thức giấc và nhớ lại cái hôm đầu tiên em gặp anh. Em thật là điên, anh còn nhớ chứ? Phải, hôm đó em hơi điên một tí thôi. Em sẽ không bao giờ như thế nữa. Bây giờ em đàng hoàng rồi. Anh nói tiếng đàng hoàng nghe đáng yêu quá. Anh nói tiếng đàng hoàng nữa thì anh. Đàng hoàng, Ôi người yêu lý tưởng của em. Bây giờ em không điên nữa đâu, hiện giờ em chỉ thấy rất rất hạnh phúc. Thế thì em ngủ lại đi, tôi nói. Vâng, chúng mình sẽ ngủ lại cùng một lúc với nhau nhé. Được rồi. Nhưng chúng tôi cũng không ngủ được. Tôi trằn trọc mãi vì nghĩ ngợi liên miên và cũng thích ngắm Catherine đang ngủ trong ánh trăng. Tuy nhiên cuối cùng tôi cũng thiếp đi. Chương 39 Đến giữa tháng riêng thì tôi có một bộ râu. Mùa đông chỉ còn lại là một chuỗi ngày trong sáng lạnh lẽo và những đêm lạnh giá. Chúng tôi vẫn có thể đi dạo chơi trên đường. Những chiếc xe chở tuyết chở cỏ khô, củi và gốc cây, xuôi ngược từ miền núi xuống đã khiến cho mặt tuyết nhãn bóng và cứng. Tuyết phủ khắp đồng quê đến tận mông trơ. Phía bên kia hồ là một dãy núi toàn màu trắng và cánh đồng trong thung lũng sông Rôn cũng phủ đầy tuyết chúng tôi thường dạo chơi rất xa qua tận bên kia dãy núi thuộc vùng alia Catherine đi giày có đế sắt, mặc áo tràng và chống một cây gậy có đầu nhọn bị thép. hoặc chỉ áo tràng, bụng nàng trông không có vẻ lớn lắm. Chúng tôi đi thong thả và khi nàng mệt, chúng tôi dừng lại ngồi nghỉ chân trên những thân cây ở vệ đường. trong khu rừng ở lalia có một quán trọ mà mấy bác tiểu phu thường ghé lại uống rượu. Chúng tôi thường ghé lại quán, ngồi sưởi ấm bên cạnh lò sưởi, uống rượu chát hầm nóng điểm thêm gia vị và chanh. Người ta gọi là rượu Gluwen, uống vào làm ấm người và dùng trong các ngày lễ Tết. Trong quán tối om, đầy khói và khí bước ra khỏi quán, thì khí lạnh đột ngột tràn vào phổi làm cho vành mũi tê cóng khi thở. Chúng tôi quay lại nhìn quán ăn, với những ánh đèn từ cửa sổ rọi ra, nhìn bệnh ngựa của các bác tiểu phu đang dậm chân lắc đầu cho đỡ lạnh. Sương đọng trên lông mõm của chúng, và mỗi lần thở, chúng tuôn ra từng làn hơi nước trong không khí. Con đường đi ngược về nhà chúng tôi, đoạn đầu thì trơn nhắn, nhưng đến chỗ ré, gặp con đường dành cho xe ngựa, thì băng đá phủ trên mặt đường ngả sang màu cam vì vết chân ngựa dẫm lên. Rồi đoạn đường kế tiếp, phủ đầy tuyết là con đường dẫn xuyên qua rừng, mà trên đường về hai lần chúng tôi trông thấy mấy con trộn. đó là một vùng quê đẹp và chúng tôi luôn luôn thấy thích thú về những nơi dạo chơi khi trở về nhà bây giờ thì râu của anh tuyệt đẹp rồi nó giống râu của mấy bác tiểu phu anh có thấy người đàn ông đeo hoa tai nhỏ bằng vàng không catherine hỏi ông ấy là thợ săn linh dương tôi đáp họ đeo bông tai vì cho rằng như thế họ sẽ thính tai hơn thật vậy sao em chả tin đâu Em cho rằng họ đeo bông tai để tỏ ra họ là thợ săn linh dương. Ở vùng này có linh dương không anh? Có ở sau núi đen Jamang. Thật là vui khi thấy cáo. Khi chúng ngủ, chúng cuốn cái đuôi quanh mình cho ấm. À, cái đó cũng tuyệt đấy chứ. Ấy, anh thường mơ ước có được là một cái đuôi như thế. Em không thấy là ngộ nghĩnh nếu người ta có cái đuôi cáo à? Đúng hơn là sẽ bực mình khi ăn mặc. Người ta có những quần áo, may có ý hoặc sống ở một nơi mà điều đó chẳng quan trọng gì chúng ta đang sống ở một nơi mà mọi việc đều chẳng quan trọng gì không gặp ai cả có thích không anh yêu anh có thích tiếp xúc với một ai đấy chứ không anh có thích chúng ta ngồi đây một lát không em hơi mệt chúng tôi ngồi sát bên nhau trên một thân cây trước mặt chúng tôi là con đường mất hút trong cánh rừng chắc con bé sẽ không chen vào giữa chúng ta anh nhỉ không chúng ta đâu có để cho nó chen vào chúng mình còn tiền không? Chúng ta còn nhiều, anh còn một ngân phiếu chót. Gia đình anh có tìm cách bắt anh về không? Vì họ đã biết anh ở Thụy Sĩ. Cũng có thể anh sẽ viết thư cho gia đình. Anh chưa viết thư về thăm nhà. Chưa, chỉ nói về ngân phiếu thôi. Nhờ trời, em không là người trong gia đình anh. Anh sẽ gửi điện tín cho bên nhà. Thế anh không có tình thương yêu gia đình à? Trước kia thì có, nhưng rồi vì anh hay cãi nhau với gia đình quá cho nên nó cũng cạn đi em tin là em sẽ yêu mến các người trong gia đình anh chắc chắn là em sẽ rất yêu em đừng có nhắc tới họ nữa anh bực mình vì họ lắm đấy một lúc sau tôi nói nếu em đã thấy khỏe thì ta đi thôi em hết mệt rồi chúng tôi lại lên đường lúc ấy trời đã sầm tối dưới bước đi của chúng tôi tuyết kêu rào rào Trời đêm nay khô ráo, lạnh lẽo và trong ngẩn. Em thích bộ râu của anh lắm, Catherine nói. Đó là một thắng lợi. Râu tuy có vẻ cứng và rộng rạp quá, nhưng thật ra nó lại rất mịn màng và rất thích. Như thế này em yêu anh hơn là nếu anh không để râu à? Đúng thế, này anh yêu, anh biết không, em đợi đến khi nào sinh con bé Catherine rồi em mới cắt tóc. Bây giờ em ộ ệ và lệt bệt quá. Nhưng khi sinh xong rồi, em sẽ xuân sẻ lại và em sẽ cắt tóc và thế là anh có cảm tưởng mình có một cô vợ nhỏ nhắn xinh đẹp và hoàn toàn mới khi cắt tóc chúng ta sẽ cùng đi hay là em đi một mình và làm cho anh ngạc nhiên lúc trở về tôi không nói gì anh sẽ không ngăn cản em chứ không mà anh còn khuyến khích nữa là khác ồ oh, anh đáng yêu quá mà có lẽ nhờ vậy em sẽ rất đẹp phải không anh yêu với lại khi mà em suôn sẻ và khêu gợi thì anh sẽ lại mê mệt với em nữa cho coi trời đất Thế em cho rằng anh yêu em chừng đó chưa đủ hay sao? Em còn muốn gì nữa? Muốn anh chết hay sao? Vâng, em muốn anh chết. Được rồi, anh chỉ mong có vậy. Trường 40 Chúng tôi trải qua một tồn tại tuyệt vời. Tháng riêng, tháng hai trôi qua, mùa đông rất đẹp và chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi tận hưởng hạnh phúc qua hai tháng đầu năm và một mùa đông thật tuyệt vời. Khi có gió nồm thì tuyết trướng tan. Nó mềm ra và không khí có vị mùa xuân, nhưng cái lạnh khô đẹp vẫn còn trở lại và mùa đông chưa dứt. Cho nên tháng ba mới bắt đầu có sự gián đoạn trong mùa đông. Một đêm trời bắt đầu mưa, mưa suốt sáng, tuyết biến thành bùn, trên núi phủ một màu ảm đạm, mây răng khắp trên hồ và thung lũng, mưa rơi trên đỉnh núi. Catherine mang đôi giày cao su to, còn tôi mang đôi giày cao su của ông Gutierrez chúng tôi che chiếc dù lớn đi xuống nhà ga. Lội bì bóm trong tuyết tan và nước chảy cuốn theo những mảnh băng tan trên đường. Chúng tôi dừng lại quán uống một ly nước trước bữa bị điểm tâm. Ngoài trời chúng tôi nghe tiếng mưa rơi nặng hạt. Em có nghĩ rằng chúng mình nên rời xuống ở thành phố thì hơn không? Còn anh nghĩ sao? Catherine hỏi lại. Nếu mùa đông tàn và trời tiếp tục mưa thì ở đây chẳng có gì vui cả. Còn bao lâu nữa trước khi bé Catherine ra đời? Độ một tháng hoặc hơn một chút. Có lẽ chúng ta nên xuống Montreux ở. À? Tại sao chúng ta không ở Lausanne? Ở đó có bệnh viện. Tùy em, nhưng à, anh nghĩ là Lausanne là một thành phố quá lớn. Chúng ta vẫn có thể sống biệt lập trong một thành phố lớn và ở Lausanne hẳn là dễ chịu. Khi nào chúng mình đi? Đối với em thì lúc nào cũng được. Khi anh thích, anh yêu ạ. À. Còn nếu anh không muốn đi thì em cũng không đi để chờ xem thời tiết ra sao. Mưa đã ba hôm, ở dưới nhà ga tuyết đã tan hẳn, đường chỉ còn là một dòng thác bùn và tuyết tan. Trời hết sức ẩm ướt và đường đất quá bẩn. Sáng ngày thứ ba thì chúng tôi quyết định xuống thành phố. Ông Gutierrez nói, không sao cả ông Henry ạ, ông không cần phải báo trước cho tôi. Tôi cũng nghĩ rằng ông không thích ở lại đây lúc này. Thời tiết đã bắt đầu quá xấu, và lại dù sao chúng tôi cũng thấy cần phải ở gần bệnh viện để tiện cho nhà tôi. Vâng, tôi hiểu. Liệu ông bà có ấm cháu bé trở lại đây chơi ít ngày không? Nếu ông có sẵn phòng. Đến mùa xuân nhân lúc tốt trời, ông bà nên đến đây thường xuân. Em bé và chị Vũ có thể ở căn phòng lớn hiện đang đóc cửa, còn ông bà vẫn có thể ở căn phòng có cửa sổ trông đau. Lúc nào trở lại chúng tôi sẽ gửi thư cho ông. Tôi nói. Chúng tôi thu xếp hành lý và di chuyển xe lửa xế chiều. Ông bà Gutigen tiễn chúng tôi đến tận nhà ga. Ông Gutigen đỡ hộ hành lý của chúng tôi từ trên một chiếc xe kéo trên tuyết xuống. Ông bà đứng trên sân ga, dưới cơn mưa, với tay chào từ biệt. Họ tử tế quá, Catherine nói. Phải, rất tốt bụng. Từ Montreux, chúng tôi đáp xe lửa tới Lausanne. Qua khung cửa sổ nhìn về hướng ở cũ không thấy núi vì bị mây che khuất. Tàu ngừng lại ở Vơ Vi, rồi tiếp tục cuộc hành trình ngang qua giữa một bên là hồ, một bên là những cánh đồng xám sậm ẩm ướt, những khu rừng trụi lá và những ngôi nhà ướt át. Tới Los San, chúng tôi đến ngủ tại một khách sạn trung bình. Trời vẫn mưa rả rích khi chúng tôi đi xe qua những phố xá và vào cổng xe của khách sạn. Người gác cổng với sâu chìa khóa đồng trên ve áo, chiếc thang máy những tấm thảm trên sàn nhà, những bồn rửa mặt màu trắng, với những vòi nước trói sáng. Chiếc giường đồng và căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi. Tất cả những thứ ấy hình như còn tiện nghi hơn nhiều so với ngôi nhà của ông bà Gutigen. Cửa sổ trông ra một khu vườn ướt át, có đường gắn hàng rào sắt bao bọc. Ở phía bên kia con đường dốc là một khách sạn khác có tường và vườn giống hệt. Tôi nhìn mưa rơi trong bể nước ở khu vườn. Catherine bật tất cả các đèn lên và bắt đầu mở hành lý. Tôi gọi một ly whisky soda và nằm trên giường đọc những tờ báo mua ở sân ga. Bây giờ là tháng 3 năm 1918, quân Đức bắt đầu mở cuộc tấn công trên đất Pháp. Tôi vừa uống whisky vừa đọc báo, trong khi Catherine mở góc vali và đi quanh quẩn trong phòng. Anh có biết là em phải mua gì bây giờ không anh yêu? Không, gì cơ? Quần áo cho con nhỏ, ít có người đàn bà nào có mang 8 tháng như em mà không có quần áo cho trẻ sơ sinh. Em chỉ việc mua thôi. Vâng, mai em sẽ mua ngay. Em sẽ hỏi mua những gì cần thiết. Em phải biết việc đó vì em đã từng là y tá mà. Vâng, nhưng ở bệnh viện ít thế lính có con nhỏ. Thì anh đã có đó. Nàng ném một chiếc gối vào tôi và làm đổ ly rượu. Để em kêu ly khác, em xin lỗi. Có còn bao nhiêu rượu nữa đâu, em lại giờ nghỉ đi. Không, để em sửa soạn cho căn phòng có vẻ một tí. Vẻ gì? có vẻ nhà riêng của chúng mình. Em hãy cắm cờ đồng minh. Ấy, khé miệng một chút. Em nói sao? Khép miệng chứ. Em nói điều đó thận trọng quá. Làm như em sợ mất lòng ai vậy. Không phải vậy đâu. Vậy hãy lại giường đi. Được rồi. Nàng đến ngồi bên giường. Em biết đối với anh, em không hấp dẫn nữa. Em giống như một bao bột lớn. Không đâu, em vẫn đẹp và đáng yêu lắm. Em là của ế mà anh đã vỡ phải. Đâu có thế, em vẫn càng ngày càng đẹp đó chứ. Rồi em sẽ thon thả lại anh yêu. Em vẫn luôn luôn thon thả. Anh say rồi. Chỉ mới một ly whisky soda thôi mà. Sắp có một ly khác mang tới bây giờ. Nàng nói. Có gọi mang bữa ăn lên đây không anh? Ừ, ý kiến hay đó. Vậy thì mình không đi đâu cả. Mình ở nhà tối nay sao? Và mình tha hồ đùa với nhau. Tôi nói. Em sẽ uống một tí rượu chát. Catherine nói. Không sao đâu. Trông chừng ở đây có thứ rượu capri trắng lâu năm. Nhất định là có rồi. Trong một khách sạn cứ này hẳn họ phải có các loại vang ý chứ. Anh bồi phòng gõ cửa. Anh mang đến một ly whisky có nước đá, bên cạnh là một chai soda nhỏ để trên một chiếc khay. Tôi nói: "Cảm ơn anh, anh cứ để xuống đó." Anh em vui lòng mang lên đây hai phần ăn với hai chai Capri trắng ướp lạnh không pha nhé. Ông bà có dùng súp trước không ạ? Em có dùng súp không, Catherine? Có ạ. À. Vậy thì uh, cho súp một người ăn đi. Thưa ông vâng ạ. Anh ta bước ra và khép cửa lại. Tôi trở lại với các tin chiến sự trên báo, đồng thời chậm rãi đổ soda vào ly whisky có đá. Tôi phải dặn anh ta đừng đổ nước đá vào whisky, cứ để nước đá riêng ra như thế mới biết tỷ lệ whisky là bao nhiêu để còn pha thêm soda. Tôi sẽ mua một chai whisky và kêu họ đem đá và soda tới là hơn cả. Được thứ whisky ngon thì thật là dễ chịu. Đó là một trong những thích thú của cuộc sống. Nghĩ ngợi gì thế anh yêu? Phải whisky. Nhưng nữa cơ à? Xem whisky ngon đến mức nào. Anh nghĩ như thế là rất tốt. Catherine nhăn mặt nói. Em cũng thích. Chúng tôi lưu lại khách sạn bà tuần lễ. Kè cũng dễ chịu. Phòng ăn thường vắng người và chúng tôi rất hay dùng bữa tối trong phòng riêng. Chúng tôi đi dạo trong thành phố và đáp xe lửa kéo bằng dây cáp đi Outree để dạo cảnh bờ hồ. Một thời gian trời khá nóng. Không khác gì mùa xuân. Chúng tôi muốn quay lại núi nhưng uh, tiết xuân ấm áp ấy chỉ kéo dài độ vài ngày rồi giá lạnh của buổi tàn đông lại kéo trở lại. Catherine mua ở thành phố mọi thứ cần thiết cho đứa bé. Để vận động, vào buổi sáng, trong lúc Catherine còn ngủ, tôi tưởng đến đánh bốc ở một phòng tập thể dục. Trong những ngày lập xuân, sau khi đánh bốc và tắm rửa, tôi thích đi dạo theo những con đường đầy hương vị mùa xuân và ngồi ở quán cà phê ngắm thiên hạ qua lại, vừa đọc báo vừa uống rượu vừa mà tôi trở về khách sạn dùng bữa với catherine võ sư ở phòng tập thể dục để râu ông ta rất chính xác và nóng nảy nhưng lại lúng túng khi bị tấn công ráo riết phòng thể dục trông cũng đẹp vừa thoáng khí vừa sáng sủa tôi tập khá tốt nào nhảy dây tập võ trước mặt gương nằm dài trên sàn có ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào và thỉnh thoảng cũng làm cho võ sư phải khiếp sợ khi so tài lúc đầu tập bốc trước một tấm gương dài hẹp tôi thấy khó khăn khi nhìn vào đánh một người có râu nhưng rồi tôi thấy thế thật là ngộ nghĩnh khi mới bắt đầu tập tôi đã muốn cạo râu nhưng catherine không tán thành đôi khi catherine và tôi cùng ngồi xe đi chơi ở đồng quê thật là thích thú nếu tiết trời quang đáng và chúng tôi tìm ra hai chỗ để ăn uống lúc này catherine không còn đi bộ xa được nữa và tôi thích cùng nàng đi dạo trên những con đường đồng quê khi đẹp trời Chúng tôi thấy tràn trẻ hạnh phúc và không lúc nào thấy bất hạnh cả. Chúng tôi biết rằng mình sắp có con, và điều đó khiến cả hai chúng tôi cảm giác vội vã và không để lỡ dịp bên nhau. Chương 41 Một đêm, tôi thức giấc quãng ba giờ và Catherine chở mình trong giường. Em có bị ốm không Catherine? Em thấy hơi đau anh ạ. Đau liền liền hả à em? Không, từng chập, nếu đau liền liền thì phải đi bệnh viện. Tôi buồn ngủ quá nên nằm ngủ lại. Một lát sau tôi lại thức giấc. Anh nên gọi bác sĩ thì hơn, em nghĩ chắc là đúng rồi. Tôi cứ số gọi điện thoại cho bác sĩ. Có đau liên tục không, két Hình như cứ độ 15 phút, vì bác sĩ nói. Vậy thì ông phải đưa bà đến bệnh viện ngay, tôi sẽ mặc quần áo và đến đó bây giờ. Tôi gác điện thoại rồi lại gọi cho nhà xe ở gần nhà ga để gọi một chiếc taxi một lúc lâu mà không có ai trả lời. Mãi sau người ta mới có người hứa cho xe tới liền. Catherine sửa soạn xong, chiếc vali xếp đầy những thứ cần thiết cho nàng và quần áo trẻ sơ sinh. Ngoài hành lang, tôi bấm chuông gọi thang máy. Không có ai trả lời. Tôi về xuống cầu thang gác. Không có ai ở dưới nhà cả ngoài người gác đêm. Tôi phải đích thân điều khiển thang máy và để chiếc vali vào trong đó. Catherine bước vào và chúng tôi xuống lầu. Người gác đêm mở cửa để chờ taxi. Trời đêm sáng tỏ và sao lấp lánh. Catherine rất bồn chồn, nàng nói. Em rất hài lòng là việc đó bắt đầu, một chút là xong chứ gì. Em là một phụ nữ thật can đảm. Em không lo sợ gì hết, tuy nhiên em mong cho chiếc taxi tới. Chúng tôi nghe tiếng xe chạy tới và thấy đó ánh đèn pha, xe rẽ vào lối đi. Tôi dìu Catherine vào trong xe và người tài xế đặt chiếc vali lên phía trước chạy tới nhà hộ sinh, tôi nói. Xe ra khỏi lối đi và bắt đầu leo dốc. Tới nhà hộ sinh chúng tôi bước vào, tôi xách chiếc vali. Một bà ngồi tại bàn giấy và một quyển sổ ghi tên tuổi của Catherine, địa chỉ và tôn giáo của nàng. Nàng khai không theo tôn giáo nào và thiếu phụ gạch một hàng trong ô tương ứng. Nàng khai tên là Catherine Henry. Tôi sẽ đưa bà lên phòng, bà ta nói. Chúng tôi đi lên thang máy và bước ra đi theo bà ta qua một hành lang phòng đây bà ấy nói mời bà thay quần áo và bước lên giường đây là chiếc áo ngủ của bà tôi có đem theo áo ngủ catherine nói nhưng bà cứ mặc chiếc áo này thì hơn bà ta nói tôi bước ra ngoài và ngồi trên một chiếc ghế ở ngoài hành lang ông có thể vào được bà ta đứng ở ngưỡng cửa bảo tôi catherine nằm trên một chiếc giường hẹp mặc chiếc áo ngủ cổ vuông được may bằng vải thô nàng nhìn tôi mỉm cười nói bây giờ em đang đau thúc lên Bà ta cầm tay bắt mạch, tay cầm đồng hồ vào đo khoảng cách giữa những cơn đau. Đau quá, Catherine nói. Tôi nhận ra những cơn đau ấy trên hết mặt của nàng. Bác sĩ đâu? Tôi hỏi. Ông ta ngủ ở tầng dưới, khi nào cần ông ta sẽ lên. Bây giờ để tôi làm một vài thứ với bà, bà y tá nói. Ông vui lòng ra ngoài. Tôi bước ra ngoài dãy hành lang trống trải với hai cửa sổ và những cánh cửa đóng kín, phảng phất mùi nhà thương. Tôi ngồi trên ghế, đầu cúi xuống và cầu nguyện cho catherine ông có thể vào được rồi bà y tá nói tôi bước vào này anh yêu ơi catherine gọi sao đỡ không em bây giờ thì nó đau liền liền nàng nhăn mặt rồi lại mỉm cười sao mà đau quá vậy đau thật là đau bà đỡ ơi bà làm ơn đấm thêm dùng sau lưng cho tôi chút đi nếu làm thế có thể bà giúp bà bớt đau bà y tá nói anh đi ra ngoài một tí đi anh yêu anh hãy đi kiếm cái gì ăn đi bà y tá, bà y tá bảo sẽ còn lâu đấy xanh con so thì thường thường lâu lắm bà y tá nói anh hãy đi ăn uống tí gì đi em cảm thấy đỡ lắm rồi để anh nán lại chút đã những cơn đau nổi lên đều đều rồi lại dịu đi catherine bồn chồn mỗi khi đau thúc nàng lại bảo đau thế là tốt nhưng khi cơn đau dịu lại thì nàng như thất vọng và mắc cớ anh đi ra đi anh yêu nàng dục anh ở lại đây chỉ làm cho em thêm ngại ngùng thôi nàng nhăn nhó đó thế tốt em chỉ mong được làm một người vợ ngoan và sanh đẻ được mẹ tròn con vuông anh đi ăn điểm tâm đi anh yêu rồi sẽ trở lại vắng anh cũng không hề gì đâu bà y tá tốt với em lắm không còn nhiều thì giờ để ăn sáng mà bà y tá nói thì uh, tôi đi vậy anh đi nhé em yêu tạm biệt vâng anh ăn sáng no đi ăn luôn cả phần em nữa nhé tôi hỏi bà y tá có thể ăn điểm tâm ở đâu được bà nhỉ có một quán cà phê ở gần quảng trường cuối phố bà ta trả lời chắc bây giờ người ta mở cửa rồi đấy bên ngoài ngày đã bắt đầu rạng tôi đi xuôi theo con phố vắng tới quán cà phê có ánh đèn ở cửa sổ tôi bước vào đứng bên cạnh quầy bọc thiếc một ông già dọn cho tôi một ly rượu chát và một miếng bánh cũ hôm qua tôi nhúng bánh vào rượu ăn rồi uống một ly cà phê ông già hỏi tôi Ông làm gì ở đây giờ này sớm quá vậy? Nhà tôi xanh ở nhà hậu sinh. À, xin chúc mừng ông bà may mắn. Cho tôi một ly rượu chát nữa. Ông ta nghiêng chai rượu, rót quá tay làm rượu rớt cả ra quầy. Tôi uống rượu xong, trả tiền và bước ra. Bên ngoài, dọc theo đường phố, những thùng rác chờ được đổ. Một con chó hít hít vào một thùng rác. Chú mày muốn gì nào? Tôi vừa hỏi vừa nhìn vào trong thùng rác, xem có gì cho nó không? chẳng có gì hết ngoài một ít bã cà phê, bụi đất và vài cánh hoa héo. Chẳng có gì cả, chú khỏe nạ, tôi nói. Con chó qua đường. Tôi lên cầu thang nhà hộ sinh, tới tầng của Catherine, đi dọc theo hành lang, tới phòng nàng và gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Tôi mở cửa, phòng trống chỉ có chiếc vali của Catherine ở trên ghế và chiếc áo ngủ của nàng treo trên tường tôi bước ra đi dọc theo hành lang kiếm người để hỏi thì gặp một cô y tá bà henry đâu thưa cô người ta mới đưa bà đến phòng sinh ở đâu để tôi dẫn ông tới cô y tá đưa tôi đến cuối hành lang cửa phòng hé mở tôi ghé mắt thấy catherine nằm dài trên một chiếc bàn mình đáp một tấm chăn bà y tá đứng một bên và vị bác sĩ đứng phía bên kia cạnh những ống tròn bác sĩ cầm trong tay một chiếc mặt nạ cao su gắn vào một ống để tôi đưa cho ông một chiếc áo choàng thì ông có thể vào được cô y tá nói mời ông lại đây cô ta đưa cho tôi một chiếc áo choàng trắng và cải áo cho tôi bây giờ thì ông có thể vào được tôi bước vào phòng này anh yêu catherine nói với một giọng mệt mỏi nó không tiến triển bao nhiêu ông là ông henry à vị bác sĩ hỏi vâng công việc ra sao rồi thưa bác sĩ khá lắm chúng tôi đến đây cho tiện việc cho thuốc mê mỗi khi đau cho tôi thuốc đi catherine nói Bác sĩ chụp mặt nạ lên mặt nàng và vặn chiếc tay quay. Tôi nhìn Catherine, nàng thở mạnh và sâu. Tiếp đó nàng đẩy chiếc mặt nạ ra và bị bác sĩ tắt vòi hơi. Cơn đau này không dữ lắm, hồi nãy em đau mới nhiều. Thế mà bác sĩ cũng làm cho hết đau, phải không thưa bác sĩ? Giọng nàng nói hơi lạ, nàng nói lớn tiếng, bác sĩ. Vị bác sĩ mỉm cười. Tôi lại cần nữa đấy, Catherine nói rồi, nàng chụp chiếc mặt nạ úp lên mặt và thở dồn dập tôi nghe nàng rên khe khẽ rồi nàng lại đẩy trước mặt đặt ra và mỉm cười cơn đau này dữ thật đau lắm đừng lo lắng gì hết anh yêu anh đi đi anh đi ăn sáng nữa đi không anh muốn ở lại đây tôi đáp chúng tôi tới nhà thương lúc ba giờ sáng mà đến trưa Catherine vẫn còn nằm trong phòng xanh những cơn đau chậm lại nàng có vẻ bài hoài nhưng vẫn vui vẻ em không được khỏe anh yêu buồn quá thế mà em tưởng em sẽ xanh dễ dàng lắm ôi lại đau nữa nàng với tay chụp chiếc mặt nạ úp lên mặt vị bác sĩ mở khóa hơi và chăm chú nhìn nàng độ một lát cơn đau lại hết catherine mỉm cười không đau lắm em thích thứ hơi thuốc đó quá thật là kỳ diệu để mua một ít về nhà tôi nói đó bắt đầu đang trở lại nữa catherine nói hấp tấp vị bác sĩ mở khóa hơi và nhìn đồng hồ tôi hỏi ông bác sĩ bây giờ khoảng cách là bao lâu Độ chừng một phút. Bác sĩ không đi dùng điểm tâm à? Lát nữa tôi sẽ đi ăn một chút. Bác sĩ nên đi ăn đi, Catherine nói. Buồn quá, sao mà lâu dữ vậy? Không biết nhà tôi có cho thuốc cho tôi được không ạ? Nếu bà muốn, bác sĩ nói. Ông chỉ cần vặn tới số 2 là được. Tôi hiểu. Trên mặt đồng hồ có một kim quay theo sự điều khiển của tay quay. Tôi cần ngay bây giờ đấy, Catherine nói. Nàng ụp sát chiếc mặt nạ lên mặt. Tôi vặn cho kim quay đến số 2 và khi catherine lấy chiếc mặt đạn ra thì tôi khóa máy lại vị bác sĩ đáng yêu đã để tôi làm vài việc chính anh cho máy chạy đấy à anh yêu catherine vừa hỏi vừa vuốt cổ tay tôi phải đấy em yêu anh đáng yêu biết bao chất thuốc làm cho nàng hơi say tôi sẽ đi ăn ở phòng bên cạnh đây có gì cứ gọi tôi vị bác sĩ nói thời gian trôi đi tôi nhìn ông ăn và một lúc sau thấy ông ngả lưng và châm thuốc lá catherine bắt đầu lạ. Anh có tin rằng mẹ con em sẽ vuông tròn không? Thì chắc chắn là như thế chứ còn gì nữa. Em cố hết sức mình, em rặn mà nó không ra. Ôi, lại bắt đầu đau nữa, cho em thuốc đi. Đến hai giờ trưa, tôi đang ngoài đi ăn. Có một ít người ngồi trong quán, và trên bàn là những tách cà phê, những ly rượu kít hoặc rượu mát. Tôi ngồi vào bàn. Có gì ăn không? Tôi hỏi người bồi bàn. Ăn trưa thì quá muộn rồi ạ. Không có món gì ăn thường ngày à? Có, ông có thể dùng món dưa cải bắp thái nhỏ. Vậy cho tôi một đĩa và rượu bia. Một nửa hay cả vại ạ? À? Nửa vại. Người bồi bàn dọn một đĩa dưa cải bắp thái nhỏ, có thêm miếng da bông xúc xích trộn với cải bắp nóng bỏng tầm rượu chát. Tôi ăn và uống rượu bia. Tôi rất đói. Tôi nhìn thế nào ăn uống trong quán cà phê. Vài người đánh bài tại bàn. Hai người kế bên tôi vừa hút thuốc lá vừa nói chuyện. Tiệm cà phê đầy khói thuốc lá. Ở đằng sau quầy thiếc, chỗ tôi vừa ngồi ăn điểm tâm, có ba người. Một ông già, một bà khoe mạnh mặc đồ đen, ngồi chỗ thu tiền. Ghi chép những thứ ăn uống dọn cho khách và một chú mang áo choàng. Tôi tự hỏi không biết bà ta có bao nhiêu con cái, và bà ta sinh đẻ ra làm sao. Ăn xong, tôi quay trở lại nhà thương. Bây giờ thì đường phố rất sạch sẽ, không còn những thùng rác bên vệ đường nữa. Trời u ám nhưng cũng le lói ánh mặt trời. Tôi lên thang máy, theo hành lang đến phòng của Catherine nơi tôi để chiếc áo blue. Tôi khoác áo, cài khuy cổ. Nhìn trong gương tôi có vẻ giống một bác sĩ già với bộ râu của tôi. Tôi đến phòng xanh, cửa đóng, tôi gõ cửa, không có tiếng trả lời. Tôi vặn nắm đấm và bước vào. Vị bác sĩ đang ngồi cạnh Catherine. Cô y tá đang bận gì ở cuối phòng. Ông nhà đã trở lại kia, vị bác sĩ nói. Ồ, anh yêu, bác sĩ thật tài tình. Giọng của Catherine rất khác lạ. Ông kể cho em nghe một câu chuyện kỳ diệu và khi em quặn đau dữ dội, ông làm cho nó hết ngay. Ông ấy thật là bậc kỳ tài. Ông đúng là kỳ tài, bác sĩ ạ. Em say thuốc rồi, tôi nói. Em biết mà, nhưng anh đừng nói như thế. Rồi nàng tiếp. Cho tôi thuốc đi, cho tôi thuốc nữa đi. Nàng giữ chặt chiếc mặt nạ và thở từng chặt. Nàng hít mạnh và lâu, rồi nàng thở dài, và bác sĩ đưa tay trái gỡ chiếc mặt nạ ra cho nàng. Cơn đau vừa rồi dữ dội lắm, giọng nàng thật khác lạ em không bị nguy hiểm gì đâu anh yêu ạ em đã khỏi chết rồi anh có bằng lòng không cầu cho em tai qua nạn khỏi không em chẳng sợ đâu em sẽ không chết đâu anh yêu dấu bà đừng nói dại thế bác sĩ nói bà đừng chết để ông cô độc ồ không tôi không chết đâu tôi không muốn chết ai lại điên mà đi chết như thế ôi nó lại đau đấy cho tôi một lát sau bị bác sĩ nói ông henry ông nên ra ngoài một lát để tôi thăm thai cho bà ấy bác sĩ muốn khám xem em thế nào rồi lát nữa anh có thể trở lại anh yêu nhé phải thế không thưa bác sĩ catherine nói phải tôi sẽ cho gọi khi nào ông có thể trở lại được tôi bước ra và theo hành lang tới căn phòng nơi catherine sẽ nằm sau khi xanh tôi ngồi trên một chiếc ghế nhìn quanh gian phòng trong túi tôi có tờ báo mua lúc đi ăn trưa tôi lấy ra đọc một lát sau tôi ngừng đọc tắt đèn nhìn màn đêm phủ kín bên ngoài Tôi tự hỏi là sao bác sĩ chưa gọi cho tôi? Có lẽ không có tôi ở đó thì có lợi hơn. Hẳn là ông ta muốn tôi lánh đi một lúc. Tôi nhìn đồng hồ. Trong 10 phút nữa, nếu ông ta không cho gọi thì tôi vẫn cứ trở lại. Tội nghiệp Catherine yêu quý. Tội nghiệp. Đó là giá phải trả cho những buổi ân ái. Đó là kết thúc của cạm bấy. Đó là kết tinh của tình ái. Ấy là nhờ trời còn có chất thuốc mê. Không biết nhưng trước khi tìm ra được thuốc mê thì những chuyện gì đã xảy ra. Lúc mang bầu, Catherine rất khỏe khoắn, đâu có mệt nhọc gì. Chỉ hơi khó ở một chút thôi. Thời gian cuối nàng mới thấy khó chịu. Và cuối cùng nàng mới chịu sự đau đớn. Không cách gì thoát khỏi. Thoát ra ư. Ừ, giả sử chúng tôi có cưới nhau năm mười lần, thì kết quả cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng rủ nàng chết thì sao? Không, nàng sẽ không chết đâu. Ngày nay không ai chết vì sanh đẻ cả nhưng ông chồng ai cũng nghĩ như thế cả ừ nhưng nàng chết thì sao nàng không chết đâu nàng chỉ đau đớn một chút thôi đẻ con so thì thường lâu lắc hơn đó là phút khó khăn phải trải qua thôi sau này khi nhắc tới giây phút khó khăn ấy nàng sẽ bảo à thật ra cũng chẳng có gì là ghê gớm cả nhưng nếu nàng chết thì sao nàng không thể chết được cơ mà đừng có nghĩ dại đó chỉ là một phút khó khăn thôi đó chỉ là luật tự nhiên cả tạo hóa bắt nàng phải như vậy Danh con so thì phải như vậy, bao giờ cũng lâu. Phải, nhưng rồi nếu nàng chết thì sao? Nàng không thể chết được. Tại sao lại chết? Có lý nào lại chết được? Chỉ đơn giản là một đứa trẻ sắp chào đời. Kết quả của những đêm thần tiên ở Milan, nó tạo ra những phiền muộn. Nhưng khi đã sanh rồi, nó sẽ được chăm sóc và thương mến. Nhưng nếu nàng chết thì sao? Không, nàng sẽ không chết đâu. Nhưng rồi nàng chết thì sao? Nàng không sao đâu, nàng mạnh khỏe lắm mà. Nhưng, nhưng rủi nàng chết thì sao? Nàng không thể chết được, nhưng rủi nàng chết thật thì sao? Hử? Làm thế nào đây nếu rủi nàng chết? Bác sĩ bước vào phòng. Thế nào, có khá ăn không thưa bác sĩ? Không khá, ông ta nói. Bác sĩ nói sao? Thì như vậy đó, tôi đã khám. Ông kể chi tiết về vụ khám nghiệm. Tôi đã thử chờ xem, nhưng không khá. Thế bây giờ bác sĩ khuyên tôi phải làm gì? có hai cách, hoặc dùng kẹp gấp, làm thế có thể bị rách thịt nguy hiểm, gây thương thích cho đứa bé, hoặc là mổ. Mổ thì nguy hiểm như thế nào? Rủi nàng chết thì sao? Mổ thì cũng không nguy hiểm gì hơn lối xanh thông thường. Chính bác sĩ sẽ tự tay mổ chứ ạ? À? Phải, có lẽ phải mất một tiếng đồng hồ để sửa soạn đầu mổ và kiếm một người phụ mổ có thể nhanh hơn. Bác sĩ khuyên tôi thế nào? Tôi thì tôi khuyên nên mổ. Nếu là nhà tôi thì nhất định tôi mổ hậu quả sau này sẽ ra sao không có gì chỉ một vết sẹo là cùng có sợ bị nhiễm trùng không ít hơn là theo cách kẹp và nếu đợi không làm gì cả thế nào thì rồi cũng phải tiến hành điều gì đó bà henry đã mất sức rồi càng mổ sớm càng hay vậy nếu được thì bác sĩ mổ ngay đi cho tôi nói để tôi đi chỉ dẫn tôi đến phòng xanh cô y tá ở đó với catherine nàng nằm bệt trên sàn đẫy đà dưới lớp chăn, trông tái mét và mệt mỏi. Nàng hỏi tôi, anh có nói với bác sĩ là ông ta có thể mổ được không? Không sao đâu, chỉ độ một giờ đồng hồ là sẽ xong cả mà. Em không chịu nổi nữa anh à, em kiệt sức rồi. Làm ơn cho em cái đó đi, cái đó đối với em không sao đâu. Bà hít mạnh vào. Tôi hít mạnh vào rồi, không ăn thua gì nữa. Không thấy gì hết. Lấy ông khác thử coi. Tôi nói với cô y tá. Đó là ông mới đấy. Em thật ngốc, anh yêu, Catherine nói. Nhưng sao nó không có kết quả gì hết vậy? Nàng òa lên khóc. Ôi, em, em, em chỉ ước mong việc sinh nở sẽ không làm phiền đến ai. Thế mà giờ đây hết rồi. Em kiệt sức nhưng điều đó đối với em chẳng sao. Hoàn toàn không có chuyện gì, anh yêu. Em có chết cũng chẳng tiếc gì miễn sao cho dừng các cơn đau. Ôi, anh yêu, làm sao cho nó dừng các cơn đau dùm em? Nó lại đau nữa đây. Ôi cha, ôi. Nàng vừa thở vừa thổn thức trong mặt nạ. Không kết quả gì hết, không kết quả gì hết, không kết quả gì hết. Đừng kể gì đến em, anh yêu. Em van anh đừng khóc, đừng chú ý gì đến em, em kiệt sức quá rồi. Anh đau khổ, em yêu anh nhiều. Em sẽ biết điều lần này, em sẽ biết điều. Người ta không thể cho tôi cái gì à? Để anh cho máy chạy, anh mở hết số đây này. Tôi vặn tay quay đến hết mức và trong khi nàng hít thật sâu, tay nàng buông trước mặt nạ tôi khóa hơi và nhấc nó ra nàng có vẻ như vừa hoàn hồn thật là tuyệt anh yêu ạ à. ôi anh tốt với em quá hãy can đảm lên anh không thể làm mãi thế được nó có thể làm nguy đến tính mạng em em hết can đảm rồi anh yêu em kiệt sức rồi người ta làm em kiệt sức rồi em thấy thế mọi người đều ở đây cả nhưng mà khiếp quá họ để cho mình cầm cự cho đến lúc sức cùng lực kiệt chỉ một giờ đồng hồ là xong cả Vậy hả anh? Anh yêu quý ơi, em sẽ không chết hả anh? Không, anh đoán chắc với em là không. Em không muốn chết và để lại anh, nhưng em mệt quá. Và em thấy như em sắp từ giã cõi đời. Em đừng nói dại, ai ai cũng có cảm giác thế cả. Đôi khi em biết chắc rằng em sắp chết. Không, em sẽ không chết đâu, em không thể chết được. Nhưng ngộ chữ em chết thì sao? Anh sẽ không để cho em chết đâu. Cho em cái đó mau đi, cho em đi, rồi nàng tiếp em sẽ không chết đâu, em sẽ không để cho mình chết đâu. Dĩ nhiên là em sẽ không chết đâu. Anh sẽ ở đây với em nhé. Anh ở đây cũng chỉ nhìn xuống. Không, miễn là anh ở đây với em. Nhất định là anh sẽ luôn luôn ở bên em. Anh tận tình với em quá. Mau đưa đây cho em. Đưa cho em đi, không ăn thua gì cả. Tôi vặn kim đồng hồ tới số 3, rồi số 4. Tôi chỉ mong bác sĩ trở lại. Tôi sợ những con số trên hai. Cuối cùng một bác sĩ mới và hai cô y tá bước. Họ đặt Catherine lên chiếc cáng có bánh xe lăn rồi chúng tôi đi với ra hành lang. Chiếc cáng được đẩy nhanh dọc theo hành lang rồi vào thang máy. Mọi người phải đứng nép vào vách thang cho động chỗ. Rồi thang máy lên, cửa mở và trên bánh xe cao su, chiếc cáng được đưa ra khỏi thang, đẩy dọc theo hành lang tới phòng mổ. Tôi không nhận ra bác sĩ với chứng mũ trùm kín đầu và chiếc khẩu trang. Có thêm một bác sĩ khác và nhiều y tá nữa. Phải cho tôi cái gì chứ?" Catherine nói. "Phải cho tôi cái gì chứ?" "Ôi, bác sĩ ơi, hãy cho tôi cái gì để tôi đỡ đau một chút." Một bác sĩ đặt chiếc mặt nạ lên mặt nàng. Qua cửa, tôi nhìn thấy phòng mổ sáng trưng. "Ông có thể ngồi ở gần đằng kia." Một cô y tá bảo tôi thế. Có những chiếc ghế dài đặt sau lan can trông xuống chiếc bàn mổ trắng, sáng chói ánh đèn. Tôi nhìn Catherine, chiếc mặt nạ đặt trên mặt và bây giờ thì nàng im lặng người ta đẩy chiếc cáng tới tôi đi ra ngoài và bước dọc theo hành lang hai cô y tá vội vã đi vào cửa sắp mổ rồi đấy một cô nói sắp tiến hành mổ để lấy hài nhi ra cô kia cười chúng mình đến thật đúng lúc thật là may họ bước qua cửa dẫn đến hành lang một cô y tá khác tới cô này cũng có vẻ vội vàng vào lối này đi vào đi cô cô ta nói không tôi ở ngoài cô ta lật đật bước vào tôi đi bách bộ ở hành lang Tôi sợ nên không dám vào. Tôi nhìn qua cửa sổ. Trời tối, nhưng nhờ ánh đèn qua cửa sổ, tôi có thể trông thấy được trời đang mưa. Tôi bước vào một căn phòng ẩm mãi cuối hành lang, đứng xem những tờ nhãn dán trên chai lọ đặt trong tủ kính. Rồi tôi lại bước ra chờ hành lang, mắt dán vào cửa phòng mổ. Mộ. Một bác sĩ bước ra, theo sau là một cô y tá. Ông ta cầm trong tay một vật gì giống như một con thỏ bị lột ra, Ông bước nhanh qua hành lang và biến mất sau một cánh cửa khác. Tôi tiến đến cánh cửa mà bác sĩ đửa vừa đi vào. Xem ông ta làm gì với một trẻ lọt lòng. Ông ta nâng Hải Nhi lên cho tôi xem. Ông nắm gót chân đứa nhỏ và phát mạnh vào người nó. Đứa bé có khá không? Tuyệt, nó cân đến 5 kg. Tôi hoàn toàn rừng rưng đối với đứa nhỏ. Nó có vẻ xa lạ với tôi. Tôi không cảm thấy chút tình phụ tử nào cả. Ông không thấy hãnh diện vì đứa con à? Cô y tá nói họ đang tắm và bọc nó lại tôi nhìn thấy một khuôn mặt đen và bàn tay nhỏ xíu cũng đen nhưng tôi không thấy nó cựa quậy cũng không nghe nó khóc vị bác sĩ lại bận rộn với nó gì đó nữa ông cũng có vẻ bối rối không tôi nói nó suýt giết mẹ nó ồ tội nghiệp có vài lỗi tại nó đâu thế ông không muốn có một đứa con trai à không tôi đáp bác sĩ rất bận rộn ông nắm chân và phát mạnh vào người nó tôi không đứng nhìn nó ở đấy nữa. Tôi lại bước ra hành lang. Bây giờ thì tôi đi thăm nàng được rồi. Tôi bước qua cửa và tới phòng. Các cô y tá ngồi chỗ lan can làm hiệu cho tôi xuống chỗ họ. Tôi lắc đầu, cho tôi đứng trông khá rõ rồi. Tôi nghĩ rằng Catherine đã chết. Nàng giống như một xác chết. Mặt nàng mà tôi thấy được, sám ngắt, phía dưới của ánh đèn. Vì bác sĩ đang khâu lại vết mồ mà những chiếc kẹp banh lớn ra một vị bác sĩ khác đeo mặt nạ, đang cho thuốc mê. Hai nữ y tá đeo khẩu trang đứng trao dụng cụ. Quang cảnh y hệt một pháp đình trời thời trung cổ. Nhìn cảnh đó, tôi biết rằng nếu muốn thì tôi đã được chứng kiến đầy đủ. Nhưng tôi mừng là mình không đứng coi. Tôi không tin rằng tôi lại có thể đứng nhìn họ mổ xe. Nhưng tôi nhìn cái vành tròn vết thương mà vị bác sĩ, khéo tay như một bác thợ sửa giày, đang khâu kín lại bằng những nhát kim lớn. Tôi mừng thầm. Khi vết mổ được khâu kín lại xong, tôi quay ra đi bách bộ trong hành lang. Một lát sau bác sĩ đi tới, tôi hỏi, nhà tôi thế nào? Bà ấy khỏe, ông có mục kích cuộc giải phẫu không? Ông ta có vẻ mệt mỏi. Tôi đã thấy ông khâu lại, vết mổ có vẻ dài lắm. Ông đã thấy à? Vâng, vết sẹo rồi có xẹp xuống không? Có chứ. Một lát sau, họ đẩy chiếc cáng có bánh xe cao su đưa nhanh qua hành lang tới thang máy tôi đi bên cạnh catherine đang rên rỉ xuống tới phòng dưới họ đặt nàng lên giường tôi ngồi trên ghế phía đầu giường của nàng trong phòng có một cô y tá tôi đứng bên cạnh giường trong phòng tối đen catherine đưa tay ra và nói này anh yêu giọng của nàng yếu ớt và mệt nhọc em em yêu của anh đứa bé trai hay gái chị đừng nói chuyện cô y tá bảo con trai nó dài to và đen nó khỏe chứ ừ khỏe lắm tôi nói tôi thấy cô y tá nhìn tôi với dáng điệu khác thường em mệt quá sức và đau nữa còn anh anh có khỏe không anh yêu anh vẫn mạnh thôi em đừng nói chuyện nữa anh lo lắng cho em quá ôi anh yêu của em em đau quá trông nó giống gì nhỉ Trông nó giống như một con thỏ bị lột da, với cái mặt nhỏ tí rúm gió như mặt một ông già. Anh nên đi ra thì hơn, cô y tá nói. Bà Henry không nên nói chuyện. Tôi sẽ ở ngoài cửa. Anh nên đi ăn một chút gì đi. Không, anh sẽ ở ngoài cửa. Tôi hôn Catherine. Da nàng sáng ngắt, vẻ yếu ớt và mệt nhọc. Tôi nói với cô y tá. Tôi có thể nói ít lời với cô được chăng? cô ta cùng đi với tôi ra hành lang tôi đi vài bước rồi hỏi đứa bé làm sao thế ông không hay biết gì à không nó không còn sống chết rồi à người ta không thể nào làm cho nó thở được nó có tràng hoa hay vật gì như thế này quấn quanh cổ vậy là nó chết rồi à vâng thật ổn một đứa bé xinh đẹp tôi cứ tưởng là ông đã biết không tôi nói Cô nên trở lại với nhà tôi. Tôi ngồi trên ghế, trước một chiếc bàn. Cạnh đó treo những bản báo cáo của cô y tá. Và nhìn qua khung cửa sổ. Tôi chỉ thấy một màu đen. Và mưa rơi trong ánh đèn rọi ra từ cửa sổ. À, ra thế đấy. Đứa bé chết rồi. Vì thế bác sĩ có vẻ mệt mỏi. Nhưng tại sao họ lại làm thế trong căn phòng? có lẽ họ nghĩ rằng đứa bé sẽ tỉnh lại và thở được tôi không theo đạo nhưng hiểu rằng lẽ ra đứa bé phải được rửa tội tuy nhiên nếu nó đã chẳng thở được tí nào nghĩa là nó không sống ngoại trừ lúc còn trong bào thai tôi thường thấy nó đạp nhiều lần nhưng trong tuần lễ cuối cùng thì không còn thấy nữa có lẽ lúc ấy nó đã chết ngạt rồi tội nghiệp đứa hải nhi Tôi muốn chết ngạt như thế để khỏi phải trải qua những giờ phút hấp hối. Bây giờ thì Catherine sẽ chết. Ai cũng vậy. Ai cũng phải chết. Chết mà không hiểu thế nào là cái chết. Không khi nào có thì giờ cho mình luật lệ, hoặc mình hơi lầm lỗi là họ giết mình ngay. Hoặc giả chết vô cớ như Amo, hoặc giả bị dương mai như Rinaldi. Nhưng được cuối cùng mình cũng chết. Cứ tin như vậy đi, cứ kiên tâm đi rồi sẽ đến lượt mình có lần ở trại tôi liệu một khúc củi đầy kiến vào đống lửa Thì khúc củi cháy bọn kiến bò tứ tung và lúc đầu còn chạy nhào tới chỗ có ngọn lửa sau chúng quay lại chạy tới đầu kia khúc củi đến khi chúng bám đầy ở đầu khúc củi thì chúng lại rớt vào đống lửa có vài con chạy thoát thân mình cháy xém và xẹp lép chúng chạy mà không rõ sẽ chạy đi đâu nhưng phần đông đều tới phía ngọn lửa rồi lại bò tới đầu bên kia để rồi tụ tập tại đó và cuối cùng rơi vào ngọn lửa. Tôi còn nhớ lúc đó tôi tưởng tượng rằng đó là giờ tận thế và đó là cơ hội duy nhất để đóng vai trò chúa cứu thế bằng cách kéo khúc củi ra khỏi ngọn lửa và ném nó vào chỗ nào đó cho lũ kiến có thể trốn vào đất được. Nhưng tôi chỉ tưới khúc củi bằng chỗ nước trong cái ly để khi hết nước tôi đựng rượu whisky và với nước. Tôi nghĩ rằng nước dội lên khúc củi đang cháy chỉ tổ làm cho lũ kiến bị phỏng. Và bây giờ, thì tôi đang ngồi trong hành lang để chờ nghe ngóng về bệnh tình của Catherine. Một lúc, vì y tá đi chậm, tôi bước tới mở cửa nhẹ nhẹ nhìn vào trong. Mới đầu tôi không trông thấy gì vì đèn ở hành lang sáng chói mà trong phòng lại tối om. Nhưng rồi tôi nhìn thấy cô y tá ngồi ở đầu giường và đầu Catherine đặt trên gối, Toàn thân nàng dẹp lép dưới lớp chăn. Cô y tá đè một ngón tay lên môi ra hiệu rồi đi ra cửa. Nàng ra sao? Tôi hỏi. Bà khỏe, ông đi ăn đi. Rồi một lát nữa ông trở lại nếu ông muốn. Tôi đi dọc theo hành lang, xuống thang và bước ra khỏi cổng bệnh viện. Theo con đường tối om đến tiệm cà phê dưới cơn mưa. Đèn trong tiệm sáng trưng và mấy bàn đều chặt hết. Tôi không tìm ra chỗ trống, một anh bồi bàn tới đỡ lấy chiếc áo choàng ướt và chiếc mũ của tôi rồi chỉ một chỗ ngồi mà trước mặt là một ông già đang uống bia và xem báo chiều tôi ngồi xuống và hỏi anh bồi bàn món ăn trong ngày bò ragu nhưng hết rồi thế bây giờ có gì ăn trứng với giam bông trứng với pho mát hay dưa cải bắp tôi đã ăn dưa cải bắp hồi trưa rồi vâng đúng rồi ông đã dùng dưa cải bắp lúc trưa à phải rồi anh là một người vào độ trung niên, đầu hói với vài sợi tóc lưa thưa, nét mặt dễ mến. Thế ông dùng món gì? Trứng với giam bông hay trứng với pho mát? Trứng giam bông và rượu bia. Một uh, bia nâu ly nhỏ chứ? Được. Tôi nhớ hồi trưa ông cũng uống một uh, bia nâu ly nhỏ. Tôi dùng món trứng giam bông và uống bia. Món giam bông trứng đặt trong một chiếc đĩa tròn, giam bông ở dưới và trứng ở trên. Món ấy nóng quá, và khi ăn chiếc đợt đầu tiên, tôi phải hớp một ngụm bia cho khỏi bỏng miệng. Tôi cũng khá đói nên kêu anh bồi đem thêm một đĩa nữa và uống mấy ly bia. Tôi không nghĩ gì cả và đọc tờ báo của ông ngồi trước mặt. Đó là đề tài về phòng tuyến của anh bị chọc thủng. Khi biết rằng tôi đang xem mặt sau tờ báo của ông thì ông ta gấp lại. Tôi định gọi bồi cho một tờ báo nhưng lại không thể tập trung tư tưởng. Bên trong tiệm cà phê rất nóng và không khí khó thở. Nhiều khách trong tiệm quen biết nhau có nhiều người đang chơi bài bồi bàn lăng xăng lo bưng rượu đến các bạn hai người khách mới vào đứng nhìn quanh vì không còn chỗ trống đứng tạm trước bàn của tôi tôi gọi thêm một ly bia nữa tôi chưa muốn trở về nhà hậu sinh vội vì còn sớm quá tôi cố không nghĩ ngợi gì cả và giữ bình tĩnh tuyệt đối hai người đứng chờ một lát không có chỗ trống lại bước ra tôi uống thêm một ly bia nữa trên bàn trước mặt tôi bây giờ có cả một chồng đĩa ông ngồi trước mặt tôi đã gỡ kính cất vào hộp xếp tờ báo lại bỏ túi rồi cầm lấy rượu mùi nhìn quanh phòng bỗng nhiên tôi thấy cần phải trở lại bệnh viện tôi gọi bồi tính tiền rồi khoác áo đội mũ và bước ra cửa tôi rảo bước dưới cơn mưa đến bệnh viện tới hành lang tôi gặp cô y tá vừa mới đi xuống tôi mới gọi dây đến nói đến khách sạn của ông cô ta nói tôi giật mình đánh thót có chuyện gì thế tôi hỏi bà hành thi bị băng huyết tôi vào được không không chưa vào được các có bác sĩ đang ở trong ấy với bà có nguy không rất nguy hiểm cô ta trả lời rồi vội vã vào phòng khép cửa lại tôi ngồi ngoài hành lang đầu óc tôi trống rỗng hoang mang tôi không biết tính sao và cũng không thể tính gì được cả tôi biết rằng nàng sắp từ giã cuộc sống và tôi cầu nguyện cho nàng đừng chết cô y tá mở cửa và vẫy tay gọi tôi tôi theo cô ta vào phòng catherine không ngước nhìn khi tôi vừa bước vào tôi vội đến gần giường vị bác sĩ đứng cạnh giường phía bên kia catherine nhìn tôi nhếch môi tôi gục mặt xuống giường khóc òa à, tội nghiệp mình catherine nói xe sẽ ra mặt nàng sám ngắt không sao đâu catherine ạ à. em sắp mạnh hẳn em sắp chết ngừng một giây nàng nói tiếp em không muốn em không muốn tôi nắm lấy tay nàng đừng chạm vào em nàng nói Tôi buông tay nàng ra, nàng mỉm cười. Tội nghiệp mình quá. Được, nào, mình cứ nắm lấy tay em đi. Em sẽ mạnh, Catherine ạ. À. Anh biết em sẽ mạnh. Em đã muốn viết cho anh bức thư phòng khi có chuyện gì, nhưng em không viết được. Em có muốn anh mời một vị linh mục hay một ai khác tới thăm em hay không? Chỉ một anh thôi, một lát sau nặng tiếp. Em không sợ chết, nhưng ý nghĩ về cái chết làm em khiếp bà đừng nói nhiều thế bác sĩ bảo vâng catherine bảo em có cần anh làm việc gì không catherine hay là anh đi kiếm cho em cái gì chăng không rồi một lát sau nàng tiếp những kỷ niệm chung sống giữa chúng ta xin anh đừng san sẻ với người đàn bà nào khác anh nhé và những lời ân ái xin anh đừng trao gửi cho một ai khác anh nhé không bao giờ nhưng dù sao em cũng muốn anh có một phụ nữ khác anh không thích. Bà nói chuyện nhiều quá, bác sĩ nói. Ông Henry cần phải ra ngoài. Ông ấy có thể trở lại sau. Bà không chết đâu, bà đừng nói dại. Vâng, Catherine nói. Đêm đêm sẽ có em đến bên cạnh anh. Nàng nói với vẻ rất khó khăn. Xin ông hãy ra khỏi phòng, bác sĩ bảo. Đừng để bái nói. Catherine mặt nhợt nhạt hướng về phía tôi. Chớp mắt. Anh sẽ chờ ở cửa, tôi nói đừng lo ngại gì anh nhé em chẳng lo sợ tí nào cả đó chỉ là một trò đùa xấu xa thế thôi em can đảm lên em yêu quý của anh tôi chờ ngoài hành lang tôi chờ rất lâu cô y tá mở cửa đến gần tôi và nói bà hans đi trầm trọng lắm tôi sợ bà nàng đã chết rồi sao chưa nhưng bà đã mê man rồi hình như nàng băng huyết nhiều không sao ngăn nổi. Tôi vào phòng với Catherine, và ở đó cho đến khi nàng tắt thở. Nàng không hồi tỉnh, và chẳng bao lâu thì chết. Trong hành lang, tôi hỏi bác sĩ. Tôi phải làm gì trong đêm nay? Không, không gì cả. để tôi đưa ông về khách sạn nhé. Thôi, cảm ơn bác sĩ. Tôi muốn nán lại đây giây lát tôi tôi không biết nói gì hơn tôi không thể nói với ông rằng không tôi nói không có gì để nói cả tạm biệt ông ta nói ông thật không muốn tôi đưa ông về khách sạn à thôi cảm ơn bác sĩ chỉ có cách đó thôi cuộc giải phẫu chứng tỏ rằng tôi không còn muốn nhắc tới chuyện ấy nữa tôi muốn được đưa ông về khách sạn thôi cảm ơn bác sĩ ông khuất dần trong hành lang tôi đến gần cửa phòng một cô y tá nói ông không được vào bây giờ xin lỗi cô tôi nói ông chưa được vào bây giờ cô đi ra đi cả cô kia nữa tôi nói nhưng sau khi bảo họ đi ra và đóng cửa tắt đèn tôi hiểu rằng tất cả đều vô ích cũng không khác nào lời nói từ biệt trước một pho tượng một lát sau tôi bước ra khỏi phòng rời bệnh viện và tôi trở về khách sạn dưới trời mưa